mà là bọn họ đều đã ngủ. Là quân cùng Lam Tử Y liền nói chuyện ngủ ngon, như thế về sau, hắn mới trở lại gian phòng của mình bên trong. Về đến phòng về sau, là quân trên giường ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại về sau, bắt đầu ngưng thần mặc niệm Tiểu Long. Đầu hắn bên trong cũng muốn tất cả đều là Tiểu Long. Là quân hết sức chuyên chú, tâm thần hợp nhất. Không lâu sau về sau, loại kia kỳ diệu cảm ứng thật xuất hiện. Là quân tại trong não vực nhìn thấy một hình ảnh loại này hình ảnh là từ sóng điện não tạo thành, thì theo giống như nằm mơ. La quân trông thấy tiểu long đang rung nham bên trong ngao du. Nó tại tu luyện, mà lại lúc này, tiểu long cũng cảm ứng được la quân. Nó đột nhiên xông ra dung nham. Thứ này lại có thể là tại một chỗ núi lửa địa chỗ sâu, xem ra tiểu long rời đi la quân về sau, thật sự là một mực đang khổ tâm tu luyện, lại là cũng không có chỗ lười biếng. Tiểu long tại la quân trong não vực ân một tiếng, ý là hỏi thăm la quân làm vung la quân liền nói ra nhanh chóng trở về ta cần ngươi hỗ trợ tiểu long hừ một tiếng sau đó chặt đứt theo la quân liên lạc la quân mở mắt ra về sau không khỏi cười một tiếng hắn biết tiểu long là vẫn luôn kéo không xuống mặt hắn cũng biết tiểu long nhất định sẽ trở về như thế về sau la quân mới ngã đầu thì ngủ liên tục bôn ba nhiều ngày như vậy hắn cũng thật là mệt mỏi ngày thứ hai trời mới vừa sáng hôm nay khí trời có chút âm trầm hơn nữa còn có bác phong tại ngoài cửa sổ gào thét nhưng ngay lúc này bên ngoài truyền đến vang rất lớn động âm thanh còn có người làm nhóm tiếng thét chói tai la quần bị kinh ngạc vội vàng mặc quần áo quần hướng ra ngoài chạy tới nơi nào đến nhiệt xúc cũng dám ở chỗ này dương oai nhưng mà trước hết nhất lao ra người lại là ma la trong đình viện Ma La đang cùng Tiểu Long rằng co lấy. Tiểu Long kinh lịch 500 năm tang thương, sớm đã không phải là cái kia đơn thuần hội giả ngây thơ Tiểu Long. Nó bay tới về sau, còn không sao cả dạng liền bị Ma La mắng nhiệt xúc. Tiểu Long lúc đầu tâm lý cũng có chút vặn vẹo, lúc này liền càng thêm giận, nó gào thét một tiếng, phẫn nộ nhìn lấy Ma La. Ma La cũng liền lập tức cảm nhận được Tiểu Long khiêu khích. Hắn nơi nào sẽ đem một con rồng để vào mắt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, Nói ra, người cái này nhiệt xúc. Khác a, à, là quân sau khi đi ra, một tiếng khác còn chưa hô xong, Tiểu Long bỗng nhiên thân thể hất lên, cái đuôi lớn liền đột nhiên hướng phía Ma La quất đánh tới. Muốn đến lúc này Tiểu Long tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết cái này Ma La nếu là từ nhỏ uy phủ trong phòng đi ra, vậy liền không là địch nhân. Cho nên nó không có trực tiếp dùng tới nó lôi điện thần hỏa. Hai người này tính tình đều là cổ quái, một lời không hợp thì đánh nhau phải nói trên cơ bản tiểu long thì không nói một câu cái kia cái đuôi lớn ẩm ẩm quét tới nhất thời kình phong lăn lộn bụi đất tung bay ma la mắt tối sầm lại cái kia cái đuôi lớn tựa như một tòa thái sơn quét ngang mà đến trong nháy mắt chính là giả thiên tế nhật thảo ma la phanh một tiếng liền bị quét bay ra ngoài tiểu long lần này quét sau khi ra ngoài nó trong lòng vẫn là làm cái lộp bộp sẽ không phải chết đi người này ngôn ngữ phách lối như vậy bản sự như thế nào như vậy không tốt tiểu long tâm lý còn đang nghĩ như vậy ma la sau khi té ra ngoài đem một bức tường trực tiếp đụng nát tiếp theo bóng người lóe lên ma la đã hiện lên đến hắn tốc độ cực nhanh liền trực tiếp lướt đến sau đó một thanh thì cưỡi đến tiểu long trên đầu ma la một tay nắm lấy tiểu long một cái long rác sau đó liền vòng một cái khác quyền mãnh liệt đánh tiểu long hắn quyền lực dọa người nhất quyền đánh xuống tiểu long cũng là đau đến nhe răng trợn mắt cái này tiểu long hoàn toàn nổi giận nó giống một tiếng thủ lĩnh mãnh liệt phung cái này hất lên lực lượng cường đại vô cùng nhưng ma la lại là vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào tiểu nhiệt xúc còn dám theo ra ra người ta phản kháng đánh chết ngươi ma la tiếp lấy lại là hai quyền giống tiểu long nổi giận vô cùng thân thể nó bỗng nhiên trở nên kỳ nóng vô cùng ma la lập tức cũng cảm giác được cốt tiểu long nổi giận gầm lên một tiếng nói ra lại không lăn ta thì giết ngươi ngươi cái này nhiệt xúc ha ha lão tử sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có bị người giết chết qua ngươi có bản lĩnh có thể giết chết lão tử lão tử thì phục ngươi hắn nói xong lại đánh tiểu long nhất quyền tiểu long giận tím mặt trong cơ thể nó lôi điện chân hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực lên cái kia long văn tinh cương lân phiến cũng lập tức bị nung đỏ bốn phía nhiệt độ không khí cấp tốc kéo lên, bức người sóng nhiệt phát ra. Lúc này, làm tử y, kiều ngưng, phân lôi nhi, nhiếp nghị nương cũng liền đều đi ra. Mọi người vừa ra tới, liền nhìn thấy cái này náo nhiệt tràng cảnh. Làm cái gì vậy, kiều ngưng lo lắng. Là quân liền đối với kiều ngưng cười một tiếng, nói ra, ngã không nóng nảy, hai người này, ta xem ai có thể làm được qua người nào. Kiều ngưng nói ra, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đem lời nghẹn trở về, tốt kha à, nàng cũng có chút hiếu kỳ ma la lập tức cảm giác được tiểu long cổ quái có chút y tứ có điều ngươi thì chút bản lãnh này là còn chưa đủ ma la nói ra tiểu long thân thể bỗng nhiên co lại nhỏ một chút đồng thời cái đuôi lớn cùng thân thể quấn quanh mà đến trong nháy mắt liền đem ma la quấn lấy tiếp theo thân thể nó thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa tới tiểu long cũng phát giác được ma la cổ quái cho nên nó toàn lực xuất thủ ma la khẽ nhíu mày hắn y phục trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi trên da cũng xuất hiện màu đen kinh mạch giống ma la bạo giống một tiếng hắn thân thể trong nháy mắt lớn mạnh sau cùng cũng thay đổi thành màu đen quái thú buông ra ma la móng vuốt lớn đập tiểu đầu rồng tiểu long bạo giống sau đó trên thân liệt hỏa càng phát ra lợi hại sau cùng mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa hừng hực đem ma la vô tận đốt cháy ma la ngao ngao kêu lên hắn cũng là cảm nhận được đau có thể ra hỏa này lân giác, còn có tế bào thế mà tại bắt đầu cấp tốc tiến hóa. Buông ra, buông ra, ma la bạo đánh nhỏ long. Tiểu long cũng là trong lòng líu lưỡi, rơi vào đường cùng, đem ma la buông ra. Ma la được từ từ, cấp tốc thoát đi ra tiểu long bao khỏa. Tiểu long vừa nghiêng đầu, liền hướng ma la phun ra ra cường hãn lôi điện thần hỏa trụ. Ma la tránh tránh không khỏi, liền dùng cánh tay ngăn trở cái kia lôi điện thần hỏa trụ cường hãn phần sát ma la, ma la cánh tay lân giáp bắt đầu biến hóa. Giống, ma la đột nhiên thì đón lôi điện thần hỏa trụ hướng phía trước phóng đi, trong nháy mắt thì vào tới tiểu long trước mặt. Hắn một chân đá ra, oanh một chút, tiểu long cũng liền ngã bay ra ngoài, sau cùng liền đem thiếu uy phủ đình, đại môn toàn bộ đụng nát, đồng thời bởi vì trên người nó liệt hỏa, tiểu long những nơi đi qua, liền toàn thành than cốc. Ma la còn không tính xong, lại chạy giết đi qua hắn hiện tại biến thành người phần quái thú bộ dáng lão hổ không phát huy người coi lão tử là mèo bệnh a ma la tốc độ cực nhanh bước ra một bước chính là mấy chục mét mà lại bước ra một bước lúc toàn bộ thiếu uy phủ đô là chấn động tiểu long lập tức xoay người tiếp lấy cái đuôi lớn mãnh liệt quét ầm um, ma la thì lại bị quét bay trở về liền đem thiếu uy phủ đình trước cột trụ hành lang đụng nát mà mẹ nó Ma La nhảy lên một cái, liền muốn tiếp tục tiến công. Ngừng, La Quân thụ không, cái này bộ phim mặc dù tốt nhìn, nhưng lại đánh như vậy đi xuống, nhà đều muốn bị hủy. Hắn một thanh ngăn lại Ma La, Ma La đưa tay nhắc tới La Quân, chính là muốn đem La Quân ném ra bên ngoài. La Quân cũng không phải trước kia tiểu thái điểu, Ma La móng vuốt lớn chụp tới, hắn lập tức liền quát một tiếng đông lạnh. Lập tức, một đạo kỳ dày vô cùng băng tường hình thành. Ma la một chút chộp vào băng bên trên, hắn nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Con hàng này tính tình là cái bạo tính khí, mà lại hiện tại là ở vào trạng thái bùng nổ, sau đó sách chảo dồn sức đụng xuống tới. Nguồn sức mạnh này khai sơn liệt thạch. Oanh! Là quần địa sát chi tinh nhất thời bị ma la nện thành phấn vụn. Tiểu Long là người một nhà, là quân quát. Ma la nhất chảo quét tới, là quân nói, mà mẹ nó, điên. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc tránh đi. Tiểu Long lúc này cũng bay vào được. Nó nhìn thấy Ma La tại đánh La Quân. Không sai, lấy Tiểu Long thì giác chính là Ma La tại đánh La Quân. Sau đó Tiểu Gia hỏa này Tiểu Vũ trụ lại phẫn nộ. Nó cũng biết lôi điện thần hỏa không làm gì được Ma La, liền vừa lên trước, dùng cái đuôi lớn đem Ma La cho cuốn lấy. Trong nháy mắt, Tiểu Long liền đem Ma La cuốn lấy. Sau đó nó ngoác ra cái miệng rộng, đem Ma La cắn nửa thân thể. Ma La hiện tại cũng là cự nhân trạng thái tiểu long có thể một chút cắn hắn cái này cũng đã nói lên tiểu long thân thể là cỡ nào to lớn tiểu long hàm răng vô cùng sắc bén có thể nhưng cố không có thể đem ma la thân thể cắn nát ma la một chút thì níu lại tiểu long một cái nanh sau đó nhổ đến rơi xuống tiểu long tức điên nó từ cái này phía tây vương giới đụng sau khi đi ra thì lại chưa ăn qua dạng này thiệt thòi lớn nó mạnh mẽ vung trực tiếp đem ma la vung lên thiên không lần này lực lượng ma la bay ra ngàn mét độ cao. Tiểu Long ngao ô ngao ô gọi hai tiếng, sau đó cũng có chút hủy khuất nhìn về phía La Quân. La Quân cùng Kiều Ngưng liền cùng một chỗ bước nhanh đến Tiểu Long bên người. Tiểu Long thân thể lập tức co lại nhỏ rất nhiều, La Quân vỗ xuống nó đầu, nói ra, tiểu tử, người cũng có gặp được cọng rơm cứng thời điểm A. Tiểu Long bất mãn chừng La Quân liếc một chút, sau đó đầu liền tại Kiều Ngưng trên thân cỏ. Kiều Ngưng cũng oán niệm quái La Quân, nói ra người sao có thể nói như vậy rõ ràng là ma la trước nói năng lỗ mãng nàng lúc này giống như là bao che cho con mẫu thân la quân cười ha ha một tiếng nói ra tốt 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 tính toán ta nói sai lời nói tiểu long có thể tới hắn rất vui vẻ hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cùng tiểu long khoảng cách rút ngắn rất nhiều lam tử y cùng vân lôi nhi cũng đi lên phía trước lam tử y nói ra đây chính là tiểu long la quân nói ra không sai lam tử y hướng tiểu long mỉm cười nói ra người tiểu gia hỏa này tính khí cũng thật đúng là đầy đủ táo bạo ta nhìn người cái này lôi điện thần hỏa kỳ mạnh vô cùng có thể ngươi không may mắn hết lần này tới lần khác gặp gỡ ma la quái thai này ma la thân thể thiên hạ vô địch ngươi cùng hắn liều mạng khẳng định không phải là đối thủ a tiểu long lạnh hừ một tiếng nói ra ai nói ta không phải đối thủ của hắn hắn lại đến ta đem hắn tiếp tục hướng lên trời lên ném, ta đem hắn không ngừng ném, ném tới bầu khí quyển bên ngoài, ném tới hư không bên trong, ta nhìn hắn còn có thể làm sao. Làm tử y nao nao, theo rồi nói ra, xem ra tiểu gia hỏa ngươi cũng thật thông minh. Mọi người nói chuyện ở giữa, tiếp lấy oanh một tiếng, ma la rốt cục nện xuống đến, liền đem đình viện mặt đất ném ra một cái hố to tới. Bụi đất tung bay, mà mẹ nó, ma la mắng to một tiếng, từ trong hố nhảy ra hắn chả muốn tiếp tục động thủ lại nhìn thấy mọi người vây quanh tiểu long hắn không khỏi sững sờ tiểu long là nhi tử ta ma la người đừng làm loạn la quân nói với ma la ma la vẫy vẫy đầu hắn thân thể dần dần bắt đầu khôi phục bình thường ta dựa vào ma la đột nhiên muốn lên trên người mình y phục đều xấu hắn lập tức liền trước một bước lui vào trong nhà mọi người không khỏi nhịn không được cười lên ma la lúc trở ra đợi đã áo mũ chỉnh tề tiểu long thân thể lại lần nữa thu nhỏ sau cùng thế mà giống như tráng hán một kích cỡ tương đương nhẹ nhõm tiến vào trong phòng ma la cũng không mang thù sau khi đi vào cười ha ha một tiếng nói ra la quân người con tiểu long này bản sự không tệ đáng tiếc so ta còn thiếu một chút lam tử y nói ra vừa rồi tiểu long nói nó dự định đưa ngươi ném tới hư không bên trong không biết ngươi có biện pháp nào không trở về ma la nhất thời sắc mặt thay đổi hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Đồng thời, Ma La cũng có chút im lặng, mẹ chứng, gặp gỡ bọn này pháp lực cao thủ, nếu như bọn họ đều như thế vô lại lời nói, vậy mình thời gian thật sự là không dễ chịu a. À? Thân thể cường đại nhược điểm chính là không có pháp lực. Ma La thật đúng là sợ đám người này đem hắn cho ném tới không có cách nào về đến địa phương. Tiểu Long hung giữ mắt nhìn Ma La. Lam tử y bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói ra, lần này, Mala cùng Tiểu Long đều đến, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Hả, ý định gì? Mọi người lập tức đến hứng thú. Lam Tử Y nói ra, lần này đại chiến bên trong Mala hợp tác với Tiểu Long, Tiểu Long công kích Tựa Hồ duy nhất một số, nhưng là thân thể nó thuộc tính quá mạnh, người khác cũng cùng nó khó mà phối hợp, dễ dàng bị ngộ thương. Mà Mala liền không có cái này lo lắng. La Quân nghe vậy không khỏi hưng phấn, nói ra, mà Mala vừa vặn lại không biết bay. Có Tiểu Long, hắn cũng liền có thể bay lượn công kích. Ý kiến hay, Ma La nghe vậy cũng hưng phấn lên, tuy nhiên cùng Tiểu Long đánh một trầu. Nhưng Ma La đối Tiểu Long bản lĩnh chính xác thực bội phục cùng yêu thích. Ta không muốn cùng hắn hợp tác, càng không muốn cõng hắn. Tiểu Long quay đầu tức giận nói ra. Ma La nào nào, hắn sau đó thì vô liêm sỉ đến Tiểu Long trước mặt, nói ra, Tiểu ra hỏa, người không nên tức giận, mới vừa rồi là ta Ma La không đúng, ta giải thích với ngươi. Ngươi mới tiểu ra hỏa, tiểu long nói ra, ta hơn 500 tuổi, ta so ra ra ngươi tổ tông còn lớn hơn. Câu nói này, tiểu long nếu như theo la quân nói như vậy, còn tính là chính xác. Tiểu long cũng thật không có coi là ma la lớn đến bao nhiêu. Ma la nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, hắn nói ra, coi như ngươi có hơn 500 tuổi, nhưng là ở trước mặt ta, gọi ngươi một tiếng tiểu ra hỏa có thể tuyệt đối không sai. Ma la là tuyệt bức phiến cổ nhân vật, Tiểu Long ngẩn ngơ. Ma La còn nói thêm, huống hồ ngươi vẫn là con trai của La Quân. Ngươi cũng là nhi tử ta. La Quân vội ho một tiếng nói ra, mà mẹ nó, ngươi không muốn sách cái này một gốc giả dạ được hay không? Ma La đối La Quân im lặng nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, dù sao ngươi hôm nay là thanh Tiểu Long gây tức giận, về phần nó xa không tha thứ ngươi, theo không hợp tác với ngươi, vậy liền nhìn ngươi làm sao hống nó. Này chúng ta đều quản không, Ma la sau đó thì lại cùng tiểu long qua nói dóc. Mọi người liền đều cảm thấy buồn cười. Cũng là đến ăn điểm tâm thời gian, nhiếp mị nương qua an bài nhà bếp đem bữa sáng bưng đến trong phòng ăn. Tiểu rồng đi qua 500 năm tiến hóa, thân thể nó đã nắm giữ ngũ tạng lục phủ, cũng có thể ăn người bình thường ẩm thực. Có điều nó là không hội biến hóa thành hình người, bởi vì long hình thể đã là hoàn mỹ nhất hình thái. Chỉ có người tu luyện thành long, không có long tu luyện thành nhân đạo để ý. Ăn sáng xong về sau, nhiếp nhị nương cùng quản gia liền an bài công tượng tới sửa thiện tiểu long cùng ma la chỗ tổn hại đình viện cùng hành lang. Tại 10 giờ sáng thời điểm, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo, trong cùng một tên hoàng thượng ngự tiền thái giám mang theo hai người đến đây. Thiếu uy tướng quân, ngài có khách quý đến thăm, cái kia thái giám sau khi vào cửa, liền lớn tiếng nói. Là quân lập tức liền ra khỏi phòng tử, đến sân vườn bên trong, lúc này thiếu uy phủ đại môn đều là vỡ vụn, cái này có vẻ hơi chật vật. Mà tại cửa chính chỗ, một nữ tử trong mắt hơi kinh ngạc, hiển nhiên là đang đánh giá, nàng đại khái là cảm thấy kỳ quái, đại môn này tại sao có phá. Người tới là một tên hòa thượng, một nữ tử. Hòa thượng một thân màu trắng tăng y, từ tướng mạo đến xem, ước chừng chừng 30 tuổi, hắn mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực. Hòa thượng này cho người ta cảm giác chính là người vô hại và vật vô hại còn nữ kia tử, lại là đã lâu mục tính. La quân trông thấy mộc tính lúc, ngoài ý muốn tới cực điểm, cũng kinh nghỉ tới cực điểm. mục tính biến hóa rất lớn, loại biến hóa này không phải bên ngoài, mà chính là nội tại. mục tính cùng làm tử y khí chất có chút tương tự, nhưng so làm tử y muốn càng thêm đạm mạc. Lúc này, mộc tính lấy quần màu đen, sắc mặt nàng không màng danh lợi. Tính tỉ, là quần bước nhanh về phía trước, hưng phấn hô. Mộc tính mỉm cười, nàng nói ra, là quân, chúng ta lại gặp mặt. Nàng biểu hiện cũng không tính quá nhiệt tình, thậm chí nói có chút lãnh đạm. Cái này khiến La Quân hơi có chút phiền muộn, bất quá hắn cũng không so đo. Đây là sư phụ ta, mục tính theo rồi nói ra, Kim Kiều cảm giác, cũng làm địa tạng vương. La Quân lập tức đối hòa thượng này nổi lòng tôn kính, đồng thời nói ra, tại hạ gặp qua Bồ Tát. Địa tạng vương mỉm cười, nói ra, thí chủ không cần phải khách khí. La quân tiếp lấy liền kỳ quái nói ra, tĩnh tỷ, người chừng nào thì thành Bồ Tát đệ tử. Mục tĩnh nói ra, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Là quân gật đầu, cái kia một bên thái giám liền nói ra, cái kia chư vị liền trước trò chuyện, lão nô liền đi về trước hướng hoàng thượng phục mệnh. Là quân liền đem thái giám đưa ra thiếu uy phủ, nói ra, công công đi tốt. Đồng thời nhét lên 10 lượng vàng. Cái kia thái giám lại là không thu, nói ra, trần tướng quân, Ngài làm cái gì vậy? Lão nô vạn không thể nhận, vạn không thể nhận a. À. La Quân mỉm cười, nói ra, công công, ngài đến ta chuyến này cũng không dễ dàng. Ta vốn nên cực kỳ chiêu đãi, chỉ là bây giờ trong phủ sự vụ bận rộn. Đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, ngài như cự tuyệt, cái kia chính là xem thường ta. Cái này Thái giám liền vì khó đem nhận lấy. Tuy nhiên La Quân cũng biết, cho dù hắn không trả tiền, Thái giám này dưới mắt cũng không dám lên cái gì ý đồ xấu. Nhưng La Quân làm người từ trước đến nay biết nhân tình lão luyện thức bài văn đạo lý, bất luận cái gì một quả tiểu tiểu đinh tử cũng có thể quấn tới chân. Mười lượng hoàng kim đối với La Quân tới nói, đó là cực giá rẻ. Cho nên hắn không có không keo kiệt. Cũng có thể suy ra, tương lai trong hoàng cung, hoặc là trước mặt người khác, trong cung thái dám nói lên La Quân đến, khẳng định là giảng lời hữu ích. Sau đó, La Quân liền đem một tính cùng địa tạng vương dẫn vào đến trong phủ vân lôi nhi cùng lam tử y đã đứng tại sảnh trước chờ đợi đây là họ đối với địa tạng vương tôn kính mà ma la cùng tiểu long lại là đến hậu viện qua câu thông cảm tình hai người này tính khí thực là hợp nhau nói không chừng còn có thể đem quan hệ chỗ rất tốt kiều ngưng không yên lòng cũng liền theo qua đại sư chúng ta lại gặp mặt lam tử y hướng địa tạng vương mỉm cười nói ra địa tạng vương liền chắp tay trước ngực hướng phía lam tử y lễ thi lễ nói ra nữ thí chủ bần tăng hữu lễ Lam tử y cười nói đại sư cùng ta mãi mãi cũng là khách khí như vậy ta còn tưởng rằng chúng ta cũng coi như là bạn tốt địa tạng vương mỉm cười nói ra nữ thí chủ bần tăng gặp ngươi cũng rất là hoan hỉ đây hắn nhìn về phía vân lôi nhi liền nói ra vị này nữ thí chủ chắc hẳn chính là huyết yêu chi tổ vân lôi nhi a vân lôi nhi cũng liền chào nói ra đại sư kính đã lâu nữ thí chủ khách khí, địa tạng vương nói ra. sau đó, lam tử y ánh mắt lại đến mục tính trên thân, nàng hơi hơi kinh ngạc. đại khái là bởi vì mục tính trên người có cùng hắn so sánh tương tự khí chất đi. đã sớm nghe nói đại sư trước đó thu một tên đệ tử, này đệ tử quan của tuyệt kim, chắc hẳn cũng là trước mắt vị này. lam tử y nói ra. mục tính thì lập tức nói ra, vãn bối mục tính gặp qua hai vị tiền bối. lam tử y mỉm cười nói ra, không cần phải khách khí. Sau đó, cả đám liền đi vào mà ngồi, nha hoàn dâng lên trà nóng. Bồ Tát lần này có thể tới, tại hạ vô cùng cảm kích. Là quân thủ trước khi nói ra. Địa tạng vương mỉm cười, nói ra, hai vị nữ thí chủ đều đến, bần tăng liền cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Trần thí chủ, người không cần phải khách khí. Là quân cũng liền cười một tiếng. Lam tử y nói ra, lần này có thể cùng đại sư cùng vân lôi nhi lão tổ tông cùng một chỗ kề vai chiến đấu đây cũng là một chuyện may lớn vân lôi nhi cùng địa tạng vương cũng liền theo cười một tiếng không khí hiện trường liền coi như là hòa hợp êm thấm là quân lại là thủy trung đều đang đánh giá mục tính hắn phát hiện mục tính tu vi đã là hắn thấy không rõ lắm cái này đã nói lên một việc mục tính tu vi đã ở trên hắn mà lại là quân càng là dò xét liền càng kinh ngạc Mục tính trên thân thong rong, còn có loại kia hỗn nguyên nhất thể cảm giác, cái này khiến hắn cảm giác mình là tại đối mặt Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi dạng này cao thủ. Nàng Tu Vi đến tới trình độ nào, như thế nào tiến bộ đến nhanh như vậy, La Quân thì thầm trong lòng, nghĩ lại, La Quân lại nghĩ, tính tỷ Tu Vi cao cũng là không tính ngoài ý muốn, nàng nói trận chính là thiên đạo. Nàng là cùng thần đế lớn nhất tương tự, chỉ là không biết mấy năm này nàng đến kinh lịch cái gì địa tạng vương bên này lại cởi xuống sự tình nghiêm trọng tính về sau trò chuyện xong địa tạng vương liền về trước khách phòng nghỉ ngơi nhiếp mị nương an bài tốt thức ăn chay đưa qua la quân cũng liền rốt cuộc tìm được có thể cùng mục tính đơn độc cơ hội tán gẫu mục tính là tại trong phòng khách đợi nàng đang chuẩn bị ăn cơm lúc này la quân tới mục tính chậm rãi ăn cái gì la quân cũng không đóng cửa phòng hắn ngay tại mục tính bản đối diện nhập tỉ người hãy thành thật nói cho ta biết người bây giờ là tu vi gì la quân nhịn không được hỏi mục tính cười một tiếng nói ra người đoán đi la quân nói ra ta đoán không ra mục tính nói ra chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói cho ngươi la quân nói ra tốt a à. hắn liền thì kiên nhẫn chờ đợi mục tính ăn cơm mục tính bữa cơm này ăn nửa giờ nửa giờ sau mục tính để đũa xuống lau khô miệng môi sau đó uống một ngụm trà đậm bọn nha hoàn liền lên tới thu thập bát đũa. Chờ bát đũa thu thập sạch sẽ về sau, mục Tĩnh nói ra, ta tu vi trước mắt là cửu trọng thiên đỉnh phong. La Quân không khỏi líu lưỡi, nói ra, ta nhớ được ta cùng ngươi tách rời thời điểm, người kim đan vừa mới đột phá. Lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, trong thời gian 2 năm, ta tiến bộ đã không tính chậm, thế nhưng mới bát trọng thiên đỉnh phong. Ngươi là thế nào đến cửu trọng thiên đỉnh phong? Mộc Tĩnh khe khẽ thở dài, nói ra, Đối với ngươi mà nói, chẳng qua là qua thời gian 2 năm, nhưng đối với ta mà nói, đã là 100 năm thời gian. Cho nên, thực ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm là có chút hoảng hốt, chúng ta chỉnh một chút tách ra 102 năm, ngươi bộ dáng tại ta ký ức lực có chút mơ hồ. Ngươi gọi ta thời điểm, ta mới đưa trong đầu ấn tượng cùng trong hiện thực ngươi đến trùng hợp. 100 năm, có ý tứ gì? La Quân không hiểu hỏi. Mục Tĩnh nói ra, năm đó ở Phật Sơn, ta một mình rời đi về sau, dưới cơ duyên xảo hợp ta ở một tòa trong chùa miếu xảo ngộ đến sư phụ cũng chính là người bây giờ thấy địa Tạng vương ta cùng sư phụ cũng coi là hợp ý hắn chủ động mở miệng thu ta làm đệ tử về sau ta vẫn theo sư phụ hành tẩu địa tàng vương bồ tát không phải biến mất mấy chục năm à như thế nào ở trong nhân thế xuất hiện là quân không khỏi hiếu kỳ mục tính nói ra đối với sư phụ ta tới nói ở đâu đều là tu hành hắn thực vẫn luôn trên thế gian hành tẩu mà lại đều là tại cứu tế thế nhân. Sư phụ màn trời chiếu đất, đối trong nhân thế không có bao nhiêu sao sao. Hết thảy cũng chỉ là tu hành, mà mỗi một muộn, sư phụ đều sẽ vì ta niệm tụng kinh văn, những kinh văn kia liền hóa thành niệm lực, trở thành ta tu luyện dinh dưỡng. Ta chính là tại dưới tình huống như vậy, tu vi bắt đầu tinh tiến. Mục tĩnh đón đến, còn nói thêm, nói đến cũng là kỳ quái, ta một đường tu hành, trên cơ bản đều rất lợi hại thông thuận cũng không gặp đến bất kỳ trên tu hành ma đầu, một năm về sau, ta đã đạt tới thái hư nhất trọng thiên cảnh giới. Về sau, sư phụ mang ta đi một chỗ, cái chỗ kia gọi là Vĩnh Hằng Tiên phủ. Vĩnh Hằng Tiên phủ là ở trong hư không một chỗ, cái chỗ kia. Audio điện tử võ tấn bền. Vĩnh Hằng Tiên phủ tại hư không một chỗ, cái chỗ kia gọi là thủy triều lên xuống thủy triều lên xuống là theo mặt trời mọc cùng rơi xuống thời điểm xuất hiện một loại cảnh tượng. Mà Vĩnh Hằng Tiên Phủ ngay tại bên trong, một lần kia gặp được Vĩnh Hằng Tiên Phủ cũng là cơ duyên xảo hợp, sư phụ nói qua, Vĩnh Hằng Tiên Phủ vẫn luôn là cái thuật lại, gặp được tỷ lệ là một phần ngàn tỷ, đã gặp được, chính là ta cơ duyên lớn. Lúc ấy sư phụ cũng đã nói, Vĩnh Hằng Tiên Phủ bên trong đến có cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Cũng có khả năng đi vào là tìm đường chết. Mục tính theo rồi nói ra, ta không chút do so dự lựa chọn tiến vĩnh hằng tiên phủ. Phải vào vĩnh hằng tiên phủ cũng không tính rất khó khăn, nhưng muốn rời khỏi vĩnh hằng tiên phủ cũng rất khó. Sư phụ một mực khóa chặt thủy triều lên xuống, tại thủy triều lên xuống biến mất trước đó dùng đại pháp lực đem ta từ tiên phủ bên trong cầm ra tới. Sư phụ ở bên ngoài vẻn vẹn đợi 5 phút đồng hồ, mà ta ở bên trong vượt qua 100 năm. Là quân bị kinh ngạc, nói ra, 5 phút đồng hồ cũng là 100 năm. Này thời gian đối lưu đổi khủng bố như thế. Một tính nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, không sai, bởi vì sau 5 phút, thủy triều lên xuống một khi biến mất. Ta nếu không bị sư phụ cứu đi, lúc đó để cho ta vĩnh viễn mất tích tại vĩnh hằng tiên phủ bên trong. Mà 100 năm thời gian, đúng lúc là tiên phủ bên trong một cái tiểu luân hồi. La Quân nói ra, như vậy, vĩnh hằng tiên phủ bên trong đến có cái gì? Một tính lắc đầu, nói ra, cái này ta không thể nói. Bởi vì ta đã đáp ứng bên trong một vị tiền bối, hội vĩnh viễn giữ vững vĩnh hằng tiên phủ bí mật bên trong còn có người la quân giật mình mục tĩnh nói ra là vĩnh hằng tiên phủ khí linh la quân bừng tỉnh đại ngộ về sau người có tính toán gì la quân hỏi tiếp mục tính mục tĩnh nói ra tạm thời còn không có tính toán gì sư phụ cũng nói ta không thể một mực tu hành đến nhập thế nàng tiếp lấy cười một tiếng nói ra cho nên lần này ta đến không có ý định đi Ngươi cần muốn nhân thủ hỗ trợ sao? La Quân không khỏi đại hỉ, hắn cười ha ha, nói ra, đương nhiên cần. Mục Tĩnh cũng cười một tiếng. La Quân nói ra, thực, tại ta trong trí nhớ, ta cùng ngươi tách ra cũng không ngừng hai năm. Ta từng tại một chỗ bên trong, cũng đem thời gian quy tắc cải biến, đợi đủ 10 năm. Lúc ấy từ bên trong ra đến thời điểm, cả người đều là chết lặng, dùng rất rất lâu thời gian mới đưa tâm tính điều chỉnh xong. Mục Tĩnh nói ra ta còn tốt, cũng không có ngươi loại tâm tính này vấn đề. La Quân nói ra, có lẽ là bởi vì ngươi vốn cũng không để ý giữa trần thế sự tình đi. Mộc tĩnh nói ra, có lẽ đi. Về sau, La Quân khác Mộc tĩnh. Hắn nhớ tới một việc, liền thì chạy đi tìm Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi. Ta chỗ này có một quả hạt trâu màu đen, nhưng Thủy Trung không biết trong này là cái gì, hai người các ngươi nhìn xem, nhìn có thể hay không nhìn ra manh mối gì la quân đem cái kia hạt trâu màu đen lấy ra trước đưa cho vân lôi nhi lúc này lam tử y cùng vân lôi nhi là tại trong sảnh nói chuyện phiếm họ trạng thái so sánh buông lỏng cũng không có loại kia như lâm đại địch cùng nôn nóng cảm giác bất an cảm giác vân lôi nhi tiếp nhận hạt trâu màu đen nàng trước còn không sao cả để ý nhưng nhìn nửa ngày về sau lại là càng ngưng trọng thêm có phải hay không nhìn ra cái gì la quân tràn đầy chờ mong vân lôi nhi lắc đầu nói ra nếu là nhìn ra cái gì liền không kỳ quái ta kỳ quái là thế mà một chút cũng nhìn không thấu cái này hạt trâu màu đen nàng sau đó nói tiếp nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên đụng phải bực này chuyện cổ quái hạt trâu này ngươi là từ nơi đó đến la quân nói ra là mị nương đưa cho ta nàng lại là từ nơi đó làm ra vân lôi nhi hỏi la quân nói ra nàng cũng là vô ý từ một vị lão nhân tay ở bên trong lấy được Nàng cũng không biết cái này hạt châu màu đen đại biểu cái gì. Bất quá, lão nhân kia trước khi chết đem hạt châu truyền cho mỹ nương, muốn đến hạt châu này không thể nào là không dùng. Vân Lôi Nhi nói ra, hạt châu này mười phần cổ quái, cũng không thể nào là vật vô dụng. Bởi vì vật vô dụng, ta như thế nào lại nhìn không ra? Lam Tử Y liền cũng tới hứng thú, nàng nói ra, ta xem một chút đi. Vân Lôi Nhi đem hạt châu màu đen đưa cho Lam Tử Y. Lam tử y cầm trong tay tường tận xem xét vuốt vuốt, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, hạt châu này quả thật cổ quái, ta pháp lực cũng vô pháp thấm vào. Cũng không cảm ứng được bất kỳ vật gì. La quân nói ra, hạt châu này thật đúng là tà môn, đến là lấy làm gì. Lam tử y nói ra, như vậy đi, ta cùng ngươi đi tìm một chút kim kiều cảm giác đại sư. La quân sướng sờ sướng sờ, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ kém không có hỏi kim kiều cảm giác đại sư là ai. Còn tốt, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Kim Kiều cảm giác đại sư chính là địa tàng vương Bồ Tát A. Là quân vui vẻ, nói ra, địa tàng vương Bồ Tát kiến thức rộng rãi, có lẽ biết đây. Vân Lôi Nhi đứng dậy, nàng nói ra, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Rất lợi hại hiển nhiên, hai vị này nữ thần tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng nội tâm cũng có bát quái chi hỏa, chính là đối cái này hạt châu màu đen cũng cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó một hàng ba người liền đến địa tạng vương khách phòng trước, là quân gõ cửa, địa tạng vương Bồ Tát nói ra, mời đến. Ba người đi vào, là quân đi đầu lễ, sau đó liền tương lai ý nói rõ, lại đưa trình lên cái kia hạt châu màu đen. Địa tạng vương tiếp nhận hạt châu màu đen tinh tế tường tận xem xét, sau một hồi khá lâu, hắn ánh mắt cũng lộ ra càng ngưng trọng thêm. Là quân ba người đều chờ đợi nhìn lấy địa tạng vương. Địa tạng vương ngẩng đầu, hỏi là quân nói, hạt châu này từ nơi nào làm ra la là quân khẽ giật mình hắn lập tức liền nói hạt châu lai lịch địa tạng vương nghe xong liền cũng trầm ngâm lam tử y nói ra đại sư chẳng lẽ biết một số manh mối địa tạng vương nói ra bần tăng cũng vô pháp khẳng định lam tử y nói ra ngài tạm thời nói chuyện chúng ta cũng tạm thời nghe xong chính là địa tạng vương liền nói ra nếu là không có đoán sai hạt châu này hẳn là sơn hải châu sơn hải châu la quân một mặt mộng bức lam tử y cùng vân lôi nhi không khỏi biến sắc lam tử y nói ra trong truyền thuyết chúng pháp tri thần viên giác pháp bảo sơn hải châu địa tạng vương nói ra bần tăng thực sự không dám khẳng định vân lôi nhi nói ra nghe đồn rằng pháp thần viên giác sơn hải châu có thể dung nạp sơn hải có thể nhật nguyệt ngập trời có thể co lại thiên sơn thu ngôi sao đây chính là không được việt thế pháp bảo đại sư ngài là từ cái gì phán đoán cái này hạt châu màu đen là Sơn Hải Châu? Địa tạng vương nói ra, bần tăng xem khắp chư thế giới, cũng như nói là kiến thức vạn vật, nhưng duy chỉ có nhìn không thấu cái này hạt châu màu đen. Đại sư chẳng lẽ là bằng điểm này nghĩ đến Sơn Hải Châu? Lam tử y nói ra. Địa tạng vương nói ra, bần tăng không dám khẳng định, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Sơn Hải Châu. Nhưng cái này không có gì căn cứ, hẳn là bần tăng lời nói dối, A-di-đà-phật. Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sau đó, Địa Tạng Vương đem hạt châu màu đen còn cho La Quân. La Quân có chút mắt trợn tròn, hắn vẫn là không dám khẳng định cái này hạt châu màu đen là cái gì. Mà lại coi như hạt châu này là sơn hải châu, ở trong sân người cũng không có một cái biết rõ nói sao sử dụng cái này hạt châu màu đen. Sau đó La Quân cũng đành phải coi như thôi. Ra Địa Tạng Vương gian phòng về sau, Lam Tử Y nói với Vân Lôi Nhi, đại sư không phải tùy tiện nói bừa người, hắn mặc dù nói không dám khẳng định, nhưng ta cảm thấy lại hẳn là 89 chín phần người. Chỉ là đại khái đại sư chính mình cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Vân Lôi Nhi nói ra, thực Sơn Hải Châu đến có tồn tại hay không, cái này vốn là cái không thể biết được. Chúng Pháp chi thần viên giác, lại có ai thực sự được gặp đây? Lam Tử Y nói ra, người nói cũng không sai. Nàng tiếp mà nói với La Quân, cái này hạt châu màu đen đến có phải hay không sơn hải châu, chúng ta đều không dám khẳng định. Nhưng là không hề nghi ngờ, nó cực đặc thù, người tốt sinh cất kỹ. Đã nó rơi xuống trong tay ngươi, liền cũng là ngươi cơ duyên, có lẽ về sau có thể tạo được không tưởng được tác dụng. La Quân gật gật đầu. Buổi chiều thời điểm, thiên chỉ các phái người đến xin La Quân. La Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tâm lý cũng đã biết khẳng định là thiên chỉ các người được một tia không tầm thường vị đạo, cho nên muốn gọi mình đi qua tìm hiểu tình hình. La Quân cũng không tính qua, lúc này quá mẫn cảm. Mà lại cho dù là qua, hắn cũng không thể đem nơi này tình huống nói rõ. Hoàng thượng đã đã thông báo, không muốn hướng bất luận cái gì ngoại nhân nói lên, riêng là thiên trì các. Sau đó, La Quân cự tuyệt thiên trì các người. Người kia có chút ngoài ý muốn, sau đó liền lạnh giọng nói ra, Trần Tướng Quân, người cùng trời ao các là có ước định. Lúc này người không đi, chỉ sợ không hợp quy củ đi. Người này là cái gia đình bộ dáng cách ăn mặc, nhìn cũng không đáng chú ý, đến đây xin La Quân cũng là ngoan ngoãn. Nhưng ở La Quân cự tuyệt về sau, hắn lại hiển lộ ra phong mang. La Quân nhìn nhiều người này liếc một chút, hắn nhìn ra hỏa này ước chừng chừng 30 tuổi, hơn nữa còn có chút tu vi. Đại khái là thần thông chín tầng. La Quân cũng không để ý, từ tốn nói, mặc dù có ước định, nhưng ta trước đó cũng đã nói qua, coi ta không muốn nói thời điểm, có quyền không nói. Ngươi trở về hướng lên phía trên chi tiết bẩm báo đi, bọn họ nếu muốn tới tìm ta phiền phức, ta tiếp lấy là được. Gia đình gật gật đầu, nói ra, tốt, sau đó, quay người rời đi. Tên gia đình này rời đi một giờ sau, tôi yên nhiên tự thân lên môn đến thăm. Là Quân cũng không có cách nào theo tôi yên nhiên vạch mặt, bất đắc dĩ tiếp đãi tôi yên nhiên. Làm tử y, phân lôi nhi, còn có tiểu long, mà là những người này cũng không có loại kia muốn trốn tránh người nào giác ngộ. Cho nên tại Tô Yên Nhiên cố tình phía dưới, nàng liền đem những người này đều nhìn mấy lần. Tô Yên Nhiên càng xem càng là kinh hãi, nàng là cửu trọng thiên thực lực, cho nên nhãn lực tự nhiên là có. Nhưng là liếc một chút nhìn sang, liền phát hiện những người này bản sự, toàn bộ đều phía trên nàng. Riêng là cái kia Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi, quả thực cũng là thâm bất khả chắc, không dám tưởng tượng. Tô Yên Nhiên hãi hùng khiếp vía, nàng sau đó cùng La Quân tại một gian trong phòng khách ngồi xuống. Nha hoàn dâng lên trà nóng. Uống trà, La Quân mỉm cười, nói ra. Những người này đều là từ nơi đó đến. Tô Yên Nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, bọn họ đều là bằng hữu của ta, từ thế giới bao la tới, làm sao? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nhìn một chút La Quân, nàng ý vị thâm trường nói ra, La Quân, người cũng không cần giấu giếm ta trong hoàng thành đang nổi lên một việc lớn mà lại là hoàng thượng tại phát động chuyện lớn như vậy tình chúng ta thiên chỉ các không có khả năng cái gì cũng không biết hiểu mà lại ta nhìn ngươi nơi này ta liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ liền cũng biết hoàng thành muốn phát sinh đại sự la quân nói ra không có ý tứ chuyện này hoàng thượng nghiêm lệnh bàn giao không thể hướng lên trời ao các lộ ra cho nên ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi tô yên nhiên nói ra người không lộ ra, cũng không quan hệ. Nàng tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, chúng ta nhận được tin tức, bây giờ tại thần tộc bên trong tòa thánh thành, các phương các đại lão đều tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại ấp ủ một trận đại phong bạo. Ta lại xem các người nơi này tình huống, liền cũng biết, thánh thành đại phong bạo là nhầm vào hoàng thượng. La quân nói ra, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, thiên trì các đến là tán thành thiên châu kế hoạch, vẫn là phản đối thiên châu kế hoạch. Trường sinh đại đế có hạ đạt qua chỉ lệnh sao? Tô yên nhiên không khỏi cười khổ nói ra, ta còn không có moi ra ngươi lời nói. Người ngã bắt đầu trước lôi kéo ta lời nói tới. La quân cười ha ha một tiếng nói ra, ta chính là tùy tiện tâm sự, người cũng có thể không nói. Tô yên nhiên nói ra, cái này cũng không có gì khó mà nói. Chúng ta thiên chỉ các lập trường là rất đơn giản, cái kia chính là không ủng hộ, không tán thành. Chúng ta là làm ăn sẽ không cùng Thiên Châu kế hoạch dạng này sự kiện chính trị nhiễm phải quan hệ. La Quân nói ra, có thể các ngươi lại tại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm chính trị bí mật. Tô Yên Nhiên nói ra, đó là bởi vì, sinh ý cùng chính trị cũng không có cách nào hoàn toàn tách ra. Chúng ta thiên chỉ các gia đại nghiệp đại, không có khả năng cái gì đều hậu chi hậu giác, dạng này là sống không lâu lâu. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể nói, chúng ta bây giờ chuyện làm, cùng trời ao các không có có liên quan gì. Có lẽ qua đi, các ngươi có thể thám thính đến dấu vết để lại, nhưng bây giờ, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt, ta biết, ta cũng biết làm như thế nào trở về phục mệnh." Là Quân nói ra, "Vậy ta thì không lưu ngươi, gần nhất ta tương đối bận rộn." Tô Yên Nhiên liền thì đứng dậy, Là Quân đem Tô Yên Nhiên đưa ra thiếu uy phủ. Giờ này khắc này, tại bùn đỗ bờ sông một mặt thánh thành bên trong, bên trong thánh điện. Trần Thiên Nhai, cửu U Thiên Đế còn có một đám cao thủ đều đã chờ xuất phát. Những cao thủ này theo thứ tự là Trần Thiên Nhai, cửu U Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Giật. Bốn người này là vì thủ, mà cửu U Thiên Đế cũng không tính mang lạc thiên tâm tiến đến, bởi vì lạc thiên tâm muốn tại thần tộc bên trong chủ trì đại cục. Lần này, cửu U Thiên Đế mang lên hắn con thứ ba, kẻ này tên là Lạc Thiên Minh. Lạc thiên minh thiên sinh ra chút si ngốc, nhưng là tại tu vi lên lại có siêu cường thiên phú, sinh ra tới thời điểm liền tự mang pháp lực. Tinh thần lực càng là cường đại đến không hợp thói thường. Lạc thiên minh tu vi không tại lạc thiên tâm phía dưới, chỉ bất quá những năm gần đây, lạc thiên minh đều đi theo cửu u thiên đế bên người, cho nên cũng không có làm sao xuất hiện tại đại chúng phạm vi tầm mắt bên trong. Lạc thiên minh còn có một cái mau bệnh, cái kia chính là rất dễ dàng phát cuồng, khởi sướng cuồng đến, pháp lực tăng vọt, lục thân bất nhận. Đây cũng là cửu u thiên đế không dám đem lạc thiên minh đặt ở lạc thiên cơ thể và đầu óc một bên nguyên nhân. Mặt khác, cửu u thiên đế còn mang hai tên tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người này theo thứ tự là Hoàng Tuyền Lão Nhân, Bích Lạc Lão Nhân. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Bích Lạc Hoàng Tuyền phía trên có cửu u. Đây là trong thần tộc lưu truyền tới một câu ngạn ngữ, cũng liền đầy đủ nói rõ Bích Lạc Lão Nhân cùng Hoàng Tuyền Lão Nhân lợi hại bọn họ là khoảng chừng cửu ưu thiên đế phía dưới cao thủ. Thì từ nơi này ba tên tuyệt đỉnh cao thủ đến xem, liền có thể nhìn ra thần tộc thực lực là cỡ nào hùng hậu cùng khủng bố. Vân hóa ảnh lúc đầu đã bí mật ra lệnh về Vân Thiên Tông, muốn thiên hình ti sắp xếp người đánh giết Lâm Phong cùng Tần Lâm. Có thể bên kia phản hồi, nói hai người này rời đi đã lâu, chưa từng trở về. Vân hóa ảnh liền biết, có thể là hai người kia đã có phát giác. Hắn cũng liền không có lại truy cứu chuyện này. Vân hóa ảnh cũng mang ba tên tuyệt đỉnh cao thủ, theo thứ tự là Long Tượng Lão Tổ, Luyện Sát Thần Xích Truy Dương, còn có Phệ Tâm Lão Tổ. Ba người này không khỏi là tầng 10 trở lên cao thủ. Tiêu giật ba tên cao thủ, đồng dạng là tầng 10 trở lên. Theo thứ tự là Bảo Bối Ngày Pháp Phương, Nguyên Tổ, Cơ Thiên Yêu. Những cao thủ này đều là vân hóa ảnh cùng tiêu giật tâm phúc cao thủ, là bất hiện sơn bất lộ thủy. Là bọn họ bí mật vũ khí, mà tại Vân Thiên Tông cùng vũ hóa môn bên trong, còn có thật nhiều danh chấn thiên hạ cao thủ các loại. Tam phái tích xúc sự hùng hậu, lại là đại khang rất khó so ra mà vượt. Những cao thủ này tề tựu về sau, Trần Thiên Nhai, Cửu U Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, tiêu giật bốn người một mình thương lượng một phen. Cửu U Thiên Đế nói ra, nghe nói cái kia đại khang hoàng đế cũng đã có chuẩn bị, đang chờ chúng ta tiến đến. Trần Thiên Nhai nói ra, thật sao? Hắn tiếp lấy cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần không có thần đế tại, chúng ta mấy người kia muốn đi công chuyện, còn sợ sẽ có không làm được sự tình sao. Riêng là giết người đơn giản như vậy thô bạo sự tình. Cửu U Thiên Đế nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hả, nói ra, không sai. Bọn họ mấy người kia, đã đại biểu Thiên Châu lực lượng mạnh nhất. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau, xác thực coi là đánh đầu thắng đó, không ai địch nổi. Sau đó, một đoàn người triển khai nguyên thần hướng phía đại khang biên giới bay đi. Lần này, Trần Thiên Nhai cũng không mang theo Trần Diệp Hàn. Cấp bậc như vậy chiến đấu, Trần Thiên Nhai cũng không cho rằng Trần Diệp Hàn có tham gia tất yếu, vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Miễn cho đến lúc đó lại nảy sinh cái gì chi tiết. Đại Khang Hoàng Thành, Hiên Chính Hạo tại tối hôm qua tuyên bố, ngày mai Tảo Triều hủy bỏ. Còn phái ra ngự lâm quân, Tuần tra phòng bị doanh các loại quan binh phát ra toàn thành lệnh giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm chấp hành lên, bất luận cái gì bách tính không được ra ngoài, không được lẫn nhau thăm viếng. Bao quát thiên chỉ các chờ một chút thần bí cơ cấu, nếu có kẻ trái lệnh, giết không tha. Hoàng thành xảy ra đại sự, đây là tất cả mọi người cảm giác, nhưng người nào cũng không biết đến hội chuyện gì phát sinh. Bất quá quân thần cùng đám dân chúng vẫn là không có bao nhiêu bối rối. Bởi vì là tất cả đều có Hoàng thượng tại, mọi người tin tưởng Hoàng thượng có thể giải quyết mọi chuyện. Là quân, Lan Đình Ngọc, Vệ Vô Kỵ, Lan Thiên Cơ, Lam Tử Y, Vân Lôi Nhi, Kiều Ngưng, Địa Tạng Vương, Ma La, Mộc Tĩnh bao quát Tiểu Long toàn bộ đều nhập Hoàng cung. Tại Hoàng cung ngửa tiền trên giáo trường, ánh bình minh vừa ló dạng. Hoàng thượng lấy rõ ràng quần áo màu vàng, phía sau hắn thì đứng đoàn người này. Là quân cũng liền phát hiện hoàng thượng giống như không có có cái gì đặc biệt an bài. Cũng không có ngoài ý liệu người xuất hiện, nhưng đến còn có hay không ẩn tàng an bài, cái này la quân thì không được biết. Lúc này, cả đám đều không nói gì. Làm tử y họ càng sẽ không nói cái gì. Hoàng hậu nương nương cũng không có đến đây, hoàng thượng để hoàng hậu nương nương mang theo con trai của các nàng tại Tú Ninh Yutero chờ. Ánh nắng tươi sáng mà ôn nhu. Nhưng một trận tuyệt đỉnh bão táp tức sắp giáng lâm. Trần Thiên Nhai bọn họ cũng không phải là muốn hủy đi Đại Khang, cho nên bọn họ sẽ không đến đây làm sát kẻ vô tội. Bọn họ là muốn giết chết Hiên Chính Hạo, chiếm lấy Đại Khang chính quyền, tiếp lấy lại phổ biến Thiên Châu kế hoạch. Đây là chiến trận rõ ràng. Theo từng đạo từng đạo quang ảnh lấp lóe mà đến, chỉ một lúc sau, liền tại Hiên Chính Hạo phía trước, Trần Thiên Nhai một đoàn người rốt cục hạ xuống. Trần Thiên Nhai một thân trường sam màu đen, hắn lộ ra lạnh lùng uy nghiêm la quân tuy nhiên đứng ở phía sau nhưng hắn liếc một chút thì chú ý tới trần thiên nhai mà trần thiên nhai ánh mắt cũng đến la quân trên thân bất quá hắn chỉ là quét mắt một vòng liền đem ánh mắt phóng tới hiên chính hạo trên thân trần thiên nhai đoàn người này lại là lấy trần thiên nhai cầm đầu làm thần đế một người chiến bốn tôn mà đại hoạch toàn thắng lúc đại thiên tứ đế danh vọng liền đã tránh thức đặt vững cho nên trần thiên nhai ở chỗ này cho dù là cửu u thiên đế cũng ẩn ẩn tôn hắn cầm đầu về phần la quân bên này, Hoàng thượng Tu Vi chưa chắc là tối cao, nhưng hắn lại là thiên châu thủ vệ chiến thủ lĩnh. Cho nên mọi người tự nhiên tôn hắn cầm đầu. Trước khi quyết chiến tịch, vệ vô kỵ cùng Lan Thiên Cơ phát sinh qua đối thoại. Hoàng thượng theo hai người này trước đó nói chuyện nói chuyện, cũng đã nói sự tình tầm quan trọng cùng tính nghiêm trọng. Hoàng thượng nói ra, lần này đối với Đại Khang tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Chấm cũng vô pháp cam đoan kết quả là là cái gì, hai vị ái khanh lúc này như muốn rời khỏi hoặc không tham chiến, chấm tuyệt không trách tội. Lúc đó, hai người chăm miệng một lời biểu thị đứng tại hoàng thượng bên này. Sau đó, vệ vô kỵ cùng Lan Thiên Cơ nói chuyện phiếm. Lan đợi, dạng này quyết chiến, áp lực có thể nghĩ. Ngươi vì cái gì cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tham chiến. Vệ vô kỵ cười cười, nói ra, ta là đã không có đường lui, có thể ngươi có a. À. Lan Thiên Cơ nói ra, bởi vì ta tin tưởng hoàng thượng. Lan Thiên Cơ cũng chỉ nói bảy chữ này, hắn là kiên định như vậy không rời. Mà lúc này, hoàng thượng cùng Trần Thiên Nhai bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách song phương ước chừng có chừng 20 thước, khoảng cách này đối với người bình thường tới nói có chút xa, nhưng những người này thì lực đều là siêu quần, cho nên một điểm chướng ngại đều không có. Hiên Chính Hạo, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Trần Thiên Nhai nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nói ra tình cảnh này, người còn quen thuộc sao? Hoàng thượng sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nói ra, hơn 20 năm trước, tại Hương Cảng, tại Đại Sở Môn, người dẫn theo lĩnh một đám cao thủ đến đây vây công Đại Sở Môn. Nếu không phải môn chủ kịp thời xuất hiện, ta sớm đã không tại nhân thế. Cho nên, tình cảnh này, ta có thể nào chưa quen thuộc đây? Trần Thiên Nhai nói ra, khác biệt là, hơn 20 năm trước, Trần Lăng có thể trước tới cứu ngươi nhưng hôm nay hắn hiển nhiên đến không hắn đón đến ý vị thâm trường nói ra vậy ngươi ngã đoán xem hôm nay kết cục lại là cái gì hoàng thượng từ tốn nói ta thực sự không cho rằng ngươi có tư cách gì có thể ở trước mặt ta dương dương đắc ý ngươi chẳng lẽ quên lâm lam là thế nào chết ở trước mặt ngươi ngươi chẳng lẽ quên ngươi lúc đó đối với ta đến cỡ nào không thể làm gì hơn hai mươi năm trước ngươi dựa vào ngươi cậy mạnh thắng một ván chỉnh một chút chừng hai mươi năm ta một mực chờ đợi đợi cũng là hôm nay. Trần Thiên Nhai trong mắt lóe lên hẳn ý nói ra, xem ra ngươi là cho rằng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng thượng nói ra, chúng ta nói nhảm nhiều cũng vô ích, trực tiếp động thủ đi. Có điều động thủ trước đó cũng phải khoa tay ra một cái nói nói tới. Cái này Đại Khang Hoàng Cung tạo lên không dễ, nếu là hủy rất là đáng tiếc. Các ngươi nếu là thắng, cái này Hoàng Cung cũng cần phải tốt. Ngươi muốn làm sao cứ ra tay?" Trần Thiên Nhai hỏi. "Đơn đả độc đấu, khẳng định không được." Hoàng thượng nói ra. "Đơn đả độc đấu, hoàng thượng bên này khẳng định là muốn chắc chắn thất bại. Bởi vì La Quân, Lan Đình Ngọc, Vệ Vô Kỵ bọn họ đều nghiêm trọng kéo xuống chiến đấu lực. Nếu là làm cái 10 cục lục thắng, Quang La Quân mấy người kia đều không đủ thua. Cho nên, nếu như hoàng thượng nói muốn đơn đả độc đấu, Trần Thiên Nhai khẳng định là rất tình nguyện. Nhưng hiển nhiên hoàng thượng cũng không có ngốc như vậy. Trần Thiên Nhai dù sao là tiền vốn hùng hậu, hắn không quan tâm hoàng thượng bên này ra cái gì âm chiêu. Mặc kệ cái chiêu gì, hắn liền dốc hết toàn lực. Ta tại bên trên bầu trời bố trí xuống càn nguyên kim quang trận, bên trong thái dương thần mang hội bố ở chung quanh, lấy càn nguyên kim quang trận hình thành một cái ba vạn mét vuông không gian tới. Chúng ta đều đi vào, tiến hành một giờ chém giết. Một giờ sau, chiến đấu đình chỉ, phía kia người chết nhiều, liền coi như phía kia thua tóm lại người nào cũng không thể đào tẩu chết đều cho ta phải chết tại trong đại trận ngươi có dám hoàng thượng lời vừa nói ra song phương đều là chấn kinh một cỗ thảm liệt vị đạo lan tràn ra trần thiên nhai nhìn chăm chú hoàng thượng hắn ánh mắt có chút phức tạp cùng nghiền ngẫm sau đó hắn cười một tiếng nói ra nhìn ngươi là lòng tin mười phần hoàng thượng nói ra được vẫn chưa được trần thiên nhai nói ra được cửu u thiên đế bọn người là khẽ giật mình không nghĩ tới trần thiên nhai lại là thương lượng đều không thương lượng chính là trực tiếp đáp ứng dưới mắt trần thiên nhai lời đã ra miệng bọn họ tự nhiên cũng không dễ nói thêm gì nữa nói nhiều cũng có vẻ sợ hãi một dạng bọn họ đám người này còn thật không biết chữ sợ ứng làm như thế nào viết tốt hoàng thượng trong mắt tuôn ra tinh quang sau đó hắn liền bày ra cản nguyên kim quang trận nói đến cái này càn nguyên kim quang trận vẫn là văn hóa ảnh bên kia bảo bối đây càn nguyên kim quang trận bố trí xuống trong nháy mắt tại bên trên bầu trời hình thành to lớn màn ánh sáng màu vàng mọi người nhao nhao bay lên không trung đồng thời hình thành hai cỗ trận doanh cái kia càn nguyên kim quang trận đem bốn phía bao phủ đợi đến mọi người đứng nghiêm thời điểm kim quang trận hóa thành kim sắc cung điện kim sắc cung điện điện trên vách thái dương thần mang vô cùng giao thoa Càn Nguyên Kim Quang trận đã bố thành. Mọi người tuy nhiên trên không trung, nhưng là dưới chân lại là dẫm lên kim sắc cung điện. Cái này Càn Nguyên Kim Quang trận đã bị chấm cải tạo, tất cả chúng ta pháp lực dư âm đều lại biến thành Càn Nguyên Kim Quang trận pháp lực. Pháp lực càng mạnh, tòa cung điện này liền càng kiên cố, Thái Dương thần mang cũng liền càng phát ra lợi hại. Người nào đều không có đào tẩu khả năng, lúc này, hoàng thượng lên tiếng nói ra. Cửu U Thiên Đế nhìn hướng hoàng thượng, hắn nói ra: đại khang hoàng đế, ngươi thật là cái không tệ nhân tài, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại có thể cùng chúng ta tam phái chống lại, ngươi đã đủ để tự ngạo. Hoàng thượng nhìn về phía cửu U Thiên Đế, hắn từ tốn nói, đó cũng không phải chấm năng lực gây nên, mà chính là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Hắn sau đó thì liếc nhìn vân hóa ảnh cùng tiêu giật, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói ra, vũ hóa môn cùng vân thiên tông xưa nay danh xưng tiên môn, cùng ma tộc không đội trời chung. Hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ đến đây đại khang gây sóng gió, chấm thực sự không biết, cái này Vũ Hóa môn cùng Vân Thiên tông còn có mặt mũi nào tự xưng là tiên. Vân Hóa ảnh cũng không đỏ mặt, hắn nói ra, Đại Khang hoàng đế, chính và ta, bất quá là lường gạt thế nhân một loại thủ đoạn. Chúng ta hôm nay ở chỗ này, chỉ có đường lớn lựa chọn khác biệt. Ai cũng không so với ai khác muốn tới đến cao thượng, cho nên ngươi làm gì mỗi lần đều muốn đem chính mình đặt ở một cái đạo đức điểm cao đâu? cái này thật sự là không thú vị chi cực. A Di Đà Phật, ngay vào lúc này, Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, hắn lại là tách mọi người đi ra, nói ra, "Vân thí chủ, người lời nói này, Bần tăng thực sự không thể đồng ý." Vân Hóa Ảnh nhìn về phía Địa Tạng Vương, hắn tự nhiên năng nhìn ra Địa Tạng Vương là nhân vật lợi hại, liền nói ra, xem ra đại sư là có cao kiến. Bất quá ta còn không biết đại sư xưng hô như thế nào. Hắn cũng là thế nhân tôn xưng Địa Tạng Vương, cũng là kim kiều cảm giác đại sư. Trần Thiên Nhai nói ra. Vân hóa ảnh thân thể hơi chấn động một chút, sau đó liền nói ra, xem ra là tại hạ thất kính. Địa tạng vương nói ra, phân thí chủ, nếu là chính và tà đều là lường gạt thế nhân, như vậy thế nhân trong mắt ngươi, lại là cái gì? Con kiến hôi sao, có thể ngươi không nên quên, ngươi đã từng cũng là thế nhân bên trong một viên. Ngươi, là có linh chi vật, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người sao có thể chỉ tôn thần thông, quên mất sơ tâm đâu. Địa tạng vương là trách trời thương dân tâm địa, hắn lời nói này nhưng nói là trực kích người sâu trong tâm linh. Nhưng vân hóa ảnh lại là sừng sững bất động, hắn từ tốn nói, trên đời này người có ngàn vạn loại, có người thích tiền tài, có người thích mỹ nhân, có người cái gì đều không thích. Đều là sao sao lựa chọn khác biệt, đại sư ngươi sao sao là cứu tế thế nhân, nhưng tại hạ sao sao cũng không phải là. Cho nên, người chỉ trích căn bản không có ý nghĩa. Địa Tạng Vương chỉ có thể nói một tiếng A Di Đà Phật. Thân có đại thần thông giả người, làm sao lại bị người khác xăm ba câu lay động? Bọn họ đều là có đại nghị lực, mà lại cực cố chấp nhân cách. Đây đều là đã định hình. Tựa như La Quân, hắn cũng có hắn cố chấp, đó là bất luận kẻ nào đều dao động không. Hơn 20 năm trước, mà đế người nếu là thay thế môn chủ. Hoàng thượng nhìn chăm chú Trần Thiên Nhai, hắn nói ra, tuy nhiên người cuối cùng không có thay thế hắn, nhưng cho tới bây giờ không ai hội lại nói ngươi là môn chủ bóng dáng. ngươi muốn đã được đến ngày hôm nay ngươi lại đến giúp đỡ những thứ này lão mà tới đối phó thế giới bao la, ngươi đến muốn là cái gì? Trần Thiên Nhai từ tốn nói: ta bản không muốn cùng ngươi tiếp tục nói nhảm. đã ngươi muốn hỏi vậy ta liền đáp ngươi thế giới bao la, thiên châu, vị diện không gian đều không phải là nhà ta. ta vốn là vô căn vô bình trên đời tung bay, có thể hiên chính hảo người sở tác sở vi người trong kế hoạch chẳng lẽ liền không có muốn giết ta tâm tư ngươi trần lăng các người khống chế nghịch tử này muốn làm gì chẳng lẽ ta sẽ không biết sao hắn nói lời này lúc ánh mắt ở phía sau la quân trên thân liếc nhìn liếc một chút ánh mắt kia để la quân không khỏi run lên trong lòng lại có loại kinh hồn bạt vía cảm giác hắn lập tức tỉnh ngộ ra chính mình cùng trần thiên nhai ở giữa còn kém quá xa sau đó trần thiên nhai hít sâu một hơi nói ra tốt chúng ta không muốn lãng phí thời gian bắt đầu đi hiện trường trong nháy mắt chính là dương cung bạt kiếm hoàng thượng đem nhân hoàng kiếm tế ra nói ra trần thiên nhai hôm nay liền để chấm đến chiếu cố ngươi bằng ngươi cũng xứng trần thiên nhai cười lạnh một tiếng hắn trong nháy mắt tế ra một đạo nguyên thần tôn này nguyên thần chính là hắn chăm chú ngưng luyện ra đến cũng không so loại kia trước khi chết ngưng tụ hư không nguyên thần này nguyên thần gọi là thái ất nguyên thần thái ất nguyên thần vừa ra, liền cùng Trần Thiên Nhai giống như đúc. Hiện trường bên trong, tựa như là xuất hiện hai cái Trần Thiên Nhai một dạng. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, liền để ta cái này thái ất nguyên thần chơi với ngươi chơi. Vậy quá ất nguyên thần trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức liền hóa thành một đoàn hung mãnh điện quang hướng phía hoàng thượng chảm bắn đi. Thái ất nguyên thần ẩn chứa năng lượng hung hãn vô cùng. Lần này nếu là đụng chạm lấy hoàng thượng, người hoàng thượng kia cũng là đường chết một đầu khẩn cấp ở giữa hoàng thượng liền đem thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp tế ra tôn này huyền tháp trực tiếp đem thái ất nguyên thần chấn áp tại thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp sau đó cái kia trong tháp bát bộ thiên long chúng liền cùng thái ất nguyên thần hung mãnh chém giết tại thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp còn có cửu u thần quân chiến hồn tồn tại như thế chi lợi hải pháp khi phối hợp chiến hồn cũng tuyệt đối đầy đủ thái ất nguyên thần uống một bình cái kia trong tháp chém giết kịch liệt, mọi người liền ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được bên trong năng lượng ba động lợi hại. Hoàng thượng hướng Trần Thiên Nhai lạnh giọng nói ra, chấm nhìn ngươi vẫn là tự mình xuất thủ tốt. Hắn sau khi nói xong, liền đem Nhân Hoàng kiếm tế ra. Nhân Hoàng kiếm bên trong tản mát ra vô cùng chân long chi khí, trong nháy mắt, long ngâm gào thét, hung hãn tuyệt luân. Cái kia Nhân Hoàng kiếm hóa thành thần long đem Trần Thiên Nhai trong nháy mắt quấn chặt lấy. Cùng lúc đó, song phương đều cùng một chỗ động thủ, mãnh liệt chém giết. Lam tử y trực tiếp đối chiến lên tiêu giật, vân lôi nhi đối chiến lên vân hóa ảnh. Mà địa tàng vương bồ tát đối chiến lên cửu u thiên đế. mục tĩnh làm theo cùng bích lạc lão nhân chém giết, vệ vô kỵ đối chiến hoàng tuyền lão nhân. Lan thiên cơ cùng nguyên tổ chém giết. Ma la thì là cười ha ha, chiến trường này, hắn rất ưa thích, tất cả mọi người ở bên trong ai cũng chạy không hắn cũng không lo lắng sẽ bị người nào cho ném đến trong hư không qua. Ma la thì đối chiến lên bảo bối ngày Pháp Phương. Tiểu Long cùng cơ thiên yêu chém giết. La quân theo kiều ngưng hợp tác đối chiến Long tượng lão tổ, hiện trường chém giết, được không kịch liệt. Cái kia Long tượng lão tổ tu luyện là Long tượng bàn nhược công, lão này tổ một thân áo bảo trắng, mặt hướng hung ác. Hắn đột nhiên liền lớn tiếng hống một tiếng. Lập tức, cái kia sóng âm cấp tốc hình thành một đầu hung hãn tuyệt luân Long tượng. Cái này long tượng to lớn vô cùng, chính là thiểm điện trùng sát mà đến. La Quân cùng Kiều Ngưng cảm nhận được long tượng uy lực, hai người cũng không dám khinh thường. Kiều Ngưng cấp tốc tế ra Thái Cổ Long Bi, Thái Cổ Long Bi bay ra, tiếp lấy đột nhiên nện xuống, oanh một chút, liền đem cái kia long tượng trấn áp lại. Cái kia long tượng liều mạng chống cự, Kiều Ngưng tay bắt pháp quyết, lập tức liền để Thái Cổ Long Bi chi bên trong văn tự hóa thành thần long. Thần long cấp tốc đem long tượng quấn quanh không một lúc sau, liền đem cái này long tượng tiêu diệt. Tiểu tử, ăn lão tổ nhất quyền, cái kia long tượng lão tổ cũng không nhàn dỗi, cấp tốc lại đánh ra nhất quyền. Nhất thời, một đầu hung mãnh chiến tượng gào thét mà ra, cái này hung mãnh chiến tượng cũng là một cỗ đại quyền lực. Chiến tượng chém giết, trong nháy mắt già thiên tế nhật đem la quân bao phủ lại. Hung hãn quyền ý để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Long tượng lão tổ cũng không phải bình thường người, tầng 10 trở lên cao thủ, thì một quyền này, La Quân liền cảm thấy mình vô luận như thế nào trốn tránh, đều là tránh không khỏi dạng này công sát. Kiều ngưng lông mày nhíu một cái, nàng thái cổ long bi cũng không thu hồi, cấp tốc điểm ra, vậy quá cổ long bia thì hướng long tượng lão tổ chân áp tới. Đồng thời, Kiều ngưng thân hình lóe lên, liền ngăn tại La Quân trước mặt. Nàng đem lên cổ lôi phù tế ra, lôi phù bên trong lôi chỉ cấp tốc biến lớn. Kiều ngưng tiếp lấy một trường vỗ ra cái kia trong lôi chỉ liền hiện ra một tia chấp đại trưởng ấn cùng cái kia chiến tượng chém giết cùng một chỗ. Oanh! Chiến tượng đem lôi điện đại trưởng ấn diệt sát, tiếp lấy thì đâm vào lôi chỉ phía trên. Kiều ngưng sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại, nàng tiếp lấy lại bắt pháp quyết. Cái kia lôi chỉ bên trong tuôn ra một cái hung mãnh cự thú trực tiếp liền đem chiến tượng thôn vệ đi vào, sau đó liền bị lôi điện hóa thành hư vô. Long tượng lão tổ cười ha ha, hắn nhất trưởng đem thái cổ long bi thần long đập bay ra ngoài lại nhất quyền đem thái cổ long bi đánh bay Là quân cấp tốc điểm ra huyền âm chỉ công sát long tượng lão tổ long tượng lão tổ phản búng một ngón tay nhất thời huyền âm chỉ liền bị phá mà lại long tượng lão tổ chỉ lực ngược lại hung mãnh hướng la quân tư giết tới la quân bị kinh ngạc hắn cảm thấy cùng long tượng lão tổ dạng này đại ngạc chém giết quả nhiên là tràn ngập cảm giác vô lực la quân lập tức lấy di hình hoán ảnh thân pháp chật vật tránh đi đồng thời long tượng lão tổ song quyền bỗng nhiên cùng nhau đánh ra, tiếp lấy bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt, ba con long tượng gào thét mà ra, hướng phía là quân cùng kiều ngưng công giết tới. Lúc này, căn bản không có cơ hội thi triển ra đại la tiên đằng A. Chiến trận tê liệt, bốn phía đã là chiến ý lao nhanh, khí lưu bạo liệt. Kiều ngưng tuy nhiên pháp bảo nhiều, nhưng là nàng và long tượng lão tổ thực lực cũng kém quá xa. Cho nên lúc này, nàng cũng là kinh hãi thất sắc. La Quân cùng Kiều Ngưng trong trận chiến đấu này, cái kia là tuyệt đối bi kịch. Ba con long tượng cùng nhau gào thét mà đến, chiến ý ngang dọc, sát khí như hồng. Khí lãng lăn lộn, mây đen áp thành. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Ngưng thân thể đột nhiên lóe lên, ngăn ở La Quân trước mặt. La Quân hãi nhiên thất sắc. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên cực hạn tuyệt luân khủng hoảng. Xin lại hoảng sợ, lại bối rối, liền hô hấp đều muốn ngạt thở. Hắn đã trải qua quá nhiều mất đi, lúc này, nếu như Kiều Ngưng lại vì hắn mà chết, hắn sẽ nổi điên, hội phát cuồng. Nhưng là hết thảy, là quần đều đã không kịp qua cải biến. Bởi vì đây hết thảy đều đến quá nhanh quá nhanh quá nhanh. Cái kia ba con long tượng gào thét mà đến, Kiều Ngưng trong nháy mắt đem lên cổ lôi phù tế ra. Lôi chỉ thoáng hiện, điện quang vô cùng, Kiều Ngưng pháp lực thôi vận đến cực hạn, cái kia ba con long tượng đụng giết tới trong nháy mắt liền đem lôi chỉ đâm đến kịch liệt chấn động lên. Trong lôi chỉ lôi điện hải dương tóe lên thao thiên cự lãng. Cái này lôi chỉ thật sự là kiên cố vô cùng, chính là ba con long tượng cũng vô pháp đem phá hư. Nhưng cái này ba con long tượng lại là từ lôi chỉ phía trên xuyên toa mà qua, lần nữa công sát hướng kiều ngưng. Tốc độ nhanh hơn tuyệt luân, không cho kiều ngưng cùng la quân có bất kỳ phản ứng nào. Tại la quân trong mắt, hết thảy đều là trong một chớp mắt ba con long tượng đụng giết tới, kiều ngưng ngăn trở, tiếp lấy long tượng phá không. Oanh, to lớn chiến lực đánh giết tới, tựa như là sóng lớn vỗ bờ. Kiều ngưng trong nháy mắt liền bị oanh nổ thành phấn vụn. Đồng thời, tất cả chiến lực cũng liền trừ khử ở vô hình. Kiều ngưng, là quân hãi nhiên muốn tuyệt, thê lương gào thét một tiếng, trong nháy mắt, hắn máu và nước mắt liền toát ra tới. Giận, là quân nổi giận tới cực điểm, hắn lập tức hiện ra phát cuồng trạng thái. Là quân cầm trong tay địa sát kiếm, liền điên cuồng hơn hướng long tượng lão tổ tư giết đi qua. Ngay vào lúc này, hắn bị người giữ chặt. Là quân, ta không sao, kiều ngưng âm thanh vang lên. Là quân không khỏi cuồng hỉ, quay đầu nhìn lại, kiều ngưng chính thanh tú động lòng người đứng vững. Cùng lúc đó, tiểu long lại là vừa vặn trong chiến đấu nhìn thấy kiều ngưng bị oanh giết thành phấn vụn. Tiểu Long liền không tiếp tục để ý cơ thiên yêu, nó thương tâm nổi giận, gào thét chấn thiên, thân thể vô hạn biến lớn, cái đuôi lớn mãnh liệt quét qua. Đồng thời mặc kệ cơ thiên yêu công kích, chính là hướng phía Long Tượng lão tổ phun ra ra khủng bố lôi điện thần hỏa. Cái kia lôi điện thần hỏa trụ thiểm điện đã bắn giết qua đến, mang theo đốt cháy hết thảy ý vị. Long Tượng lão tổ bị kinh ngạc, hắn lập tức tế ra pháp bảo thái cực trận đồ. Vậy quá cực trận đồ hình thành âm dương ngư, trận đồ xoay tròn cấp tốc liền đem lôi điện thần hỏa trụ thu nạp vào qua. Cái kia đổ bên trong âm dương ngư xoay tròn như lốc xoáy, lốc xoáy bên trong giống như có vô cùng tiểu thế giới, có thể nuốt nạp hết thảy. Oanh, tiểu long nổi giận bên trong, lôi điện thần hỏa trụ vô hạn biến lớn, cự mãnh liệt lôi điện thần hỏa trụ làm cho cả trong không gian trở nên nóng rực vô cùng. Tựa như là núi lửa tại bạo phát. Mọi người chém giết chính mãnh liệt lúc, gặp tình cảnh này cũng không khỏi bị kinh ngạc có điều lại là đều không thời gian đến theo tiểu long đọ sức. Oanh, thái cực trận đồ không chịu nổi lôi điện thần hỏa trụ, rốt cục bạo thành phấn vụn. Trong nguy cơ, long tượng lão tổ lại tế ra một món pháp bảo. Thủy Nguyệt Châu, long tượng lão tổ loại này tuyệt đỉnh cao thủ, trong tay pháp bảo đương nhiên sẽ không ít, vậy quá cực trận đồ vốn là một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo. Có thể ngăn trở rất nhiều công kích, thái cực trận đồ âm dương ngư phát động tiểu thế giới, bao nhiêu lợi hại công sát đều sẽ bị thái cực trận đồ phân giải thu nạp thế nhưng là tiểu long lôi điện thần hỏa trụ thật sự là quá mạnh thế mà trực tiếp đem thái cực trận đồ cho hủy dưới mắt nước này nguyệt châu đột nhiên bắn ra mà ra chỗ đến lập tức liền là một mảnh băng xương cho dù là lôi điện thần hỏa nhiệt độ cũng bị hạ xuống qua oanh nhưng không bao lâu lôi điện thần hỏa liền trực tiếp đem thủy nguyệt châu đốt cháy thành cho bụi trong thời gian này cơ thiên yêu đến công sát tiểu long, ma la một thanh chạy tới. Ma la hóa thành cự thú, bàn tay thô hướng phía cơ thiên yêu hô qua. Cơ thiên yêu lấy pháp lực đem ma la đánh bay, ma la thân thể nhất chuyển, không đợi cơ thiên yêu thở phào, liền lại mạnh mẽ đâm tới chém giết tới. Hiện trường đấu tranh kịch liệt đến bạo. Đây là trước đó chưa từng có chiến ý ngang dọc. Mà giờ này khắc này, là quân lại đột nhiên mặt đầy nước mắt, đem kiều ngưng ôm chặt lấy hắn e sợ cho lại buông lỏng tay nàng liền sẽ biến mất kiều ngưng trong lòng mềm mại bị la quân xúc động có điều nàng lập tức liền khôi phục lý trí lúc này thực sự không phải nhi nữ tình trường thời điểm kiều ngưng vỗ xuống la quân nói ra trước chiến đấu la quân cũng liền lấy lại tinh thần hắn lập tức buông ra kiều ngưng lúc này la quân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra bởi vì kiều ngưng trên người có hoàng thượng cho khôi lỗ phủ chú là cái kia khôi lỗ phủ chú thay kiều ngưng chết một lần. La quân lập tức đem chính mình khôi lỗ phủ chú lấy xuống, sau đó nhét vào kiều ngưng trong tay. Hắn lạnh lùng nói ra, không cho phép ngươi lại làm chuyện điên rồ. Kiều ngưng còn đến không kịp cự tuyệt, nàng và La quân đột nhiên trông thấy long tượng lão tổ bị đốt cháy thành cho bụi. Tiểu long bạo giống một tiếng, tiếp lấy thu hồi lôi điện thần hỏa trụ. Cái kia cơ thiên yêu nhất trưởng đánh bay ma la về sau, tiếp lấy khu kiếm bắn giết tiểu long. Cơ thiên yêu trong tay là một ngụm nam ly kiếm, kiếm khí tung hoành, sát khí kinh hồng, trong nháy mắt liền đem tiểu long thân thể bắn trúng. Mấy chục đạo kiếm quang tại tiểu long trong thân thể điên cuồng xoắn giết. Tiểu long lại là nhìn thấy kiều ngưng còn sống, nó lập tức kinh hỉ vô cùng bay tới. Nó thế mà liền không có quản cái kia nam ly kiếm. Giờ khắc này, cơ thiên yêu là mộng bức. Là quần cùng kiều ngưng mắt trần có thể thấy cái kia nam ly kiếm tại tiểu long trong bụng chém giết điên cuồng. Tiểu Long, người la quân nói ra. Tiểu Long cũng liền chú ý tới chuyện này, nó rất thẳng thắn phát động chân hỏa. Trong nháy mắt, thân thể nó trong ngoài đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Không bao lâu, cái kia nam ly kiếm liền bị phần sát thành cho tàn. Hiện cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tiểu Long rốt cuộc chịu hợp tác với Ma La, nó trở được Ma La, một người một rồng thì thủ hộ tại kiều ngưng cùng la quân bên cạnh. Lan Đình Ngọc bên kia tình huống báo nguy, hắn là cùng luyện thiết thần xích truy dương giết cùng một chỗ. Lan Đình Ngọc tự nhiên không phải xích truy dương đối thủ, xích truy dương bắt đầu muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng rất nhanh liền phát hiện Lan Đình Ngọc công pháp đặc thù. Có điều lại đặc thù, xích truy dương cũng có thể đem Lan Đình Ngọc rơi xuống ở. Là quân bên này cũng bị phệ tâm lão tổ, còn có bảo bối ngày Pháp Vương, cơ thiên yêu cái này ba tôn đại thần vây công. Bọn họ bây giờ căn bản không có thời gian qua chú ý đến Lan Đình Ngọc tình huống. Xích truy dương mắt thấy là phải giết Lan Đình Ngọc, nhưng mỗi lần tại muốn được tay thời điểm, nhưng lại không biết Lan Đình Ngọc dùng pháp bảo gì, đột nhiên hoa quang lóe lên, liền đem hắn công kích trừ khử ở vô hình. Cũng chính là tại xích truy dương nổi nóng thời điểm, cái kia đại khang đệ nhất thích khách công tôn đột nhiên xuất hiện, tại xích truy dương sau lưng xuyên toa hư không mà đến, một kiếm liền đâm xích truy dương một lạnh thấu tim. Lan Đình Ngọc cấp tốc lấy cửu viêm thần hỏa đem xích truy dương phần sát thành cho tàn. Ở trong sân, thắng lợi tự nhiên không phải nghiêng về một bên. Giữa sân còn có một người điên, cái tên điên này cũng là Lạc Thiên Minh, cũng là con trai của cửu U Thiên Đế. Lạc Thiên Minh là bị còn sót lại một người, bởi vì hắn không có tìm được đối thủ, sau đó hắn cũng không vội mà xuất thủ. Chính là thừa dịp vệ vô kỵ cùng hoàng tuyền lão nhân chém giết mãnh liệt nhất thời điểm, đột nhiên xuất thủ. Lạc thiên minh trong nháy mắt thì lấy một ngụm nguyên thần huyết kiếm đem vệ vô kỵ chém giết. Vệ vô kỳ cuối cùng vẫn chết đây là đại khang lưu dưới đệ nhất máu tiếp theo lạc thiên minh cùng hoàng tuyền lão nhân liền đi vây giết lan thiên cơ lan thiên cơ đang cùng nguyên tổ chiến đến tương xứng được không kịch liệt đột nhiên hai tôn đại thần càng còn có người điên lạc thiên minh trong nháy mắt lan thiên cơ cũng là cửu tử nhất sinh cũng là vào lúc này lan đình ngọc cùng công tôn kịp thời xuất thủ đồng thời một bóng người đột nhiên từ nguyên tổ sau lưng thoáng hiện bóng người kia lại là tứ đại yêu tiên bên trong chưa bao giờ lộ diện Thiên Long Vương. Thiên Long Vương trực tiếp đem nguyên tổ đánh giết. Thiên Long Vương là cái nhìn hơn 30 tuổi mặt ngọc nam tử, hắn tướng mạo nhã nhặn nhưng là pháp lực ngập trời. Sau đó, Thiên Long Vương cầm trong tay Long cốt kiếm liền cùng Lạc Thiên Minh chém giết cùng một chỗ. Mà Lan Đình Ngọc cùng công tôn liền thì cùng Hoàng Tuyền Lão Nhân kịch đấu cùng một chỗ. Lan Thiên Cơ cũng ở một bên phối hợp tác chiến. Thiên Long Vương cùng Công Tôn vẫn luôn tại. Hai người này là giấu ở phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di bên trong cũng không có không khí tồn tại, nhưng là Thiên Long Vương cùng Công Tôn bế khí chi thuật. Hai cái phòng bị tu di đều bị ném ở càn nguyên Kim Quang trận bên trong. Hai người này thời khắc đang đánh giá hiện trường, vì cũng là xuất thủ nhất kích tất sát. Hai người này cũng là hoàng dùng sát chiêu, là quân cùng kiều ngưng, còn có Ma La tăng thêm tiểu Long, bọn họ ứng đối phệ tâm lão tổ bảo bối ngày pháp phương cơ thiên yêu lại là tuyệt không rơi xuống hạ phong chủ yếu là tiểu long cùng ma la quá cường đại hai người này phối hợp lại quả thực cũng là tê thiên liệt địa lúc đầu kiều ngưng cùng la quân cho dù là ứng đối ba người này bên trong bên trong một cái vậy cũng xa không phải là đối thủ nhưng bây giờ lại tại ma la cùng tiểu long phối hợp xuống ngược lại là để bảo bối ngày pháp phương ba người bọn họ đau đầu vô cùng tình huống hiện trường bắt đầu có một cái thăng bằng trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Ma La cùng Tiểu Long nếu không phải muốn cố kỵ La Quân cùng Kiều Ngưng, bọn họ cũng đã sớm giết bên trong một cái. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có chiếm được quá thật tốt. Về phần Lan Đình Ngọc cùng Công Tôn, hai người này một cái công pháp đặc thù, một cái thần bí quỷ mị, liền cũng là để hoàng tuyền lão nhân cường giả như vậy cũng có chút khó có thể ứng phó. Lan Thiên Cơ cũng là để mắt tới hoàng tuyền lão nhân, dù tẩu ra chiêu. Trong lúc nhất thời, hoàng tuyển lão nhân thời gian cũng không tốt lắm. Thiên Long Vương cùng Lạc Thiên Minh chém giết càng là kịch liệt. Lạc Thiên Minh càng đánh càng là phát cuồng, thế mà bắt đầu đem Thiên Long Vương áp chế. Lan Thiên Cơ thấy thế, cấp tốc phối hợp tác chiến Thiên Long Vương. Hiện trường chiến cục hiện ra một loại rằng co gai cấn. Nhưng loại này gai cấn cũng không khiến người ta cảm thấy có thể tiếp tục duy trì, chỉ cần hơi xuất hiện một cái biến hóa, liền có thể tạo thành phản ứng dây chuyền, thậm chí toàn quân bị diệt tỷ như tiêu giật đột nhiên đem Lam Tử Y đánh giết, như vậy đối phương bên kia liền sẽ thêm ra tiêu giật dạng này cao thủ đến giúp đỡ. Cái kia đối với La Quân bọn họ bên này tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lại tỷ như, Lam Tử Y đem tiêu giật đánh giết, đó chính là Trần Thiên Nhai bên kia tai họa ngập đầu. Dưới mắt tình huống, điểm mấu chốt ngay tại ở mấy vị này tránh thức lão đại quyết đấu. Hoàng thượng cùng Trần Thiên Nhai chém giết là lớn nhất lo lắng, dựa theo đạo lý tới nói, Hoàng thượng làm sao có thể là Trần Thiên Nhai đối thủ đâu? Mà lại, hiện trường bên trong, Trần Thiên Nhai hẳn là nhất không thể khống một người. Hắn sẽ không bị người nào hạn chế lại, hắn căn bản chính là khó mà giết chết, cho nên hắn thực là có thể tùy ý công kích. Trần Thiên Nhai mới là cả chàng trong cuộc chiến. Tiểu Long cùng Ma La tuy nhiên cũng là khó mà giết chết, nhưng là bọn họ còn muốn bảo vệ La Quân cùng Kiều Ngưng. Mà lại, Ma La thật là khó mà bị giết chết có thể những cao thủ này tồn tại, hắn cũng rất khó giết chết người khác. Về phần Tiểu Long, Tiểu Long phần sát long tượng lão tổ về sau, nó lực lượng đã bị gọt yếu rất nhiều. Tiểu Long trước mắt cũng không có đủ giống phần sát long tượng lão tổ cường đại như vậy pháp lực, long tượng lão tổ cũng không phải nhân vật bình thường, hắn pháp lực tại cái kia Ma Ha tính diệp phía trên. Tiểu Long lúc trước giết Ma Ha tính diệp cũng là tốn nhiều sức lực. Mà dưới mắt, Tiểu Long còn muốn chiếu cố La Quân cùng Kiều Ngưng cho nên nó lực lượng bị hạn chế quá nhiều. Có điều dù vậy, cái kia phệ tâm lão tổ, bảo bối ngày Pháp Vương còn có cơ thiên yêu cũng không thể đánh hạ la quân cùng kiều ngưng. Mà la cùng tiểu long ở giữa làm dối quá để bọn hắn đau đầu. La quân bên này thắng bại trong lúc nhất thời là rất khó phân ra. Lan Đình Ngọc cùng công tôn còn có lan thiên cơ hợp lực chiến hoàng tuyển lão nhân, cái kia hoàng tuyển lão nhân chính là cửu u thiên đế phía dưới cao thủ, pháp lực thâm bất khả chắc chính là đối mặt ba người hợp giết hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào song phương chiến đến chính liệt về phần lạc thiên minh cùng thiên long vương ở giữa cũng là lực lượng ngang nhau thiên long vương nhất miệng long cốt kiếm nơi tay thân pháp khi thì nhẹ nhàng khi thì sát phạt mãnh liệt lạc thiên minh càng đánh càng cuồng hai người khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng là khó phân thắng bại mục tĩnh lấy cửu trọng thiên đỉnh phong chính đang khổ chiến bích lạc lão nhân bích lạc lão nhân thực lực là không rơi cùng hoàng tuyền lão nhân hoàng tuyền lão nhân có thể dùng lực lượng một người chiến lan đình ngọc công tôn cùng lan thiên cơ như vậy dựa theo đạo lý tới nói mục tính sớm cần phải bại mục tính cùng bích lạc lão nhân trước tiên đưa trước tay lúc bích lạc lão nhân đem mục tính thực lực nhìn ở trong mắt hắn chính là dự định tốc chiến tốc thắng trước hết giết mục tính sau đó lại tốt đi trợ giúp người khác bích lạc lão nhân bàn tính đánh rất khá u minh kỳ bích lạc lão nhân trong nháy mắt điểm ra hắn tuyệt thế pháp bảo u minh kỳ cái kia u minh kỳ thiểm điện bay ra chính là như một đạo lợi kiếm hướng phía một tĩnh bắn giết mà đi một tĩnh lập tức liền cảm nhận được u minh kỳ thế tới hung mãnh nàng bắt ra bản thân pháp kiếm phong lôi kiếm cái kia phong lôi kiếm nơi tay một kiếm liền đem u minh kỳ bổ bay ra ngoài bích lạc lão nhân tay bắt pháp quyết hét lớn một tiếng bách quỷ dạ hành cái kia u minh kỳ thế mà vòng quanh một tĩnh nhất chuyển tiếp lấy thì phóng xuất ra vô cùng sương mù màu đen. Sương mù màu đen đem một tính bao vây vào giữa. Một tính lúc này cũng liền minh bạch, U Minh Kỳ công kích là hư, thừa cơ cận thân bố trận mới là thật. Một tính trong nháy mắt thì xa vào đến U Minh Kỳ chỗ bố trí bách quỷ dạ hành trong trận. Bích lạc lão nhân lúc đầu không cần vừa lên đến liền thi triển tuyệt chiêu, nhưng là hắn cảm thấy hắn có thể một chiêu đánh chết một tính, sau đó vì tiết tiết kiệm thời gian, chính là không chút do dự thi triển ra U Minh Kỳ. Cái này bách quỷ dạ hành bên trong bách quỷ, từng cái đều là đi qua bích lạc lão nhân rèn luyện, mỗi một đầu quỷ đô có lai lịch, đều có không nhỏ pháp lực. Bách quỷ vần quanh, trong miệng cùng nhau phát ra tà âm. Cái này tà âm có thể khiến người ta đại pháp lực người đô đầu não u ám, khó mà chống cự. Loại lực lượng này cùng lục tự chân ngôn thuật có chút tương tự, cũng không phải là nói loại thanh âm này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác các loại. Mà chính là loại thanh âm này thành là chân chính lực lượng, lại phá hủy địch nhân thần kinh não. Bách quỷ tà âm xâm lấn, một tính cấp tốc lấy pháp lực bảo vệ thần kinh não. Cái này đọ sức lập tức biến thành tinh tế phẫu thuật cùng phương trình thức. Nhưng cùng lúc, bách quỷ cấp tốc xoay tròn, sau cùng hình thành một cỗ màu đen lực lượng. Cái này màu đen lực lượng trở thành lít nha lít nhít tia lưới. Tia lưới liền đem một tính chăm chú bao phủ, những thứ này tia lưới càng ngày càng gấp, mà lại bắt đầu hướng một tính trong thân thể xâm lấn một khi bách quỷ xâm lấn về sau, mục tính ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị bách quỷ thôn vệ sạch sẽ. cái này u minh kỳ quỷ dị chỗ liền tại ở đây, chỉ cần bị u minh kỳ bao lại về sau, liền lại khó có đường sống. đây là bích lạc lão nhân đòn sát thủ, mắt thấy một tính sẽ chết tại u minh kỳ bên trong bách quỷ chi thủ. lúc này mục tính lại là hết sức tỉnh táo, nàng đem phong lôi kiếm thu nhập phòng bị tu di bên trong, đồng thời mặc niệm pháp chú, pháp thuật theo pháp chú vận chuyển tam tai cửu nạn, hồn phách khó, một tĩnh trong mắt tuôn ra tinh quang. Nàng tu luyện thuật pháp liền gọi là tam tai cửu nạn, tam tai cửu nạn chính là lũ lụt, hỏa hoạn, phong tai, địa nan nhân nạn ma thần khó tam muội khó bản tính khó nghiệp chướng khó tâm ý khó hồn phách khó kiếp số khó. Cái này hồn phách khó, chính là nhằm vào quỷ này hồn một chiêu thuật pháp. Một tính pháp lực theo chú ngữ cấp tốc hình thành một cỗ xương mù màu máu, cái này xương mù màu máu trên không trung uốn lượn, tiếp lấy càng ngày càng trắng kiệt, sau cùng liền trực tiếp xâm nhập vào mục tĩnh trong thân thể. Bách quỷ biến thành tia lưới tiếp xúc đến huyết vụ này về sau, lập tức liền giống như là băng tuyết tan giã một dạng, cấp tốc biến mất. Bích Lạc lão nhân thấy thế bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này mục tĩnh thế mà có thể trả có bực này chiêu pháp. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc đánh ra một đạo diệt hồn đinh. Cái kia diệt hồn đinh thiểm điện bắn ra, hướng thẳng đến mục tĩnh nghi tâm kích xạ mà đến một tính hét lớn một tiếng phong tai. Nàng mạnh mẽ thoáng dẫy ruộng, liền đem cái kia bách quỷ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, nàng một tay nắm lấy phong lôi kiếm, pháp tướng trang nghiêm, pháp lực thôi vận tới cực điểm. Nàng tiếp lấy một tay bắt pháp quyết, tay kia đem phong lôi kiếm đuổi ra. Nhất thời, tại một tính trước mặt thì hình thành một cơn lốc. Phong lôi kiếm tại vòi rồng trung tâm mãnh liệt xoay tròn, rảo sát hết thảy. Cái kia diệt hồn đinh cuốn vào đến phong tai bên trong, trực tiếp bị rảo sát thành phấn vụn. Bích lạc lão nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn mấy lần xuất thủ, thế mà đều bị tiểu bối này hóa giải. Trung châu trấn thiên ấn, bích lạc lão nhân cổ động toàn thân pháp lực, trong nháy mắt, hắn dâu tóc đều dựng, diện mục dữ tợn. Lão nhân ra đã phẫn nộ đến phải dùng toàn bộ pháp lực đến chu sát mộc tính. Hắn lật bàn tay một cái, một cỗ vô hình tinh khí bay ra, tiếp lấy ngay tại mộc tính lên không xoay tròn, sau cùng trong nháy mắt hình thành một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ trực tiếp áp xuống tới. Ngọn núi nhỏ này phong nhìn không lớn, trên thực tế bên trong ẩn chứa ngàn vạn tấn lực lượng. Loại lực lượng này chính là hủy diệt tính, chính là toàn bộ Càn Nguyên Kim Quang trận đều muốn thụ ảnh hưởng. Càn Nguyên Kim Quang trận chính là trên không trung, đây là hoàng thượng vì không cho hoàng cung nhận tổn hại, có chút bất đắc dĩ. Nếu là cái này Trung Châu Chấn Thiên ấn thi triển đi ra, càn nguyên kim quang trận vốn là khẳng định không chịu nổi nặng như vậy lượng. Nhưng diệu thì diệu tại, lúc này càn nguyên kim quang trận có thể đem trong tràng lực lượng hóa thành nguồn năng lượng. Cho nên nói, Trung Châu Trấn Thiên Ấn lực lượng ngược lại có thể chuyển hóa thành một cỗ nguồn năng lượng, để càn nguyên kim quang trận càng kiên cố hơn. Đối mặt cái kia hung hãn Trung Châu Trấn Thiên Ấn, một tính căn vốn không thể tránh né, đến quá nhanh. Ngàn vạn tấn lực lượng trong nháy mắt đè xuống, đây là khái niệm gì? Oanh, ngọn núi nhỏ trong nháy mắt liền đem một tính đè ở phía dưới. Toàn bộ càn nguyên kim quang trận, cũng chính là cái này kim sắc cung biệt đều là chấn động. Muốn cái này trung châu chấn thiên ấn, chính là bích lạc lão nhân lại một bản lĩnh giữ nhà. Hắn là hấp thu ba ngàn núi lớn tinh khí chi lực, sau cùng biến thành của mình. Tiếp lấy lại kết hợp chấn thiên ấn, trong nháy mắt để ba ngàn núi lớn hóa thành ngàn vạn tấn lực lượng chân áp xuống dưới. Mà lại, vì để loại này trấn áp càng thêm bá đạo, hắn lựa chọn ngưng luyện ra ngọn núi nhỏ, bởi vì ngọn núi nhỏ diện tích nhỏ, lực lượng liền có thể đối với địch nhân sinh ra càng lớn thương tổn. Bích lạc lão nhân ngưng thần cảm ứng, hắn lúc này lại bị kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một tính căn bản không có chết. Nguyên lai tại lớn nhất thời khắc nguy cơ, một tính tuy nhiên trốn không thoát, nhưng lại dùng phong lôi kiếm cấp tốc đem ngọn núi kia chém ra một người lớn nhỏ hố thủng đi ra. Mộc Tĩnh lúc này thì bị vây ở ngọn núi nhỏ bên trong. Lúc này Bích Lạc lão nhân cấp tốc thi triển pháp lực, co vào ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ kia phong tựa như lồng giam một dạng, hung mãnh đẻ ép bên trong Mộc Tĩnh. Mộc Tĩnh thi triển ra tam tai cửu nạn bên trong điện nan thuật. Ngọn núi nhỏ này phong cũng là cùng đất đai không thể tách rời. Sau đó tại Mộc Tĩnh pháp lực cùng pháp chú lôi kéo dưới, nàng lập tức ngưng tụ ra một cỗ thổ xương mù màu vàng. Cỗ này vũ khí đem Mộc Tĩnh bao lấy mà vũ khí tiếp xúc đến núi đá lập tức liền hóa thành dạng chất lỏng đồ, vật. Một tính hướng phía trước liền vượt mấy bước, chỗ đến, liền toàn bộ hóa thành dịch thể. Có điều nàng đi qua về sau, những chất lỏng kia lại hóa thành cứng rắn sơn phong. Mấy bước về sau, một tính thì từ ngọn núi nhỏ trong khốn cảnh thoát ly. Địa nan thuật vốn là muốn lấy mặt đất hình thành ràng buộc, đem địch nhân buồn ngủ nhập trong lòng đất. Loại này thuật pháp một khi đại quy mô hình thành, mặt đất có thể thành mãnh liệt hải dương, mà tại đem địch nhân hãm sâu về sau lại có thể đem đất đai hóa thành cứng rắn nham thạch khiến người ta ở bên trong ngạt thở mà chết nhưng là nếu như mặt đất không phải thổ địa thuộc tính mục tính cũng là không thể làm gì cho nên tại bên trên bầu trời nàng vốn là thi triển không địa nan thuật may mắn là bích lạc lão nhân trung châu trấn thiên ấn cho nàng cung cấp điều kiện tam tai cửu nạn chính là vô thượng đại thần thông mỗi một tai mỗi một khó tu luyện đến cực hạn lực phá hoại là kinh người khủng bố mà muốn tu thành Tam tai cửu nạn cũng mười phần không dễ, nhất định phải tâm vô tạp niệm, vô dục vô cầu, tâm cảnh cùng thiên đạo làm một thể, như thế mới có thể sơ bộ đi thể hội đến thiên đạo chi hạ Tam tai cửu nạn. Mà Tam tai cửu nạn bên trong, mỗi một tai, mỗi một khó tu thành, đều cần tìm đúng thiên đạo chi quy luật. Địa nan thuật, muốn nắm giữ đất đai chi tinh khí hồn, sau đó lấy pháp lực cùng tinh khí hồn dung hợp, như thế mới có thể hình thành phân giải thổ địa lực lượng chờ đến pháp lực càng phát ra cường đại loại này tốc độ phân giải cùng diện tích cũng lại càng tăng khủng bố về phần phong tai liền muốn lĩnh ngộ phong tinh khí thần chờ chút cũng phải hiểu phong tai tránh thức lực lượng cùng hàm nghĩa phong tai đại thành chính là thiên địa thất sắc phong vân biến hóa chỗ đến hoang tàn có điều hiển nhiên mục tính còn không có dạng này lực lượng mục tính tam tai cửu nạn chỉ là tiểu thành mà lực lượng cũng bị giới hạn nàng pháp lực nếu là nàng pháp lực đủ cường đại, nàng một người liền có thể đem tất cả mọi người cho diệt đi. Tam tai cửu nạn, thế nhưng là thiên đạo lực lượng. Người tại thiên đạo trước mặt, mặt đối thiên tai địa nan, căn bản chính là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Một tính hai lần phá bích lạc lão nhân sát chiêu, bích lạc lão nhân không khỏi thất sắc. Mà vào lúc này, một tính cũng không hề cho bích lạc lão nhân chủ động xuất kích cơ hội. Nàng đem phong lôi kiếm vẩy một cái, chính là phong lôi tứ kiếm. Cái này một cái chớp mắt, một tính thân pháp linh biến, dưới chân biến hóa, lại từ có một loại quy luật. Một tính quần áo tung bay, hét lớn một tiếng, phong lôi tứ kiếm, tùy phong tốn, quân tử lấy thân mệnh hành sự. Một cỗ trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản đại thế, giống như lịch sử dòng nước lũ, nhân đạo dòng nước lũ, tại một tính một kiếm này bên trong hoàn toàn bày ra. Phong chi đạo, cũng là thuận hòa, cuồn cuộn nhân đạo quân tử lấy thân mệnh làm việc nhân đạo đại thế thông suốt đây mới thực là phong để ý đây mới thực là thiên nhân chi đạo đây là siêu việt nghĩa hẹp võ đạo quyền ý lực lượng chính là bao quát thiên nhân cuồn cuộn kiếm ý trong nháy mắt đem bích lạc lão nhân bao phủ bích lạc lão nhân chỉ cảm thấy quanh thân có vô cùng sát cơ lan tràn mà đến hơi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu bích lạc lão nhân không thể không thận trọng lên hắn cấp tốc lui lại đồng thời xuất liên tục ba quyền hắn quyền ý hùng hồn, chính là trường hận quyền pháp. Trường hận quyền pháp trong nháy mắt đem một tính kiếm ý bao phủ, đồng thời áp chế. Một tính kiếm pháp là vô cùng lợi hại, nhưng bích lạc lão nhân tu vi dù sao cao hơn một tính quá nhiều, cho nên liền một chút liền đem một tính tùy phong tốn, phong kiếm ngăn cản được. Nhưng là một tính biến chiêu càng nhanh. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tùy phong tốn, quân tử lấy thân mệnh hành sự. Tiến lôi chấn, quân tử lấy hoảng sợ mà sửa chữa bớt. Như thế liền tổ hợp thành thiên địa phong lôi tứ kiếm. Xem thiên địa phong lôi, quân tử lính ngộ hàng ý, lấy lập không dễ phương. Trùng trùng điệp điệp kiếm ý ẩn chứa thiên đạo, vô cùng vô tận thẳng hướng bích lạc lão nhân. Bích lạc lão nhân hãm sâu bên trong, liên tục phát quyền tới, kiếm khí tung hoành, thiên đạo không thôi. Mục tính tu luyện chính là phong lôi tứ kiếm, tam tai cửu nạn, đây là vĩnh hằng tiên phủ hai đại thần thông bây giờ một tính pháp lực có hạn hoàn thi dương không ra tránh thức lực lượng tới nếu là có một ngày nàng tu vi đến tứ đế cảnh giới như vậy nàng dựa vào cái này bốn môn thần thông liền có thể thành vì cái thế giới này vương có điều mặc dù là như thế bích lạc lão nhân cũng là một tia thượng phong đều không chiếm được một tính khổ vì pháp lực không đủ liền cũng vẫn cùng bích lạc lão nhân chiến cái tương xứng nhưng là bất kể như thế nào một trận chiến này một tính đều đủ để tự ngạo. Cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực cùng đại danh đỉnh đỉnh bích lạc lão nhân chiến đến khó phân thắng bại, nàng cho dù bại, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Hiện cuộc chiến đấu càng phát ra hừng hực. Cả đám đều đã xuất ra ép dương bản sự giết cái người chết ta sống, đây mới thực là thần ma đại chiến. Mà Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh ở giữa chiến đấu cũng có chút kịch liệt. Vân Hóa Ảnh có thể trở thành Vân Thiên Tông trưởng giáo trí tôn, vậy tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Không sai, hắn thật là thua ở thần đế trên tay. Nhưng thần đế vốn là cái này bên trong thiên địa trí tôn nhân vật, đó là tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, vân hóa ảnh thật sự là am miêu a cầu. Vân hóa ảnh là có thể cùng cửu u thiên đế bình khởi bình tọa nhân vật. Vân lôi nhi cùng vân hóa ảnh đứng đối mặt nhau, hai người cơ bản không có nói nhảm, trong nháy mắt đồng thời lên tay. Vân hóa ảnh trong mi tâm bỗng nhiên dần hiện ra quang mang, cái kia trong ánh sáng bắn ra hơn ngàn cái suy nghĩ tới. Lấy pháp lực ngưng luyện thành vô số tư tưởng suy nghĩ, suy nghĩ tại trong não vực, là vì pháp lực. Đây là vân hóa ảnh một môn đại thần thông, gọi là hóa kiếp vạn tượng công. Cái kia một ngàn mai suy nghĩ từ vân hóa ảnh trong mi tâm tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một ngàn đạo tinh thép thần kiếm. Này một ngàn đạo tinh thép thần kiếm, từng đạo hung hãn vô cùng, Già thiên tế nhật chém tới Vân Lôi Nhi. Bốn phương tám hướng đem Vân Lôi Nhi bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Vân Lôi Nhi sắc mặt không thay đổi chút nào, nàng trong nghi tâm cấp tốc bay ra chư thiên sinh tử luân. Ngân sắc tinh luân tại Vân Lôi Nhi pháp lực thao túng dưới, cấp tốc biến lớn, sinh tử vòng trung gian hình thành một đạo dòng sông màu bạc. Dòng sông bên trong, lốc xoáy cuốn lên, liền muốn đem này một ngàn đạo tinh thép thần kiếm thu nạp vào qua. Vân hóa ảnh rũi bàn tay, cái kia một ngàn đạo tinh thép thần kiếm cấp tốc hóa thành một nói cực lớn quyền ấn, quyền ấn có một tòa nhà kích cỡ tương đương, mãnh liệt đánh giết tại chư thiên sinh tử luân bên trên. Quyền lực hùng hồn tới cực điểm. Vân lôi nhi cũng không khỏi bội phục vân hóa ảnh phản ứng cấp tốc, cái này hóa kiếp luyện thế quyền ấn đã siêu thoát sinh tử vong. Cho dù là chư thiên sinh tử luân cũng không có cách nào đem nhận lấy. Vân lôi nhi một tay triệu hồi chư thiên sinh tử luân, tiếp lấy một trường vỗ ra cái kia chư thiên sinh tử luân bên trong cấp tốc khoan ra một đạo đại trưởng ấn, liền cùng hóa kiếp luyện thế quyền ấn oanh sát cùng một chỗ. Âm âm, mặt đất mạnh mẽ chấn. Vân lôi nhi cùng vân hóa ảnh lại là ai cũng không có chiếm được tốt. Vân hóa ảnh công kích nhanh chóng, lần nữa tế ra một món pháp bảo. Diệt ma bảo điển. Cái kia lại là một bản bảo điển, cùng loại thư tịch. Sách này tịch bay ra, tại vân hóa ảnh pháp lực khống chế dưới, cấp tốc bắn ra kim sắc Phật quang kim sắc Phật quang đem vân lôi nhi bao phủ, đồng thời, ngũ đại diệt ma chiến thần từ diệt ma bảo điển bên trong giết ra. Cái này ngũ đại chiến thần theo thứ tự là bầu trời chiến thần, khắp nơi chiến thần, người bên trong chiến thần, bắc cực chiến thần cùng nam cực chiến thần. Vân hóa ảnh trước đó cũng không có diệt ma bảo điển. Mà lại, diệt ma bảo điển là so ra kém lúc trước hắn thần khí thiên địa thần lô. Tại thiên địa thần lô bị hủy về sau, Vân Hóa Ảnh mới tại trong tông tàng bảo các bên trong lấy ra món này thần khí. Phân Hóa Ảnh tay bắt pháp quyết, hắn pháp lực theo pháp quyết cuồng mãnh rót vào Diệt Ma Bảo Điển bên trong. Cái kia Diệt Ma Bảo Điển bên trong ngũ đại chiến thần vốn là lực lượng khủng bố, Diệt Ma Bảo Điển bên trong kim sắc Phật quang chính là Phật bản ngọn nguồn ánh sáng, loại lực lượng này tinh khiết không tì vết, theo thi pháp giả mà biến hóa. Có thể phổ độ thế nhân, cũng có thể hàng ma sát yêu ngũ đại chiến thần tại vân hóa ảnh pháp lực cùng diệt ma bảo điển Phật quang quán chú, bọn họ chiến đấu lực cường hãn đến khủng bố tuyệt luân cảnh giới. Cái kia thiên không chiến thần cầm trong tay hoàng kim chiến kích, trong tay hắn chiến kích phung lên, bóng người vọt tới, lập tức liền như lôi đỉnh phong bạo chém tới vân lôi nhi. Thích không nói, đánh giết, bầu trời chiến thần hét lớn một tiếng. Cái kia hoàng kim chiến kích chiến đấu lực ngưng tụ thành một đạo hung mãnh sát khí, chính là cùng hoàng kim chiến kích dung hợp lại cùng nhau, phát ra kinh thiên nhất kích. Khắp nơi chiến thắng trong tay chính là khắp nơi búa, hắn thân thể nhất chuyển, đại phủ đột nhiên lăng không bổ về phía vân lôi nhi. Kinh thiên nhất kích, chiến phủ ngưng tụ vô cùng sát ý, mang theo trùng trùng điệp điệp tinh khí thần bao phủ lại vân lôi nhi. Người bên trong chiến thắng, bắc cực chiến thần, nam cực chiến thần bóng người con thoi động, ba người cũng phát ra cường mãnh nhất đánh giết. Năm người này đem vân lôi nhi tất cả đường ra đều phong kín, sau đó phát động một kích mạnh nhất. Chiến ý cuồn cuộn hùng hồn, vân hải bốc lên bên trong, năm đạo mạnh nhất chiến đấu lực hung hãn tuyệt luân hướng phía Vân Lôi Nhi bốn phương tám hướng chém giết mà đến. Bọn họ lực lượng chưa đến, hùng hồn chiến ý đã để người hô hấp không khoái, kinh hồn bạt vía. Dạng này công sát, thật sự là quá cường hãn, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Coi như muốn nghênh chiến, nhưng bốn phương tám hướng đều là công kích, phòng đến phía trước, lại là phòng không đằng sau vân hóa ảnh vừa ra tay cũng là không có giữ lại liền muốn trực tiếp đem vân lôi nhi nghiền sát vân lôi nhi thân ở trong chiến trận tâm nàng lúc này lại là tỉnh táo vô cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vân lôi nhi chư thiên sinh tử luân tản mát ra hào quang màu nhũ bạch đến quang mang này cực lóa mắt sinh tử luân chuyển chư thiên đại thánh tay vân lôi nhi pháp lực thôi vận đến cực hạn trong nháy mắt cái kia hào quang màu nhũ bạch hóa thành vạn thiên quyền đầu Mỗi một quyền đều có khai sơn liệt thạch lực lượng. Vạn thiên quyền đầu theo chư thiên sinh tử luân xoay tròn, nhất thời phá vỡ khí lưu, chiến ý hướng phía cái kia Ngũ Đại Chiến Thần hung hăng đánh giết tới. Phanh phanh phanh, nhất thời chính là liên tiếp đập nện thanh âm, Ngũ Đại Chiến Thần công kích bị Chư Thiên Đại Thánh tay toàn bộ phá vỡ. Ngũ Đại Chiến Thần thân hình biến hóa, đem những thứ này quyền lực phá giải, tiếp lấy lại thấp giọng ngâm hát lên. Liệt hỏa chân ý, bất diệt chiến hồn, giết ngũ đại chiến thần phát ra hung mãnh chiến ý đến, trong nháy mắt, Vân Lôi Nhi phảng phất đặt mình vào tại viễn cổ thần ma bên trong chiến trường, tất cả anh linh chiến hồn đều lít nha lít nhít hướng nàng đánh giết tới. Vân Lôi Nhi nhất thời cảm thấy da đầu run lên, quanh thân đều nổi da gà. Vô số đao khí, kiếm khí ép giết tới, mỗi một đạo đao khí đều bị nhất tôn anh linh cầm, hung mãnh chém giết. Vân Lôi Nhi cũng liền cảm nhận được cái này diệt ma bảo điển lợi hại, nàng biết mình nếu không phải có chư thiên sinh tử luân bực này nghịch thiên pháp bảo, hôm nay thật đúng là khả năng không phải vân hóa ảnh đối thủ. Sinh tử nghịch chuyển, vân lôi nhi chợt quát một tiếng, cái kia chư thiên sinh tử luân đem vân lôi nhi bao phủ lại, đồng thời phát ra lóa mắt rú xương mù màu trắng. Cỗ này vũ khí nồng đậm, cấp tốc hình thành to lớn lốc xoáy. Những thứ này lốc xoáy lập tức liền đem tất cả anh linh chiến ý thu nạp vào qua. Vân hóa ảnh lạnh hư một tiếng, nói ra, lòng ham muốn không nhỏ, sợ ngươi ăn không. Vân lôi nhi cũng là lạnh lùng, nói ra, trả lại cho ngươi. Cái kia chư thiên sinh tử luân bỗng nhiên đảo ngược nghịch chuyển, sau đó bên trong tất cả chiến ý, anh linh các loại toàn bộ phản hướng phía ngũ đại chiến thần đánh giết tới. ầm ầm nhất thời, chiến trường vỡ vụn, cái kia ngũ đại chiến thần liên tục bại lui. Thiên thủ liên hoa, vân lôi nhi phát động phản công, chư thiên sinh tử luân tuôn ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, ngọn lửa này trên không trung hình thành liên hoa đồng dạng hỏa diễm, sau cùng chui vào đến ngũ đại chiến thần trong thân thể. Những thứ này liên hoa hỏa diễm chui vào thân thể bọn họ bên trong, lập tức điên cuồng gặm nuốt. Ngũ đại chiến thần nhất thời thống khổ không chịu nổi. Vân hóa ảnh thấy thế bị kinh ngạc, cấp tốc đem ngũ đại chiến thần thu hồi đến diệt ma bảo điển bên trong. Đồng thời, vân hóa ảnh sử dụng diệt ma bảo điển bên trong Phật quang đem ngũ đại chiến thần trong thân thể liên hoa hỏa diễm thiên luân ấn, vân lôi nhi cấp tốc trở tay đánh ra nhất trường, cái kia chư thiên sinh tử luân xoay tròn bên trong thoát ra một đạo màu ngà sữa trường ấn. Cái này trưởng ấn ẩn chứa sinh tử luân chuyển ảo nghĩa, trong nháy mắt liền đem vân hóa ảnh bao phủ lại. Ngày này luân ấn bên trong, lực lượng vô cùng sự khủng bố, mà ảo nghĩa càng là khó mà phá giải. Vân hóa ảnh liền gặp trước mắt phiêu phiêu miểu miểu, sinh tử khó lường, cái kia trường ấn bên trong phảng phất kể rõ sống và chết chung cực áo nghĩa, khiến người ta cảm thấy căn vốn không thể chống cự. Trong nguy cơ, vân hóa ảnh sắc mặt nghiêm túc, quát lớn nói, vạn tinh liên tiếp. Thân hình hắn nhất động, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng biến hóa pháp ấn. Nhất thời, vô cùng tinh điểm xuất hiện, giống như ngàn vạn lưu tinh từ quá hàng không rơi, theo vân hóa ảnh cùng một chỗ hướng phía vân lôi nhị oanh sát mà đi. Một màn này là cực trói lọi mà hùng vĩ. Vân hóa ảnh không chỉ là pháp lực thâm hậu, càng tu luyện đại tinh thần chân kinh một chiêu này vạn tinh liên tiếp thi triển đi ra uy lực cường hãn vô cùng nếu là la quân cùng kiều ngưng gặp được cái này các loại chiêu số cũng là căn bản không dùng chống cự dứt khoát chờ chết tốt những tinh điểm đó bên trong ẩn chứa vẫn thạch khí tức đồng thời mang theo một loại sụp đổ thiên tai ý vị mỗi một cái ngôi sao điểm lực lượng đều là vô cùng lợi hại oanh vân lôi nhi thiên luân ấn trong nháy mắt liền bị vạn tinh liên tiếp tê liệt mà lại vạn tinh liên tiếp còn hướng lấy Vân Lôi Nhi ùn ùn kéo đến đánh giết tới. Vân Lôi Nhi ánh mắt trầm xuống, nàng lần nữa thi triển ra chư Thiên Đại Thánh Tay. Vạn Thiên Quyền đầu nhất thời oanh sát mà ra, mỗi một quyền đều có thanh thế to lớn chi lực. Rầm rầm rầm, không chung chém giết kịch liệt tới cực điểm, Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa ảnh lại là khó mà phân ra thắng bại tới. Vân Hóa ảnh đại tinh thần chân kinh còn có ngôi sao hàn sát chạm, cửu thiên tinh thần biến các loại. Mà Vân Lôi Nhi tu luyện chư thiên sinh tử ấn, cầm trong tay chư thiên sinh tử luân, cũng là lợi hại vô song. Hai người này trong thời gian ngắn, tuyệt khó phân ra thắng bại. Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa ảnh chiến đến khó phân thắng bại. Mà Hoàng thượng cùng Trần Thiên Nhai ở giữa chiến đấu lại tại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hoàng thượng đầu tiên là dùng thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp ngăn chặn Trần Thiên Nhai thái ất nguyên thần, đây cũng là đối Trần Thiên Nhai lực lượng một loại áp chế hôm nay trận chiến đấu này vân hóa ảnh tiêu giật vân lôi nhi họ cũng không vận dụng nguyên thần bởi vì nguyên thần cùng các nàng bản tôn hòa làm một thể đều thành thuần túy lực lượng nguyên thần tại đối phó người khác lúc còn tốt nhưng lúc này cường giả quyết đấu nửa điểm không qua loa được cũng là trần thiên nhai quá mức cuồng vọng cho nên mới sẽ bị hoàng thượng dùng thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp ngăn chặn nguyên thần trần thiên nhai lực lượng bị gọt yếu một ít mà nhân hoàng kiếm cũng đem trần thiên nhai cuốn lấy cái kia Nhân Hoàng kiếm hòa Hoàng lên chân Long chi khí dung hợp lại cùng nhau, Hoàng thượng đem pháp lực thi triển đến cực hạn, cái kia Nhân Hoàng kiếm hóa thành Thần Long hình thành linh hồn tỏa liên, liền đem Trần Thiên Nhai trực tiếp trói chặt lại. Đây là Nhân Hoàng kiếm chỗ kỳ diệu, linh hồn tỏa liên có thể đem tiên người khí huyết khóa lại, khiến người ta không thể động đậy. Như dưới mắt khóa là thông thường cao thủ, Hoàng thượng cũng đã là gối cao không lo. Có thể Hoàng thượng đối mặt là Ma đế Trần Thiên Nhai, cho nên hắn tuyệt không dám chủ quan. Trần Thiên Nhai cũng ý thức được cái này linh hồn tỏa liên chỗ kỳ diệu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hiên chính hạo, luận trí kế, ngươi thiên hạ đệ nhất. Luận đánh nhau, ngươi ở trước mặt ta bất quá là cái búp bê. Ngươi cho rằng này nhân hoàng kiếm thì có thể đối phó cho ta. Hoàng thượng lạnh giọng nói ra, Trần Thiên Nhai, ngươi nhục thân bất tử, hôm nay vốn cũng không có ý định có thể đưa ngươi như thế nào. Nhưng chấm chỉ cần đưa ngươi vây khốn, chính là đối đại cục có lợi hắn tiếc trong tay lại tế ra một món pháp bảo pháp bảo này lại là lạc hồn chung cái kia lạc hồn chung cấp tốc liền đem trần thiên nhai bao lại lạc hồn chung quanh thân là lưu ly trong suốt ẩn chứ ngũ hành chi tinh sát một khi bị pháp lực thôi độc liền có thể sinh ra ngũ sắc lục dục chi khí tại lạc hồn chung cái này tuyệt đối không gian bên trong ngũ sắc lục dục chi khí trực tiếp từ địch nhân trong ra rót vào đi vào cái này ngũ sắc lục dục chi khí tiếp lấy rót vào trong máu huyết dịch này là liên thông não vực, sau cùng đem não vực sóng điện não phá hư, đồng thời hấp thu tinh khí thần. Kể từ đó, chính là lạc hồn chung chi tinh diệu. Lạc hồn chung, rơi người chi hồn. Đại thần thông giả lợi hại nhất chính là pháp lực, mà lạc hồn chung cũng là phá hư pháp lực. Một khi ngũ sắc lục dục khí tiến vào thân thể địch nhân bên trong, pháp lực và khí lực tự nhiên theo suy sụp, sau cùng liền sẽ chết tại cái này lạc hồn chung bên trong. Hoàng thượng dùng nhân hoàng kiếm linh hồn tỏa liên còn có lạc hồn chung đến khống chế Trần Thiên Nhai, đây đều là hoàng thượng nhằm vào Trần Thiên Nhai công pháp đến khắc chế. Lúc này, linh hồn tỏa liên đem Trần Thiên Nhai vây khốn, lạc hồn chung bắt đầu hấp thu Trần Thiên Nhai hồn phách pháp lực. Mà lại, hoàng thượng cũng không cho rằng, chỉ bằng hai kiện pháp bảo kia liền có thể đem Trần Thiên Nhai khống chế lại. Lúc này, hoàng thượng pháp tướng trang nghiêm, bỗng nhiên hai tay kết cái vãng sinh chú pháp ấn đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện dùng cái này công đức trang nghiêm Phật tịnh thổ. Báo cáo tứ trọng ân hạ tế ba đồ khổ, nếu có kiến thức người tất phát bồ đề tâm, chỉ này vừa báo thân thể, cùng sinh cực nhạc nước. Hoàng thượng càng đọc càng nhanh, hắn đọc mỗi một chữ tiết đều có một loại kỳ diệu nhịp, mà lại, hắn pháp lực cũng thôi vận đến cực hạn. Những chữ kia tiết hình thành nhịp từ trong miệng hắn bay ra, những chữ này tiết sau cùng hình thành một gỗ huyết sắc quang mang huyết quang này càng ngày càng đậm hơn, tiếp lấy thì ngưng tụ thành một quả hạt châu màu đỏ ngòm. Viên này hạt châu màu đỏ ngòm bay vào đến Hoàng thượng Mi Tâm, tiếp theo, một cỗ hung hãn tuyệt luân huyết quang bắn ra, liền đem Trần Thiên Nhai bao phủ lại. Đại siêu độ thuật, ba ngàn đại đạo bên trong đại siêu độ thuật, Trần Thiên Nhai cũng hơi hơi biến sắc. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được cái này hiên chính hạo không phải bình thường đối thủ. Gia hỏa này đến có chuẩn bị, đủ loại thủ đoạn đều là tại nhắm vào mình cái kia huyết quang chiếu dọi tại Trần Thiên Nhai trên thân, nhất thời, Trần Thiên Nhai cũng cảm giác được hào quang màu đỏ ngòm này đang nhanh chóng giết chết hắn tế bào thân thể, đang thiêu đốt huyết dịch của hắn. Tam trọng lực lượng, thêm tại Trần Thiên Nhai một thân. Trần Thiên Nhai ngưng thần vận phương pháp, cái này đại siêu độ thuật thật sự là quá lợi hại, chính là liền Trần Thiên Nhai cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Trần Thiên Nhai thể nội thái ất huyền kim chân khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chính là tại cùng đại siêu độ thuật chống lại, cái kia đại siêu độ thuật huyết quang chiếu giỏi, lại là khiến người ta cảm thấy có loại trong lòng sám hối cảm giác. Liền sẽ cho người cảm thấy lấy hướng đủ loại thật sự là sai cảm giác. Đây là tại giao động đường lớn. Song phương đấu pháp kịch liệt. Loại tình huống này tiếp tục hồi lâu, Trần Thiên Nhai mắt thấy khí tức bắt đầu yếu ớt. Hoàng thượng tam trọng pháp chân đưa đến tác dụng. Nhưng càng là như thế, Hoàng thượng lại càng là không dám khinh thường. Ma đế Trần Thiên Nhai danh tiếng là quá kinh khủng, hắn biết người trước mắt này năm đó có thể tại thần đế cùng môn chủ trước mặt sống sót cái kia tuyệt không phải có thể tùy tiện đối phó lúc này lam tử y cùng tiêu giật ở giữa chiến đấu lại nhất là sáng tỏ lam tử y dựa vào ngũ sắc thần quang liên tục đem tiêu giật công kích hóa giải lam tử y chính là không chết băng hoàng thân thể cũng tất nhiên là cường đại còn có dục hỏa trọng sinh năng lực tiêu giật dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi lam tử y tiêu giật tu vi cũng không kém văn hóa ảnh chỉ là vũ hóa môn cũng không có nhiều như vậy pháp bảo cực phẩm. Cho nên lần này giao đấu xuống tới, tiêu giật liền rơi xuống hạ phong. Tiêu giật tu luyện vân hải bàn nhược khí công, dưới mắt, hắn gặp mấy lần công kích đều bị ngũ sắc thần quang hóa giải, không khỏi cảm thấy cảnh giác lên. Tiêu giật biết cái này làm tử y là tuyệt đối cường địch, sau đó rốt cuộc tế ra hắn ẩn tàng pháp bảo Bích Ngọc Tịnh Bình. Bích Ngọc Tịnh Bình vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ thanh tuyền tới thanh tuyền tại tiêu giật khí công thôi phát dưới, hình thành vô cùng vô tận vân vụ. Tiêu giật cùng Lam Tử Y liền bị vân vụ bao phủ, trong mây mù, lục thức không thấy, tức nghe không được, không nhìn thấy, không cảm giác được. Tất cả thiên cơ đều bị che đậy. Vân lôi cút cút, tiêu giật trở thành trong mây mù vương giả, cái này bích ngọc tịnh bình cùng vân hải bàn nhược khí công vốn là một thể, một khi phối hợp lại, pháp lực vô biên. Vân lôi cuồn cuộn vừa ra, thập phương thần lôi liền hướng Lam Tử Y chém giết mà đến. Thập phương thần lôi từ bốn phương tám hướng tập giết tới, cái này vân hải thần lôi lực lượng bên trong ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, một khi bị chém chúng, mặc kệ thân thể ngươi cường đại cỡ nào, pháp lực cao thâm cỡ nào, cái kia đều sẽ bị ngâm diệt thành cho tàn. Tiêu giật là vận dụng toàn bộ pháp lực, đây là tại liều mạng một lần. Cho nên giờ này khắc này, Lam Tử Y cũng cẩn thận cảnh giác lên nàng ngũ sắc thần quang chính là nàng từ băng hoàng tu luyện trí nhân hình lúc đem cái đuôi thối luyện trở thành pháp bảo lúc này ngũ sắc thần quang cấp tốc biến hóa thành một thân ngũ sắc thải y lam tử y mặc vào ngũ sắc thải y cái kia ngũ sắc thải y múa động lúc này lam tử y tay áo tung bay múa động tựa như nghe thường vũ khúc từng đạo từng đạo thần lôi đều bị ngũ sắc thải y ống tay áo cho bắn ra tiêu giật sắc mặt nghiêm túc tiếp lấy trực tiếp tại trong mây thi triển ra vân hải đại thủ ấn. Một đạo đại thủ ấn liền đem Lam Tử Y bao phủ lại, sau đó vổ bắt trong tay. Lam Tử Y bị vân hải đại thủ ấn khống chế lại, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp trong tay liền bắt pháp quyết. Lam Tử Y tu luyện chính là thai tàng bất hủ thần công. Cửa này thần công đoạt thiên địa chi tạo hóa, rõ ràng quá khứ hiện tại vị lai chi chân lý, chính là một môn tuyệt thế đại thần thông. Lam tử y đã thật lâu không có sử dụng môn thần công này, mà dưới mắt đối mặt tiêu giật vân hải bàn nhược khí công, nàng không thể không vận dụng này môn thần thông. Lam tử y thân hình lóe lên, cái kia ngũ sắc thải y lại lần nữa hóa thành ngũ sắc thần quang. Đồng thời, một cỗ như khói báo động đồng dạng tinh khí xông ra. Cỗ này tinh khí đem Lam tử y vây lại, trong một chớp mắt, Lam tử y thân thể tại kết cấu phần tử bên trong không ngừng biến hóa, đột nhiên thì tiểu như ruồi muỗi. Môn đại thần thông này chính là là dựa vào thai tàng bất hủ thần công bên trong tu luyện ra linh hồn tinh khí cải biến thân thể phần tử kết cấu. Linh hồn này tinh khí tựa như là đã diễn toán tốt phương trình thức cùng trình tự, làm tử y trước y theo thần công quan tưởng chư thiên tri huyền diệu, như thế lại dùng ba thời gian 10 năm mới cảm ứng được linh hồn tinh khí. Mỗi một cái tử vong người đều có tán đi linh hồn, những linh hồn này tiêu tán về sau, sẽ có bộ phận tinh khí hình thành. Như thế tinh khí, huyền diệu vô cùng, có thể thịt người chết, sống bạch cốt, có thể phân giải tinh diệu nhỏ bé phần tử, có thể cải biến sự vật hình thái các loại. Cũng có thể hồng đại nguyện lực, pháp lực thi triển ra thần thông vô thượng. Lam tử y đột nhiên thu nhỏ về sau, liền khống chế cái kia phượng hoàng nguyên thần, đột nhiên thì xuyên toa hư không, rời đi vân hải đại thủ ấn. Một cái người lớn, là không có cách nào tại vân hải đại thủ ấn phía dưới, đạt tới xuyên toa hư không năng lực. Thế nhưng là làm Lam tử y thu nhỏ về sau, những thời không đó phần tử ở trước mặt nàng thì biến lớn Tựa như là bóng bàn đối mặt ném rổ rò một dạng cảm giác Cho nên Lam tử y thành công rời đi vân hải đại thủ ấn Tiêu giật nhất thời tâm lý một cái lột bộp Bởi vì hắn cảm giác được chính mình lúc đầu đã khống chế lại Lam tử y Nhưng là Lam tử y đột nhiên thì hư không tiêu thất Đây quả thực là không thể tưởng tượng Cũng làm cho người nghĩ không ra Tiêu giật trong nháy mắt thì kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lam tử y đột nhiên thì xuất hiện sau lưng tiêu giật tiêu giật bỗng nhiên trở lại hắn nhãn lực vô cùng tốt rốt cục phát hiện thu nhỏ lam tử y lam tử y tựa như là một con ruồi đang bay múa tiêu giật thiểm điện đưa tay trực tiếp liền đem lam tử y nắm trong tay thai tàng đại phong ấn lam tử y cấp tốc thi triển ra nàng vì tiêu giật chuẩn bị kỹ càng bộ tiêu giật một chảo phía dưới đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại đây là rất kỳ quái một loại cảm giác hắn đưa tay đi bắt con ruồi lại đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị con ruồi nuốt chửng lấy đi vào tiêu giật ngưng thần nhìn bốn phía bốn phía chính là một mảnh bóng đêm vô tận ừm tiêu giật khẽ nhíu mày hắn phát giác không ổn liền cũng tại lúc này làm tử y thanh âm truyền đến nàng nói ra tiêu giật đây là ta thai tàng đại phong ấn chính là theo tạo mẫu thể thai bên trong chi mê tạo nên tới bao nhiêu thần thông cao thủ đều khám không phá thai bên trong chi mê hôm nay coi như giết không được ngươi, chính là cái này thai bên trong chi mê, cũng đầy đủ nhốt ngươi một hồi, thật tốt hưởng thụ đi. Lam tử y thai tàng đại phong ấn chính là nàng dùng pháp lực luyện tạo ra một cái chủ cướp suy nghĩ, cũng như nói là một món pháp bảo. Nhưng chủ này cướp suy nghĩ chính là Lam Tử Y sử dụng chính mình tế bảo cùng pháp lực luyện tạo ra tới. Nàng pháp bảo chủ cướp suy nghĩ, còn có ngũ sắc thải quang, vậy cũng là nàng tự thân luyện tạo, lại là không ngoại tại pháp bảo. Lúc này, giữa sân liền đã không thấy tiêu giật, tiêu giật bị phong ấn ở chủ cướp suy nghĩ bên trong, chủ kia cướp suy nghĩ có thai bên trong chi mê, càng là hình thành một cái tiểu thế giới. Thai trung chi mê chính là trên đời thần thông giả sợ nhất một nan đề, nếu như cái vấn đề khó khăn này không khó lời nói, bao nhiêu đại thần thông giả đều có thể lựa chọn thai giải chuyển thế, nắm giữ nhất tôn mới thân thể, từ đó có thể vòng đi vòng lại, vĩnh viễn sống sót. Về phần tại sao sẽ có thai trung chi mê, đây cũng là rất nhiều đại thần thông giả nghĩ không ra. Nhưng không hề nghi ngờ, thai trung chi mê thì theo sinh lão bệnh tử một dạng, chúng nó tồn tại, là tại để bảo toàn một cái thăng bằng, không để cái thế giới này lộn xộn. Tiêu giật bản không đến mức bị Lam Tử Y chui cái này chỗ trống, chỉ là hắn nóng lòng cầu thành. Lại bị Lam Tử Y đột nhiên đào tẩu, cho nên lập tức trông thấy Lam Tử Y về sau, lập tức dưới sự kích động thế thì chiêu. Lam Tử Y khống chế lại tiêu giật về sau, tiếp lấy liền đem chủ kia cướp suy nghĩ để vào đến trong nghi tâm. Lúc này, toàn trường chiến cục là rằng co, mà Lam Tử Y lại chống đi tay. Lam Tử Y tu vi tại trong toàn trường, tuyệt đối là số 1 số 2. Nàng chống đi tay đến, vậy liền cũng là Trần Thiên Nhai bên kia tai nạn. Lam Tử Y cũng là không có ý định khách khí, hôm nay đã chiến trường, như vậy Lam Tử Y thì không định nhân từ nương tay, nàng là muốn đại khai sát giới. Nhưng là đúng lúc này, giữa sân lại xuất hiện đáng sợ biến hóa. Sự biến hóa này là thuộc về Trần Thiên Nhai. Hoàng thượng chưa chuẩn bị thêm toàn bộ là khắc chế Trần Thiên Nhai, cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tòa tháp ẩn chứa cửu u thần quân chiến hồn, lực sát thương là cực kinh người. Đó là khốn sát một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ đều không có một chút vấn đề. Thái ất nguyên thần cũng xác thực bị khốn trụ. Mà lại, Lúc này Hoàng thượng đại siêu độ thuật cùng lạc hồn chung cùng linh hồn tỏa liên cũng làm cho Trần Thiên Nhai bản thể bắt đầu dao động. Trần Thiên Nhai pháp lực tại trên dưới quanh người bạo động, cái kia đại siêu độ thuật để Trần Thiên Nhai pháp lực bắt đầu sôi trào. Tiếp theo, Trần Thiên Nhai trên thân bắt đầu có huyết sắc huyết quản, hắn thân trên quần áo đã bị đốt cháy thành cho bụi. Trên mặt hắn, trên thân đều bị huyết sắc huyết quản tràn ngập. Cái này là một bộ phi thường khủng bố cảnh tượng. Sau đó, huyết vụ tuôn ra, Trần Thiên Nhai thân thể bị cắt chém thành bảy tám khối. Những cái kia khối thì tán loạn trên mặt đất. Hoàng thượng không khỏi nhíu mày, một màn này đại suất hắn sở liệu. Bởi vì hắn không cảm thấy Trần Thiên Nhai liền sẽ như vậy bị chính mình giết chết, nếu như Trần Thiên Nhai thật dễ giết như vậy, như vậy thần đế cùng môn chủ lúc trước liền không khả năng để Trần Thiên Nhai sống đến bây giờ. Nhưng trước mắt này hết thảy. Liền cũng tại lúc này, những cái kia khối thịt bắt đầu nhảy lên tiếp theo, những thứ này khối thịt bắt đầu bành trướng, sau cùng thế mà trực tiếp biến thành tám cái trần thiên nhai. tám cái trần thiên nhai toàn bộ ở trần, oanh một chút, cái kia lạc hồn chung cùng linh hồn tỏa liên toàn bộ bị cái này tám cái trần thiên nhai đánh nổ. hoàng thượng không khỏi hãi nhiên thất sắc. tám cái trần thiên nhai trong nháy mắt liền đem hoàng thượng quay chung quanh ở giữa, mà lại tám người này cùng một chỗ mở miệng, cười lạnh nói, hiên chính hạo, ta đã nói với ngươi, so trí kế, ngươi thiên hạ vô song so pháp thuật, người ở trước mặt ta còn non quá nhiều. Ta cái này phấn toái hư không, thiên biến vạn hóa chi thuật, liền để ngươi kiến thức một chút. Hoàng thượng trong lòng dần hiện ra cử đại nguy cơ, hắn vạn vạn không nghĩ đến trần thiên nhai cường hãn như vậy. Lúc này tình thế tránh thức mất đi khống chế. Hoàng thượng cấp tốc triệu hồi nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm hóa thành nhân hoàng khải giáp bị hoàng thượng mặc vào. Cái kia tám cái trần thiên nhai trong mắt tuôn ra tinh mang, đột nhiên thì từ trong mắt bắn ra 16 đạo thần mang, chính là hướng phía hoàng thượng chảm bắn xuyên qua. Cái này thần mang chính là thái ất huyền kim khí, vô cùng sắc bén, nóng rực tuyệt luân. Hoàng thượng không khỏi thất sắc, hắn tiếp lấy tế ra ma điển. Ma điển bên trong đưa ra hừng hực xương mù màu đen, xương mù màu đen cấp tốc ngưng tụ thời không phần tử. Hiên chính hạo, người chịu chết đi, tám cái trần thiên nhai cùng kêu lên hét lớn, đồng thời lại cười lạnh nói, đóng băng thời không phần tử, liền có thể ngăn cản được ta thái ất thần mang sao. 16 đạo thái ất thần mang sinh ra nhiệt độ so núi lửa bạo phát nhiệt độ còn muốn cuồng mãnh hoàng thượng thời gian đóng băng phần tử, trong nháy mắt liền bị 16 đạo thái ất thần mang toàn bộ vỡ nát. Bao quát thời không đều cùng một chỗ vỡ nát. Bên trong thiên địa thời không là vỡ nát không, nhưng là pháp lực chế tạo, cái kia còn có thể hủy diệt. Hoàng thượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, 16 đạo thái ất thần mang liền bắn giết tại hoàng thượng trên thân. Hoàng thượng nhân hoàng khải giáp cấp tốc ấm lên, dần dần biến thành xích hồng sắc. Đây cũng là nhân hoàng khải giáp cường đại vô cùng, mới có thể để hoàng thượng trèo chống cái này hồi lâu. Đổi lại khác khải giáp, tại chỗ liền có thể chết thành cặn bã. Nhưng là dù cho như vậy, mắt thấy người hoàng thượng này cũng phải bị nướng trưởng thành thịt khô. Hoàng thượng sắc mặt đỏ lên, khó chịu tới cực điểm. Hắn có mọi loại thần thông, nhưng lại đều ngăn cản không nổi cái này 16 đạo thái ất thần mang. Cho dù là nhân hoàng đến, ta giết không tha, ngươi một kiện nhân hoàng khải giáp liền muốn ngăn cản được ta, quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Trần Thiên nhai thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Hoàng đế, ta đến giúp ngươi, ngay vào lúc này, Lam Tử Y thanh âm truyền đến. Sau đó, Lam Tử Y bóng người lóe lên, liền xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Nàng đem ngũ sắc thần quang tế ra, cái kia ngũ sắc thần quang hình thành một lồng ánh sáng, lập tức liền đem 16 đạo thái ất thần mang ngăn cản ở bên ngoài. Hoàng thượng rốt cục đạt được thở dốc, người khác hoàng khải giáp cũng cấp tốc khôi phục lại bình thường. Hoàng thượng đối làm tử y vô cùng cảm kích, lại hỏi, có thể kiên trì bao lâu? Người đi diệt sát hắn nguyên thần, nơi này giao cho ta. Làm tử y cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải kiên trì bao lâu vấn đề, mà chính là hắn thì không làm gì được ta hoàng thượng lại là có chút không quá yên tâm làm tử y quát đi thôi hoàng thượng cũng xác thực cảm thấy thái ất nguyên thần sắp đem thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp đánh nát cho nên hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời trực tiếp thân thể một đằng như đại điều đồng dạng từ bên trên nhảy ra vòng vây trần thiên nhai đang chuyên tâm đối phó làm tử y lại là không thể đưa ra tay đi đối phó hoàng thượng hoàng trong nháy mắt thì tránh vào đến cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp đi. Lam tử y, người thật cho rằng, người có thể là đối thủ của ta. Trần thiên nhai lạnh lùng nói ra, hắn thái ất thần mang càng thêm hung hãn. Lam tử y lãnh nghi vậy một cái, nói ra, thế nào, người cái này nhân tài mới nổi, thật làm chúng ta những thứ này lão tiền bối đều là bùn nặn. Trần thiên nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai. Lam tử y nói ra, vậy ngươi thì cứ việc ra chiêu đi. Oanh, ngay vào lúc này, Lam Tử Y ngũ sắc thần quang vỡ vụn, cái kia 16 đạo thái ất thần mang lập tức liền kích xả tại Lam Tử Y trên thân. Hiện cuộc chiến đấu hung hãn, người nào cũng không có chú ý tới nơi này. Lam Tử Y bị 16 đạo thái ất thần mang bắn trúng, thân thể lập tức đưa ra hừng hực liệt hỏa tới. Trong tích tắc, Lam Tử Y đột nhiên biến thành Phượng Hoàng. Đây mới thực là dục hỏa Phượng Hoàng. Chết! Trần Thiên Nhai chợt quát một tiếng, hắn thu thái ất thần mang, sau đó tám cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt cùng một chỗ hướng phía dục hỏa phượng hoàng đánh giết tới. Cước ảnh, quyền ảnh đầy trời. Mỗi một đạo cước ảnh cùng mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này là có thể đánh toái hư không lực lượng. Dục hỏa phượng hoàng cánh đột nhiên dâng lên, thân thể nguyên địa xoay tròn, lập tức đánh ra nghìn vạn đạo ngọn lửa màu vàng thần kiếm. Lốp ba lốp bốp song phương Giảo sát cùng một chỗ, lại là cũng không ai chiếm được ưu thế. Như thế về sau, Trần Thiên Nhai bắt đầu đem tám đạo phân thân hợp thành nhất tôn. Dục hỏa Phượng Hoàng đột nhiên biến hóa thành bản thể, làm tử y liền lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Trần Thiên Nhai, ta để người hợp không thể, làm tử y quát, bất hủ thai tàng thần công, thấy rõ. Nàng hai tay kết thiên thủ ấn, tiếp lấy phất ống tay áo một cái. Nhất thời, từng tia từng tia hỏa diễm như thiên nữ tán hoa, trực tiếp hạ xuống Trần Thiên Nhai trong thân thể. Những ngọn lửa này tại Trần Thiên Nhai trong thân thể thôn vệ kinh mạch lên. Trần Thiên Nhai sắc mặt thay đổi một chút, dạng này quái dị lực lượng tiến đến, thật là rất lợi hại ảnh hưởng hắn dung hợp. Làm tử y, người muốn chết, Trần Thiên Nhai nổi giận. Ta là muốn chết, có bản lĩnh ngươi đến tiến ta. Làm tử y lạnh quát lên, nàng vương giả bá khí cũng hoàn toàn bày ra hậu sinh tiểu bối cũng dám ở trước mặt bản tỏa càn rỡ dùng lam tử y lại nói nàng xưng bá thiên hạ thời điểm người trần thiên nhai tổ ra ra cũng còn không có suốt thế đây trần thiên nhai tránh thức giận bởi vì hắn đồng thời còn cảm giác được thái ất nguyên thần đang dần dần bị tiêu diệt rơi đây chính là hắn tác phẩm đắc ý a à. mà lại thái ất nguyên thần bị hủy hắn lực lượng hao tổn rất lớn trần thiên nhai thân thể hợp thành một thể cái kia thấy rõ pháp lực để hắn khó mà hoàn toàn dung hợp. Giống, Trần Thiên Nhai nổi giận, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên. Thái ất huyền kim chân thân, làm tử y, bổn tòa hôm nay liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút. Cái này một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai thân thể bị liệt hỏa thay thế. Hắn biến thành một cái phát sáng liệt diễm đại thần đan. Loại lực lượng này, cùng loại là quân tại mất tích trong đại lục thiên địa pháp tướng đại kim đan. Oanh! cái này thái ất liệt diễm đại thần đan liền hướng phía lam tử y oanh sát mà đến. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt, nóng rực tới cực điểm. Cái này giống như là người bị ném tiến núi lửa bạo phát hỏa trong núi. Xem ra người thật đúng là không nhớ lâu a. À. Lam tử y cười lạnh một tiếng. Nàng căn bản không né tránh, thân thể bị thái ất liệt diễm đại thần đan trong nháy mắt đốt cháy, nàng tiếp tục lại trở thành dục hỏa phượng hoàng cái này dục hỏa phượng hoàng nhất chảo đem thái ất liệt diễm đại thần đan bắt lấy, sau đó liền hung hăng hướng mặt đất nhấn đi. Oanh một tiếng, thái ất liệt diễm đại thần đan đem cung điện đốt cháy ra một cái hố đến, cái này thái ất liệt diễm đại thần đan liền bay xuống dưới đi. Dục hỏa phượng hoàng lập tức liền đuổi theo ra đi. Chết, thái ất liệt diễm đại thần đan cấp tốc khôi phục thành trần thiên nhai bản thể bộ dáng, thân thể của hắn cũng thừa cơ hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Mà lại, Tại dục hỏa phượng hoàng đuổi theo ra đến một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai cầm trong tay Thái Ất Huyền Kim kiếm, hướng phía dục hỏa phượng hoàng đầu một kiếm gọt đi. Nhanh vô cùng, kiếm như kinh hồng, chảm toái hư không. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dục hỏa phượng hoàng trong nháy mắt hóa thành hư vô, Trần Thiên Nhai một kiếm chảm không. Ừm, Trần Thiên Nhai hơi hơi nghi hoặc. Mà cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y thực là vận dụng bất hủ thai tàng thần công bất hủ nguyên thân cũng chính là Lam Tử Y né tránh tiêu giật vân hải đại thủ ấn một chiêu kia. Trần Thiên nhai ánh mắt sắc bén, trong một chớp mắt thì khóa chặt trở thành con ruồi lớn nhỏ Lam Tử Y. Hắn thiểm điện đưa tay, liền một phát bắt được Lam Tử Y. Đây là một loại bản có thể động tác. Tiêu giật cũng là làm như vậy, Trần Thiên Nhai cũng không thể ngoại lệ. Sau đó trong nháy mắt, Lam Tử Y cũng đem Trần Thiên Nhai cho phong ấn tại thai tàng đại trong phong ấn. Có điều Lam Tử Y cũng không dám có chút chủ quan, nàng biết mình thai tàng đại phong ấn tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao không phải chân chính thai chung chi mê. Liền xem như buồn ngủ tiêu giật, cái kia cũng không phải có thể thời gian dài vây khốn, huống chi dưới mắt còn đem Trần Thiên Nhai cũng cho buồn ngủ đi vào. Chỉ sợ rất nhanh, hai người này liền muốn phá phong mà ra. PS 1108 lỗi TXT fix sau. Theo càn nguyên kim quang trận vỡ vụn, vô số toái phiến, còn có năng lượng ba động cuồng mãnh tàn phá bừa bãi lên. Sau đó đã hiện ra thế yếu cửu U Thiên Đế một phương lập tức nhân cơ hội này đoàn kết cùng một chỗ, Hoàng thượng bên này cũng không tì vết công kích, toàn bộ vận pháp lực tới toái phiến công kích. Hai bên riêng phần mình tập kết cùng một chỗ, sau đó toàn bộ liền đều hạ xuống trong Hoàng cung. Thời gian là vừa mới qua đi một giờ. Trần Thiên Nhai cùng tiêu giật cùng cửu U Thiên Đế bọn người tụ tập hợp lại cùng nhau, trần thiên nhai cùng cửu u thiên đế sắc mặt đều là khó coi bởi vì bọn hắn bên này tổn thất nặng nề a à. trừ cửu u thiên đế mang đến hoàng tuyền lão nhân cùng bích lạc lão nhân cùng lạc thiên minh còn sống còn lại lục đại cao thủ toàn bộ đều bị giết long tượng lão tổ vệ tâm lão tổ xích truy dương đây đều là văn hóa ảnh mang đến cao thủ toàn bộ chết tiêu giật mang đến bảo bối ngày pháp phương nguyên tổ còn có cơ thiên yêu cũng đều chết đây cũng không phải nói văn hóa ảnh cùng tiêu giật mang đến cao thủ cũng là kém một chút mà chính là những người này cũng là không may mắn vừa vặn thì bị mưu hại được mà lại bảo bối ngày pháp phương cơ thiên yêu còn có phệ tâm lão tổ thế mà một mực khó xử la quân lại thêm lam tử y lại chống đi tay tới cho nên bọn họ không chết mới là kỳ quái càng khẩn yếu hơn là một trận chiến này trần thiên nhai còn tổn thất nhất tôn thái ất nguyên thần cái này thái ất nguyên thần cũng không so một cái hoàng tuyền lão nhân phải kém A. À. Cho nên, Trần Thiên Nhai tổn thất cũng là thảm trọng. Song Phương lần nữa đứng đối mặt nhau. Hoàng thượng cũng tâm lý minh bạch, dưới mắt không có cản nguyên kim quang trận khống chế, những người này muốn rời khỏi, bọn họ là lưu không được. Hoàng thượng mặt hướng Trần Thiên Nhai, hắn nhạt lạnh nói ra, các người thua. Trần Thiên Nhai nhìn chăm chú Hoàng thượng, hắn cười lạnh, nói ra, thì tính sao? thế nào, hiền chính hạo, người làm nhiều như vậy kết quả, ở trước mặt ta, đồng dạng sẽ cảm thấy bất lực, đúng hay không? Người cùng 20 năm trước, lại có gì gì, một dạng vẫn là cần phải có người đến bảo hộ ngươi. Không phải vậy hôm nay, người cũng đã là một người chết. Người cần phải nghĩ như vậy, hoàng thượng cũng không tức giận, nói ra, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba, người hai lần không giết chết được ta. Có lẽ lần tiếp theo, chính là ta giết chết ngươi thời điểm hoàng thượng nói ra trần thiên nhai nói ra thiên hạ này có thể giết ta người còn không có xuất sinh hoàng thượng nói ra ngươi không phải đã tự mình đem cái này nhân sinh đi ra không hắn chính đang trưởng thành sớm muộn có một ngày hắn sẽ giết ngươi thiên hạ này liền không có vĩnh viễn giết không chết người vạn vật tương sinh lại tương khắc ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ trần thiên nhai ánh mắt lần nữa đảo qua đằng sau la quân hắn tự nhiên biết hoàng thượng nói người cũng là la quân. Tương sinh tương khắc, không sai. Trần Thiên Nhai nói ra, nhưng nhất định chính là nghịch tử này có thể gram ở ta sao? Có lẽ là ta gram ở hắn. Phong thủy luân lưu chuyển, huống chi, người cho tới bây giờ đều không phải là khí vận nhân vật chính. Hoàng thượng lạnh lùng nói ra. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm nữa, hiên chính hạo, người tốt nhất cầu thần bái Phật, hy vọng ngươi những thứ này minh hữu vẫn đợi ở chỗ này không phải vậy lời nói lần công kích sau nhất định sẽ so lần này càng thêm thảm liệt hoàng thượng nhạt lạnh nói ra các ngươi đại khái là thật đem thần đế cùng môn chủ đã quên bọn họ sẽ không vĩnh viễn vây ở vẫn thạch lưu bên trong lần tiếp theo các ngươi cứ tới chỉ là các ngươi sẽ không mỗi lần đều có vận khí còn có thể sống được rời đi mời đi trần thiên nhai cả đám cũng thì không nói nhảm thêm nữa theo sau đó xoay người thì khống chế riêng phần mình pháp khí nguyên thần, thiểm điện rời đi. Trong hoàng cung, liền khôi phục lại bình tĩnh. Bùn đỗ bờ sông phía bắc thánh thành bên trong, cửu u thiên đế bọn người trở lại trong thánh điện. Lần này, tổn thất nhẹ nhàng nhất là cửu u thiên đế, đi bốn cái, trở về bốn cái. Nhưng Trần Thiên Nhai, vân hóa ảnh cùng tiêu giật liền cũng không quá vui sướng. Lần này kế hoạch là Trần Thiên Nhai đặt trước, sau cùng cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng Cửu U Thiên Đế bọn người còn thật không dám đến Quái Trần Thiên Nhai, lần này đại chiến, Trần Thiên Nhai cũng dùng thực lực chân chính nói cho những đại lão này nhóm, mới tứ đế thực lực, cái kia tuyệt bức là tiêu chuẩn. Lần này nếu không phải Trần Thiên Nhai thay đổi càn khôn, Cửu U Thiên Đế bọn người chỉ sợ có khả năng toàn bộ đưa tại cái kia Càn Nguyên Kim Quang trận bên trong. Ở vào trong mật thất, đoàn người này bắt đầu thương lượng. Chúng ta muốn trọng tỏa đại khang thay đổi thiên châu kế hoạch, cũng muốn thừa này suy yếu thần đế lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, đã hoàn toàn thất bại. Cửu U thiên đế trầm giọng nói ra, như vậy tiến đến vẫn thạch lưu đánh lén sao súng ngắm thần đế bọn họ, xem ra cũng không cần như thế. Không, nhất định phải đi, trần thiên nhai trong mắt nở rộ hàn quang. Cửu U thiên đế, phân hóa ảnh, tiêu giật. Còn có bích lạc lão nhân cùng hoàng tuyển lão nhân đều nhìn về Trần Thiên Nhai. Lạc Thiên Minh là cái mãng phu, người điên, đương nhiên sẽ không để hắn tới tham gia loại này hội nghị cơ mật. Trần Thiên Nhai nói ra, bây giờ đại khang lông cánh đầy đủ, chúng ta muốn muốn đối phó đã không dễ dàng như vậy. Mà nếu để cho thần đế cùng Trần Lăng còn có đông phương tính cũng thoát khốn vẫn thạch lưu, như vậy đối tại chúng ta tình cảnh tới nói, liền sẽ càng thêm gian nan. Kể từ đó, hiên chính hạo thực hành hắn phản thiên châu kế hoạch, liền sẽ càng thêm thuận tay, cũng càng thêm không thể ngăn cản. Càng nguy hiểm hơn là, thần đế trở về về sau, hắn nhất định sẽ biết rõ nói chúng ta đi đối phó đại khang, chính là muốn nhằm vào hắn. Thần đế mặc dù là chấp trưởng thiên đạo, nhưng hắn thật là không phải một cái có thù không nhà báo. Như vậy đến lúc đó, sẽ phải là ta các loại tai họa ngập đầu. Trần Thiên Nhai trong mắt thoáng hiện qua vẻ điên cuồng, hắn nói ra, mặc dù nói có một bước sai, từng bước sai thuyết pháp. Nhưng là hôm nay, ta lại muốn không điên cuồng không thành ma. Chúng ta nhất định phải lập tức, lập tức đi trước vẫn thạch lưu đánh lén bọn hắn. Vân hóa ảnh, tiêu giật bọn họ nhìn về phía Trần Thiên Nhai. Bọn họ cảm thấy, Trần Thiên Nhai cũng là một người điên. Một cái siêu cấp cả gan làm loạn người điên, hắn đảm lượng so với bọn hắn những người này còn lớn hơn. Vân hóa ảnh trầm giọng nói ra, Trần huynh đệ, người có thể điên cuồng, bởi vì người tới lui một người, không lo lắng. Nhưng là chúng ta cùng người khác biệt. Đã có nhiều cố kỵ như vậy, Trần Thiên Nhai nhạt lạnh nói ra, vậy cũng chớ đi ra quấy làm phong vân, vân huynh về vân thiên tông, cực kỳ đợi là được. Dù sao, cái này bên ngoài cũng quá nguy hiểm. Trần Thiên Nhai nói chuyện cũng không phải cái huyển chuyển người, cái này lời vừa nói ra, vân hóa ảnh nhất thời nghẹn lời, hắn mặt mo có chút không nhịn được. Bất quá hắn hàm dưỡng rất tốt, cũng y nguyên biểu hiện được bất động thanh sắc. Tiêu giật làm theo nói ra, cửu u tiên sinh, người thấy thế nào đâu? cửu u thiên đế nhìn về phía trần thiên nhai hắn thực cũng là ma tính sâu nặng người cho nên hắn mạch suy nghĩ cùng trần thiên nhai rất là nhất trí chỉ là hắn cũng có chút kiêng kỵ trần thiên nhai trần huynh đệ lần này thất bại người chẳng lẽ một chút cũng không ngờ rằng sao cửu u thiên đế hỏi trần thiên nhai trần thiên nhai nói ra lần này vì cái gì thất bại trách nhiệm ở đâu hắn nhìn cửu u thiên đế liếc một chút tiếp tục nói nếu như lam tử y lại chế một điểm tới hiên chính hạo liền đã bị ta giết hiên chính hạo cầm trong tay thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp lại có lạc hồn chung nhân hoàng kiếm còn lặng lẽ tu luyện đại siêu độ thuật cái kia đại siêu độ thuật chính là ba đại đạo trung thần thông lợi hại không cần nói cũng biết đi hắn đón đến nói ra lần này kế hoạch là ta sách các ngươi cũng đều đồng ý làm sao hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm sao nếu như là ta trách nhiệm ta thừa nhận Tiêu giật nhất thời trên mặt có chút không nhịn được, hắn nói ra, sự tình lần này, trách nhiệm tất cả ta trên người một người. Nếu không phải ta lấy làm tử y nói, như vậy. Trần Thiên Nhai nói ra, tiêu huynh, người không nên tự trách. Sự tình phát sinh, cái kia chính là phát sinh. Đối với đã chuyện phát sinh, chúng ta đến trách ai, cái kia không có ý nghĩa. Lần này điểm mấu chốt, ngay tại ở Lam Tử Y rút tay ra ngoài. Nếu như Lam Tử Y chế một số, biến thành ta trước hết giết hiên chính hạo. Như vậy lần này chu diệt đại khang kế hoạch liền sẽ thành công. Ta sở dĩ nói những thứ này Trần Thiên Nhai tiếp tục nói, ta là muốn nói cho chư vị đang ngồi, đối với tại đối phó đại khang, đối phó thần đế sự tình bên trên, ta Trần Thiên Nhai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tàng tư, ta là tận hết sức lực tại làm này kiện sự tình. Huống chi, các người tổn thất bất quá là một số cao thủ. Ta tổn thất, chính là ta thật sự pháp lực, ta nguyên thần đã bị hủy, cái kia nhất tôn nguyên thần ta ngưng luyện hồi lâu, hao phí vô số tâm huyết. Nhưng ta có trách các vị đang ngồi ở đây sao? Tiêu giật thoảng qua cảm kích, hắn nói ra, Trần Huynh đệ tại lần này hành động bên trong chỗ nỗ lực công lao, thật là cư cao đến vĩ, không có thể bắt bẻ. Cửu U Thiên Đế rơi vào trầm tư. Vân hóa ảnh làm theo nói ra, chúng ta tự nhiên không có quái tội Trần Huynh đệ ý tứ, chỉ là, thần đế bản sự, chúng ta đều là biết, lúc này đi vẫn thạch lưu, thật sự là không có một chút chắc chắn nào. Cửu U Thiên Đế cũng nhìn về phía Trần Thiên Nhai, nói ra, nếu là Trần Huynh Đệ có thể đem Tu La Đại Đế mời đến cùng một chỗ làm việc, chúng ta phần thắng hội rất nhiều. Trần Thiên Nhai nói ra, có một chút các người đại khái lầm, ta cùng Tu La Đại Đế lặng yên không sai cũng không phải bằng hữu. Hắn ban đầu ở thế giới bao la trầm môn vẫn là bị ta diệt. Trong lòng của hắn như có cửu nhân, đó nhất định là ta. Cho nên, ta không có khả năng mời tới được lặng yên không sai tới. Liền xem như có thể xin, ta cũng sẽ không đi mời. Hắn đón đến, nói, ta nói rõ, cái này chưa thế giới bên trong, ta trần thiên nhai từ trước đến nay độc lai like độc vãng, một người bạn đều không có. Bất quá ta cử nhân nhiều vô số kể, cho nên, muốn ta tìm trợ thủ, tìm không thấy. Ta chỉ có ta mình có thể xuất thủ, các người nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy liền hợp tác. Nếu là cảm thấy cùng ta hợp tác quá ăn thiệt thòi, cũng không quan trọng, ta có thể lập tức đi ngay. cửu u thiên đế cười ha ha một tiếng, nói ra, trần huynh đệ bị thế nhân xưng là ma đế, trước đó ta còn không biết vì cái gì. hôm nay cũng coi là kiến thức đến trần huynh đệ ma tính, cái này ma đế tên cũng chỉ có trần huynh đệ người có thể làm. hắn đón đến, còn nói thêm, trần huynh đệ, coi như ngươi xin không đến trợ thủ lại như thế nào, người một người liền đã nên được thiên quân vạn mã a. À. trần thiên nhai cũng liền không lại so đo hắn nói ra, ta cũng liền không lại theo các vị già mồm, dưới mắt ta cho rằng vẫn thạch lưu sự tình, nhất định phải lập tức đi giải quyết. Là phúc là họa, ta không biết, nhưng nếu là chuyện gì đều muốn trước cầu cái 10 phần chắc chín, vậy thì cái gì sự tình đều không cần làm. Cửu U Thiên Đế ánh mắt đến vân hóa ảnh cùng tiêu giật trên thân, vân huynh, tiêu huynh, các người có hay không còn có thể liên hệ đến tạo hóa người thật cùng tổ sư tiêu linh đâu. Audio điện tử võ tấn bền Vân hóa ảnh cùng tiêu giật nghe vậy về sau, hai người đều là nao nao. Mời theo về sau, vân hóa ảnh nói ra, ta phái tổ sư ra rất nhiều năm không từng xuất hiện, tổ sư ra đến vẫn là không tại nhân thế ta cũng không biết rõ. Tiêu giật cũng nói, không sai, ta phái tổ sư tình huống cùng vân huynh bên kia là một dạng. Như là trước kia, vân hóa ảnh cùng tiêu giật không biết nói như thế thấu. Bởi vì tạo hóa chân nhân cùng tiêu linh tuy nhiên không xuất hiện, nhưng này phần thần bí y nguyên có thể chấn nhiếp cửu u thiên đế. Nhưng là dưới mắt, phân hóa ảnh cùng tiêu giật còn có cửu u thiên đế đã là cùng chung mối thù, cho nên cũng cũng không có cái gì tốt xấu giếm. Mà không nói đến thấu, khó tránh khỏi sẽ còn để cửu u thiên đế cảm giác đến bọn hắn có giữ lại. Cửu u thiên đế sắc mặt chìm xuống. Ta nhìn, lần này chỉ chúng ta bốn người tiến đến đi. Trần Thiên Nhai nói ra, đối phó thần đế bọn họ nếu bọn họ không phải là bị vẫn thạch lưu vây khốn, đi lại hơn cao thủ cũng là vô ích. Đã Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh đều giải quyết không phiền phức, cái kia chắc là đại phiền toái, chúng ta đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu là thực sự không được, thì đừng động thủ. Cửu U Thiên Đế nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Trước điều dưỡng nửa ngày, sau đó lại lên đường đi. Vân Hóa Ảnh nói ra. Trần Thiên Nhai nói ra, ta cũng là ý tứ này. Đại Khang, Hoàng thành. Hoàng thành lệnh giới nghiêm hủy bỏ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hoàng thượng ban bố lịch trình, cáo tri rất nhiều dân chúng. Nói nói trong hoàng cung thật có yêu tà xâm lấn, nhưng là hiện tại, hết thảy yêu tà đều đã bị hoàng thượng chu sát. Cứ như vậy, dân chúng cảm giác an toàn liền lại lại lần nữa kéo lên. Liền đều cảm thấy đại khang chỉ cần có hoàng thượng tại chính là phòng thủ kiên cố. Trên thực tế, những năm gần đây, bởi vì có hoàng thượng tồn tại, đại khang biên giới bên trong xác thực thái bình quá nhiều mà lại hữu pháp khả y có biện pháp có thể thực hiện không giống như trước tu tiên giả hoành hành ai cũng không có cách nào đi ước thúc những người tu tiên kia hoàng thượng đem chỗ có công lao đều nắm ở hắn trên người mình đây cũng không phải nói hoàng thượng là tham công người mà là bởi vì bây giờ thế đạo sẽ càng thêm không yên ổn các phương yêu ma làm loạn như vậy lúc này hoàng thượng đem hắn hoàng quyền cùng cá nhân hy vọng nhảy lên tới đỉnh điểm đây là có lợi với quốc gia quản lý. Dân chúng tín nhiệm quốc gia, quốc gia mới có thể chịu đựng được mưa gió. Lần này đại chiến, duy nhất hy sinh chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỳ cũng không có con nối dõi, thậm chí ngay cả phu nhân đều không có. Hoàng thượng vì vệ vô kỳ cử hành quốc táng. Về phần còn lại người, hoàng thượng đối địa tạng vương, phân lôi nhi, làm tử y những người này lại là không biết ban thưởng cái gì tốt cho ma la làm theo ban thưởng bảo giáp còn có ngưng tuyết đan. Còn tiểu long, hoàng thượng cũng ban thưởng không ít ngưng tuyết đan, còn có một số pháp bảo. Nhưng là cũng không có cái gì quá tốt pháp bảo. Dù sao làm cho tiểu long để ý pháp bảo cũng không nhiều. Lan Đình Ngọc cùng La Quân cũng chỉ là bị ban thưởng một số ngưng tuyết đan. Lần này ban thưởng cũng không tính phong phú, chủ yếu là những người này muốn ban thưởng không phải kim ngân tài bảo, ruộng tốt phải vóc có thể giải quyết. Hoàng thượng cũng không có cho Lan Đình Ngọc cùng La Quân tham quan, hai người bọn họ quan chức là thích hợp nhất, phẩm giai không thấp, hơn nữa còn tự do. Thật muốn cho hai người này thăng quan, bọn họ cũng còn chưa hẳn vui lòng. Sau đại chiến, lại qua ba ngày, mấy vị đại thần thông giả đều có thể dự cảm đến nguy cơ lần này tránh thức rời đi. Sau đó địa tàng vương bồ tát liền trực tiếp rời đi. Hắn lần này tới, là cố tình hỗ trợ nhưng địa tàng vương bồ tát cũng không nguyện ý quá nhiều tham dự vào ngày này châu đấu tranh bên trong đối với địa tàng vương bồ tát rời đi hoàng thượng cũng không thể quá nhiều giữ lại mặt khác vân lôi nhi cũng cùng ma la rời đi ma la có chính hắn nhà vân lôi nhi vừa lúc là đưa ma la trở về la quân tuy nhiên không nỡ ma la nhưng cũng đối ma la rời đi tỏ ra là đã hiểu ma la cũng chân thành mời la quân có cơ hội nhất định muốn đến hắn đi đâu chơi một đoạn thời gian la quân ngoài miệng đáp ứng tâm lý cười khổ bởi vì ma la cái chỗ kia hắn cho dù là muốn đi cái kia mẹ nó cũng không biết làm sao đi a à. hắn cũng không có vân lôi nhi bản sự này có thể tự do xuyên toa vị diện không gian la quân cùng vân lôi nhi cũng tiến hành đơn độc cáo biệt lão tổ tông không biết chúng ta lần sau gặp lại hội là lúc nào la quân nói với vân lôi nhi vân lôi nhi mỉm cười nàng lại là tránh đi đề tài bỗng nhiên nói ra là quân, lần này, chúng ta đều tới. Một là xác thực cũng muốn vì thế giới bao la ra một phần lực, thứ hai, người biết cái này còn ý vị như thế nào sao? Là quân nào nào, nói ra, còn mời lão tổ tông chỉ rõ. Vân Lôi Nhi nói ra, đại biểu lựa chọn, đại biểu chúng ta đám người này lựa chọn ngươi. Ngày sau, ngươi như có cần, chúng ta tự nhiên đều sẽ hỗ trợ. Nhưng càng nhiều là, cái này vô lượng sát kiếp, vẫn là đến dựa vào các ngươi mang theo chúng ta vượt qua. Tương lai nhất định sẽ có thật nhiều gió tanh mưa máu, bên cạnh ngươi sẽ có nhiều người hơn chết đi, chỉ có ngươi năng lực càng lớn, chúng ta sinh cơ mới có thể càng lớn." La Quân không khỏi sửng sốt, Vân Lôi Nhi lời nói trong nháy mắt để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn có chút không giải thích nói, vô lượng sát kiếp lại như thế nào, nói đến, cũng bất quá là thiên đạo một loại tính toán phương thức. Các ngươi dạng này tu vi, lại còn có thể có cái gì nguy hiểm chí mạng. Vân Lôi Nhi nói ra không phải ngươi dạng này nghĩ tóm lại tương lai sự tình ta nói không rõ ràng cũng thấy không rõ lắm nhưng ta còn có giác quan thứ sáu ta cảm giác được từ nơi sâu xa có vô hình tay tại gảy đây hết thảy đấu tranh hội càng ngày càng kịch liệt bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến la quân nói ra đã như vậy ta cảm thấy chúng ta nên ôm nhau mọi người cùng một chỗ phần thắng hội lớn hơn nhiều cho dù là cửu u lão ma mà đế bọn họ đem người mà đến lại như thế nào chúng ta một dạng có thể đem đánh lui vân lôi nhi nói ra người ý tứ ta minh bạch nhưng là địa tạng vương là tuyệt đối sẽ rời đi sinh tử tại địa tạng vương tới nói hắn nhìn không nặng hắn là hư không bên trong độc hành tăng đây là ai đều miễn cưỡng không vậy còn ngươi la quân nói ra có thể ngươi cũng muốn rời khỏi vân lôi nhi nói ra bầu trời vân nhi tụ tán vô thường có cần ta hội lại xuất hiện đương sự tình giải quyết về sau, ta cũng tự nhiên sẽ rời đi. Liền xem như ma đế bọn họ, bọn họ cũng không có khả năng một mực tập hợp một chỗ. Ta muốn đi, tự nhiên có ta lý do cùng ta nguyên nhân. La Quân nói ra, ta thật lo lắng, như là ma đế bọn họ lại giết cái hồi mã thương trở về, chúng ta bên này không biết nên làm sao bây giờ. Vân Lôi Nhi nói ra, ma đế bọn họ hiện tại lo lắng hơn là thần đế bọn họ, cho nên tạm thời, bọn họ ánh mắt sẽ không đặt tại nơi này chúng ta sở dĩ rời đi, cũng là minh bạch điểm này. La Quân nói ra, thế nhưng là lão tổ tông, lần sau ta nếu muốn liên lạc ngươi, làm sao liên lạc? Nên có thể liên lạc với thời điểm, tự nhiên năng đầy đủ liên lạc với. Hết thảy tùy duyên đi, Vân Lôi Nhi nói ra. La Quân bất đắc dĩ. Vân Lôi Nhi nói tiếp, được rồi, ta nói nhiều liền không nói, người cố gắng lên. Đưa đi Vân Lôi Nhi cùng Ma La về sau, thiếu huy phủ bên trong chỉ còn lại lam tử y cùng một tính còn có tiểu long, mà lại ngay cả tiểu long cũng muốn rời khỏi, la quân còn không có theo tiểu long cáo biệt, tiểu long thì chính mình bay đi, cái này khiến la quân rất lợi hại phiền muộn, chẳng lẽ gia hỏa này còn tại tự trách mình? kiều ngưng nhìn ra la quân phiền muộn về sau, cười một tiếng, nói ra, tiểu long cùng ta cáo biệt, nó nói nó còn muốn tu luyện, không muốn cùng ngươi cáo biệt, đại khái cũng là chọc tức một chút ngươi, ngươi hẳn phải biết. Nó tâm lý quan tâm nhất cũng là ngươi." Là Quân cười khổ, nói ra, "Nó mặc dù là nhi tử ta, nhưng ta nhìn nó quan tâm nhất là ngươi mới đúng." Kiều Ngưng cười ha ha một tiếng, nàng từ đáy lòng nói ra, "Nhận biết ngươi, ta cảm thấy với ta mà nói, lớn nhất đại thu hoạch cũng là có Tiểu Long đứa con trai nuôi này." Sau đó, Kiều Ngưng còn nói thêm, "Tiểu Long còn nói, nó không đợi tại bên cạnh ngươi là muốn đoán luyện ngươi, để ngươi không muốn cái gì sự tình đều ỷ lại nó." là quân sờ mũi một cái, nói ra, đến ai là ai lão tử, ta còn muốn nó đến rèn luyện ta. Kiều ngưng nói ra, đến đi, dù sao ngươi không phải nó đối thủ. Là quân khẽ giật mình, sau đó thì cười ha ha một tiếng. Hắn đánh không thắng tiểu long, chuyện này lại sẽ không để hắn cảm thấy phiền muộn. Ngược lại, đây là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Người nào có cái lợi hại nhi tử, đều sẽ cảm giác đến kiêu ngạo. Là quân tu vi tuy nhiên còn không ra thế nào, nhưng là hắn nguyên thần cũng không yếu tại bất luận cái gì đại thần thông giả nguyên thần a đứa nhỏ này thật sự là cho người ta tăng thể diện a la quân đều đang nghĩ nếu là tiểu long đối đầu trần thiên nhai cái kia bị luyện hóa thái ất nguyên thần sẽ như thế nào hai tôn nguyên thần đều là liệt hỏa thuộc tính không biết sẽ đánh thành cái dạng gì thiếu uy phủ tránh thức an tĩnh lại mục tính là không có ý định đi nàng quyết định ngay tại thiếu uy phủ ở lại La quân tự nhiên là hoan nghênh vô cùng, hoàng thượng cũng hoan nghênh vô cùng. Hoàng thượng còn muốn cho mục tính ban thưởng tòa nhà chờ một chút, nhưng đều bị mục tính cự tuyệt. Nàng nói liền ở tại thiếu uy phủ liền rất tốt. Hoàng thượng liền để la quân muốn sống tốt chiêu đãi mục tính, đồng thời phong mục tính vì ngự tiền khách khanh. Đây là hoàng thượng cố ý cho mục tính mới muốn quan chức, nói cách khác, mục tính chính là hoàng thượng khách khanh. Mặc dù không có quan giai, nhưng lại thân phận vô cùng tôn quý mà lại hoàng thượng ban cho một tính yêu bài, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Về phần Lam Tử Y, hoàng thượng phong Lam Tử Y vì đại khang nước quốc sư. Càng làm cho La Quân ngoài ý muốn là, Lam Tử Y không có cự tuyệt quốc sư danh hiệu. La Quân cùng Lam Tử Y cũng liền rất tâm sự chuyện này. Ban đêm, La Quân đi vào Lam Tử Y trong phòng. Đáng giá nói chuyện là, Lam Tử Y cũng không tính ở tại thiếu uy phủ bên trong. Hoàng thượng cho Lam Tử Y ban thưởng tòa nhà, Lam Tử Y cũng vui vẻ tiếp nhận. Các loại bên kia tòa nhà hết thảy tu sửa sẵn sàng, nàng liền sẽ rời đi qua ở. Đối với Lam Tử Y tới nói, thiếu huy phủ vẫn là nhao nhao một số, nàng là cái ưa thích thanh tĩnh người. Trong phòng điểm tùng hương đèn, quang mang có chút yếu. Lam Tử Y cầm một bản dịch kinh ngay tại tùng hương dưới đèn nhìn lấy. Nàng mặc lấy một thân quần dài màu lam, cả người lộ ra yêu nhã mà không màng danh lợi. Là quân tại Lam Tử Y đối diện ngồi xuống, hắn cười một tiếng, nói ra, xem ra ta cần phải đi tìm viên dạ Minh Châu đến cấp ngươi chiếu sáng. Lam Tử Y dương mắt nhìn xem La Quân, nàng cười cười, nói ra, không đốt đèn ta cũng có thể thấy rõ ràng, có điều đêm hôm khuya khoát đọc sách không đốt đèn giống như có chút quái dị. La Quân theo miệng hỏi, đang nhìn cái gì sách? Lam Tử Y nói ra, dịch kinh. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, thấy thế nào dịch kinh đâu? Lam tử y không khỏi cười cười, nói ra, không nhìn dịch kinh, chẳng lẽ ngươi để cho ta tới nhìn bọt biển chi hạ sao? La quân sướng sờ sướng sờ, sau đó không khỏi cười lên ha hả. Lam tử y nhất thời có chút sướng sờ, nàng để sách xuống, sau đó nhìn về phía La quân, nói ra, ta câu nói này có buồn cười như vậy sao? La quân nói ra, đó cũng không phải, ta chỉ là đột nhiên trong đầu não bổ ngươi nhìn bọt biển chi hạ hình ảnh. Lam tử y nói ra, nhàm chán là quân cầm lấy quyển kia dịch kinh hắn nhìn một số phía trên phần lớn là nghiên cứu quẻ tượng hắn liền nói ra cái này dịch kinh cũng không phải võ công bí tịch đi đầy đường đều có thể mua được ngươi nhìn cái này có thể có cái gì tâm đắc sao lam tử y nói ra người đây thì không hiểu sao tránh thức quý giá đồ vật vậy cũng là cỏ đầu đường cho nên cũng mới có người nói đại đạo lý người người đều hiểu thuyết pháp này nhưng có thể làm được hay không hấp thu đến bên trong chất dinh dưỡng thì không nhất định la quân cười một tiếng nói ra ta hiểu chân quý nhất là khỏe mạnh không khí nước ánh sáng mặt trời phần lớn người đều có thể có cái này bốn dạng đồ vật nhưng lại không có mấy cái đi nói chân quý những vật này lam tử y nói ra không nói những thứ này người tìm đến ta có chuyện gì sao la quân cũng liền để xuống dịch kinh hắn nói ra ngược lại cũng không có cái gì chuyện đứng đắn thì là có chút kỳ quái lão tổ tông Vân Lôi Nhi, còn có địa tàng vương Bồ Tát đều đã rời đi. Ngươi làm sao lại lựa chọn lưu lại? Lam Tử Y nói ra, Đại Khang bây giờ tình huống rất lợi hại không giống nhau, nếu như chúng ta tất cả đều đi, Hoàng đế sẽ rất cố hết sức. Như là đã tham dự vào, Trung Quy cũng phải có người lưu lại. La Quân nói ra, thực ta còn đang suy nghĩ một vấn đề, người nói lần này nếu như ta không đi mời các ngươi tới. Hoàng thượng chẳng lẽ thì thật không có biệt bộ bố trí sao? hắn đem chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người của ta, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Lam tử y nói ra, cái này cũng không kỳ quái. Nếu như không có người vòng này, có lẽ hắn lúc trước liền sẽ không đem cửu u lão ma bọn họ bức chặt như vậy. Nếu như không có người, có lẽ hắn liền sẽ sớm câu thông thần đế trước đến giúp đỡ. Hắn là đem hết thảy đều coi là tốt mới xuống tay, cái này không gọi không có chuẩn bị. Một đạo phương trình thức tuy nhiên có thể có thật nhiều giải đề phương pháp, nhưng chỉ cần có thể giải đi ra không là tốt rồi sao la quân nhìn nhiều lam tử y liếc một chút nói ra người nói tốt giống cũng có đạo lý lam tử y cười một tiếng nói ra ta nói đương nhiên là có đạo lý ta là trong đời ngươi ngọn đèn chỉ đường la quân cũng cười hắn nói ra lúc trước gặp ngươi lúc cảm thấy ngươi lại là cái đại phiền toái may mà ta không có ghét bỏ ngươi cái này đại phiền toái không phải vậy khả năng ta đã sớm chết vô số lần tại tống đế vương nơi đó tại núi Phú Sĩ dưới núi lửa mặt, giống như đều không nhớ rõ, người đến đã cứu ta bao nhiêu lần. Lam tử y nói ra, dừng lại, người khác mỗi lần đều đề cập với ta những thứ này, thẳng không có ý nghĩa. La quân cười ha ha một tiếng. Lam tử y nói ra, ta còn nhớ rõ, ta đáp ứng người ba chuyện, còn có chuyện không có xử lý đây. La quân nói ra, lần này người tới giúp ta, liền coi như triệt tiêu đi. Lam tử y nói ra, khó mà làm được. La Quân cũng không xoắn suýt vấn đề này, mà kệ có tính không, hắn cũng sẽ không đi dùng cái kia một sự kiện đến khó xử Lam Tử Y. Lúc này, Lam Tử Y đột nhiên nói ra, đúng, ta nghe Kiều Ngưng nói, Lạc Ninh xảy ra chuyện. La Quân vốn đang thật vui vẻ, nghe vậy nhất thời ánh mắt nhất ảm. Kiều Ngưng trong lúc vô tình nói với ta một số, nhưng tình huống cụ thể ta vẫn là không đại tiện. Lam Tử Y nói ra, người cẩn thận nói cho ta một chút đi, có lẽ ta có thể giúp người tìm ra hung thủ. Là quân lại là cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá hắn vẫn là đem Lạc Ninh xảy ra chuyện cụ thể tình huống cặn kẽ đều nói cho Lam Tử Y tới nghe. Lam Tử Y sau khi nghe xong trao mày, nàng nói ra, như lai áo cả xa. Là quân gật đầu, nói ra, hung thủ kia thì tại Thiên Châu, là cái công tử trẻ tuổi. Lam Tử Y nói ra, Hoàng thượng có ma điển nơi tay, như hắn xem kỹ, hẳn là có thể đầy đủ điều tra ra la quân nói ra ta đã thỉnh cầu hoàng thượng nhưng hoàng thượng nói nhất định phải chờ ta đến cửu trọng thiên tu vi về sau như thế mới có thể nói cho ta biết hung thủ lam tử y nói ra xem ra hoàng đế cũng có chính hắn lo lắng cùng lo lắng cho ngươi la quân cắn răng một cái nói ra chỉ hận ta tu vi yếu kém lam tử y hòa hoãn hạ ngữ khí nói ra ngươi cũng đừng quá gấp ngươi tu vi tăng trưởng tốc độ đã không tính chậm dục tốc bất đạt biết không la quân gật đầu nói ra ta biết lam tử y còn nói thêm tiếp đó một đoạn thời gian rất dài ta khả năng đều sẽ hội một mực đợi tại trong hoàng thành người có tính toán gì hay không cũng không thể cũng một mực thì đợi tại thiếu uy phủ bên trong a người lúc này cần có nhất là lịch luyện tu vi tĩnh ngồi xuống tu luyện đối ngươi cũng không có nhiều chỗ tốt la quân nào nào hắn nói ra ta đây còn chưa nghĩ ra người có cái gì tốt đề nghị sao Lam tử y nói ra, đề nghị ngược lại là không, nhưng là người cần phải đi ra đi. Bây giờ vô lượng sát kiếp đã tới, khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng cùng lúc khắp nơi cũng đều là cơ duyên. Người vị này thiên mệnh vương, không đi ra làm sao nhặt được bảo bối đâu. La quân nói ra, người nói cũng có đạo lý, ta là được ra ngoài đi đi. Bất quá ta hiện tại cửu nhân cũng nhiều, vũ hóa môn, vân thiên tông, trần thiên nhai bọn họ vạn nhất tìm tới ta, đây cũng là phiền phức. Lam tử y nói ra, trên người ngươi không phải đã có hộ thân phù sao? Hoàng đế dựa vào ma điển thiết kế hộ thân phù, cái này có thể là đồ tốt. Ngươi thay đổi dung mạo lại đi hành tẩu, bình thường nhiều chú ý dưới, hẳn là sẽ không bị chú ý tới. Là quân nhớ tới cái gì? Hắn nói ra, ta nhớ tới, hoàng thượng cho ta cùng kiều ngưng các một đạo khôi lỗ phù chú, cái kia phù chú lại là đồ tốt. Nếu không phải khôi lỗ phù chú, lần này kiều ngưng xảy ra chuyện, ta chính là chết trăm lần không đủ, Lam Tử Y nói ra, cho nên người muốn cho hoàng đế cho ngươi thêm một số khôi lỗ phù chú. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Dù sao, hoàng thượng là quân, ta là thần, cái kia có chủ động đi lấy thưởng đạo lý. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, người nha, coi như khác làm cái này mộng đẹp. Cái kia khôi lỗ phù chú cũng không phải rau cải trắng, nơi đó có nhiều như vậy ban thưởng hoàng đế sở dĩ cho người cùng kiều ngưng khôi lỗ phù chú, không phải là bởi vì khôi lỗ phù chú không đáng tiền, mà chính là hắn sợ các ngươi đi mời chúng ta thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên. Cái này khôi lỗi phù chú chế tác 10 phần khó, mà lại cần thiết tài liệu cùng nguyên khí là cực đặc thù. Trong thiên hạ, tổng cộng cũng không có mấy cái, như cái này khôi lỗi phù chú thật có thể đại lượng sinh sản, vậy hoàng đế trên người mình buộc cái chừng trăm mai khôi lỗ phù chú, vậy hắn không phải thiên hạ vô địch là quân nhất thời thì có chút xấu hổ, hắn sờ sờ cái ót, nói ra, tốt a, à, người nói có đạo lý. Vốn là rất lợi hại có đạo lý, Lam Tử Y vừa cười vừa nói. Là quân cùng Lam Tử Y lại trò chuyện một hồi, tiếp lấy liền cáo biệt Lam Tử Y, trở lại gian phòng của mình bên trong. Hoàng thành hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Là quân cũng minh bạch, muốn tìm ra là ai nắm giữ như lai áo cả xa cũng không phải là khó khăn nhất bây giờ khó chỉ là mình làm sao muốn tu luyện tới cửu trọng thiên tu vi thông qua lần này giao đấu là quân rất rõ ràng chính mình theo chút tuyệt đỉnh cao thủ vẫn rất có khoảng cách bùn đỗ hà bắc diện thánh thành bên trong cửu u thiên đế tại đi hướng hư không vẫn thạch lưu trước đó cùng đại hoàng tử lạc thiên tâm đàm một lần là cha lần này đi hướng hư không vẫn thạch lưu đối phó thần đế thần tộc hết thảy đều muốn giao cho ngươi đến tiết chế cửu u thiên đế trầm giọng nói ra lạc thiên tâm bị kinh ngạc hắn giật mình không phải phụ thân muốn rời khỏi mà là bởi vì phụ thân thế mà đến cùng hắn bàn giao những thứ này dĩ vãng phụ thân mặc kệ đi làm cái gì cũng sẽ không nhiều lời cũng sẽ không cố ý đến nói với tự mình phụ thân ngài lần này cần đi bao lâu lạc thiên tâm thử thăm dò hỏi cửu u thiên đế từ tốn nói nếu như thuận lợi một tháng thì có thể trở về nếu như không thuận lợi có lẽ thì về không được đi nói càng về sau hắn thở dài một hơi. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, phụ thân, chẳng lẽ liền ngài đều sẽ có hay không nắm chắc thời điểm. Cửu U Thiên Đế nói ra, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là cha đương nhiên cũng có không có nắm chắc thời điểm. Lần này đi đại khang, không như cũng là thất bại sao. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, thần đế tu vi thâm bất khả chắc, ngài tại sao muốn như vậy suốt ruột đi đối phó hắn đâu. Cửu U Thiên Đế nói ra, bởi vì đây là duy nhất cơ hội, bọn họ hãm sâu vẫn thạch lưu bên trong, chúng ta đi mới có cơ hội." Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, "Phụ thân, nhi thần thực sự không hiểu, đến giờ này ngày này, ngài cái gì cũng có. Vì cái gì còn muốn đem chính mình đặt mình vào đến loại này không thể khống trong nguy hiểm?" Cửu U Thiên Đế nhìn một chút Lạc Thiên tâm, hắn nói ra, "Thiên Tâm, Thiên Châu kế hoạch đối với chúng ta mà nói, là một hạng vĩ đại cải cách. Từ có thần linh đến nay, Thần linh thì từ trước tới giờ không bị Thiên đạo tán thành. Vài ngàn năm trước, một trận thần ma đại chiến, chúng thần vẫn lạc. May mắn đào thoát, liền trốn vào hư không bên trong kéo dài hơi tàn. Cái kia hư không bên trong, tuy nhiên có thể trốn tránh Thiên đạo chế tài, nhưng là điều kiện cực ác kém, mà lại tại như thế hoàn cảnh hạ thời gian dài sinh tồn, cái kia sẽ cho người nhịn không được phát cuồng, sẽ cảm thấy năm tháng, thiên địa, hết thảy đều không có ý nghĩa. Trong thời gian này có thật nhiều chân thần nhịn không được về tới địa cầu đến, nhưng rất nhiều đều trực tiếp bị thiên kiếp giết chết. Chúng ta cũng không có phạm tội, nhưng chúng ta lại vì thiên địa bất dung, thiên địa bất nhân, xem chúng ta là lợn chó cừu khấu. Hắn đón đến, tiếp tục nói, mà lần này, vô lượng sát kiếp buông xuống, thiên địa từ trường phát sinh cải biến. Đám chân thần bọn họ tạm thời không cần sợ hãi từ trường mang đến khí chàng ma sát, cho nên, đây cũng là một lần cơ hội duy nhất. Nếu như Thiên Châu kế hoạch thành công, như vậy chúng ta thì có thể trở thành trên địa cầu sáng thế thần, chúng ta liền có thể thay đổi từ trường, khí tràng, thành lập thuộc tại chúng ta quy tắc. Đây là vì toàn bộ chân thần, thần linh đến ngư phúc chỉ. Tại vô lượng sát kiếp chưa buông xuống trước kia, cái này địa cầu từ trường theo đám chân thần bọn họ từ trường là ở vào một loại cực độ khô giáo ma sát trạng thái. Tựa như có người, thể nội từ trường quá thịnh, có thể đột nhiên tự đốt mà chết đây là gặp chưa qua tân văn báo đầu. Mà đám chân thần bọn họ đối mặt tình huống này thì nghiêm trọng hơn. Thiên Châu kế hoạch sau cùng cũng là cải biến thiên đạo, cải biến từ trường, để đám chân thần bọn họ thích ứng cái này từ trường. Nhiều khi, đám chân thần bọn họ, làm tử y bọn họ những người này sở dĩ ngăn cách thời gian muốn đi hư không, đó là bởi vì trong thân thể từ trường càng phát ra cường thịnh, không đi nữa diệt dập lửa, liền thật muốn tự đốt. Bọn họ hướng vứt bỏ nhục thể đi đầu thai, nhưng lại lại khám không phá thai chung chi mê. Cái thế giới này, cái này thiên đạo đối đám chân thần bọn họ hạn chế là cực nghiêm hà khắc cùng tàn nhẫn. Trong hoàng cung, hoàng thượng cùng Lan Thiên Cơ đang trong thượng thư phòng nói chuyện. Hoàng thượng nói ra, cái này vô lượng sát kiếp tại tất cả chân thần tới nói, là một lần cơ hội duy nhất. Tựa như là nghèo khó quá lâu dân cờ bạc, đứng trước duy lần xoay người cơ hội. Như vậy ngươi nói, lúc này, bọn họ bị buộc ở trong hư không nhiều năm như vậy, như thế nào lại không cá cực cái này một thanh đâu. Cái gì là chân thần, người ta cũng không tính là, bởi vì chúng ta tuổi tác không đủ. Chân thần chính là trải qua thần ma đại chiến, hoặc là năm tháng có ngàn năm trở lên. Những người này chịu đủ khổ sở, cho nên đối với cải biến hiện trạng là phi thường bức thiết. Hắn đón đến, còn nói thêm, giống người ta những người này, thực cũng còn chưa tránh thức cảm nhận được thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường ma sát tư vị đó là một loại có thể đem thân thể người dẫn bạo tư vị đây cũng là thiên đạo đối thần thông giả một loại áp chế lan thiên cơ ở một bên cung cung kính kính hắn nghe vậy về sau không khỏi nói ra hoàng thượng nếu là như thế có thể ngài vì sao muốn đứng tại thiên châu kế hoạch đối diện còn có địa tạng vương quốc sư vân lôi nhi những người kia vì cái gì cũng nguyện ý đứng tại ngài bên này hoàng thượng nói ra rất đơn giản bởi vì là thiên đạo là đối hắn đón đến lại nói, đại thần thông giả vốn cũng không nên tồn tại, người vốn là nên sinh lão bệnh tử. Người người sinh ra bình đẳng, đại thần thông giả dựa vào cái gì muốn cao cao tại thượng. Nói đến, thiên châu kế hoạch bất quá là bọn họ một nhóm nhỏ người đến được lợi ích. Nhưng đối toàn bộ địa cầu thương tổn lại là hủy diệt tính. Chính là vì thiên thu vạn đại, cái này thiên châu kế hoạch cũng không nên bị ủng hộ và tán thành. Không phải mỗi người đều là tự tư, địa tạng vương, quốc sư Phân lôi nhi họ đều là trách trời thương dân, bọn họ cùng chấm vì không phải tự thân mà chính là thiên hạ. Thiên đạo tồn tại cũng không phải là một loại nghiền ép, càng không phải là địch nhân. Nó tựa như là từ ái phụ thần, thay ngén vạn vật đến dưỡng người. Nó làm ra hết thảy đều là muốn để địa cầu văn minh kéo dài tiếp, mà thần thông giả nhóm thiên châu kế hoạch cũng là đến hủy diệt phụ thần. Lúc này chấm lại làm sao có thể đi đứng tại phụ thần đối diện? Lan Thiên Cơ lập tức nói ra, vì thần thể sống chết đi theo Hoàng thượng. Hoàng thượng khe khẽ thở dài, hắn nói ra, Lan Khanh, lần này đối với vô kỵ chết, chấm trong lòng rất là ái náy. Chấm tuy nhiên có thể đối rất nhiều chuyện đã tính trước, nhưng là lần này đối mặt ma đế đám người này, chấm cũng vô pháp đem tất cả chỗ sơ suất chắn. Lan Thiên Cơ nói ra, Hoàng thượng không cần ái náy, chắc hẳn vô kỵ huynh dưới suối vàng cũng sẽ lý giải Hoàng thượng. Dù sao đây là chiến tranh, làm chiến tranh kèn lệnh thổi lên lúc thì nhất định sẽ có người hy sinh ngài đã đem hy sinh xuống đến mức thấp nhất độ hoàng thượng trầm mặc không nói lan thiên cơ còn nói thêm huống chi lần này ngài đối mặt có thể nói là thiên châu lực lượng mạnh nhất trong bọn họ một cái đã là cực khó đối phó mà lần này lại đến nhiều như thế ngài dưới loại tình huống này còn có thể đem bọn hắn đánh lui chỉ bằng điểm này hoàng thượng ngài cũng đã là tuyệt đối thiên cổ nhất đế Hoàng thượng cười một tiếng, nói, thư phòng này bên trong, thì người ta quân thần hai người. Cho nên người cũng không cần đập chấm mông ngựa, lần này công lao, cũng không tại chấm trên thân. Lan Thiên Cơ nói ra, vì thần nói, nhưng cũng là chân tâm thực ý, cũng không phải là đập hoàng thượng ngài mông ngựa. Lần này đối chiến chi công, công đầu còn hẳn là ghi vào ngài trên đầu. Những vật này, không nói cũng được, hoàng thượng khoát khoát tay, hắn sau đó còn nói thêm, Lan Khanh chấm còn muốn nói với ngươi một điểm. Hoàng thượng mời nói, Lan Thiên Cơ nói ra. Hoàng thượng nói ra, phản đối Thiên Châu kế hoạch, chấm có chấm lý do. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói, chưa hẳn có thể trở thành ngươi đi theo lý do. Hoàng thượng, ngươi nghe chấm nói hết lời, Hoàng thượng tiếp tục nói, Thiên Châu kế hoạch, có lẽ bất quá là một cái mồi nhử. Mồi nhử, Lan Thiên Cơ bị kinh ngạc. Hoàng thượng nói ra, có lẽ Thiên Châu kế hoạch lý luận căn bản sẽ không thực hiện, đây chẳng qua là dẫn phát đại quy mô vô lượng sát kiếp một cái mồi nhử. Có thể cho dù là mồi nhử, nhưng lại có rất nhiều chân thần tin. Bọn họ tin, vậy chúng ta thì không thể không đi ra ngăn cản, đây chính là mâu thuẫn vị trí. Hoàng thượng ý là Thiên Châu kế hoạch không thể lại thành công. Lan Thiên Cơ kinh ngạc nói. Hoàng thượng nói ra, Thiên Châu kế hoạch là một phe cánh. Chúng ta phản đối, lại là một phe cánh. Nếu như tại cái này hai phe cánh bên trong tuyển chọn, ta cho rằng người phản đối phần thắng càng lớn, bởi vì người phản đối phía sau là đứng Thiên Đạo đại thế. Lan Thiên Cơ trầm ngâm đi xuống, hắn tinh tế suy nghĩ, lại là cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. À. Nếu quả thật như Hoàng thượng nói, Thiên Châu kế hoạch là một cái mồi nhử. Như vậy cái này phía sau Thiên Đạo lộ ra lại chính là muốn tìm lên một trận có thể so với Viễn Cổ Thần Ma đại chiến chiến tranh tới thiên đạo từng để cho viễn cổ một số thần ma trốn vào đến hư không bên trong, lần này, chỉ sợ sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội này. Lan Thiên Cơ nói ra. Hoàng thượng nói ra, không sai, bởi vì Thiên Châu kế hoạch cần rất nhiều chân thần đến bổ khuyết, cửu u bọn họ lại không chịu để cho thủ hạ chân thần tới làm cái này hy sinh. Kể từ đó, bọn họ sẽ đi hư không bên trong đuổi bắt chân thần. Người nhìn, bọn họ tuy nhiên tại phản thiên nói, nhưng thực vẫn là tại là thiên đạo làm việc, Chúng ta cũng là tại là thiên đạo làm việc." Lan Thiên Cơ nói ra, nhưng bọn hắn lại không hoàng thượng ngài nhìn thấu hoàn toàn. Hoàng thượng nói ra, nhìn thấu hoàn toàn, thực cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thiên đạo là cuồn cuộn đại thế, chấm thân ở bên trong, cũng cải biến không, tính kế không. Dù cho chấm minh bạch những thứ này, nhưng chấm bên người, tương lai đồng dạng sẽ có thật nhiều người hy sinh. Có lẽ, chấm đồng dạng sẽ hy sinh, dù sao, trận này thiên đạo bên trong người ta đều không phải chân chính nhân vật chính. Nhân vật chính, Lan Thiên Cơ nói ra, hoàng thượng, ngài là nói Tiểu Nhi Đình Ngọc cùng Trần tiểu tướng quân sao? Hoàng thượng nói ra, bọn họ là chủ giác chi nhất, tất cả thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương, sống đến sau cùng, liền là chân chính nhân vật chính. Lan Thiên Cơ sầm mặt lại. Hắn tự nhiên cũng có chính hắn chỗ đau, cái kia chính là hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa mâu thuẫn. Hoàng thượng nhìn về phía Lan Thiên Cơ, Hắn lại là có thể thấy rõ hết thảy người, trên ngựa liền cũng biết Lan Thiên Cơ trong lòng lo lắng, "Lan Khanh, ngươi là đang lo lắng Đỉnh Ngọc sao?" Lan Thiên Cơ nói ra, "Hồi hoàng thượng, nghịch tử này tu vi cổ quái, mà lại trong lòng của hắn một mực đối vi thần có hận, vi thần xác thực là có chút bận tâm. Bây giờ vi thần còn có thể ngăn chặn hắn, chỉ sợ ngày sau." Hoàng thượng nói ra, năm đó mẫu thân hắn Diệp Loan Phượng sự tình, chấm cũng không rõ ràng. Nhà ngươi sự tình, chấm luôn luôn cũng đều chẳng qua hỏi. Có điều Lan Khanh, đối thủ tồn tại, là một loại khích lệ. Có lẽ Đình Ngọc có thể trở thành khích lệ ngươi đột phá cơ duyên. Và lại, chấm cũng biết trong lòng ngươi không hiểu chấm tại sao muốn bảo vệ Đình Ngọc. Lan Thiên Cơ nói ra, Hoàng thượng an bài, nhất định là thâm ý sâu sắc. Hoàng thượng nói ra, Đình Ngọc chính là thiên mệnh chi vương, hắn có hắn đường. Hắn tồn tại ở Đại Khang, đối Đại Khang sẽ chỉ có lợi. Chúng ta ánh mắt vẫn là muốn buông dài xa một chút. Vâng, hoàng thượng, Lan Thiên Cơ tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Cảnh ban đêm thâm trầm. Trấn Viễn trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Lan Đình Ngọc chính trong phòng của hắn tu luyện. Ngô lão tiên sinh cùng cháu gái Ngô Tiểu Hoa tại đình viện trong đình tán gẫu. Ngô Tiểu Hoa là Ngô lão tiên sinh thu dưỡng, nàng trước kia lang thang bên ngoài, rất là thê thảm. Bây giờ lại là qua phá lệ khoái lạc. Cho nên nàng cũng rất là cảm ơn. Tại nàng sinh mệnh bên trong, trọng yếu nhất cũng là ra ra cùng Đình Ngọc ca ca. Ai, Ngô lão tiên sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, trên tay hắn xách cái tẩu hút thuốc, trước mắt là khói mù lượn lờ. Ngô Tiểu Hoa đều đã bị sạc thói quen, cho nên cũng không để ý lắm. Ra ra ngài êm đẹp than thở cái gì a? À? Ngô Tiểu Hoa ngẹo đầu kỳ quái hỏi. Ngô lão tiên sinh nói ra, người Đình Ngọc ca ca lúc trước làm sai một việc sự tình gì ngô tiểu hoa hỏi nàng đón đến nói ra đình ngọc ca ca là không biết làm chuyện sai a à. tiểu cô nương này đối lan đình ngọc lại là sùng bái lắm đây ngô lão tiên sinh nói ra món đồ kia hắn nếu là không cầm hoặc cầm không giết nữ nhân kia như vậy thì không có dưới mắt cục diện này cứ việc ta để hắn tuyệt đối không nên hiển lộ ra nhưng giấy trung quy là không gói được lừa ra ra người đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu đây Ngô Tiểu Hoa nói ra. Ngô Lão tiên sinh quất một ngụm thuốc lá sợi, hắn cười cười, nói ra, người như nghe hiểu được, ra ra cũng sẽ không nói. Ngô Tiểu Hoa lập tức ngoác miệng ra, nói ra, ra ra người thật đáng ghét. Ngô Lão tiên sinh trong lòng lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đại khái, đây chính là đình ngọc số mệnh đi. Ngay vào lúc này, một tên gia đình thần thái trước khi xuất phát vội vàng đến đây. Lão tiên sinh, bên ngoài có người cầu kiến, nói là muốn bái phỏng thiếu tướng quân. Gia đình nói với lão tiên sinh. Ngô lão tiên sinh nao nao, hắn nhìn nhìn sắc trời, cái này lúc sau đã là 11 giờ đêm. Hắn thầm nghĩ, Đình Ngọc luôn luôn cũng không tham dự chính vụ, muộn như vậy, sẽ là ai tới gặp Đình Ngọc đâu. Ngô lão tiên sinh không nghĩ ra, hắn liền hỏi gia đình, nói ra, nhưng có nói là người nào, muốn gặp thiếu tướng quân có chuyện gì sao. Gia đình trong mắt mang theo kính sợ, nói ra, nàng nói nàng là quốc sư. Ngô lão tiên sinh bị kinh ngạc, hắn càng thêm kỳ quái là, quốc sư làm sao lại đêm khuya tới chơi. Ngô lão tiên sinh không nghĩ ra, nhưng cũng không dám thất lễ. Sau đó lập tức nói ra, ta đi nghênh đón, các người trước chớ kinh động thiếu tướng quân. Vâng, lão tiên sinh, gia đình cung kính trả lời. Ngô tiểu hoa theo ngô lão tiên sinh đứng dậy, nàng hỏi ngô lão tiên sinh nói, ra ra, quốc sư cũng là hoàng thượng mới phong vị kia sao? đương nhiên ngô lão tiên sinh nói ra chúng ta đại khang nước cũng cứ như vậy một vị quốc sư quốc sư rất lợi hại phải không nàng tìm đến đình ngọc ca ca làm cái gì đây ngô tiểu hoa nói ra ngô lão tiên sinh sắc mặt phức tạp hắn nói ra 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 cũng không biết muốn gặp mới có thể hiểu ngô tiểu hoa nói ra ừm đêm nay ánh trăng rất đẹp màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu vào trấn viễn phủ trong đình viện cái kia trong đình viện hoa cỏ lên giọt sương trong suốt sáng long lanh tại sơn son trước cổng chính lam tử y một thân tử sắc phái dài nàng thì đứng ở đâu yên tĩnh chờ đợi ngô lão tiên sinh cùng ngô tiểu hoa đến đây ngô lão tiên sinh nhìn thấy lam tử y hắn cái này là lần đầu tiên gặp lam tử y lại lập tức liền đã khẳng định trước mắt nữ tử này chính là quốc sư không thể nghi ngờ quốc sư đại giá quang lâm lão phu không có từ xa tiếp đón ngô lão tiên sinh tiến lên ôm quyền nói ra lam tử y nhìn về phía ngô lão tiên sinh nàng nao nao nói ra ngươi là người phương nào ngô lão tiên sinh nói ra lão phu chính là trấn viễn phủ quản gia hôm nay vừa tốt thiếu tướng quân không tại phủ thượng cho nên lão phu đời thiếu tướng quân đến đây đón lấy hắn đón đến nói ra quốc sư mời đến ngô lão tiên sinh đem lễ nghĩa vẫn là làm nước không lọt lam tử y quét mắt một vòng ngô tiểu hoa nàng lập tức nói, không đúng, người nói Lan Đình Ngọc không tại thời điểm, bên cạnh người tiểu cô nương ánh mắt có một tia kinh ngạc. Điều này nói rõ, Lan Đình Ngọc ngay tại phủ thượng. Ta hôm nay đến, cũng là tìm Lan Đình Ngọc, người dẫn ta đi tìm hắn đi. Ngô lão tiên sinh hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lại là không nghĩ tới Lam Tử Y sức quan sát như thế nhập vi. Mà lại, cái này Lam Tử Y cũng không hề nể mặt mũi, biết rõ đối phương không muốn gặp, nàng nhưng là ở trước mặt vạch trần, Ngô lão tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, quốc sư suy nghĩ nhiều, thiếu tướng quân thật không tại phủ thượng. Nếu là ở phủ thượng, lại có thể nào không thấy quốc sư đây? Lam tử y nói ra, ta cũng liền kỳ quái, ta tìm đến Lan Đình Ngọc, cũng không cho thấy ý đổ đến. Người quản gia này dùng cái gì muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Chẳng lẽ Lan Đình Ngọc đều nhận không ra người? Ngô lão tiên sinh nói ra, quốc sư ngày mai đến đây đi, ngày mai nhà ta thiếu tướng quân nhất định đến nhà bái phỏng lam tử y nói ra lão tiên sinh ta đêm hôm khuya khoát đến đây tự nhiên là có ta nói ý ngươi nhanh đi thông truyền lan đình ngọc tới gặp ta đi ngô lão tiên sinh nói ra quốc sư mời đến có điều lão phu vẫn là câu nói kia thiếu tướng quân thật không tại phủ thượng các loại thiếu tướng quân sau khi trở về lão phu nhất định sẽ nói rõ với thiếu tướng quân quốc sư tới qua quốc sư có chuyện gì cũng có thể cùng lão phu ngôn ngữ đi ra, lão phu sẽ như thực truyền lời cho thiếu tướng quân. Làm tử y cất bước hướng bên trong đi đến, ngô lão tiên sinh cùng ngô tiểu hoa liền cũng liền theo ở một bên. Ngô tiểu hoa là cái rất lợi hại nghe được minh cô nương, nàng đi một đoạn, liền tự hành đi ra. Làm tử y cùng ngô lão tiên sinh đang trên hành lang đi tới, làm tử y nhìn thấy ngô tiểu hoa rời đi, tâm lý tự nhiên cũng là biết ngô tiểu hoa muốn đi theo cái kia lan đình ngọc thông khí tới trấn Viễn phủ trong đại sảnh, Mộ lão tiên sinh bắt chuyện Lam Tử Y ngồi xuống. Sau đó nha hoàn dâng lên trà nóng, ngô lão tiên sinh an vị tại Lam Tử Y đối diện. Bình thường quản gia là không có cái này quyền hạn, nhưng ngô lão tiên sinh tại trấn Viễn trong phủ địa vị cao cả, cho nên hắn đến chiêu đãi Lam Tử Y, tuyệt không lộ ra đường đột. Lam Tử Y mặc dù nói muốn gặp Lan Đình Ngọc, nhưng ngô lão tiên sinh không cho gặp, cái này vốn phải là cái cục diện bế tắc. Nhất định phải có một người lui bước. Có điều hiển nhiên, Ngô lão tiên sinh sẽ không lùi bước. Hắn như lùi bước, chính là thừa nhận nói dối, chính mình đánh mặt. Mà Lam Tử Y cũng không có ý định lùi bước, nàng nhưng cũng không nóng nảy. Quốc sư tìm ta nhà thiếu tướng quân đến có gì việc gấp, không biết lão phu phải chăng có thể nghe một chút." Ngô lão tiên sinh nói ra. Lam Tử Y nói ra, "Lão tiên sinh, ta nhìn ra được ngươi không đơn giản. Loại người như ngươi, thế mà lại cho Lan Đình Ngọc tới làm một quản gia, nhìn Lan Đình Ngọc thật đúng là không lớn đơn giản. Nàng đón đến, còn nói thêm, muốn nói với người nói, tự nhiên cũng là không sao. Người càng ngăn cản ta, trong nội tâm của ta thì càng khẳng định một sự kiện. Thực tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cho nên người cũng không cần thiết cùng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngô lão tiên sinh trong lòng nhất thời kịch liệt chập trùng, nhưng hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, lão phu không hiểu quốc sư chỉ là cái gì. Lam tử y nói ra, Lão tiên sinh đại khái là tại trong hoàng thành ở lâu, cho nên cái này nói chuyện làm việc bên trong đều mang chút làm quan người thói xấu. Vạn sự đều bất động thanh sắc, không biểu lộ thái độ độ. Bất quá ta không phải, cũng không quan trọng, ta đến chính là muốn nhìn xem Lan Đình Ngọc vẫn giấu kín pháp bảo, còn có, hắn tại sao muốn ẩn tàng món kia tuyệt thế pháp bảo. Ngô lão tiên sinh chấn động trong lòng, trên mặt hắn lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, pháp bảo vốn là bí ẩn sự tình. Đây là mỗi một cái người tu hành an thân lập mệnh đồ, vật. Ngài tuy nhiên quý là quốc sư, nhưng cũng không có bức ta nhà thiếu tướng quân nói ra pháp bảo lai lịch quyền lực A. Làm tử y nói ra, lão tiên sinh, ta người này làm việc, luôn luôn không thích hùng hổ dọa người. Nhưng ta muốn làm sự tình, luôn luôn đều là nhất định phải làm thành. Hôm nay đến đây, cũng coi như khách khí, nhưng nếu thật là không đồng ý, vậy ta tự nhiên cũng có biện pháp buộc các người đem kiện pháp bảo kia lấy ra hiện tại là lấy ra, ta xem một chút, chờ ta tránh thức buộc xuất thủ, ta chỉ sợ kiện pháp bảo kia sẽ không hề thuộc về nhà ngươi thiếu tướng quân. Ngô lão tiên sinh sắc mặt hơi hơi biến, hắn nói ra, quốc sư, nơi này chính là Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành tự nhiên có Hoàng Thành quy củ, ngài nói ra bực này lời nói, lại là đem thánh thượng đưa ở chỗ nào. Hoàng Thành có Hoàng Thành quy củ, Lam Tử Y nói ra, nhưng ta Lam Tử Y cũng có chính ta nguyên tắc. Hoàng đế tên tuổi, không dọa được ta. Ngươi vẫn là nhanh đi đưa ngươi nhà thiếu tướng quân mời đi theo đi, thật muốn động thủ, mọi người trên mặt rất khó coi. Ngô lão tiên sinh sắc mặt phức tạp, hắn nói ra, quốc sư tội gì muốn hùng hổ dọa người. Lam tử y dứt khoát không nói thêm lời lời nói. Ngô lão tiên sinh còn nói thêm, quốc sư muốn biết nhà ta thiếu tướng quân pháp bảo, đây là vì cái gì? Vì cái gì, trong lòng người rõ ràng, Lam tử y nói ra. Ngô lão tiên sinh nói ra, hôm nay đến đây, là quốc sư chính mình ý tứ, vẫn là Trần Tiểu Tướng quân ý tứ. Lam Tử Y nói ra, chính ta ý tứ. Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, quốc sư cưỡng ép muốn nhìn, chúng ta tự nhiên cũng có quyền cự tuyệt, đúng không? Lam Tử Y nói ra, đó là đương nhiên, các ngươi như có bản lĩnh cự tuyệt ta, ta tự nhiên xoay người rời đi, không lại dây dưa. Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, tốt, ở chỗ này động thủ cũng không tiện, quốc sư đi theo ta. Làm tử y từ tốn nói, ta nhìn nơi này thì rất lợi hại thuận tiện, lão nhân ra, người có chút bản sự không giả. Bất quá, người cũng yên tâm, người cứ việc hướng ta xuất thủ, người nơi này một cái vật kiện, ta cũng sẽ không đánh nát. Nếu có hư hao địa phương, ta gấp bội đền bù tổn thất. Ngô lão tiên sinh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn nói ra, quốc sư, lão phu biết ngươi lần này hoàn thành bảo vệ chiến bên trong xuất tấn danh tiếng, chính là là có thể cùng vân thiên tông những trưởng giáo trí tôn đó sóng vai nhân vật có điều ngươi đã có thể nhìn ra lão phu một số tỉ mỉ vẫn còn dám như thế khinh thường lão phu ngược lại thật sự là phải thật tốt lĩnh giáo ngươi ra tay đi lam tử y nói ra ngô lão tiên sinh nói ra lão phu tự nhiên không phải quốc sư đối thủ của ngươi chẳng qua nếu như nơi này đồ vật lọt vào phá hư vậy lão phu cũng không cần quốc sư đến bồi thường vậy liền thì vô luận thắng bại đều xin quốc sư rời đi, quốc sư nghĩ như thế nào? Có thể, Lam Tử Y nói ra, thật là cuồng vọng nữ tử, ngô lão tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, tâm hắn phát xuống hung ác, lại là tuyệt không tin Lam Tử Y có thể cường hãn đến nước này. Ngô lão tiên sinh tay trái kết pháp ấn, trong nháy mắt, quanh người hắn khí huyết phun trào, quần áo bay phất phới, sợi tóc không gió từ nâng lên tới. Tiếp theo, trong tay trái tuôn ra ba đạo thanh quang cái này ba đạo thanh quang chính là tam âm thiên cương đao chính là tụ tập ngôi sao sát khí mà thành lực sát thương kinh người vô cùng ba đạo cương sát đao chính là pháp lực khắc tinh có thể đem rất nhiều pháp lực ngưng tụ lực lượng trực tiếp vỡ nát ngô lão tiên sinh chỉ bằng chiêu này liền không biết giết bao nhiêu cao thủ cùng lúc đó ngô lão tiên sinh tay phải năm cái móng tay đột nhiên bay ra cái này năm cái móng tay hình thành năm thanh lợi kiếm thiểm điện hướng bốn phương tám hướng chạm bắn đi ngô lão tiên sinh hiển nhiên không có ý định tới đối phó lam tử y hắn chính là muốn đem trong phòng này đồ vật hủy hoại kể từ đó khoe khoang khoác lác lam tử y liền coi như thua lam tử y trong mắt hàn quang lóe lên nàng cũng xuất thủ đối mặt ba đạo cương sát đao nàng cấp tốc quyển ra ngũ sắc thần quang trực tiếp liền đem thu nạp tiến ngũ sắc thần quang bên trong tiếp theo nàng thân thể bỗng nhiên thu nhỏ tại ngô lão tiên sinh năm cái móng tay còn chưa hoàn toàn bay ra ngoài lúc lam tử y trước dùng ngũ sắc thần quang đem năm thanh lợi kiếm thu nạp đi vào ngô lão tiên sinh gặp lam tử y đột nhiên biến mất không khỏi bị kinh ngạc hắn chỉ thấy mình năm thanh lợi kiếm vừa bay ra ngoài cái kia ngũ sắc thần quang bỗng nhiên xuất hiện liền đem chính mình năm thanh lợi kiếm lấy đi sau đó ngũ sắc thần quang cũng liền biến mất ngô lão tiên sinh cấp tốc lấy điện nhãn tìm kiếm lam tử y cũng liền lập tức trông thấy biến thành con ruồi lớn nhỏ lam tử y Ngô lão tiên sinh đang muốn ra lại chiêu phá hư bốn phía đồ vật, làm tử y đã thi triển ra bất hủ chân không ấn. Trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc quang mang đem ngô lão tiên sinh vây lại, cái kia bốn tôn thần linh chỗ sinh sinh ra pháp lực ảo nghĩa tựa như vũ trụ minh mông. Ngô mô lão tiên sinh bị nhốt bên trong, bỗng cảm giác chính mình đột nhiên biến nhỏ bé. Tựa như là tại trong sợ hãi tột cùng, mà chính mình lại tay chói gà không chặt. Vô luận hắn muốn loại nào phá giải chi pháp, nhưng đều không thể chống lại bất hủ chân không ấn đối thân thể của hắn pháp lực tàn phá cùng tan giã. Ngô lão tiên sinh kinh hãi muốn tuyệt, cái này bất hủ chân không ấn quá mức bá đạo. Ngô lão tiên sinh cảm giác được cái này cuồn cuộn chi khí đã hoàn toàn chui vào đến trong cơ thể hắn, tại tan giã linh hồn hắn cùng pháp lực. Làm tử y tiếp lấy tay vừa nhấc liền đem bất hủ chân không ấn rút lui. Ngô lão tiên sinh nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đồng thời tất cả cảm giác khó chịu cũng liền theo biến mất. Ngô lão tiên sinh biết là Lam Tử Y làm cho chính mình nhất mệnh, hắn dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía khôi phục nguyên hình Lam Tử Y. Đến giờ này khắc này, hắn cũng không thể không vui lòng phục tùng. Quốc sư quả nhiên lợi hại, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Ngô lão tiên sinh nói ra. Lam Tử Y nói ra, người cũng coi là tầng 10 sơ kỳ cao thủ, nhược thủy tu luyện được làm, chưa hẳn không thể trở thành ta kình địch. Chỉ bất quá, người người này không muốn phát triển, quang là nghĩ đến phá hư cái nhà này đồ vật, lại thiếu lòng sát phạt. Cho nên, ta muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngô lão tiên sinh thân thể chấn động, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình vấn đề là ra ở trong lòng A. Bất kể như thế nào, lão phu đều đa tạ quốc sư thủ hạ lưu tình. Ngô lão tiên sinh nói ra. Lam tử y nói ra, đi đem Lan Đình Ngọc mời ra đây. Ngô lão tiên sinh cái gì cũng không tốt nhiều lời. Cũng là tại lúc này, Lan Đình Ngọc một thân trường sam màu đen, trường thân ngọc lập, hắn thì như vậy cùng Ngô Tiểu Hoa từ ngoài cửa đi tới. Lan Đình Ngọc khí chất cực xuất chúng, hắn khí khái hào hùng làm cho thiếu nữ làm thần hồn điên đảo. Quốc sư đại giá Quang Lâm, mà tướng không có từ xa tiếp đón, còn mời quốc sư thứ tội. Lan Đình Ngọc sau khi đi vào, hướng Lam Tử Y ôm quyền hành lễ. Lam Tử Y cũng không ngồi xuống, nàng nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nói ra, ta cũng không cùng ngươi túi phần cong, đưa người món kia tuyệt thế pháp bảo lấy ra, cho ta xem một chút. Lan Đình Ngọc vừa rồi một mực đang bên ngoài nghe, hắn tự nhiên cũng biết Lam Tử Y ý, ý đổ đến. Nếu là không lấy ra đâu, Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Lan Đình Ngọc cũng có Lan Đình Ngọc ngạo khí, hắn nhìn hầm hầm hướng Lam Tử Y. Lam Tử Y nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một chút Lan Đình Ngọc, nàng nói ra, ngươi là thiên mệnh chi vương, bất quá, ngươi ở trước mặt ta, còn thật không có nói không tư cách. Lan Đình Ngọc, ta hiện tại là để ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Chờ ta cưỡng ép để ngươi lấy ra lúc, cái kia pháp bảo liền sẽ không lại thuộc về ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, tốt, quốc sư đây là muốn trắng trợn đoạt bảo. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta sẽ không cầm cho ngươi xem, ngươi muốn nhìn thì dùng ngươi bản sự đến xem đi. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, tốt. Lan Đình Ngọc thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt thì đi ra bên ngoài. Sau đó Hắn cưỡi lên cửu diễm thần long, bay thẳng đến không trung bay đi. Tuy nhiên hoàng thành có lệnh cấm bay, nhưng Lan Đình Ngọc giờ phút này lại là không lo được. Đương nhiên, Lan Đình Ngọc cũng còn có ý khác, hắn muốn kinh động Long vệ, để Long vệ trước đến giúp đỡ. Ngô lão tiên sinh lúc này cũng ngồi không yên, Lam Tử Y đang định theo ra ngoài. Ngô lão tiên sinh cấp tốc hướng Lam Tử Y xuất thủ. Hắn bấm tay bắn ra ba đạo hỏa diễm thần quang tới cái kia ba đạo hỏa diễm thần quang hướng Lam Tử Y kích xạ mà đến. Lam Tử Y cũng không quay đầu lại, trực tiếp dậm chân ra ngoài. Cái kia ba đạo hỏa diễm thần quang bắn giết tiến Lam Tử Y trong thân thể, Lam Tử Y hừ đều không hừ một tiếng, liền lấy Phượng Hoàng Nguyên Thần hướng Lan Đình Ngọc truy sát tới. Ngô lão tiên sinh bị kinh ngạc, không nghĩ tới Lam Tử Y thế mà lại không nhìn chính mình cái này ba đạo hỏa sát đao. Phải biết, lửa này sát đao chính là tụ tập hỏa sát chi tinh tinh đao, chảm kim nứt ngọc, toàn bộ không nói chơi. Chém vào đến elephant trong thân thể, có thể đem elephant trong nháy mắt đốt hóa thành cho tàn. Nhưng cái này ba đạo hỏa sát đao bắn vào lam tử y trong thân thể về sau, lại giống như châu đất xuống biển. Điều này không cho ngô lão tiên sinh chấn kinh. Ngô lão tiên sinh cũng không chậm trễ, tại lam tử y vừa bay lên thời điểm, người theo lóe ra tới. Sau đó, ngô lão tiên sinh trong mắt hàn quang bùng lên, Hắn đột nhiên tế ra một món pháp bảo. Hóa huyết thần châm, một đạo tinh tế huyết sắc hào mang đột nhiên bay ra. Này hóa huyết thần châm chính là thượng cổ Thiên yêu huyết dịch tinh nguyên chế biến mà thành, xuyên thủng chi lực cực kỳ cường hãn. Một khi đánh vào thân thể địch nhân bên trong về sau, lại hóa thành huyết dịch, huyết dịch này tại thân thể địch nhân lý đắc đến tẩm bổ về sau, liền hóa thành Thiên yêu, đem thân thể địch nhân từ trong ra ngoài xé rách. Đây là một kiện khiến người ta khó lòng phòng bị pháp bảo. Lam Tử Y lập tức phát giác được nguy cơ, nàng lạnh hừ một tiếng, nói, "Muốn chết." Sau đó, nàng thân thể đột nhiên thu nhỏ. Cái kia huyết sắc hào mang ngược lại là lợi hại, y nguyên tìm đúng Lam Tử Y, liền hướng phía Lam Tử Y phóng tới. Lam Tử Y đem ngũ sắc thần quang thi triển đi ra. Đây là một cái rất kỳ diệu ứng đối chi pháp. Lúc đầu hóa huyết thần châm cực nhỏ nhỏ, Ngũ Sắc Thần Quang cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Nhưng là tại Lam Tử Y Thu nhỏ về sau, Ngũ Sắc Thần Quang cũng liền theo áp xúc. Tại Ngũ Sắc Thần Quang trước mặt, Hóa Huyết Thần Châm liền thành một cái thô cây gậy. Cho nên Ngũ Sắc Thần Quang cấp tốc hóa giải, trực tiếp đem Hóa Huyết Thần Châm thu nạp vào bên trong. Cái này Ngũ Sắc Thần Quang chính là chuyên môn soát rơi công kích, thu nạp bảo vật thần kỳ vị trí. Cũng là Lam Tử Y An thân lập mệnh đồ vật. Lần này Lam tử y đem hóa huyết thần châm rừng về sau. Ngô lão tiên sinh không khỏi nổi nóng dị thường, hắn đột nhiên một bàn tay hướng phía Lam tử y đánh tới. Một tát này tấn mãnh lôi đình, Lam tử y thân thể thu nhỏ về sau, liền cảm giác cái này bàn tay giống như thiên tai biển động. Gió lốc cuốn tới, Lam tử y thân thể cấp tốc khôi phục nguyên hình. Ngô lão tiên sinh một trường vỗ khoảng không, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy một bộ tiến lên trước, Nhất quyền hướng phía Lam tử y bụng đánh giết mà đến. Lão tiên sinh quyền pháp tự nhiên mà thành, nhất quyền bên trong, ẩn chứa pháp lực cùng khí huyết còn có vô cùng tinh thần ảo nghĩa. Một quyền này nhìn như không lộ liễu bí ẩn, nhưng nếu bị đánh trúng cũng là để cho người lập tức hồi phi yên diệt. Một quyền này của hắn cũng có kết quả, gọi là siêu ôn chi quyền. Lam tử y lập tức liền cảm nhận được ngô lão tiên sinh quyền pháp lợi hại, nàng trở tay một trường vỗ ra. Bất hủ thần trường làm tử y cái này trở tay nhất trưởng cũng không phải tùy tiện nhất trưởng chính là ngưng tụ bất hủ thai tàng thần công chân ý một trường này đánh đi ra pháp lực cùng tinh thần bên trong đều mang đời đời bất hủ khí thế oanh quyền trường chạm vào nhau làm tử y bất hủ lực lượng cấp tốc giống như là biển gầm đem mô Lão Tiên Sinh quyền ý phá hủy cỗ lực lượng này hướng phía Ngô Lão Tiên Sinh trong thân thể mãnh liệt rót mà đi Ngô Lão Tiên Sinh không khỏi thất sắc hắn liền lùi mấy bước liều mạng vận pháp lực đến chân áp lam tử y bất hủ chi lực lam tử y thân hình lóe lên nhưng lại bắn ra một chân thiên vương đạn thối nàng cái này một chân đá ra có loại lưu tinh cản nguyệt tê liệt hư không khí thế ầm um, ngô lão tiên sinh cả người bay ra ngoài sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất nhưng lại không biết sống hay chết ngay sau đó lam tử y thì hướng lan đình ngọc đào tẩu phương hướng đuổi theo lan đình ngọc là bay thẳng đến trong hoàng cung bỏ chạy lam tử y tốc độ cực nhanh tại một phút đồng hồ sau liền đem lan đình ngọc cản lại lan đình ngọc lấy cử diễm thần long hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy trước mắt kim quang lóe lên lại là cái kia kim sắc phượng hoàng nguyên thần ngăn trở đường đi mà lam tử y thì đứng tại phượng hoàng nguyên thần phía trên lan đình ngọc quát lạnh một tiếng nói lăn đi lam tử y ánh mắt băng hàn lên thật sự là qua nhiều năm như vậy thật đúng là không ai dám đối nàng vô lễ như thế. Lan Đình Ngọc, cho dù ngươi là thiên mệnh vương, hôm nay ngươi dám đối với ta lớn tiếng quát lớn, ngươi như không quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta để ngươi sống qua hôm nay, làm tử y ba chữ từ nay về sau viết ngược lại. Làm tử y sau khi nói xong, trực tiếp thi triển ra bất hủ chân không ấn tới. Cái kia bốn tôn thần linh đem Lan Đình Ngọc trực tiếp bao phủ. Cuồn cuộn pháp lực chen đè tới, Lan Đình Ngọc bốn phía liền chỉ còn lại có đủ mọi màu sắc. Bất hủ chân không ấn bên trong ẩn chứa quá khứ, hiện tại, tương lai tinh thần ảo nghĩa. Người ở chính giữa, mọi loại thuật pháp đều cảm giác bất lực. Lan Đình Ngọc nhất thời cảm thấy hô hấp khó chịu, cái kia cuồn cuộn pháp lực giống như sóng to gió lớn, để hắn tâm hoảng ý loạn, mà lại khí tức cũng dồn dập lên. Lan Đình Ngọc thật cũng không bình thường, trong mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên liền đem cửu diễm thần long hóa thành cửu viêm thần kiếm. Cửu viêm thần kiếm mang theo hung mãnh liệt diễm hướng phía trước phá vỡ. Nhưng kỳ quái là, cửu viêm thần kiếm lực lượng bị cái kia cuồn cuộn pháp lực không uổng phí phá vỡ bụi chi lực liền tan giã, sau đó, cửu viêm thần kiếm bị động lại tại đủ mọi màu sắc pháp lực bên trong. Lan Đình Ngọc cảm giác hô hấp khó chịu tới cực điểm, bốn phía pháp lực như sóng lớn tại bắt đầu hướng hắn hung mãnh đẻ ép, liền tâm tạng đều muốn đẻ ép đi ra lan đình ngọc sắc mặt cực kỳ khó nhìn ngay vào lúc này hắn đột nhiên tế ra một món pháp bảo chỉ gặp hắn vung tay lên liền gặp một kiện phong cách cổ xưa áo cà sa xuất hiện như lai áo cà sa cái kia như lai áo cà sa vừa ra lan đình ngọc vung tay lên như lai áo cà sa trực tiếp liền đem bất hủ chân không ấn phá vỡ lan đình ngọc tiến vào áo cà sa bên trong một giây sau lan đình ngọc cùng như lai áo cà sa đã biến mất không thấy gì nữa quả nhiên là tại tiểu tử này trong tay lam tử y sắc mặt khó nhìn lên lam tử y bất hủ chân không ấn bao hàm quá khứ hiện tại tương lai nhưng như lai áo cà sa lại có thể siêu thoát bỉ ngạn muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy lam tử y tâm thần nhất động tiếp lấy thì đuổi theo ra đi lan đình ngọc là trực tiếp chạy đến trong hoàng cung hắn đến trong hoàng cung cấp tốc cầu kiến hoàng thượng lam tử y sau đó thì theo tới tại trong ngựa thư phòng lan đình ngọc chân trước vừa nhìn thấy hoàng thượng làm tử y chân sau thì theo tới mà tướng tham kiến hoàng thượng lan đình ngọc lập tức một gối hướng hoàng thượng quỳ xuống hoàng thượng đang trong ngựa thư phòng nghiên cứu ma điển hắn nghe được thái giám nói lan đình ngọc vội vã đến đây gặp nhau liền cũng liền không nghĩ nhiều trực tiếp tuyên lan đình ngọc tiến đến hoàng thượng không nghĩ tới là lan đình ngọc mới vừa vào đến làm tử y thì theo vào tới Lam Tử Y sau khi đi vào, lại là không để ý Hoàng thượng. Hoàng thượng còn chưa mở miệng, Lam Tử Y phất ống tay áo một cái, phanh một tiếng, Lan Đình Ngọc liền bị quất bay ra ngoài, tiếp lấy trùng điệp ngã trên mặt đất. Lan Đình Ngọc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch. Lan Đình Ngọc cái này cũng không phải là có chủ tâm muốn cho Lam Tử Y đánh, hắn tại trước mặt Hoàng thượng có kiêm kỵ, cũng vạn vạn không nghĩ đến Lam Tử Y sau khi đi vào như vậy dữ dội quốc sư, hoàng thượng bị kinh ngạc, hắn nhất thời cũng có chút giận, nói, quốc sư, có lời gì không thể nói rõ trước lại đánh. Làm sao, làm tử y trong mắt tuôn ra hàn quang đến, nói ra, hoàng đế, người muốn cùng ta đùa nghịch lên người quân uy tới sao? Hôm nay Lan Đình Ngọc nếu không đem cái này như lai áo cà sa giao ra, cũng hướng ta quỳ xuống xin lỗi, ta liền muốn để hắn chết tại người cái này ngự tiền. Hoàng đế người dám cản ta, ta liền ngươi cũng giết. Hoàng đế, Ta biết ngươi có Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp, Hỗn Nguyên chi môn, Nhân Hoàng kiếm, đại siêu độ thuật rất nhiều thần thông. Ngươi còn có trí kế vô song, vậy ngươi thì nhìn xem, ta có bản lãnh hay không giết ngươi. Lam Tử Y là thật tức giận, nàng tuy nhiên xưa nay rất là ôn hòa. Nhưng Lan Đình Ngọc đủ loại làm đã làm tức giận nàng tuyến. Còn có hoàng đế này, biết rõ như lai áo cà sa là tại Lan Đình Ngọc trên tay, lại vẫn một mực đang sử dụng La quân đến làm việc đủ loại này sự tình, liền để Lam Tử Y hoàn toàn bạo phát. Hoàng thượng sướng sờ sướng sờ, trong mắt của hắn cũng là hàn quang lóe lên. Có điều trên ngựa, hoàng thượng thì lắng lại loại này nộ khí. Quốc sư, ngươi lại bất giận, mặc kệ phát sinh cái gì, chấm đều có thể cho ngươi hài lòng giải thích, hài lòng xử trí. Hoàng thượng theo rồi nói ra. Lam tử y nhìn hoàng thượng liếc một chút, nàng nộ khí cũng liền bình phục một số. Đình Ngọc, người lập tức hướng quốc sư dập đầu nhận lầm hoàng thượng hướng lan đình ngọc cả giận nói lan đình ngọc sướng sờ sướng sờ hắn vạn vạn không nghĩ đến hoàng thượng thế mà lại đối với hắn là thái độ này hắn đến là muốn mời cầu hoàng thượng che chở từ đầu đến cuối lan đình ngọc trong lòng đều là kính sợ hoàng thượng hoàng thượng trong lòng hắn là có đặc thù vị trí có thể nói lan đình ngọc có được hôm nay thành tựu cùng địa vị hoàng thượng ở chính giữa tác dụng là không thể bỏ qua công lao có thể Lan Đình Ngọc không nghĩ tới, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, Hoàng thượng lại tuyệt không giúp mình. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống, hắn cũng không có trả lời. Lam Tử Y cũng không nói chuyện. Lan Đình Ngọc, Hoàng thượng lạnh giọng nói ra, người muốn kháng chỉ hay sao? Lan Đình Ngọc nỗ lực bò lên, lại quỳ gối trước mặt Hoàng thượng. Hắn nói ra, Hoàng thượng, ngài là quân chủ, vì tại sao không hỏi nguyên do thị phi, liền hướng mà tướng chỉ trích. Mà tướng, Hoàng thượng nói ra, Lan Đình Ngọc, hiện ở chỗ này không có có người khác. Ngươi cũng không cần theo chấm nói những thứ vô dụng này lời nói, chấm chỉ hỏi ngươi, quỳ hay là không quỳ. Không quỳ chấm lập tức liền đưa ngươi giết. Lan Đình Ngọc thân thể kịch chấn. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên. Lam tử y lạnh lùng đứng ngay tại chỗ. Lan Đình Ngọc cắn răng, hắn đem môi dưới đều cắn chảy ra máu. Sau một hồi khá lâu, hắn mở miệng từng chữ nói ra, Lam tử y, ta nếu không chết, ngày khác tất gấp 10 lần báo còn cái nhục ngày hôm nay. Sau đó, hắn hướng Lam Tử Y quỳ đi xuống, dập đầu lại ba cái liên tiếp. Áo cả xa, Lam Tử Y tiếp tục nói. Lan Đình Ngọc nói ra, người đường đường Hoàng Vương, thượng cổ tiền bối, không nghĩ tới thế mà ngấp nghé tiểu bối pháp bảo, thực sự khiến người ta khinh thường. Lam Tử Y lạnh lùng nói ra, Lan Đình Ngọc, người thiếu cho ta ở chỗ này miệng lưỡi bén nhọn cái này áo cà sa làm sao ngươi tới chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng ta chỉ ít còn không có giết người đoạt bảo ta nếu là ngươi làm như vậy phương pháp hôm nay ngươi liền đã chết lan đình ngọc thân thể chấn động trả lại là không giao lam tử y ép hỏi lan đình ngọc do dự nửa ngày về sau đem như lai áo cà sa giao ra lam tử y liền thu đến ngũ sắc thần quang bên trong nàng nhìn một chút lan đình ngọc chán ghét vô cùng nói ra người xuất thân về sau ăn đầy đủ khổ sở, cần phải minh bạch tiếc phúc hai chữ. Ngươi nếu là chỉ từ lạc ninh trong tay cướp đi áo cà sa, đó chính là la quân cũng sẽ không làm sao hận ngươi. Nhưng ngươi thế mà đem lạc ninh cho giết, Người tu vi rõ ràng cao hơn nhiều nàng, tại sao muốn như vậy thủ lạt? Lan Đình Ngọc trầm mặc không nói lời nào. Ngươi không nói, ta cũng lười biết, nhưng là thù này, sẽ không cứ như vậy tính toán. Lam Tử Y nói xong liền muốn rời khỏi quốc sư dừng bước, hoàng đứng lên, hắn sông Lan Đình Ngọc nói ra, Đình Ngọc, người đi xuống đi. Vâng, hoàng thượng, Lan Đình Ngọc nói ra, sau đó, hắn liền tự rời đi. Lam tử y nhìn hướng hoàng thượng, nàng nói ra, ta biết, hôm nay chúng ta như là đã vạch mặt, vậy trong này, ta cũng không có gì tốt tiếp tục chờ đợi. Quốc sư, ta không có ý tứ này. Hoàng thượng biến sắc, hắn sau đó cười khổ, nói ra, ta biết, ta cách làm không quá thỏa đáng. Nhưng là, Lan Đình Ngọc đi đoạt áo Cà Sa, giết La Quân nữ nhân việc này cũng không phải ta bày mưu đặt kế. Sự tình sau khi phát sinh, ta cũng không dễ can thiệp quá nhiều. Hai người bọn họ đều có chính bọn hắn cơ duyên tạo hóa, nhưng lúc đó nếu là ta để La Quân biết áo Cà Sa ngay tại Lan Đình Ngọc trên tay, La Quân khẳng định sẽ nổi điên, chuyện này với hắn lúc ấy tới nói, một điểm chỗ tốt đều không có. Cho nên ta chỉ có dấu giếm. Lam Tử Y nghe vậy, nộ khí liền lại tiêu tan một số nàng nói ra, là quân đối ngươi, luôn luôn đều là kính trọng có thừa. Ta không hy vọng ngươi chỉ là đem hắn xem như có thể sử dụng quân cờ. Ta cũng biết, hoàng đế ngươi trước kia cũng không có cảm tình, thói quen đem người trong thiên hạ coi là quân cờ. Nhưng loại này phong cách hành sự, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không thích. Hoàng thượng nói ra, thiên địa vốn là một cái ván cờ, giỏi về sử dụng mỗi một con cờ, đây là ta chức trách. Bởi vì ta là thao bàn thủ, nếu như ta dùng cảm tình đến xử lý những thứ này, vậy căn bản thì không cách nào đi xa. Ta nếu là như quốc sư ngươi như vậy tới lui tự nhiên tự nhiên cũng không cần rất nhiều tính kế. Làm tử y nói ra, tính toán, ngươi có ngươi cân nhắc, ta vốn không nên nhiều lời Quốc sư, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, bây giờ cái này thế đạo loạn cục, đã không phải là ta chỉ dựa vào lấy thủ đoạn liền có thể hoàn toàn chân áp xuống Hoàng thượng nói ra, cứ việc lần này ta nhằm vào Trần Thiên Nhai làm ba đạo bố trí, nhưng cuối cùng vẫn là kém chút ra đại sự. Lam Tử Y nói ra, bằng vào ta lưu lại, cũng không thể thay đổi càn khôn. Hoàng thượng nói ra, chỉ ít chúng ta có thể nhiều chi chống đỡ một mấy ngày này, đợi đến môn chủ bọn họ cũng trở về về sau, đại khang thực lực liền sẽ tăng lên nữa một cái cấp độ. Lam Tử Y nói ra, tốt a. À. Hoàng thượng nói ra, đa tả quốc sư, hắn sau đó còn nói thêm, đúng, quốc sư, người dự định đem áo cà sa sửa tình, nói cho La Quân sao? Lam tử y hơi hơi trầm ngâm, sau một lúc lâu nói ra, tạm thời còn không có ý định nói cho hắn biết, đợi đến ta cảm thấy thời cơ chín mùi về sau đi. Hoàng thượng hơi hơi thở phào, nói ra, ta cũng là như vậy cho rằng. Nếu không có việc khác tình, ta đi trước, Lam tử y nói ra. Hoàng thượng nói ra, quốc sư, người hôm nay làm nhục Lan Đình Ngọc, nhưng lại không giết hắn, đây cũng không phải là là cử chỉ sáng suốt người phải biết hắn tức giận số rất mạnh lam tử y nói ra làm nhục không gãy nhục hắn ta cùng hắn cũng sẽ không là bằng hiếu sẽ chỉ là địch nhân hắn là la quân giết vợ cừu nhân ta lúc này tự nhiên cũng không thể giết hắn bởi vì hắn đầu người là thuộc về la quân hoàng thượng nói ra đây chính là kỳ diệu vận số hắn cùng la quân chắc chắn sẽ có để người không thể giết bọn hắn nguyên nhân lam tử y nói ra ta người này làm việc, coi trọng thống khoái hai chữ. Tiểu tử này để ta khó chịu trong lòng, còn dám ngay mặt cùng ta quát lớn, hôm nay nếu không để hắn quỳ xuống, ta cái này lòng dạ khó thuận. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch, suy nghĩ thông suốt mà. Lam tử y nói ra, cáo tử. Hoàng thượng nói ra, ta đưa tiễn ngươi. Lam tử y rời đi hoàng cung về sau, hoàng thượng lại triệu kiến Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc quỳ gối trong ngự thư phòng, hoàng thượng làm theo mồi tại trước thư án hắn trầm giọng nói ra lan đình ngọc chấm triệu ngươi đến ngươi đừng tưởng rằng chấm là đến trấn an ngươi đánh ngươi một bàn tay cho một quả táo đây không phải chấm phong cách chấm cũng có thể cùng ngươi nói rõ hôm nay tại quốc sư trước mặt ngươi nếu không quỳ chấm là dự định đưa ngươi thật cho giết ngươi mặc dù là thiên mệnh vương nhưng ngươi cũng không phải là duy nhất cũng không phải không thể thiếu lan đình ngọc cung kính nói ra mà tướng minh bạch mà tướng cần tuân thánh thượng dạy bảo. Hoàng thượng nói ra, chấm cũng một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi xưa nay không phải thủ đoạn độc ác, không giảng đạo lý người. Dùng cái gì muốn cướp áo cà sa, lại đem cái kia lạc ninh cho giết. Lan Đình Ngọc nao nao, nói tiếp, bẩm thánh thượng, mà tướng biết như lai áo cà sa không thể coi thường, mà lại lấy mà tướng năng lực, không đủ cầm giữ áo cà sa. Mà tướng sợ tin tức dò dỉ ra ngoài, sau cùng cũng sẽ cho mà tướng chính mình mang đến họa sát thân, sau đó dứt khoát liền sát nhân diệt khẩu. Hắn đón đến, còn nói thêm, mà tướng thật là không biết nữ tử kia cùng la quân ở giữa quan hệ, nếu là biết, sao cũng sẽ không hạ cái này sát thủ. Hoàng thượng khe khẽ thở dài, nói ra, đại khái, đây là mệnh số. Người cùng la quân đều là tính cách nhân hậu người, nếu không có chuyện này, hai người các ngươi sao cũng sẽ trở thành chi kỳ hảo hiếu. Chỉ tiếc, có chuyện này, các người cả đời này liền tính là không chết không nghỉ. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Hoàng thượng nói ra, Đại Khang, người đã khó có thể đợi tiếp nữa. Đi thôi, chờ người có đầy đủ thực lực thời điểm, trở lại đi. Lan Đình Ngọc ngơ ngẩn, hắn lại có thể nào không biết đây là Hoàng thượng đối với hắn bảo vệ. Thánh thượng Long Ân, mà tướng ghi nhớ trong lòng. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ngày khác mặc kệ Đình Ngọc như thế nào, liền đều sẽ hiệu chung Thánh Thượng. Hoàng thượng phất phất tay, hắn nói ra, cái này là các người thời đại, ra ngoài, sẽ nhận được càng nhiều. Đi thôi. Lan Đình Ngọc sau khi đi, Hoàng hậu nương nương đến ngự thư phòng. Hoàng hậu nương nương sai người hầm tuyết lê canh tới, nàng tự mình dùng ngọc khí ngồi cho Hoàng thượng uống. Hoàng thượng một ngụm đem tuyết lê canh uống xong, Hoàng hậu nương nương sau lưng Hoàng thượng dùng nhẹ nhàng thủ pháp vì xoa bóp hai bên thái dương huyệt. Hoàng thượng liền nhắm mắt hưởng thụ cái này khó được ấm áp hoàng thượng lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ không đều đã giải quyết sao là sao ngài vẫn là mặt ủ mày chau hoàng hậu nương nương ôn nhu hỏi hoàng thượng xoa xoa mi tâm thở dài nói ra vĩnh lạc trẫm đột nhiên rất lợi hại muốn rời xa những thứ này phân tranh hoàng thượng ngài cớ gì nói ra lời ấy hoàng hậu nương nương giật mình nàng nói ra đến chuyện gì phát sinh hoàng thượng khoát khoát tay nói ra còn không có chuyện gì phát sinh chỉ là chấm cảm giác được mình đã càng ngày càng muốn không nắm được cục diện. Theo cái này vô lượng sát kiếp càng phát ra nồng đậm, dẫn ra thần thông giả cũng càng ngày càng nhiều. Lần này là ma đế dẫn người đến đây, lần tiếp theo, chấm không biết lại dẫn người đến sẽ là ai, chấm cũng không biết mình là không còn có thể tới. Chấm tuy nhiên có đầy bụng trí kế, nhưng là gặp gỡ có chút thần thông giả, nhưng căn bản không thể làm gì. Hơn 20 năm trước, chấm đối mặt ma đế không thể làm gì, hơn 20 năm về sau, chấm đối mặt ma đế còn là không thể làm gì không phải hắn so chấm thông minh mà chính là hắn tu vi thực sự quá đặc thù hoàng hậu nương nương ôn nhu nói hoàng thượng ngài nếu thật cảm thấy mỏi mệt chúng ta liền dẫn tiểu vũ rời đi tìm nơi yên tĩnh bắt đầu ẩn cư hoàng thượng nói ra nếu thật là có thể như thế vậy thì tốt rồi dưới mắt đám chân thần bọn họ ở trong hư không đều có bị bắt cầm nguy hiểm chấm mang đám người ôm đoàn còn còn có thể để địch nhân kiêng kỵ nếu là chấm mang theo các người đơn độc rời đi, vậy liền càng là hỏng bét. Huống chi chấm còn muốn các loại môn chủ tới. nếu là môn chủ tới, người coi không biết cái này vất vả. Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, đúng vậy a. À, lúc trước chấm cùng hắn tại Hương Cảng lúc, bên ngoài hết thảy có hắn, Hương Cảng từ ta chấn thủ, chúng ta vẫn luôn có thể bảo trì bình an vô sự. hắn nhẹ nhóm, chấm cũng nhẹ nhóm. dưới mắt, nếu là hắn có thể cùng Đông Phương Tĩnh trở về cái kia chấm cũng không có cái gì phiền não. Hoàng hậu nương nương nói ra, mà đế bọn họ muốn phải suy yếu thần đế thiên đạo chi lực mới tới đối phó chúng ta, nhưng dưới mắt bọn họ kế hoạch cũng đã mất bại. Mà thần đế lại đi vẫn thạch lưu giải cứu môn chủ, tin tưởng bọn họ không lâu sau đó, hẳn là có thể thoát khốn đi. Hoàng thượng nói ra, chấm bản cũng nghĩ như vậy, sau đó không tiếc tổn thương khí vận dương thọ, cũng dùng ma điển đến điều tra đến tột cùng. Ngài điều tra đến cái gì? Hoàng hậu nương nương lập tức liền hỏi. Hoàng thượng nói ra, cái gì cũng tra không được, chấm gần nhất thông qua ma điển đã tra không đến bất luận cái gì chuyện tương lai. Vì sao lại dạng này? Hoàng hậu nương nương hãi nhiên thất sắc. Hoàng thượng nói ra, chấm suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là thiên đạo bắt đầu ở che đậy thiên cơ. Che đậy thiên cơ, hoàng hậu nương nương bị kinh ngạc, nói ra, cái này là ý gì? Hoàng thượng nói ra, làm vô lượng sát kiếp mở ra hoàn toàn thời điểm, bên trong thiên địa, từ trường chi lực sẽ không lại khắc chế chân thần. Đám chân thần bọn họ có thể tự do xuất nhập bất kỳ địa phương nào, không nhận thiên kiếp, trời phạt khống chế. Nhưng lúc này, thiên đạo đem thiên cơ che đậy, tại là chân thần nhóm, đại thần thông giả nhóm, am hiểu xem bói, nắm giữ siêu cường giác quan thứ sáu người, bọn họ cũng bắt đầu dần dần không cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Đây chính là che đậy thiên cơ. Nói đến đây, Hoàng thượng Thê Lương cười một tiếng, nói ra, Chấm nhắm mắt lại, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một cái hình ảnh thiên địa vì hồng lô, chúng sinh là thịt cá, liệt hỏa nấu dầu, địa ngục nhân gian, không chỗ có thể trốn a. À. Thiên đạo tựa như là nghiêm khắc người chấp pháp, khi nó tránh thức triển lộ cao chót vót thời điểm, nó tàn khốc khiến người ta khủng bố tuyệt vọng. Đây là hoàng hậu nương nương lần thứ nhất gặp hoàng thượng triển lộ ra loại này đổi phế tâm tình. Tại hoàng hậu nương nương tâm lý, hoàng thượng vẫn luôn là có thể trưởng khống đại cục người. Hoàng hậu nương nương thầm nghĩ, đúng vậy a, à, phu quân hắn thủy chung cũng là một người. Làm cửu u thiên đế, mà đế những người này toàn bộ đều liên hợp lại cùng nhau thời điểm, một mình hắn, có lại nhiều trí kế lại như thế nào? Hắn chống đỡ quá gian nan. Vậy sau này, phu quân, người có tính toán gì? Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên đổi tên hô. Hoàng thượng nói ra, đi một bộ, tính toán một bộ. Trước mắt mà nói, nhiều bồi dưỡng một số cao thủ, Đem Hoàng thành bố trí lại nghiêm mật một số. Sau đó căn cứ các phương tình báo tới làm quyết định. Hoàng hậu nương nương nói ra, bất kể như thế nào, thần thiếp cùng tiểu vũ đều sẽ một mực đang phu quân bên người. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng ấm áp, hắn nắm chặt hoàng hậu tay. Vào lúc ban đêm, Lan Đình Ngọc trong đêm rời đi Hoàng thành. Tòa kia trấn viễn phủ cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hoàng thượng cũng không rút lui Lan Đình Ngọc chức. Đối với hoàng thượng tới nói, La Quân cùng Lan Đình Ngọc đều là trọng yếu quân cờ. Hai cái thiên mệnh vương tại tương lai rất có thể sẽ đối đế quốc tương lai đưa đến tính quyết định tác dụng. Đánh cờ người đối với quân cờ vận dụng cùng bỏ qua đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Huống chi Hoàng thượng còn là tuyệt đối đánh cờ cao thủ. Thiếu uy phủ bên trong La Quân đã chìm vào giấc ngủ. Lam Tử Y ra ngoài chuyến này La Quân cũng không hiểu biết, mà Lam Tử Y cũng không có dự định muốn cùng La Quân nói cái gì. Ngày thứ hai, là quân làm một cái quyết định, hắn dự định ba ngày sau đó rời đi hoàng thành. Bên trong thiên địa bởi vì vô lượng sát kiếp mang đến biến hóa, liền tựa như là cuối những năm 80 thời điểm, kinh tế chiều tiến đến, người người đều nói xuống biển. Cái này cũng gọi tìm tiên duyên, là quân đi cùng Kiều Ngưng nói ý nghĩ của mình. Người đi đi, ta ủng hộ người ý nghĩ. Kiều Ngưng sau khi nghe nghịch ngợm cười một tiếng, nói ra. Là quân sướng sở sướng sở, nói ra, ta là dự định ngươi cùng ta cùng đi ra. Kiều Ngưng nói ra, ta cùng đi với ngươi làm gì, liền Tiểu Long đều có cái này giác ngộ, muốn để một mình ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm. Vậy thì khác, La Quân nói ra, có cái gì khác biệt, Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, Tiểu Long tu vi có thể chu sát tầng 10 tuyệt đỉnh cao thủ, cùng với nó, rất lợi hại khó gặp được nguy hiểm. Nhưng là người khác biệt a? À? Kiều Ngưng nói ra, ta dựa vào, người nói là ta tu vi thấp, Nàng và La Quân đợi cùng một chỗ lâu, ta đây dựa vào từ địa phương cũng là nói tự nhiên mà vậy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi là so với ta mạnh hơn điểm, nhưng cũng quả thật có chút thấp a. À. Thế nào, mình hai cùng đi ra chứ sao? Ta tuyển dưới, cảm giác thì ngươi thích hợp nhất, mỹ nương tu vi quá thấp một số, ra ngoài đều là ta chiếu cố nàng. Mục tính họ đều quá cường hãn, cho nên Kiều Ngưng cái kia tức giận a, à, nàng nói ra, không đi không đi thì không đi. La Quân thấy thế thở dài, nói ra: Tốt ga, người không đi ta cũng bắt người không có cách nào. Hắn biết Kiều Ngưng nhất định sẽ đi, vừa rồi nói như vậy cũng là nói đùa, dưới mắt càng là vờ tha để bắt thật. Kiều Ngưng thấy một lần La Quân thật từ bỏ khuyên nàng đi, nàng lúc này mới có chút sốt ruột. Sau đó thì lời nói xoay chuyển, nói ra: Muốn ta cùng đi với người cũng không phải không được. Bất quá ta có điều kiện. La Quân vui vẻ, nói ra: Nói đi, điều kiện gì? chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng học ba tiếng tiểu cầu gọi cho ta nghe nghe kiều ngưng mềm mại vừa cười vừa nói la quân không chút do so dự vây quanh kiều ngưng học ba tiếng tiểu cầu gọi la quân người bây giờ làm sao không biết xấu hổ như vậy kiều ngưng cười đến hết sức vui mừng la quân cười ha ha sau đó hai người thì nói như vậy định vẫn là cùng đi ra kiều ngưng tiếp xuống lại hỏi la quân muốn đi đâu la quân cũng không có cụ thể quy hoạch hắn nói ra ta còn thực sự chưa nghĩ ra lung tung đi một chút đi theo lam tử y thuyết pháp cái này gọi tìm tiên duyên kiều ngưng nói ra đáng tiếc ta không biết tê liệt vị diện không gian pháp môn không phải vậy có thể đi càng nhiều địa phương la quân nói ra lam tử y ngược lại là sẽ chỉ bất quá bi kịch là chúng ta đi cũng không biết nên làm sao trở về kiều ngưng nói ra cho nên cứ như vậy rồi tại kiều ngưng ở sâu trong nội tâm thực nàng là rất lợi hại nguyện ý cùng la quân cùng đi ra chỉ có ở bên ngoài thời điểm nàng mới phát giác được la quân cùng hắn tâm linh khoảng cách là gần như vậy kiều ngưng cũng biết làm tư đồ linh nhi tránh thức lúc trở về liền cũng là nàng lúc rời đi đợi ba ngày sau đó la quân đem thiếu uy phủ an bài không sai biệt lắm sau đó hắn thì cùng kiều ngưng rời đi trước khi rời đi lam tử y phân biệt cùng kiều ngưng cùng la quân đơn độc nói chuyện lam tử y trước nói chuyện với kiều ngưng về sau mới cùng la quân đơn độc đàm la quân không khỏi hiếu kỳ hỏi lam tử y người có lời gì muốn cùng kiều ngưng nói riêng đâu kỳ quái nữ nhân ở giữa sự tình người cũng phải nghe ngóng lam tử y cười cười la quân nói ra thôi đi các người tính toán nữ nhân sao lam tử y mặt nghiêm nói ra người có ý tứ gì la quân lập tức liền cười ha hả nói ra Ta không phải nói các ngươi không có nữ nhân vị, không phải nữ nhân. Ta là nói các ngươi theo những cái kia yêu bát quái nữ nhân căn bản không phải một phẩm cấp a. Chỗ lấy các ngươi khẳng định không phải đang nói chuyện nữ tính tự ẩn. Bất kể có phải hay không là nữ tính tự ẩn, vậy cũng là tự ẩn, người quản tốt chính ngươi." Lam Tử Y nói ra. La Quân liền liền biết Lam Tử Y là không muốn nói, hắn ngay sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. Có điều nói thật, con hàng này nội tâm vẫn là thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Lam tử y nói tiếp, ngươi lần này ra ngoài, ta ngẫm lại, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Vật này tặng cho ngươi, nàng sau khi nói xong, liền từ trong mi tâm lấy ra một dạng sự vật. Cái kia lại là một đóa tinh xảo hắc sắc liên hoa. Đây là cái gì, là quân hiếu kỳ vô cùng. Lam tử y nói ra, là ta cố ý cho ngươi luyện chế, chính là dùng pháp lực cùng bóng tối này mạn đồ la liên hoa chế tạo ra tới bên trong ẩn chứa thai chung chi mê chỉ cần ngươi gặp được không phải quá mức biến thái đối thủ người đều có thể thông qua cái này phong ấn đem phong bế là quân không khỏi đại hỉ nói ra nói như vậy lên cái này có thể là đồ tốt A. À. lam tử y nói ra pháp bảo này gọi là hắc ám mạn đồ la lúc đầu không có có tác dụng lớn bị ta cải tạo về sau coi như không tệ nhưng cái này cũng không cách nào cùng ta cái kia một cái chủ cướp suy nghĩ so sánh. Chủ công cướp suy nghĩ bị Trần Thiên nhai hủy, muốn chế tạo lần nữa đi ra, còn cần thời gian. Người cầm lấy đi dùng ngươi huyền hoàng thần cốc hạt giống thật tốt lĩnh hội, sau đó nắm giữ tinh diệu đi. Là quân thu pháp bảo này, thành tâm thành ý nói với Lam Tử Y, ta liền không nói tạ tạ, quá khuôn sáo cũ. Lam Tử Y cười một tiếng, nàng nói tiếp một đường cẩn thận. Là quân gật đầu, về sau, là quân liền cùng Kiều Ngưng lên đường. Lần này, là quân đuổi ra Hắc Liên ngai vàng, hắn đến chờ Kiều Ngưng phi hành. Kiều Ngưng cũng không thể trực tiếp đứng tại Hắc Liên trên bảo tọa, bởi vì cái kia Hắc Liên ngai vàng là la quân địa sát chi tinh hình thành. Có điều đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì, Kiều Ngưng trực tiếp giấu đến la quân phòng bị tu di bên trong. Dạng này tức giảm bớt trọng lượng, lại không dùng bận tâm Hắc Liên ngai vàng hàn khí. Trước đó, hai người cũng không nghĩ thấu tầng này lần trước la quân dùng hát liên ngai vàng phi hành kiều ngưng vẫn là đứng tại la quân chân bên trên tiến hành phi hành đang phi hành bên trong la quân tâm lý hơi nghi hoặc một chút bởi vì rời đi hoàng thành thời điểm la quân trông thấy kiều ngưng ánh mắt có chút lấp lẽ, tựa hồ là có chuyện phát sinh la quân liền hỏi lam tử y cùng kiều ngưng nói cái gì nhưng kiều ngưng lại không nói cho la quân la quân chăm bề không được giải hắn hỏi nhiều kiều ngưng còn chê hắn phiền La Quân cũng là bất đắc dĩ, sau cùng liền dứt khoát không nói lời nào. Tại hào hán vũ trụ bên trong, tinh hà rực rỡ. Địa cầu tại trong vũ trụ, nhỏ bé như trong sa mạc một hạt cát. Hệ ngân hà bên trong, hàng tinh đạt tới 2.000 ức khỏa trở lên, những thứ này hàng tinh lớn nhỏ không đều, lớn nhất có thể là địa cầu ngàn vạn lần. Thái dương hệ ở vào hệ ngân hà bên trong, hệ ngân hà tại trong vũ trụ lại là nhỏ bé vô cùng tồn tại, Đại thần thông giả nhóm nói trốn vào hư không, trên thực tế, bọn họ vẫn là tại quay chung quanh địa cầu. Quá xa địa phương, căn bản là đi không. Vũ trụ vô hạn, mà nhân lực có hạn. Giờ này khắc này, tại hảo hán vũ trụ bên trong, có một loại giống như phi hành khí đồ, vật tại hắc ám không chung nhanh chóng xuyên toa. Cái này phi hành khí tốc độ cũng không có đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhưng là nó lại có thể chuẩn xác đem thời không phần tử sâu chuỗi, thỉnh thoảng tiến hành hư không xuyên toa cho nên tổng hợp, cái này phi hành khí tốc độ cũng không so tốc độ ánh sáng đến chậm. Cái này phi hành khí xa cách địa cầu, cũng cùng hắn tinh thể rời xa. Cái kia hư không bên trong, có địa phương trôi nổi như là một ngọn núi lớn vẫn thạch, có địa phương Itegumo cuồn cuộn. Có địa phương hình thành màu đen lốc xoáy, chỉ cần khẽ dựa gần, lập tức bị thôn vệ đến không còn sót lại một chút cạn. Thần thông giả nhóm trong này, hội càng phát ra cảm giác được nhân lực chi nhỏ bé. Mà cái này phi hành khí cũng không phải là thật phi hành khí, mà chính là một món pháp bảo. Pháp bảo này gọi là tạo hóa chi chu. Tạo hóa chi chu cũng không tính lớn, bên trong đại bộ phận địa phương là trận pháp. Mà khoảng không còn lại địa phương vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp tầm 10 người. Tạo hóa chi chu vận hành, dựa vào trận pháp, còn có các đại thần thông giả pháp lực. Lúc này, tạo hóa chi chu bên trong, chính là Trần Thiên Nhai, Cửu U Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Giật bốn người bọn họ hết sức chăm chú toàn lực thi pháp cái này tạo hóa chi chu chính là cửu u thiên đế pháp bảo hắn vẫn luôn không có bỏ được lấy ra trong truyền thuyết tạo hóa chi chu là có thể chỉ huy tiên nhân siêu thoát bỉ ngạn thành tựu vĩnh sinh chi lực lúc đầu trần thiên nhai là chuẩn bị mỗi người dựa vào pháp bảo nguyên thần tiến về ngao du hư không bình thường tới nói bọn họ đều là tại địa cầu chung quanh tiến hành cho nên nguyên thần mang người cũng có thể đến có điều lần này trần lăng chỗ vẫn thạch lưu vậy liền hơi xa một chút cửu u thiên đế vì lý do an toàn liền đem hắn chân tàng tạo hóa chi chu lấy ra từ nơi này đến vẫn thạch lưu phải đi qua ba lần trùng động vượt qua trần thiên nhai nói ra phía trước vòng xoáy màu đen nhìn thấy a từ tạo hóa chi chu bên trong là có thể trông thấy tình huống bên ngoài cái kia trong bóng tối một cái cự đại màu đen lốc xoáy đang phiên vân phúc vũ phú. Cái kia vòng xoáy màu đen tại mọi người phía trên, nhìn tựa như tại địa cầu bên trong, nhìn lên bầu trời toàn bộ đều là mây đen. Cái kia màu đen lốc xoáy càng giống là ngày tận thế buông xuống. Khổng lồ như vậy vòng xoáy màu đen, nếu như xa một chút nhìn, lại chỉ là trong vũ trụ một cơn mưa nhỏ y hệt. Cái này cửu u thiên đế gặp cái kia vòng xoáy màu đen già thiên tế nhật, không khỏi thất sắc. Vòng xoáy màu đen bên trong lực lượng là khiến người sợ hãi, cái kia là nhân loại không thể tưởng tượng. Cửu U Thiên Đế những người này đều là xem khắp chư thế giới tồn tại, bọn họ biết vũ trụ này chỗ kinh khủng, cũng thâm hoài lòng kính sợ. Cửu U Thiên Đế bọn họ trốn vào hư không, đều là tại phụ cận hành động, lại không có tiến hành qua loại này trùng động vượt qua. Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, cửu U, người sợ cái gì? Chúng ta đến lúc này, còn sợ chết ha. Hắn sau đó thì khống chế tạo hóa chi chu hướng cái kia vòng xoáy màu đen bên trong điện bắn đi. Cửu U Thiên Đế nơi đó chịu nói mình sợ hãi, hắn cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, Trần Lão Đệ ngươi không sợ, ta như thế nào sợ. Vân hóa ảnh cùng tiêu giật thì càng là không nói thêm cái gì. Hô, như tốc độ âm thanh đồng dạng tạo hóa chi chu xuyên thấu vòng xoáy màu đen bên trong. Vòng xoáy màu đen bên trong phong vân dũng động, các loại từ trường, vật chất như như vòi rồng. Tạo hóa chi chu bên ngoài truyền đến lốp ba lốp bốp đập nện âm thanh những năng lượng này vật chất đập nện lên, cường độ khủng bố tuyệt luân, nhưng tạo hóa chi chu trận pháp hình thành bảo vệ, liền đem an rất đả kích bắn ra. Coi như đánh không ra, lấy tạo hóa chi chu chất liệu, cũng là có thể ngăn trở những công kích này. Trùng động vượt qua tại khoa học kỹ thuật bên trong còn không có thực hiện. Một là bởi vì tốc độ không đạt được, hai là bởi vì trùng động vượt qua là trước mắt là qua, đối với vật chất, từ trường nắm chắc rất lợi hại khó khăn. Nhưng khoa học kỹ thuật không đạt được, pháp lực lại đạt tới. Trần Thiên Nhai bọn người nhắm mắt ngưng thần, pháp lực cùng trận pháp dung hợp. Cái kia tạo hóa chi chu lực lượng nhảy lên tới không thể tưởng tượng trình độ. Sau đó, bốn người phát giác được từ trường vật chất biến hóa, tại cái kia một cái chớp mắt, tạo hóa chi chu tựa như thời gian qua nhanh xuyên thấu trùng trong động. Oanh! Trùng động khiêu dược mở ra. Cái này trùng động khiêu dược cùng tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài đồng dạng trùng động núi liền cùng nhau, hư không chi môn xé mở chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian khoảng cách nghìn vạn dặm đã bị vượt qua vĩnh hằng tinh không bên trong tạo hóa chi chu tiếp tục tiến lên làm tạo hóa chi chu chính hình phi hành thuật về sau bốn người hơi hơi thở phào bọn họ là từ một cái khác phòng xoáy bên trong bay ra ngoài bốn phía vẫn là dáng vẻ như vậy vân hóa ảnh hỏi trần thiên nhai nói ra chúng ta bây giờ cách địa cầu bao xa Trần Thiên Nhai nói khoảng cách, Vân Hóa Ảnh không khỏi cười khổ, nói ra, ta còn là lần đầu tiên rời đi địa cầu khoảng cách xa như vậy. Nếu là lúc này, cái này tạo hóa chi chu hủy, chúng ta còn có thể trở về sao? Vậy thì có cái gì vội vàng? Trần Thiên Nhai nói ra, nguyên thần tốc độ lại so với tạo hóa chi chu đầy một số, nhưng tương tự có thể thông qua trùng động khiêu dược về tới địa cầu. Chúng ta không phải trên địa cầu đều lưu lại tọa độ sao? Vân Hóa Ảnh nói ra, ta rất ít tiến hành trùng động khiêu dược, xem ra Trần Huynh Đệ là quen thuộc. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói ra, hư không bên trong có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng bao hàm đủ loại vật chất. Có đôi khi vận khí tốt, có thể gặp được đến tinh khiết tinh thạch hoặc là sinh mệnh chi khí chờ một chút, vậy cũng là rất có ích lợi. Hư không đối với chúng ta tới nói, cũng là tầm bảo địa. Cho nên có đôi khi, ta sẽ tìm đến xa một chút. Trần Lăng sở dĩ bị vây ở vẫn thạch lưu bên trong, còn không phải là bởi vì đang tìm kiếm vật chất thời điểm chạy quá xa một chút tiêu giật nói ra có điều trần huynh đệ giống như người nguyên thần đã bị hủy nếu thật là tạo hóa chi chu xảy ra chuyện người muốn thế nào xử lý trần thiên nhai nói ra yên tâm liên lụy không đến các vị ta có liên hoa pháp tọa, mặt khác thân thể cũng có thể biến hóa như ý cùng nguyên thần không khác cửu u thiên đế nói ra ha ha trần lão đệ người công pháp này thật đúng là đặc thù a à cũng làm cho người hâm mộ. Trần Thiên Nhai mỉm cười, liên quan tới công pháp như thế nào, lại là không muốn nói nhiều đề. Tại trong vũ trụ thời không không cách nào dùng địa cầu thời gian biến hóa để cân nhắc, nếu như gặp phải bảo toàn thời không, hoặc là đối lưu quá nhanh thời không, như vậy cùng trên địa cầu thời không đều sẽ có cự đại biến hóa. Có đôi khi, cái nào đó hằng tinh lên chiếu sáng bắn tới một chỗ khác tinh cầu bên trên, cần trăm vạn năm thời gian. Tại dạng này hắc ám thời không bên trong, Trần Thiên Nhai một đoàn người không biết qua bao lâu, bọn họ tại mỗi cái thời gian bên trong, rốt cục hoàn toàn xuyên qua ba lần trùng động khiêu dược. Sau cùng nhìn thấy phía trước, Trần Huynh Đệ, ngươi là làm sao biết cái kia Trần Lăng là bị vây ở cái này một vùng. Vân hóa ảnh không khỏi kỳ quái hỏi. Trần Thiên Nhai nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, coi ta suy nghĩ thời điểm, có đôi khi là có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Các ngươi là song bào thai, cửu U Thiên Đế bị kinh ngạc, hắn nói ra, loại cảm ứng này tựa hồ chỉ phát sinh ở huynh đệ cùng nguyên thần phía trên. Vân hóa ảnh cũng nói, các người thật giống như đều họ Trần. Ta cùng hắn nếu là huynh đệ, lại làm sao đến mức này? Trần Thiên Nhai nói ra, lúc trước cái nào đó kỳ ngộ phía dưới, ta cùng hắn tại lúc giữa không chung rối loạn. Thì như vậy sinh ra hai người, ta bị vây ở thiên mộ bên trong, chờ ta theo trời trong mộ đi ra lúc, mới phát hiện, hết thảy đều biến. Ta người yêu, nữ nhi, tất cả mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ta. Mà chính là thuộc về một người khác, người kia chẳng khác gì là cướp đi ta hết thảy, bao quát mệnh ta cách. Trần Thiên Nhai nói lời ít mà ý nhiều, nhưng cửu U Thiên Đế những người này đều là kiến thức rộng rãi người, cho nên cũng nghe rõ. Liền cũng tại lúc này, vân hóa ảnh nhất chỉ phía trước, hỏi, đó là cái gì? Chỉ gặp ở trong hư không, một chiếc sắt lá đại thuyền nổi lơ lửng chiếc này sắt lá đại thuyền có Titanic như vậy lớn. Là thần đế bị ngạn các, Trần Thiên Nhai thấy thế về sau, lập tức không cảm thấy kinh ngạc nói ra. Hắn đồng thời cũng cười một tiếng, nói ra, xem ra bọn họ liền tại phụ cận. Nguyên bản bị ngạn các ban đầu ở trung ương thế giới bị hủy, nghĩ không ra thần đế lại chính mình tạo một cái bị ngạn các đi ra. Chẳng lẽ sẽ không tại trong thuyền, tiêu giật nói ra. Cửu U Thiên Đế nói ra, nếu thật là tại trong thuyền, thuyền tuyệt sẽ không thì đậu ở chỗ này bất động. Hẳn là liền rời đi. Trần Thiên Nhai nói ra, không sai. Cửu U Thiên Đế nói ra, cái này bị ngạn các nhìn rất là không tệ, các loại chúng ta đem thần đế bọn họ hoàn toàn giải quyết về sau, thuyền này cũng liền lấy đi. Vân Hóa Ảnh nói ra, Cửu U Lão Huynh, người đã có tạo hóa chi chu, cái này bị ngạn các hẳn là sẽ không cùng chúng ta đoạt A. Cửu U Thiên Đế hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, Hiện tại chúng ta nói những này là nói còn quá sớm, các loại giải quyết bọn họ rồi nói sau. Không chừng đợi chút nữa là chúng ta đào mệnh. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, hắn theo rồi nói ra, Tạo Hóa Chi Chu chỉ sợ cũng chịu đựng không được vẫn Thạch Lưu công kích, đem ngừng để ở nơi này, chúng ta đi tìm kiếm cái kia vẫn Thạch Lưu đi. Cửu U Thiên Đế nói ra, tốt. Bốn người từ Tạo Hóa Chi Chu bên trong đi ra, cái kia Tạo Hóa Chi Chu tuy nhiên không tính quá lớn nhưng cũng là tuyệt kế đựng không tiến phòng bị tu di bên trong. Cho nên tạo hóa chi chu cũng chỉ có thể thả trong hư không này. Bốn người phân biệt triển khai thần thông, mỗi người bọn họ lấy nguyên thần, Trần Thiên Nhai thì lấy hắn liên hoa ngai vàng. Hư không bên trong cũng không có có thể hô hấp không khí. Mà lại, hư không bên trong, phổ thông nhân loại là tuyệt đối không cách nào sinh tồn. Ở chỗ này, trong ngoài khí áp kém nghiêm trọng thời điểm có thể để người ta thân thể nổ tung tại dạng này chân không trong hoàn cảnh nhân thể trong máu khí niter lại biến thành khí thể từ đó để thân thể bành trướng nổ tung còn có cái này hư không bên trong là tuyệt đối lạnh lẽo bởi vì không có ánh sáng mặt trời nơi này nhiệt độ không khí thấp đến không thể tưởng tượng cấp độ nhưng là những thứ này hư không bên trong mang đến thương tổn lại là không làm gì được cửu u thiên đế bốn người này bọn họ tầm thường lúc phần lớn nguyên thần ngao du, cho nên càng không cần phải lo lắng hô hấp vấn đề. Mà dưới mắt, thân thể bọn họ hoàn toàn có thể thích ứng nơi này nhiệt độ không khí, cũng có thể kềm chế trong máu khí nitơ phát sinh bành trướng. Về phần hô hấp, bọn họ sớm có thể tiến vào một loại nội tức trạng thái. Loại này nội tức trạng thái có thể để bọn hắn một mực tiếp tục sống ở trong không gian. Nhưng là bất kể như thế nào, cách một đoạn thời gian, bọn họ vẫn là đến trở lại địa cầu một chuyến bổ sung các loại dinh dưỡng cùng nội tức cần thiết không khí. Nếu như là nguyên thần ngao du, làm theo liền không có phiền toái như vậy. Nguyên thần không cần hô hấp. Bốn người ở trong hư không đứng nghiêm, cửu u thiên đế mắt nhìn chính mình tạo hóa chi chu, không khỏi âm thầm nói thầm, cũng đừng không có bỉ ngạn các không được đến, còn đem cái này tạo hóa chi chu cũng cho mất. Đi, Trần Thiên Nhai mở miệng, hắn hỏa tốc hướng phía trước bay đi. Cửu U Thiên Đế bọn người lập tức theo sau lưng. Trần Thiên Nhai ngưng thần cảm ứng, hắn trên ngựa phát giác được phía trước 10 dặm chỗ có năng lượng thật lớn ba động. "Đi theo ta." Trần Thiên Nhai một ngựa đi đầu. 10 dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới. Rất nhanh, Trần Thiên Nhai bọn người liền thấy một màn kinh người. Tại cái kia phía trước, chính là một cái cự đại vẫn thạch trận. Lít nha lít nhít, lan tràn ngàn dặm vẫn thạch trên không trung nổi lơ lửng những thứ này vẫn thạch có lớn có nhỏ, rất nhiều một ngọn núi như vậy lớn, tiểu cũng giống như đá cội. Vẫn thạch lưu tại kịch liệt thay đổi, chợt nhìn, liền cảm giác đó là nhất phiến thạch đầu hải dương, mà lại vẫn thạch còn tại va chạm vào nhau, thì như hải dương chúng gió bạo đột khởi, sóng to gió lớn. Vì sao lại có dạng này vẫn thạch lưu, giống như là bầy trận phương pháp. Cửu U Thiên Đế thấy thế không khỏi nhíu mày. Trần Thiên Nhai nói ra, địa cầu bên trong, liền có thật nhiều giải thích không thần kỳ. Tại cái này trong vũ trụ, phát sinh cái dạng gì sự tình đều chẳng có gì lạ. Cái kia to lớn vẫn thạch trong trận, vẫn thạch đang biến hóa lấy hướng trung tâm địa phương không ngừng đánh giết tới. Chúng ta muốn đi vào sao? Vân hóa ảnh nhíu mày nói ra, rất có thể sau khi đi vào, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Trần Thiên Nhai nói ra, không đi vào, vậy chúng ta tới nơi này là du lịch sao? Hắn sau khi nói xong, một ngựa đi đầu chui vào đến vẫn thạch trong trận vù vù không ít vẫn thạch lập tức ầm ầm đánh giết hướng trần thiên nhai trần thiên nhai cấp tốc thi triển ra thái ất chân hỏa che đậy tới một đạo liệt diễm phòng ngựa đem hắn bao lại những vẫn thạch đó từng đánh chết đến trên ngựa liền bị đẩy lùi ra ngoài gặp được tỉ mỉ vẫn thạch nhỏ trực tiếp liền bị đốt cháy thành cho bụi cửu u thiên đế bọn người không khỏi có chút im lặng bởi vì cái này trần thiên nhai tác phong làm việc quá hùng hùng hổ hổ Căn bản không cho người ta quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Dưới mắt Trần Thiên Nhai như là đã đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể theo tới. Bốn người một đường hướng bên trong sông vào. Vẫn thạch trận cũng đều không ngừng hướng bốn người này công kích. Bọn họ chọn vẹn phi hành 500 dặm đường, lúc này mới đến vẫn thạch trận trung tâm vị trí. Tại trung tâm khu vực bên trong, bốn người liền cũng liền thấy Trần Lăng, thần đế, còn có một nữ tử. Nữ tử kia thân mang áo trắng nhìn có điều hơn 20 tuổi, nàng dung mạo Mỹ lệ tuyệt luân, Mỹ lệ bên trong mang theo một tia băng lãnh. Nữ tử này không là người khác, chính là côn lôn thánh hoàng đông phương tính, pháp lực so thần đế cũng cao hơn. Tại cái kia vẫn thạch trong trận, vẫn thạch lưu minh mông hãn hãn hình thành lốc xoáy, thần đế, trần lăng. Đông phương tĩnh ba người liền đều ở lốc xoáy trung tâm. Tất cả lực lượng, vẫn thạch lưu đều tại hướng bọn họ mãnh liệt đánh giết. Trần lăng bọn họ chống đỡ lấy vòng phòng hộ, những vẫn thạch lưu đó đều không ngừng tại va chạm cái kia kim sắc vòng phòng hộ kim sắc vòng phòng hộ bên trong thần đế cùng trần lăng còn có đông phương tĩnh ba người ngồi xếp bằng bọn họ hình thành tam giác trận hình lẫn nhau liền đem pháp lực vận chuyển ra ngoài trèo chống không ngừng bị công kích kim sắc vòng phòng hộ tất cả vẫn thạch đều hướng cái này vòng phòng hộ công sát mà đi tựa như cái này vẫn thạch trận chính là nhầm vào bọn họ mà hình thành trần thiên nhai bọn người ở tại bên ngoài lại không cảm nhận được mãnh liệt công kích. Cái này vẫn thạch trận hiển nhiên là 10 phần cổ quái. Cái kia trung tâm trận pháp công kích nhất là hung hãn, nhưng nói là lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, khủng bố tuyệt luân. Căn bản không có cho thần đế bọn người mảy may thở dốc cơ hội. Lúc này, thần đế, Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh ba người đều là chân thân ở đây. Bởi vì chỉ có thân thể cùng nguyên thần dung hợp, như thế mới có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Cái này vẫn thạch trận rất lợi hại cổ quái. Cửu U Thiên Đế nói ra, không giống như là thiên nhiên hình thành, giống như là bị người bố trận cố ý đến vây khốn bọn họ. Vân Hóa Ảnh nói ra, nếu là chúng ta ở bên ngoài trợ lực, đem cái này vòng phòng hộ đánh tan, bọn họ sẽ như thế nào? Tiêu giật nói ra, chẳng lẽ bọn họ không thể như vậy chống đỡ lấy vòng phòng hộ, liền như vậy xông ra cái này thạch trận sao? ba người này đều không phải người ngu. Trần Thiên Nhai nói ra, nếu có có thể ra ngoài biện pháp, chỉ sợ sớm đã đi ra. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không khám phá bên trong huyền cơ. Cho nên bọn họ cũng không có tùy tiện xuất thủ. Cũng là tại lúc này, Trần Lăng cùng thần đế còn có đông phương tĩnh đều nhìn thấy Trần Thiên Nhai bốn người này. Trần Lăng đối cửu U Thiên Đế còn có vân hóa ảnh cùng tiêu giật cũng chưa quen thuộc. Bất quá hắn nhìn thấy Trần Thiên Nhai, liền cũng biết, cái này tuyệt sẽ không là viện quân. Cái kia cửu U Thiên Đế đem Trần Lăng nhìn rõ ràng về sau, cười một tiếng, nói ra, Trần Huynh Đệ, cái này Trung Hoa Đại Đế cùng ngươi lớn lên thật đúng là giống như Đúc A. Trần Thiên Nhai lại không để ý cửu U Thiên Đế cái này một gốc dạ, ánh mắt của hắn đến thần đế cùng Trần Lăng trên mặt. Thần đế ánh mắt đạm mạc, hắn cũng nhìn về phía Trần Thiên Nhai. Trần Lăng ánh mắt lại là có chút phức tạp. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói ra, thủ lĩnh, Trần Lăng, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Không nghĩ tới ta thế mà lại tìm tới nơi này a à? Trần Lăng nhạt lạnh nói ra, chính người vợ con đều có thể giết, người tới nơi này, ta lại có cái gì tốt cảm thấy bất ngờ. Trần Thiên Nhai nói ra, ha ha, hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía thần đế, hắn nói ra, thủ lĩnh, nhiều năm như vậy, đại khái đã có rất ít người dám hướng ngài ra tay đi. Hắn cười cười, nói ra, như vậy hôm nay, ngài đoán ta có dám hay không hướng ngài xuất thủ thần đế lông mày cũng không nhắc chỉ là từ tốn nói người muốn xuất thủ liền ra đi trần thiên nhai nói ra thế thì không nóng này ta tối thiểu muốn xem trước một chút cái này vẫn thạch trận trận phương pháp mấu chốt là cái gì ta cũng không muốn đánh bậy đánh bạ giúp giúp đỡ bọn ngươi chạy khỏi nơi này cửu u thiên đế ba người thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch trần thiên nhai suy nghĩ hồi lâu hắn bỗng nhiên cười một tiếng nói ra, ta đại khái hiểu một số. Trần Lang ngươi khi đó ngộ nhập vẫn thạch trận, dẫn phát vẫn thạch lưu. Ngươi là bởi vì tử, cho nên ngươi cũng là trung tâm trận pháp. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi cũng sẽ trở thành trung tâm trận pháp. Ngươi bay bao xa, cái kia vẫn thạch lưu đều sẽ theo ngươi di động. Cho nên đây là ngươi không cách nào chạy ra vẫn thạch lưu trọng yếu nguyên nhân. Dưới mắt, thủ lĩnh cùng đông phương tĩnh là đang trợ giúp ngươi chống cự cái này vẫn thạch lưu. Nhưng xảo diệu là, khi bọn hắn cùng người tạo thành phòng ngự trận về sau, bọn họ cũng thành trận pháp đối tượng công kích. Cho nên dưới mắt, liền xem như thủ lĩnh cùng đông phương tính cũng không cách nào thoát thân. Vân hóa ảnh cười nói, cái này vẫn thạch lưu mỗi một giây lực công kích đều là khủng bố, mà các ngươi lại muốn một mực đang này tới. Thì coi như các người pháp lực thông huyền, cũng có cuối cùng thời điểm. Tiêu giật nói ra, mỗi một giây công kích, đại khái đều giống như chúng ta mấy người hợp lực lực lượng. Hắn cao mày một cái, nói ra thật sự là kỳ quái vì cái gì bọn họ có thể trèo chống lâu như vậy. Trần Thiên Nhai nói ra cái này có cái gì kỳ quái? Thứ nhất loại công kích này là không ẩn chứa lực lượng cùng ảo nghĩa chỉ là thuần ví vật lý công kích cho nên chỉ cần đem trận pháp bố trí tốt liền có thể đưa đến kỳ hiệu. Thứ hai người không thấy được cái này Đông Phương Tính vẫn luôn đang cấp hai người này bổ sung nguyên khí sao? Đông Phương Tính giờ phút này chẳng khác nào là trong trò chơi vú em không ngừng cho hai người này sữa máu. Trần Thiên Nhai thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liền đem trận pháp này quan trọng cho biết rõ ràng. Vẫn Thạch Lưu có ngàn dặm rộng, đồng thời theo Trần Lăng ba người này biến hóa mà biến hóa, muốn chạy đi, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Cửu U Thiên Đế trầm ngâm nói, "Trần huynh đệ, chúng ta cũng phải chú ý chút. Nếu là chúng ta không cẩn thận cũng trở thành trận tâm, đồng dạng cũng sẽ bị nhốt ở bên trong." Muốn phá trận này, thực không khó. Trần Thiên Nhai vừa cười vừa nói, chỉ cần nhiều đến mấy người cao thủ, toàn bộ đem chính mình biến thành vẫn thạch lưu đối tượng công kích. Sau đó tách ra đột phá, liền có khả năng như vậy phá vây. Bất quá, ít nhất phải đến 100 cái lực lượng ngang nhau cao thủ mới được đi. Vậy chúng ta chẳng phải là không dùng ra tay, thì để bọn hắn vây ở chỗ này. Cửu U Thiên Đế nói ra, mặc kệ bọn hắn làm sao chữa trị pháp lực, nhưng bọn hắn lực lượng đều hữu cùng chỉ thời điểm. Vân hóa ảnh cùng tiêu giật nhãn tình sáng lên. Vân hóa ảnh nói ra, ta cảm thấy có đạo lý. Tiêu giật nói ra, xuất thủ, có khả năng sẽ trở thành trận tâm. Không xuất thủ, ngược lại có thể trực tiếp rời đi. Trần Thiên Nhai liếc nhìn ba người này liếc một chút, nói ra, nói đùa cái gì, thật vất vả tới nơi này, thì như vậy rời đi. Thiên hạ, giống Trần Thiên Nhai dám, như vậy điên cuồng cũng không có nhiều người. Đại khái cũng là bởi vì Trần Thiên Nhai vẫn luôn là độc lai độc vãng, vô lo lắng. Nhưng cửu u thiên đế những thứ này lại là khác biệt, bọn họ còn có rộng lớn khát vọng, còn có rất nhiều lo lắng đây. Cửu u thiên đế nói ra, Trần lão đệ, bọn họ đã ra không được, chúng ta không cần thiết lại ra tay a. À. Cái này vẫn thạch trung cổ quái vô cùng, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Cửu u lão ca, lời này của ngươi mười phần sai. Chuyện thế gian thiên biến vạn hóa, bọn họ lúc này bị nhốt, có lẽ một giây sau thì có cơ duyên thoát khốn. Chúng ta khó được gặp được bọn họ thân ở như vậy cảnh ngộ, nếu là buông tha trước mắt cơ hội, để bọn hắn như vậy thoát đi. Ngày khác còn muốn giết bọn hắn, đó chính là nói chuyện viển vông. Cửu U Thiên Đế cùng Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Giật nghe Trần Thiên Nhai kiểu nói này, liền lại cảm thấy có chút đạo lý. Vân Hóa Ảnh nói ra, Trần Huynh Đệ, cái kia theo ý kiến của ngươi muốn thế nào công sát dễ nói rất lợi hại trần thiên nhai nói ra hiện tại ba người bọn họ đều trở thành trận tâm đối tượng công kích chúng ta chỉ cần là công kích trạng thái như vậy thì sẽ không thay đổi thành trận tâm vị trí trần thiên nhai sau khi nói xong nói các ngươi không yên lòng ta tới trước hắn sau đó liền vận đủ pháp lực trong nháy mắt hắn thì hóa thành thái ất liệt diễm đại thần đan này cũng chính là thái ất huyền kim chân thân trần thiên nhai cả người hóa thành cái này liệt diễm thần đan hắc ám hư không nhất thời sáng lên. Trần Thiên Nhai tựa như là một cái thái dương. Oanh! Thái ất liệt diễm đại thần đan đột nhiên vào tới kim quang hộ chiếu. Và chạm nháy mắt, kim quang kia hộ cháo chấn động mạnh một cái. Những vẫn thạch đó cũng vẫn còn đang lít nha lít nhít công kích. Trần Lăng cùng thần đế sắc mặt đều là hơi đổi. Trần Thiên Nhai cũng không có chú ý nhiều như vậy, vì vậy tiếp tục y thơ ất liệt diễm thần đan đốt cháy kim quang kia hộ cháo. Cái này thái ất liệt diễm đại thần đan nhiệt độ là nhân loại vô pháp tưởng tượng, xuyên vào đến một ngàn mét vuông trong hồ, có thể trong nháy mắt đem cái kia hồ nước thiêu. Mà dưới mắt, thái ất liệt diễm đại thần đan đốt cháy kim quang hộ cháo, Trần Lăng cùng thần đế còn có đông phương tĩnh liền đều cảm giác cố hết sức. Trần Lăng sắc mặt đại biến, hắn biết như vậy đi xuống, cái này vòng phòng hộ thì nhất định sẽ phá. Thần đế trầm giọng nói ra, triệt hồi vòng phòng hộ, trước đem bọn hắn giết. Tốt! Trần Lăng cũng là quyết tâm, hắn thành danh đến nay, thật lâu không có như thế biệt khuất. Ba người đồng thời đem vòng phòng hộ triệt hồi, vòng phòng hộ triệt hồi trong nháy mắt, cái kia Lít Nha Lít Nhít Vẫn Thạch Lưu cũng liền mãnh liệt oanh sát hướng thần đế ba người. Cái này Vẫn Thạch Lưu lực công kích cường hãn đến tuyệt luân cấp độ. Thần đế ba người, nhất định phải còn muốn ứng đối Vẫn Thạch Lưu công kích. Thần đế cùng Trần Lăng còn có Đông Phương Tĩnh ba người lưng tựa lưng. Trần Lăng cấp tốc lấy hắc ám thiên phạt nguyên thần, U Minh nguyên thần ngăn chặn phía trên cùng phía dưới công kích mà đến vẫn thạch lưu. Đồng thời, hắn lại đuổi ra vị thứ ba nguyên thần tới. Vị thứ ba nguyên thần chính là Bạch Ngọc Tinh Linh nguyên thần. Này nguyên thần chính là trời sinh linh thể, sinh ra tới lúc liền không có thân thể. Gọi là An Nhược Tố, đã từng làm bạn Trần Lăng kinh lịch vô số kiếp nạn. Mà lại lại đã từng thôn vệ thái cổ ma văn, luyện thì bất diệt chi thân. Tố tố, An Nhược Tố nhảy ra, hô, Lăng ca ca. Trần Lăng trầm giọng nói ra, ta đến hấp dẫn vẫn thạch lưu, ngươi cho ta nhảy ra ngoài, hung hăng giáo huấn đám người này. Được rồi, An Nhược Tố đột nhiên thì hóa thành một sợi khói xanh bay ra đi. Trần Lăng lấy tự thân pháp lực để ngăn cản vẫn thạch lưu công kích. Thần đế ánh mắt phát lạnh, hắn đột nhiên cũng tế ra nhất tôn nguyên thần. Ba người bọn họ, dùng tự thân thân thể làm dẫn hấp dẫn cái kia vẫn thạch lưu công kích nhưng lại đem nguyên thần thả ra giết người. Thần đế chưa từng có đường đường chính chính luyện hóa nguyên thần, hắn phải dùng nguyên thần lúc, đều là hiện trường chế tác hư không nguyên thần. Về phần đông phương tính, đông phương tính pháp lực so thần đế cao hơn, có điều nàng không am hiểu sát phạt, lúc này nàng cũng không có thả ra nguyên thần, mà chính là lấy chính mình lực lượng tới đại bộ phận vẫn thạch lưu công kích. Thần đế nguyên thần chạy ra ngoài về sau, trực tiếp vô giết về phía Trần Thiên Nhai. Đây là nhất tôn cùng thần đế lớn lên giống như đúc nguyên thần, tạm thời tự làm hư không nguyên thần đi. Cái kia thần đế hư không nguyên thần sau khi ra ngoài, đột nhiên một chảo. Cái này nguyên thần bàn tay to lớn vô cùng, tựa như quái thú móng vuốt một dạng, lại là trực tiếp liền đem Trần Thiên Nhai thái ất liệt diễm đại kim đan bắt trong lòng bàn tay. Trần Thiên Nhai cấp tốc đem tự thân pháp lực thôi vận đến cực hạt vậy quá ất liệt diễm đại thần đan đốt cháy ra vô cùng hừng hực nhiệt độ. Băng lãnh trong thái không, thế mà nhiệt độ cấp tốc thăng lên, để bốn phía mười dặm, giống như tam muội chân hỏa tại đốt cháy, những vẫn thạch đó đều chịu không nổi, quanh thân bị nấu đến đỏ bừng, có thành tựu dung nham, có thành cho tàn. Mà tại ngoài mười dặm, trong vòng trăm dặm, toàn bộ đều là nóng bức vô cùng. Bởi vậy cũng có thể gặp, Trần Thiên Nhai thái ất liệt diễm đại kim đan lợi hại đến mức nào. Nhưng là dù vậy, thần đế nguyên thần cũng không có buông ra thái ất liệt diễm đại thần đan. Mà lại, thần đế còn tại vận đủ pháp lực hướng thái ất liệt diễm đại thần đan bên trong luyện giết đi vào nhưng là thần đế lực lượng một khi đi vào cũng bị lập tức thiêu thái ất liệt diễm đại thần đan không ngừng rằng co nhưng lại dãy dụa không ra thần đế trói buộc song phương rằng co lên cửu u thiên đế có thể nhìn không được sau đó xuất thủ hướng thần đế nguyên thần công giết tới mà an nhược tố cái này bạch ngọc tinh linh nguyên thần nhảy ra ngoài về sau lại là chạy thẳng hướng vân hóa ảnh tiêu giật cũng muốn đi giúp Trần Thiên Nhai. Vân hóa ảnh hét lớn một tiếng, nói ra, trước đừng quản Trần huynh đệ, chúng ta hợp lực phá bọn họ thân thể phòng ngự. Thân thể vừa vỡ, nguyên thần tự nhiên sụp đổ. Tiêu giật sướng sờ, hắn lập tức liền phát giác được vân hóa ảnh nói có đạo lý. Sau đó hắn lập tức tế ra bích ngọc tịnh bình. Cái kia bích ngọc tịnh bình đưa ra một cỗ nước trong, nước trong tại tiêu giật vân hải bàn nhược khí công thôi phát dưới, cấp tốc hóa thành đậm đến tan không ra vân vụ vân vụ lăn lộn, cấp tốc đem Trần Lăng ba người thân thể bao phủ. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đều đã nhìn không thấy Trần Lăng ba người. Trần Lăng còn có đông phương tĩnh cùng thần đế, bọn họ thân thể cũng liền lập tức thấy không rõ lắm bốn phía hết thảy. Bọn họ chỉ có thể bằng cảm giác để ngăn cản bốn phía công kích. Thập phương thần lôi, tiêu giật lập tức thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Lập tức bốn phương tám hướng vân lôi hướng phía Trần Lăng ba người cuồn cuộn nổ tới. Trần Lăng trong mắt hàn ý hiện lên, cái kia vân lôi cùng vẫn thạch cùng nhau oanh sát đến hắn mặt. Hắn đột nhiên một chiêu chân long gào thét phát ra. Oanh! Cửu long tuôn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, sau đó đem trước mặt vân lôi cùng vẫn thạch nổ tung, cũng hướng thẳng đến tiêu giật đánh giết tới. Đó là một đạo chân long quyền ấn, cường hãn vô cùng tới cực điểm. Có điều dấu quyền này nổ ra về sau, bốn phía vẫn thạch lưu liền đến càng hung mãnh chân long quyền ấn một đường oanh sát vô số vẫn thạch, những vẫn thạch đó nhao nhao nổ ra ra ngoài, theo động đất tiến đến một dạng, hung mãnh cùng cực. Tiêu giật lại cũng sẽ không bị Trần Lăng nhất chiêu thì bị dọa cho phát sợ, huống chi, Trần Lăng ba tôn nguyên thần đều đã đi mỗi người ngăn cản công kích. Tiêu giật trưởng khống thập phương thần lôi, cấp tốc ngưng tụ ra càng hung hãn vân lôi nổ đi. ầm ầm, cái kia thật long quyền ấn liền trực tiếp bị vân lôi oanh sát thành phấn vụn. Rất nhanh, vẫn Thạch Cùng Vân Lôi lại tiếp tục oanh sát hướng Trần Lăng. Trần Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục lấy đại khí công để ngăn cản. Hắn đem quanh thân tuôn ra cuồn cuộn khí lưu, Vân Lôi cùng vẫn Thạch tập giết tới, lập tức liền bị tạc nứt. Mà Đông Phương Tĩnh ngừng tụ ra thanh mộc đế hoàng khí, cái kia thanh mộc đế hoàng khí hình thành tròn vo cây cối, liền ở trước mặt nàng mãnh liệt xoay tròn, giống như to lớn quạt điện, đem cái kia vẫn Thạch Cùng Vân Lôi toàn bộ đều ngăn cản ở bên ngoài thần đế trước mặt cũng hình thành khí lưu đạo trang, vân lôi cùng vẫn thạch đánh giết tới, lập tức liền bị nổ thành phấn vụn. Tiêu giật đem thập phương vân lôi vận chuyển tới cực hạn, cái kia vân lôi nhấp nhô, liên tiếp bạo không ngừng oanh sát. Không biết sao Trần Lăng ba người tu vi công tham tạo hóa, thế mà mặc kệ ngoại giới như thế nào công sát, bọn họ đều là sừng sững bất động. Mà vân hóa ảnh lại bị an nhược tố cho quấn lên, căn bản không thoát thân nổi mà cửu u thiên đế cũng bị thần đế cho nguyên thần cho dây dưa kéo lại, không cách nào đến giúp đỡ tiêu giật. Cái này lại thành một cái cục diện rằng co. Vân hóa ảnh trong lòng có chút tức giận, hắn sao có thể khoan nhượng chính mình thế mà liền Trung Hoa Đại Đế nhất tôn nguyên thần đều không phá nổi. Nhưng hắn nghĩ không ra là, Trung Hoa Đại Đế lớn nhất đại thần thông cũng không phải thiên yêu chân thân, chân long gào thét, mà chính là nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh liền cũng là tam thi nguyên thần, cái này tam thi nguyên thần, vô luận là U Minh nguyên thần vẫn là hắc ám thiên phạt nguyên thần hoặc là Bạch Ngọc Tinh Linh nguyên thần, toàn bộ đều là đại có lai lịch, tạo hóa vô cùng. Nếu là tam thi hợp nhất, càng là không thể tưởng tượng. Có thể nói, giờ này khắc này, nếu không phải Trần Lăng bị cái này vẫn thạch lưu vây khốn, cũng là cửu U Thiên Đế cùng Ma Đế những người này, toàn thịnh thời kỳ Trần Lăng căn bản không sợ chút nào. Hắn tuy nhiên khó có thể giết chết Trần Thiên Nhai, có thể đó cũng là Trần Thiên Nhai công pháp đặc thù. Nhưng so với lực sát thương cùng pháp lực đến, Trung Hoa Đại Đế là vững vàng thắng qua Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai lợi hại ngay tại ở, hắn là đánh không chết tiểu cường. Vân hóa ảnh đối đầu an nhược tố, hắn lập tức thi triển ra đại tinh thần chân kinh vạn tinh liên tiếp. Trong một chớp mắt, vân hóa ảnh đưa tay chộp một cái, liền gặp trong tay hắn xuất hiện vạn điểm tinh quang, sau đó, lít nha lít nhít giả thiên tế nhật vạn điểm tinh quang mang theo vẫn thiết mùi tanh oanh sát hướng an nhược tố. Một chiêu này vạn tinh liên tiếp sức sát thương cực mạnh lớn, nhưng đối với nguyên thần tạo thành vĩnh hằng thương tổn. An nhược tố lập tức liền bị vạn tinh liên tiếp vây lại, trong nháy mắt, vạn điểm tinh quang toàn bộ đều đánh vào trong cơ thể nàng. An nhược tố thân thể lập tức mờ mịt. Vân hóa ảnh nao nao, hắn có thể không cảm thấy mình một chiêu liền có thể giết Trung Hoa Đại Đế nhất tôn nguyên thần. Oanh! Ngay vào lúc này, An Nhược Tố đột nhiên hóa thành vô số màu đen con muỗi, như tổ ong mật đồng dạng hướng vân hóa ảnh bao khỏa mà đến. Cái này con muỗi chính là thái cổ ma văn, có thể đem bị ngạn các như thế pháp bảo đều thôn vệ đến trong bụng đi. Vân hóa ảnh bị kinh ngạc, hắn lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm ý vị. Tâm lý liền cũng liền rõ ràng, cái này thái cổ ma văn cũng không phải đơn giản đồ, vật. Hắn cấp tốc đại tay vừa lột, thi triển ra sụp đổ tinh hà tới chỉ gặp phân hóa ảnh hai mắt tuôn ra tinh quang, trong tay pháp ấn bóp. Lập tức, một cỗ ngôi sao hàn sát hình thành mây mù màu đen, như kinh thiên hãi lãng một dạng lăn lộn, rời núi lấp biển, trồng chất, cấp tốc liền đem cái kia lít nha lít nhít thái cổ ma văn bao trùm. Ngôi sao hàn sát tại trong mây mù lăn lộn nổ tung, lực sát thương kinh người vô cùng. Từ vẻ ngoài lên nhìn, chỉ gặp bên trong điện quang thoáng hiện, trầm đục không ngừng, khiến người ta nhìn liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Hô, trong chốc lát, cái kia ngôi sao hàn sát vân vụ bắt đầu thu nhỏ. Dần dần, thái cổ ma văn từ bên trong dần hiện ra tới. Vân hóa ảnh bị kinh ngạc, hắn trên ngựa giật mình đến là thái cổ ma văn thế mà tại thôn vệ hắn ngôi sao hàn sát. Chỉ một lúc sau, vậy quá cổ ma mũi liền đem tất cả ngôi sao hàn sát đều nuốt chừng lấy. Tiếp theo, thái cổ ma văn liền lại hướng vân hóa ảnh công sát mà đến. Vân hóa ảnh không dám khinh thường, hắn tại thái cổ ma văn chen chúc mà khi đến, lập tức lại thi triển ra cửu thiên tinh thần biến. Cửu thiên tinh thần biến chính là ngưng tụ lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hình thành một đầu sơn hải quỷ thú. Núi này biển quỷ thú có biến hóa vô cùng thủ đoạn. Theo văn hóa ảnh cửu thiên tinh thần biến thi triển đến cực hạn, quỷ thú lập tức hiển hiện ra, cái kia quỷ thú to lớn vô cùng, quanh thân đều là vải giáp màu đen. Quỷ thú tiến lên, hướng thái cổ ma văn mãnh liệt hống một tiếng. Cái này vừa hô, thanh thế to lớn, tựa hồ muốn nhật nguyệt tinh thần đều cho giống xuống tới. Một cơn lốc biểu ra, giống như vô số đao nhận hướng thái cổ ma văn chém giết mà đi. Đồng thời, quỷ thú hướng phía trước một bộ, một bộ liền vượt đến thái cổ ma văn bên trong. Hắn hai cái cự trảo mãnh liệt vỗ tay vỗ. Vô số ma văn liền bị vỗ chúng, những ma văn đó liền đính vào quỷ thú trên móng vuốt. Những thứ này ma văn cũng chưa chết, mà chính là trực tiếp đem quỷ thú chảo tử bắt đầu thôn phệ. Ma văn thôn phệ tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát tay, quỷ thú hai bàn tay liền đã bị thôn phệ đến sạch sẽ. Cái kia vô số thái cổ ma văn cấp tốc đem quỷ thú vây xung quanh. Vân hóa ảnh thất sắc, hắn cấp tốc biến hóa, cái kia quỷ thú thân tử một bên, biến thành côn bằng, côn bằng triển xí, mãnh liệt vỗ. Thái cổ ma văn không nhúc nhích chút nào, tiếp tục công kích. Vân hóa ảnh cửu thiên tinh thần biến, có thể biến đổi hóa 9 loại thần thú, làm 9 loại thần thông công kích. Nhưng gặp gỡ cái này thái cổ ma văn, lại là không có biện pháp, mà lại liên tục lùi về phía sau. Thái cổ ma văn tiếp tục hướng vân hóa ảnh bao bốn phía, vân hóa ảnh cảm nhận được thái cổ ma văn thôn vệ chi lực căn vốn không thể hóa giải. Lúc này, biện pháp duy nhất cũng là lui. Vân hóa ảnh ở trong hư không không ngừng lấp lóe. Thái cổ ma văn tốc độ lại là không thể cùng vân hóa ảnh so sánh. An nhược tố dứt khoát khôi phục nguyên hình, trong nháy mắt, tất cả thái cổ ma văn dung hợp lại cùng nhau, sau đó thì biến thành đáng yêu tiểu cô nương. Cũng chính là An nhược tố. An nhược tố thân thể như một trận như gió lốc, hướng vân hóa ảnh truy giết tới. Vân hóa ảnh đau đầu cùng cực, hắn trong lúc nhất thời làm sao cũng không nghĩ ra phá giải cái này thái cổ ma văn biện pháp. Vân hóa ảnh cùng An nhược tố ở trong hư không mấy lần giao thủ, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được đối phương tiện nghi, An Nhược Tố biến đổi thành thái cổ ma văn, Vân Hóa Ảnh thì lựa chọn né tránh. Mà An Nhược Tố khôi phục nguyên hình về sau, Vân Hóa Ảnh liền lập tức công kích. An Nhược Tố tu vi tự nhiên là so ra kém Vân Hóa Ảnh, nhưng là nàng công pháp này đặc thù, nếu không phải tìm tới đúng bệnh hốt thuốc biện pháp, căn bản khó có thể tiêu diệt. Nhớ năm đó, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cùng An Nhược Tố bị nhốt văn đạo nhân hỗn độn chung bên trong. Cái kia hỗn độn chung kiên cố vô cùng, chính là cực phẩm thần khí. Lúc ấy, Văn đạo nhân hóa thành vô số thái cổ ma văn, mắt thấy liền muốn đem Trần Lăng cho giết chết. Trong nguy cơ, An Nhược Tố đi ra hộ chủ, lúc ấy An Nhược Tố đã cũng là linh thể, Văn đạo nhân gặp phải An Nhược Tố cao hứng vô cùng, tưởng rằng đại bổ chi vật, liền muốn đem An Nhược Tố hoàn toàn thôn phệ hết. Thế nào biết ngoài ý muốn là, sau cùng Văn đạo nhân không chỉ có không có thôn phệ hết An Nhược Tố, ngược lại bị An Nhược Tố đem Văn đạo nhân nuốt chửng lấy. Từ nay về sau, An Nhược Tố thì nắm giữ cái này thái cổ ma văn đại thần thông. An Nhược Tố lại sử dụng thái cổ ma văn, đem cái kia hỗn độn chung nuốt chừng lấy rơi, như thế Trung Hoa Đại Đế cũng mới thoát khốn. Những năm gần đây, An Nhược Tố theo Trần Lăng, đi qua Trần Lăng pháp lực tư nhuận, lại không biết thôn vệ bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cũng đã là sửa chữa đến vô cùng lợi hại. Thái cổ ma văn, vốn là bên trong thiên địa, rất là kỳ diệu giống loài. Có thể nói, duy nhất để An Nhược Tố kiêng kỳ, khả năng cũng là Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim Chân Hỏa. Đáng tiếc, Vân Hóa Ảnh cũng không có phương diện này năng lực. Vân Hóa Ảnh bắt không được ăn nhược tố, mà tiêu giật cũng không phá nổi Trần Lăng bọn người phòng ngự. Lúc này, thần đế nguyên thần lại là đem Trần Thiên Nhai nắm chắc, tay kia lại thi triển ra vạn pháp quy nhất trường pháp, nhất trường thì cùng cửu U Thiên Đế đụng thẳng vào nhau. Cửu U Thiên Đế liên thủ với Trần Thiên Nhai, thế mà đều không có chiếm được thần đế cái này nguyên thần một tia tiện nghi. Xong phương tiếp tục tại rằng co. Ngay vào lúc này, thần đế nguyên thần bỗng nhiên mở miệng, Trần Thiên Nhai, năm đó không có giết chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhận vì bản tỏa tại 20 năm sau, đối ngươi vẫn là không có biện pháp sao? Trần Thiên Nhai đã hóa thành liệt diếm đại kim đan, lúc này cái kia đại kim đan bên trong hiện ra hắn gương mặt. Hắn mở miệng cười lạnh một tiếng, nói ra, như có thủ đoạn thần thông, không ngại thi triển đi ra, rông dài cái gì. Thần đế nói ra, tốt, sau đó, cái kia Thần Đế thân thể bản thể mi tâm bỗng nhiên bay ra một dạng sự vật. Đó là một hạt kim sắc hạt giống, Thần Thông hạt giống. Loại kia tử bay tới, Thần Đế hư không nguyên thần bỗng nhiên thu tay lại. Tiếp theo, Thần Thông hạt giống thì bám vào Trần Thiên Nhai biến thành liệt diễm đại trên kim đan. Trần Thiên Nhai cũng không khôi phục nguyên hình, lập tức lấy cường liệt nhất diễm thiêu thần thông hạt giống. Cũng là tại lúc này, cái kia Thần Thông hạt giống lên bắt đầu mọc ra một quả mầm cây nhỏ đến cái kia mầm cây nhỏ bị ngọn lửa thiêu, lại là không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại càng dài càng lớn. Chỉ chốc lát về sau, tại một mảnh liệt diễm bên trong, cái kia mầm cây nhỏ liền trưởng thành đại thụ che trời. Audio điện tử võ tấn bền Cái kia trên đại thụ che trời có vô số sợi đằng, sợi đằng cấp tốc sinh trưởng, tiếp theo, những thứ này sợi đằng đem thái ất liệt diễm đại kim đan bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thái ất liệt diễm đại kim đan mãnh liệt đốt bốc cháy. Những cái kia sợi đằng sinh trưởng cấp tốc, bên trong sợi đằng bị đốt cháy về sau, bên ngoài sợi đằng lại tiếp tục sinh trưởng. Chỉ một lúc sau, thái ất liệt diễm đại kim đan đã hoàn toàn nhìn không thấy. Hư không bên trong, chỉ còn lại một cái lục dây leo hình cầu, hình cầu này đã có 50 mét vuông lớn nhỏ. Những cái kia lục dây leo không ngừng sinh trưởng, mà lại tại hấp thu thái ất liệt diễm đại kim đan tinh khí cùng pháp lực đây chính là thần đế cố ý nhằm vào trần thiên nhai nghĩ ra được chiêu số trần thiên nhai thái ất huyền kim chân thần không phải bất luận cái gì vật chất có thể thương tổn xét đánh điện giật đóng băng vạn lý đều là không thể làm gì như vậy lúc này thần đế liền dùng vô hạn thần thông sinh cơ đến hấp thu trần thiên nhai pháp lực cùng huyền kim chi khí sinh cơ không thôi liền thì không sợ trần thiên nhai cường đại pháp lực trần thiên nhai cũng liền cảm nhận được cái này lục dây leo chỗ lợi hại hắn không khỏi ngược lại quất một ngụm hàn khí, qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia đến từ sâu trong tâm linh hoảng sợ. Đây là đối tử vong hoảng sợ. Thiên biến vạn hóa, Trần Thiên Nhai bạo giống một tiếng, vậy quá ất liệt diễm đại thần đan đột nhiên thì vỡ ra, biến thành vô số toái phiến, nổ bay ra ngoài. Nhưng là toái phiến cũng không có thể đem lục dây leo hủy diệt. Có điều Trần Thiên Nhai thân thể trên không trung hình thành vô số toái phiến, rất nhanh lại biến thành tám cái trần thiên nhai. Những toái phiến đó khối thịt nhảy lên, thỉnh thoảng thì biến thành theo trần thiên nhai đồng dạng bộ dáng. Tám cái trần thiên nhai nhảy ra trói buộc về sau, tiếp lấy cũng liền không để ý tới cái kia thần thông hạt giống, mà chính là hướng phía thần đế hư không nguyên thần công sát mà đi. Thần đế hư không nguyên thần thấy thế hơi kinh hãi, hắn nói ra, nghĩ không ra người thế mà luyện thành thiên biến vạn hóa thần thông. Trần thiên nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, coi như ta chân thân có thể bị các ngươi hủy, nhưng chỉ cần có một sợi lông tại, ta y nguyên có thể nhờ vào đó phục sinh. Thần đế trong mắt lóe lên một sợi thâm trầm ánh mắt, hắn chậm chậm nói ra, xem ra, bổn tỏa còn là xem thường ngươi. Trần Thiên Nhai lạnh cười nói, ta lại há không biết rõ, các ngươi cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy đối phó ta biện pháp, ta đã dám đến, sao lại không có điểm chuẩn bị. Sau đó, tám cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt hợp làm một thể. Tiếp theo, Trần Thiên Nhai hai mắt tuôn ra thái ất thần mang, mãnh liệt kích xạ hướng thần đế nguyên thần. Thần đế một tay đối phó cửu u thiên đế, một tay ứng phó Trần Thiên Nhai. Chính là bằng vào cái này nhất tôn hư không nguyên thần, thần đế ứng phó hai người này, lại là không hề yếu hạ phong. Sau đó, thần đế bản tôn đem cái kia thần thông hạt giống triệu hồi. Tiếp theo, thần đế trong mắt tuôn ra hai sợi kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bắn tại thần thông hạt giống phía trên, cái kia thần thông hạt giống bay ra ngoài, cấp tốc thì xuất hiện tại Trần Thiên Nhai cùng Cửu U Thiên Đế trên không. Cái này thần thông hạt giống cấp tốc sinh trưởng ra vô số lục dây leo, lần này, lục dây leo lại là hướng ra ngoài diễn sinh, lục dây leo sinh trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Những thứ này lục dây leo tại cái này hư không vô tận bên trong sinh trưởng, dần dần, thế mà chế tạo ra một mảnh hải dương màu xanh lục. Thả mắt nhìn đi, thế mà tất cả đều là màu xanh lá trần thiên nhai thấy thế không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí nói ra không tốt thủ lĩnh muốn đem chúng ta bao vây lại cửu u thiên đế nói ừm trần thiên nhai nói ra làm chúng ta bị cái này thần thông hạt giống vây lại về sau cái này vẫn thạch trận liền sẽ nhận định chúng ta tại cùng bọn hắn cùng một chỗ chống lại trận pháp đến lúc đó chúng ta cũng liền không thể rời bỏ cái này vẫn thạch trận vậy làm sao bây giờ đi cửu u thiên đế nghe vậy cũng là bị kinh ngạc Trần Thiên Nhai nói ra, không sai. Hắn sau khi nói xong, xoay người chạy. Oanh! Thần đế nguyên thần phát ra trường lực rời núi lấp biển, hùng hồn vô cùng oanh sát hướng Trần Thiên Nhai sau lưng. Trần Thiên Nhai vốn là tại cùng thần đế chống lại, hắn vừa rút lui tay, thần đế trưởng ấn tự nhiên là muốn giết Trần Thiên Nhai. Nhưng Trần Thiên Nhai lại là không sợ, hắn thủ thần đế nhất trưởng, thân thể lay một cái, tiếp lấy liền chạy. Mà cửu U Thiên Đế lại là âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn cũng không thể cứ như vậy đi hắn không có trần thiên nhai cái này đặc thù bản sự hắn nếu là cũng như thế vừa chạy chính là trực tiếp chết trần lão đệ ngươi không thể không quản chúng ta a à. cửu u thiên đế gấp hô lớn trần thiên nhai một bên bay đi vừa nói cửu u lão huynh không phải là ta mặc kệ ngươi mà là ta cũng không nghĩ ra biện pháp cũng không thể đều bị vây ở trong trận không phải vậy mọi người tình huống thì càng khó ta sau khi ra ngoài sẽ nghĩ biện pháp tới cứu các ngươi. Trần Thiên Nhai trong nháy mắt đã chạy ra lục dây leo vây quanh. Vân hóa ảnh cùng tiêu giật nhìn lấy không đúng, cũng lập tức xoay người chạy. Sau đó liền chỉ còn lại có khổ bức cửu U Thiên Đế bị nhốt ở bên trong. Cái kia lục dây leo mắt thấy là phải vây kín hoàn thành, Trần Thiên Nhai, tiêu giật, vân hóa ảnh mới ra lục dây leo, hư không bên trong đột nhiên sinh ra biến hóa cái kia hư không bên trong bỗng nhiên không lý do bỗng dưng rũi ra một đạo cự đại thủ ấn. Cái này cự đại thủ ấn thì theo như lai Phật tổ trấn áp tôn ngộ không một dạng, đột nhiên thì hướng Trần Thiên Nhai ba người che đậy tới. Trần Thiên Nhai ba người không khỏi bị kinh ngạc, bọn họ càng hoảng sợ là thế mà không có cảm giác ra nơi này còn có người tại mai phục. Phá, Trần Thiên Nhai cấp tốc chém ra một đạo thái ất huyền kim chém tới. Vậy quá ất huyền kim chảm sắc bén tuyệt luân, nhưng là chém giết tại đại thủ ấn bên trên, lại là như châu đất xuống biển. Vân hóa ảnh bổ ra ngôi sao hàn sát trưởng đến, tiêu giật cũng là một đạo vân lôi theo chém ra. Ba người tam trọng mạnh mẽ công kích lại là đối đại thủ ấn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. An nhược tố lúc đầu chính đang đuổi giết vân hóa ảnh, lúc này, nàng gặp trạng huống này cũng là bị kinh ngạc. Cái kia cường đại vô cùng trưởng ấn nghiền sát mà đến, Mọi người lập tức cảm giác được trưởng ấn bên trong ẩn chứa cuồn cuộn vô cùng pháp lực, cỗ này pháp lực không có nguồn gốc, giống như vô căn chi thủy một dạng. Nước bao hàm vạn vật, thượng thiện nhược thủy, nhưng cũng tạo thành bọn họ bất luận cái gì công kích đến trưởng ấn bên trong, cũng liền lập tức bị nước bao dung ở. Đó là một cỗ nói không nên lời lực lượng, hùng hồn tới cực điểm. Cứ như vậy đem Trần Thiên Nhai ba người mãnh liệt vén trở lại lục dây leo bên trong. Trần Thiên Nhai cấp tốc đứng vững, thân thể hóa thành thái ất huyền kim liệt diễm đại đan, sau đó hung mãnh vượt qua. Nhưng lúc này, cũng đã trễ. Lục sắc đằng mạn chính thức ở trong hư không hình thành khối cầu cực lớn, hình cầu này so một ngọn núi còn lớn hơn, liền đem tất cả mọi người bao hàm ở bên trong. Thần đế hư không nguyên thần tản mát ra vô cùng pháp lực tẩm bổ lục sắc đằng mạn hình cầu. Cái kia lục sắc đằng mạn hình cầu liền đem tất cả vẫn thạch công kích cản ở bên ngoài. Mà lúc này, bên ngoài vẫn thạch công kích thì càng thêm mãnh liệt. ầm ầm như thảm thức bom công kích, không ngừng tại bên ngoài nổ tung. Lúc này, thần đế một người tại tiếp nhận tất cả công kích. Đây cũng là thần đế cũng có chút cố hết sức. Thần đế thần thông hạt giống lại là người khác không thể hỗ trợ. Oanh! Lục sắc đằng mạn hình cầu rốt cục bị vẫn thạch oanh nổ thành phấn vụn. Tiếp theo, tất cả vẫn thạch lưu lại cuồng bạo đánh tới. Lần này, vẫn thạch lưu nhưng là không còn lại theo Trần Thiên Nhai bọn người khách khí. Những vẫn thạch lưu đó cũng hung mãnh hướng bọn họ công giết đi qua. Trần Thiên Nhai bọn người lập tức cùng một chỗ ngưng tụ pháp lực, ở trong hư không trống lên kim quang hộ cháo. Lúc này, bọn họ không còn cái này nhàn hạ thoải mái đến công kích thần đế bọn người. Mà thần đế mấy người cũng một lần nữa trèo chống kim quang hộ cháo. Hư không bên trong, lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng bọn họ lúc này cũng là không có cách nào đào tẩu liền xem như thần đế cũng trốn không thoát cái này vẫn thạch trận hắn càng là ra bên ngoài trốn vẫn thạch công kích liền sẽ càng là hung mãnh trần lăng cũng là như vậy bị dần dần bước đến trung tâm trận pháp khu vực bất quá dưới mắt có trần thiên nhai bốn người này trần lăng bọn họ áp lực vẫn là tiểu không ít cửu u thiên đế còn có văn hóa ảnh cùng tiêu giật sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn họ đều nhìn về trần thiên nhai Trần Thiên Nhai cũng có phần phiền muộn, nói ra, nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng không có cách nào. Trận pháp này nếu là dễ phá, làm sao có thể vây được thủ lĩnh cùng Trần Lăng? Cửu U Thiên Đế trầm giọng nói ra, không nói trước cái này, cái này vẫn thạch trận hiện tại có thể xác định là người làm. Các ngươi nhìn vừa rồi cái kia đạo đại thủ ấn, nếu không phải đại thủ ấn kia buộc các ngươi, các ngươi cũng sẽ không bị khốn trụ. Cửu U Thiên Đế kiểu nói này, Vân Hóa Ảnh cùng tiêu giật còn có Trần Thiên Nhai cũng là cả kinh. Vân Hóa Ảnh trầm giọng nói ra, đại thủ ấn kia pháp lực thâm hậu vô biên không nói, hơn nữa còn phá lệ cổ quái, tựa như là không có nhược điểm một dạng. Cái kia sẽ là ai? Hư không bên trong, thế mà còn có bực này lợi hại thần linh. Cửu U Thiên Đế cùng tiêu giật đều là run lên. Trần Thiên Nhai đối bên kia kim quang che đậy bên trong Trần Lăng nói ra, Trần Lăng, ngươi là trước hết nhất bị khốn trụ đối với vừa mới xuất hiện vậy chỉ đổ thừa tay chủ nhân người cần phải có chỗ giải a à. trần lăng ngẩng đầu nhìn liếc một chút trần thiên nhai hắn nói ra ta cũng chưa từng thấy qua người này nếu không phải hắn vừa mới ra tay ngăn cản các ngươi ta cũng không biết nơi này thế mà còn có người bên ngoài tồn tại đông phương tĩnh làm theo nói ra hư không bên trong có vô hạn khả năng cho dù là xuất hiện quảng đại thần thông người cũng không phải là không được trần thiên nhai nói ra nhưng hắn tại sao muốn đem chúng ta đều vây ở chỗ này? Có âm mưu gì, vẫn là nói, sáng sớm hắn chính là muốn thông qua Trần Lăng làm mồi dụ, hấp dẫn đến nhiều người hơn. Cái này một cái vẫn thạch trận cơ hồ là đem thiên châu cùng thế giới bao la hai cái này chủ thế giới tối cao thần thông người toàn bộ vây ở bên trong. Nhìn như ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên bên trong nhưng lại giấu có huyền cơ. Trần Thiên Nhai ngược lại là thoải mái người, hắn mới vừa rồi là muốn muốn xử lý Trần Lăng cùng thần đế dưới mắt đã cùng một chỗ bị nhốt, hắn cũng liền lập tức liền có thương có lượng lên, thủ lĩnh, ngài là lớn nhất kiến thức rộng rãi. Chắc hẳn nhất định biết, cái kia thần bí quái nhân là ai a à? Thần đế dương mắt nhìn về phía Trần Thiên Nhai, hắn nói ra, có thể nhất trưởng đem ba người các ngươi bước về đến, cái này hư không bên trong, bổn tọa biết rõ, liền chỉ có một người. Người nào, Trần Thiên Nhai bốn người chăm miệng một lời hỏi. Trần Lăng cùng Đông Phương Tính cũng tò mò nhìn về phía thần đế viên giác, thần đế nói ra. Chúng pháp chi thần, vân hóa ảnh bọn người ngược lại hít một hơi hàn khí. Trần Thiên nhai nhíu mày nói ra, viên giác thật tồn tại. Thần đế nói ra, bổn tỏa tuy nhiên chưa từng thấy qua viên giác, nhưng là tại thần minh giao nhau thời điểm, có thể cảm giác được người này tồn tại. Trần Thiên nhai nói ra, coi như thật sự là viên giác, cái này viên giác vây khốn ta nhóm làm cái gì. Trần Lăng trầm giọng nói ra, vây khốn ta nhóm, trong này thiên hạ, còn có người nào có thể ngăn lại hắn. Trần Thiên Nhai bị kinh ngạc, nói ra, cái này viên giác lập trường đến là cái gì? Chỉ ít, chúng ta cùng các ngươi, là phần thuộc khác biệt trận doanh. Hắn đem chúng ta toàn bộ buồn ngủ lên là làm gì? Thần đế những người này dù sao không là phàm nhân, bọn họ cũng sẽ không theo Trần Thiên Nhai đến tranh một số miệng lưỡi lợi hại, hoặc là cười nhạo các loại. Ân oán về ân oán, thoát khốn sau khi rời khỏi đây, cơ hội phù hợp, tự nhiên là có thủ báo thủ, có oán báo oán. Mà bây giờ, đã đều buồn ngủ cùng một chỗ, đây cũng là có thể theo cái gì đều không phát sinh một dạng, cũng là có thể thật tốt nói chuyện với nhau. Thần đế cũng không phải là của mình mình quý người, hắn xưa nay thu được đại hung hoài, cái gì đều không che giấu. Lúc này, Trần Thiên Nhai kỳ quái viên giác hành động phía sau ý nghĩa. Thần đế làm theo nói nói mặc kệ người sau lưng có phải hay không viên giác, nhưng việc này đều cùng vô lượng sát kiếp có chút quan hệ, cũng mặc kệ chúng ta trận doanh phải chăng giống nhau, nhưng người này hiển nhiên là có đại mưu vẽ, hắn muốn sẽ không thể định nhân tố toàn bộ khống chế lại. Trần Thiên Nhai nói nói thủ lĩnh ngài học thức từ Nam Chí Bắc Cổ Kim, sao cũng sẽ lâm vào cái này vẫn thạch lưu trong trận pháp. Thần Đế lông mày buông xuống, hắn nói nói cho dù là Bổn Tỏa cũng không tìm được phá giải chi pháp. Trần Lăng tình huống đã rất là không ổn, cho dù là tự tìm đường chết, Bổn Tỏa cũng không có thể trơ mắt nhìn hắn bị vây chết đến tận đây. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói nói a, à, vậy ta thì hiểu. Xem ra Trần Lăng ngươi cũng không phải không biết trận này sự nghiêm trọng tính, như không phải là bởi vì đã vạn bất đắc dĩ, đại khái cũng sẽ không đi cầu cứu tại thủ lĩnh. Trần Lăng lúc này cũng là cười một tiếng, hắn nói nói bất quá ta cũng không có mời người trước tới cứu ta, ngươi là tự nguyện tới. Trần Thiên Nhai bốn người nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Cái này mẹ nó, thật sự là có khổ khó nói a. À trần thiên nhai trên ngựa còn nói thêm lúc trước ngươi là thế nào bị khốn trụ trần lăng nói nói ta ba năm trước đây thì bị khốn trụ lúc ấy dư nguyên thần đang nơi khác hành sự hắc ám thiên phạt nguyên thần bị nhốt bên trong lúc đầu ta còn chưa để ý về sau mới phát hiện tình huống càng ngày càng là không ổn bất đắc dĩ dưới liền thân thể đều muốn đến đây hiệp trợ nguyên thần trấn áp cái này vẫn thạch lưu trần thiên nhai nói nói chẳng lẽ ngươi liền không thể bỏ qua hắc ám thiên phạt nguyên thần sao Trần Lăng sắc mặt cổ quái, nói nói cái này trong thái không, một cái kia tháng hội không đụng tới chút khó khăn. Nếu là gặp được vấn đề thì bỏ qua, vậy ta còn có thể có nguyên thần sao? Đông Phương Tĩnh từ tốn nói Trần Thiên Nhai, sau đó ra cắt lượng ai cũng hội làm. Ngươi là xem chúng ta khốn cảnh, lúc này, ngươi một dạng không phải là hãm đi vào sao? Trần Thiên Nhai sờ mũi một cái, hắn nói nói cái này vẫn thạch lưu vốn là khốn không được ta, chỉ bất quá, ai biết phía sau còn ẩn tàng một cái nhưng so sánh thủ lĩnh cùng viên giác nhân vật đây. Đông Phương Tĩnh nói nói Trần Thiên Nhai, người công pháp đặc biệt nhất, lại có thái ất huyền kim chân thân, còn có thiên biến vạn hóa chi thần thông. Ta nhìn không bằng chỉ một mình ngươi hướng ra ngoài sông ra đi. Có lẽ ngươi đem lực lượng toàn bộ tập trung ở trên thân thể ngươi, cho chúng ta giảm bớt áp lực. Như vậy mọi người đều có thể xông ra đi. Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói nói Đông Phương Tĩnh, hồi lâu không thấy, đến là người biến ngốc, vẫn cảm thấy ta khờ. Liền thủ lĩnh đều xông ra không được, ta sẽ cảm thấy bằng chính ta liền có thể xông ra đi. Đông Phương Tĩnh kèn kẹt cười một tiếng, nói nói cũng không thể nói như vậy, người ta tầng 10 tu vi, tại thủ lĩnh trước mặt một chiêu đều sống không qua. Người cũng là tầng 10, nhưng thủ lĩnh không phải cũng là bắt ngươi không thể làm gì sao. Trần Thiên Nhai tu vi tiến triển cũng không tính thuận lợi, lúc trước hắn bị vây ở Thái Sơn, tu vi một mực dừng lại tại cửu trọng thiên đỉnh phong. Là trong hai năm qua, hắn mới thuận lợi tiến triển đến tầng 10 trung kỳ. Bất quá, chuyện thế gian cũng là có được có mất. Trần Thiên Nhai tu vi không đủ cao, nhưng là hắn có thái ất huyền kim chân thân chi thần diệu, có thiên biến vạn hóa chi thần thông. Hoàng Vương làm Tử Y Tu Vi đã vượt qua trọng thiên bên ngoài, gặp gỡ Trần Thiên Nhai, một dạng có chút không làm gì được, thậm chí tiếp tục đánh xuống thì muốn thua. Hiên chính hạo cũng là tầng 10 đỉnh phong tu vi, cầm trong tay rất nhiều lợi khí, pháp bảo, còn có đại siêu độ thuật bực này thần thông. Nhưng là gặp gỡ Trần Thiên Nhai, lại là kém chút thì chết tại Trần Thiên Nhai trên tay. Tu vi là một loại năng lực, cũng là một loại bằng cấp. Nhưng tuyệt thành tích cao cũng không nhất định đại biểu năng lực thì lợi hại tới cực điểm. Ma la ép căn bản không hề pháp lực, nhưng là Trần Thiên Nhai đều cầm ma la có chút không thể làm gì. Theo ma la giảng tu vi, người ta có thể rất lợi hại kiêu ngạo nói, mộc có bất kỳ tu vi. Trần Thiên Nhai nói nói hiện tại mọi người đều bị buồn ngủ, chúng ta vẫn là buông xuống mối thù truyền kiếp, ân oán sau này hãy nói. Thủ lĩnh ngài là lớn nhất thu được người, không biết ngài hiện tại có cái gì phá trận biện pháp. Ánh mắt mọi người liền đều nhìn về thần đế. Thần đế trầm giọng nói nói bổn tỏa cũng còn không có phá trận biện pháp. Trần Thiên Nhai nói nói việc này, xem ra còn cần tìm hiên chính hạo. Hiên Chính Hạo chính là phá trận cao thủ, hắn nếu là nhìn ra trận pháp sự ảo diệu, có lẽ có thể phá vỡ. Trần Lăng nói nói tuyệt đối không thể lấy, Chính Hạo tuy nhiên tinh thông phá trận chi thuật, nhưng là nơi đây hung hiểm, cái kia cao thủ thần bí ẩn tàng một bên, hắn như đến, cũng là có đến mà không có về. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói nói xem ra ngươi vẫn là sớm biết nơi này không đúng, cho nên sáng sớm thì không thông báo Hiên Chính Hạo a. Hiên Chính Hạo là không có cách nào chính mình đến. Thứ nhất là Đại Khang không thể rời bỏ Hiên Chính Hạo. Thứ hai, mà Điển cũng vô pháp giúp hắn tính ra này xác thực vị trí. Hiên Chính Hạo cũng chỉ là mơ hồ biết Trần Lăng gặp được phiền phức. Mà bây giờ, Hiên Chính Hạo càng là cái gì đều không tính được tới. Trần Lăng chưa tìm Hiên Chính Hạo, lại tìm Thần Đế. Cái này cũng không tính là là tư tâm, bởi vì Thần Đế dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân vật. Trần Lăng không cần lo lắng hắn gặp được không thể chống cự địch thủ. Lúc này, cửu U Thiên Đế có chút lo lắng, hắn nói nói Trần Huynh Đệ, chúng ta cũng không có thanh mộc đế hoàng khí đến bổ sung khí lực. Thời gian dài, chúng ta mới nhất là không ổn. Trần Thiên Nhai nói nói cái này thì không cần lo lắng. Hắn mắt nhìn đông phương tính bọn họ, nói nói bọn họ cũng còn hy vọng chúng ta cùng theo một lúc đến chống lại cái này vẫn thạch trận đây. Cho nên sẽ không nhìn lấy chúng ta xong đời, thủ lĩnh, ngài nói có đúng hay không? Thần đế tử tốn nói đúng trần thiên nhai nói nói thủ lĩnh cái này trong thiên địa vũ trụ ta duy nhất bội phục cũng là ngài tuy nhiên ta cũng muốn giết ngài nhưng đó là dựa vào chúng ta đối lập tình cảnh ta cũng không hiểu ngài xử sự luôn luôn công chính công bằng tại sao muốn một mực giúp đỡ trần lăng tới áp chế ta đây thần đế nhìn một chút trần thiên nhai hắn nói nói lại công chính người cũng sẽ có tư tâm trần lăng là bổn tọa đệ tử ta tự nhiên muốn giúp hắn lời nói này sau khi đi ra cửu u thiên đế bọn người là kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến thần đế cũng sẽ có dạng này có máu có thịt một mặt. Trần Lăng trong lòng ấm áp, thần đế với hắn luôn luôn đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn có thể có hôm nay, toàn do thần đế dạy bảo. Đương nhiên, thần đế dạy học phương thức cũng là cực tàn khốc. Đông Phương Tính, Trần Lăng, Trần Thiên Nhai, còn có Lặng Yên không sai mấy người kia có thể có được hôm nay tu vi, thực rất lớn cơ hội đều dựa vào thần đế mới có hôm nay. Ta há không cũng coi như ngài đệ tử sao?" Trần Thiên Nhai nói ra. "Thần Đế nói nói ngươi nhiều lắm là tính toán một học sinh, năm đó biết rõ ngươi mà tính sâu nặng, sở dĩ còn dạy ngươi, là bởi vì Bổn Tọa chưa bao giờ đưa ngươi xem như qua đối thủ." Trần Thiên Nhai thân thể hơi chấn động một chút, hắn trong mắt lóe lên một tia không khỏi đau nhức ý, theo rồi nói ra vậy bây giờ ta tính toán làm ngài đối thủ sao?" "Thần Đế nói nói ngươi để Bổn Tọa thật bất ngờ, từ 20 năm trước người liền xem như bổn tọa đối thủ. Nếu không tính toán đối thủ, những năm này, bổn tọa cũng sẽ không cân nhắc áp chế người công pháp. Trần Thiên Nhai trong mắt lóe lên vui mừng. Đây chính là thần đế mị lực. Trần Thiên Nhai nghe được thần đế đem hắn làm làm đối thủ, hắn thế mà cảm thấy rất là vui vẻ. Thủ lĩnh ngài không hổ là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, nếu không phải ta luyện thành thiên biến vạn hóa chi thần thông, hôm nay chỉ bằng ngài cái kia thần thông hạt giống bản sự, Ta thái ất huyền kim chân thân chỉ sợ cũng không được." Trần Thiên Nhai nói ra. Thần Đế nói nói nếu thật là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, làm thế nào có thể bị người buồn ngủ ở trong trận? Trần Thiên Nhai nói nói tuy nhiên ta đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này vẫn thạch trận là tụ tập một quả tinh cầu năng lượng. Người kia mượn nhờ như thế ngập trời chi lực bố thành trận pháp, vây khốn ngài cũng chẳng có gì lạ. Nếu không phải vì Trần Lăng, trận pháp này làm sao có thể đầy đủ đem ngài vây khốn? Trần Thiên Nhai mặc dù là cái kiệt ngao bất thuần người, nhưng hắn tại thần đế trước mặt lại là có chút khác biệt. Đây không phải hắn sợ chết chờ một chút, mà chính là bất luận kẻ nào đối mặt thần đế, đều sẽ kìm lòng không được tôn kính. Càng đừng đề cập Trần Thiên Nhai bản sự vẫn là thần đế dạy. Mặc dù là lẫn nhau thù địch, nhưng Trần Thiên Nhai vẫn là rất lợi hại tôn trọng thần đế tên địch nhân này. Thủ lĩnh, Trần Lăng đột nhiên nói với thần đế Ừm, thần đế nói. Trần Lăng nói nói cái kia bị ngạn trong các, là quân thê tử tư đổ linh nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ngài nhìn có biện pháp nào không, đem đưa về đại khang, đưa đến là quân trong tay. Thần đế nói nói trong thái không, Linh Nhi thân thể còn có thể bảo trì vĩnh hằng thái độ, nếu là trở lại đại khang, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Mà lại dưới mắt, vẫn thạch trận theo nhân số gia tăng, uy lực cũng đang tăng thêm, người ta nguyên thần đều đi không xa, cho nên căn bản không làm được. Trần Lăng nói nói thủ lĩnh, "Là ta liên lụy các ngươi." Thần Đế cười nhạt một tiếng, nói nói người còn chưa có chết, nói chuyện gì liên lụy. Tuy nhiên cái này vẫn thạch trận uy lực vô cùng lớn, nhưng vẫn thạch trận tuyệt sẽ không trở thành người ta điểm cuối. Ngay vào lúc này, Thần Đế sắc mặt hơi đổi một chút. "Làm sao?" Trần Lăng thấy thế hỏi. Thần Đế nói nói Bỉ Ngạn các quyền khống chế bị đoạt đi, hiện tại Bỉ Ngạn các bị mang đi. Trần Lăng cũng là thất sắc. Đông Phương Tĩnh nói nói bị ngạn các đến đã có một đoạn thời gian, vì cái gì hết lần này tới lần khác là bây giờ bị mang đi. Thần đế nhìn Trần Thiên Nhai bọn họ lướt một chút, nói nói bởi vì bọn hắn cũng bị khốn trụ, nói cách khác, địch nhân muốn bắt đầu chính thức hành động. Chính thức hành động, Trần Lăng trầm giọng nói nói những người này đến là ai, bọn họ đem chúng ta toàn bộ vây khốn, lại là muốn muốn đi làm cái gì? Là chống đỡ Thiên Châu hành động, vẫn là trần thiên nhai ở bên kia rằng giặc nói nói ta nói trần lăng ngươi thật đúng là trách trời thương dân a lúc này còn quản nhiều như vậy vẫn là suy nghĩ thật kỹ chúng ta nên như thế nào bài trừ trận pháp đi bên ngoài hồng thủy cuồn cuộn hiện tại lại cùng chúng ta có cái gì liên quan đâu trần lăng lại là mặc kệ trần thiên nhai hắn cùng trần thiên nhai ở giữa luôn luôn đều là đạo bất đồng mưu cầu khác nhau lúc này đại khang trong hoàng thành trong hoàng thành một mảnh yên tĩnh. Lan Đình Ngọc cùng La Quân còn có kiều ngưng phân biệt đều rời đi hoàng thành, theo thiên cơ che đậy, thần đế bọn người bị nhốt, một cái tân thời đại, sắp xảy ra. Một tháng sau, chính là cửa ải cuối năm. Lại một năm nữa sắp sửa đi qua. Trong hoàng thành răng đèn kết hoa, vui đón năm mới. Mà lại từ hôm qua bắt đầu, hoàng thành liền hạ tuyết lông ngỗng tới. Đối với đại khang tới nói, đám dân chúng đều là ưa thích tuyết lớn, tuyết rơi cũng là dấu hiệu tốt, tuyết lành điểm báo năm được mùa mà. Trong Hoàng Cung, cũng là khắp nơi vui mừng, các nô tài đều là vui vẻ, bởi vì đến ngày Tết, ban thưởng luôn luôn sẽ nhiều hơn một chút, các chủ tử cũng đều hiền lành một số. Làm tử y phủ đệ đã sửa chữa hoàn tất, nàng phần lớn thời gian cũng đều là bế phủ từ chối tiếp khách, không để ý tới thế sự. Mà mộc tính cũng là không sai biệt lắm tính tình. Về phần cái kia trấn viễn trong phủ, Ngô lão tiên sinh cùng ngô tiểu hoa một mực xử lý, bọn họ cũng không đi xa. Cũng không có theo Lan Đình Ngọc cùng rời đi, dù sao, Hoàng Thành vẫn là căn cư địa, Lan Đình Ngọc sớm muộn vẫn là muốn trở về. Một ngày này buổi tối, Hoàng thượng đang trong ngự thư phòng nghiên cứu Ma Điển. Ma Điển bên trong mặc dù nhưng đã thấy không rõ tương lai, nhưng y nguyên còn có thật nhiều ảo diệu cùng quý tích có thể tham khảo. Lúc này đã là 11 giờ đêm, cảnh ban đêm thâm trầm. Tại hoàng tiến về phía trước, bỗng nhiên sinh ra kỳ diệu gợn sóng. Hoàng thượng trong mắt lóe ra một sợi tinh quang đến, hắn thật không có ngạc nhiên, mà chính là vững vàng ngồi, thì nhìn lấy cái này ba động. Cái kia ba động chính là nguyên thần tụ tập, chỉ chốc lát về sau, nhất tôn hư không nguyên thần liền hình thành. Người đến chính là một người trung niên nam tử, nam tử mặc một thân áo vải, nhìn rất là mộc mạc. Nhưng một người như vậy tùy tiện xuất hiện, mà lại là xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, tự nhiên là không như bình thường. Người nào, hoàng thượng giọng nói lạnh lẽo hỏi. Nam tử mặt hướng hoàng thượng, nói nói ta chính là Đế Huyền. Đế Huyền, Trường Sinh Đại Đế, hoàng thượng nhất thời thì bị kinh ngạc. Đế Huyền nao nao, sau đó cười một tiếng, nói nói nghĩ không ra hoàng đế bệ hạ thế mà còn biết tên ta hào. Hoàng thượng áp chế xuống trong lòng kinh ngạc, hắn nói nói đại đế nổi tiếng bên ngoài, chấm coi như lại cô lậu quả văn, tổng cũng là hội tin đồn một số hắn đón đến, còn nói thêm đại đế luôn luôn không để ý tới nhân gian thế tục, lần này đột nhiên xuất hiện, không biết cần làm chuyện gì. Đế huyền nói nói hoàng đế bệ hạ, ngươi là đương thời bên trong, rất lợi hại không tầm thường nhân vật. Tuy nhiên ngươi tu vi không bằng mới tứ đế, nhưng ngươi làm ra sự tình, lại là bọn họ cũng khó có thể làm đến. Bây giờ ngươi tại đại khang khai sáng ra dạng này cục diện, ta đối ngươi rất là bội phục. Hoàng thượng mỉm cười, nói nói đại đế bỗng nhiên đến đây, tổng không phải đến chuyển thành khích lệ chấm. Đế huyền nói nói hoàng đế bệ hạ, người là người thông minh. Theo người thông minh nói chuyện, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ta đến, là phải nói cho ngươi một việc. Há, đại đế mời nói. Hoàng thượng nói ra. Đế huyền nói nói hư không bên trong, thần đế, ma đế, trung hoa đại đế, còn có thánh hoàng đông phương tính, cửu u thiên đế, vân hóa ảnh, tiêu giật, bọn họ toàn bộ bị vây ở vẫn thạch lưu bên trong. Đây là ta lấy hư không nguyên thần xem tiểu thế giới lúc điều tra đến. Hoàng thượng không khỏi thất sắc, bất quá hắn lập tức liền bảo trì bất động thanh sắc, chấm sớm nghe nói Trường Sinh Đại Đế có tuyệt thế pháp khí Vãng Sinh La Bàn, Vãng Sinh La Bàn bên trong có các loại tiểu thế giới. Bây giờ nghe tới, quả nhiên không giả. Đế Huyền nói nói hoàng đế bệ hạ, người có thể nghĩ đi cứu bọn họ. Hoàng thượng nói nói cứu cùng không cứu, vậy cũng là chấm sự tình, điểm này không nhọc đại đế hao tâm tổn trí đế huyền nói nói ta khuyên hoàng đế bệ hạ tốt nhất vẫn là không nên động đọc đi cứu bọn họ vì cái gì hoàng thượng nói ra đế huyền nói nói bởi vì cái kia vẫn thạch trận vô cùng lợi hại nếu là không lợi hại lại có thể nào vây khốn cái này rất nhiều đại thần thông cao thủ hoàng thượng từ tốn nói đế huyền nói nói mấu chốt là vẫn thạch ngoài trận mặt còn có ẩn tàng cao thủ thần bí thủ hộ người như đi tốt kết cục là cũng bị buồn ngủ đi vào như lại hỏng bét một số, tánh mạng trực tiếp khó giữ được. Hoàng thượng lại lần nữa thất sắc, hắn nói nói chẳng lẽ bọn họ bị nhốt trong trận, đều là ngươi nói tới cái này đại thần thông cao thủ cách làm. Đế Huyền nói nói thật là người này bố cục. Hoàng thượng nói nói có thể có bản lĩnh này người tựa hồ cũng không nhiều, đại đế cũng tra không ra người này là ai sao? Đế Huyền nói nói không tra được, ta lấy tiểu thế giới xem hắn, lại là tìm kiếm hỏi thăm không đến hắn bất kỳ tung tích nào tựa như hắn là không tồn tại ở thế giới. Hoàng thượng hít sâu một cái hàn khí, hắn theo rồi nói ra đại đế hôm nay đến đây, tổng không phải chuyên môn đến vì chẫm báo tin A. Đế huyền nói nói đương nhiên không chỉ là như thế. Hoàng thượng nói nói đại đế là cảm thấy người kia thiết lập ván cục đem thần đế bọn họ vây khốn, đây là hắn bước đầu tiên, hắn chả có bước thứ hai, bước thứ ba dã tâm lớn. Hắn dã tâm đối người ta đều sẽ bất lợi, cho nên người tìm đến chấm là tìm kiếm hợp tác, đúng hay không? Đế huyền hơi hơi kinh ngạc nhìn hoàng thượng liếc một chút, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, nói nói hoàng thượng quả nhiên thông tuệ hơn người, ta hôm nay đến đây, thật là muốn cùng hoàng đế bệ hạ ngươi tìm kiếm hợp tác. Đây là ta hợp tác với ngươi, cũng là thiên trì các hợp tác với đại khang. Hoàng thượng nói nói nhưng chấm còn nghĩ rõ ràng một việc, hy vọng đại đế thành thật trả lời. Đế huyền nói nói ta biết người muốn hỏi điều gì, ngươi là muốn hỏi, ta đến là chống đỡ thiên châu kế hoạch vẫn là phản đối thiên châu kế hoạch, đúng hay không? Hoàng thượng nói nói không sai, đạo bất đồng, khó có thể vì mưu. Đế huyền nói nói thiên châu kế hoạch cùng phản thiên châu kế hoạch, ta lúc đầu một bên đều không có ý định nhúng tay. Ngao cỏ đánh nhau ngựa ông đắc lợi, ta điểm ấy dễ hiểu đạo lý vẫn là hiểu. Tại các người tranh đấu quá trình bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh là thiên ao các giành lớn nhất đại lợi ích. Hoàng thượng nói nói đã như vậy, đại đế dùng cái gì vội vã như thế xuất thủ, muốn cùng chấm hợp tác đâu. Đế huyền nói nói bởi vì tình huống biến, một cái thần bí trận doanh chính ở sau lưng bắt đầu gảy hết thảy. Mặc kệ hắn là muốn hành thiên châu kế hoạch, vẫn là hắn. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ là muốn làm chủ làm thịt, không phải vậy lời nói, không cần từ ba năm trước đây liền bắt đầu chủ tính đem Trung Hoa đại đế còn có thần đế bọn người vây khốn. Vây khốn bọn họ, là cái này thần bí thế lực bước đầu tiên. Bước thứ hai, chỉ sợ là muốn tới đối phó ta, đối phó hoàng đế người dạng này cao thủ. Có lẽ bọn họ là muốn đem chúng ta bắt, có lẽ là giết, nhưng tuyệt đối sẽ không có hòa bình. Hoàng thượng nói nói sát kiếp đã hoàn toàn triển khai, thiên trì các còn muốn không đếm xỉa đến, mưu đoạt ngư ông chi lợi, thật là đã không có khả năng. Đế huyền nói nói cho nên, ta đến ngưu cầu hợp tác. Hoàng thượng nói nói đại đế vì sao lại tuyển định ta đến hợp tác. Luận thế lực, thực lực, chấm cùng thần tộc, cùng Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn đều kém một chút. Dù sao tích xúc vật này, không phải chấm 20 năm liền có thể bổ đủ. Đế huyền nói nói tích xúc lại tính được cái gì, thủ hạ ngươi có hai cái mạnh nhất thiên mệnh chi vương, đây chính là tương lai vô hạn khả năng. Mà ta cùng ngươi cần làm liền là hợp tác, chế tạo kiên cố nhất pháo đài, giữ vững địch nhân tiến công. Hắn ngày sau, hết thảy tự nhiên sẽ có phần hiểu. Hoàng thượng nhìn nhiều đế huyền, hắn nói nói hợp tác là có thể hợp tác, có điều chấm không biết nên làm sao tới tin tưởng đại đế ngươi thành ý. Đế huyền nói nói ta du lịch nhân gian, gần đây lại được một cái tiểu nữ nhi. Bây giờ nữ nhi này hào hoa phong nhã, 20 tuổi. Nếu là hoàng đế bệ hạ nguyện ý, ta có thể đem tiểu nữ gả cho hoàng đế bệ hạ ngươi. Hoàng thượng cười một tiếng, nói nói đại đế nói giỡn, này nhân gian phàm nhân cốt nhục, đại đế như thế nào hội nhìn ở trong mắt. Huống hồ, chấm cùng đại đế hợp tác chính là bình đẳng nếu để cho chấm cưới con gái của ngươi, chẳng phải là còn muốn kêu lên một tiếng nhạc phụ đại nhân. Đế huyền nói nói ta hôm nay đến đây, thành ý mười phần. Về sau sẽ còn điều khiển rất nhiều cao thủ hiệp trợ hoàng đế bệ hạ thủ vệ hoàng thành. Chỉ cần hoàng thành vững chắc, đại khang liền có thể an hưởng thái bình. Hắn đón đến, nói thành ý, ta mang, hoàng đế bệ hạ ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta thành ý đâu. Liền theo cổ nhân cách làm, chúng ta uống máu ăn thề, tế cáo thiên địa, lập xuống lời thề, như thế nào? Hoàng thượng nói ra, đế huyền nói nói tốt, không có vấn đề. Hoàng thượng nói nói dạng này, đại đế ngày mai mang đủ nghi trược, bản tôn tự mình đến đây. Chấm tại thái huyền điện bên trong dẫn đầu văn võ bá quan chứng kiến kết minh. Đế huyền nói nói có thể. Sau đó, cái kia hư không nguyên thần tán đi, đế huyền cũng cứ thế mà đi. Đế huyền sau khi đi, hoàng thượng trầm ngâm, hắn trầm ngâm sau một lát, nói nói vĩnh lạc, chấm biết ngươi ở bên ngoài, vào đi. Hoàng hậu nương nương liền đẩy cửa vào. Nàng tự mình đầu canh phẩm tiến đến, vừa tiến đến liền nói nói hoàng thượng, bên ngoài hạ thật lớn tuyết, trong hoàng cung cảnh sắc hôm nay giống như lộ ra đẹp đặc biệt. Hoàng thượng cười một tiếng, nói nói người thì ưa thích tuyết, hàng năm người cũng nói xinh đẹp đây. Vĩnh lạc nở nụ cười xinh đẹp. Nàng đem canh phẩm phóng tới trên bàn sách, sau đó lấy chén ngọc, lại dùng cái muỗng cho hoàng thượng sới một bát ngọt canh. Hoàng thượng, đây là thần thiếp mình tại trong cung chịu, người nếm thử. Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng tiếp nhận, hắn uống một hớp sạch sẽ, sau đó nói uống rất ngon đây. Hoàng hậu nương nương biết hoàng thượng tâm tư nặng nề, căn bản chính là tại qua loa chính mình. Hoàng thượng nàng rỗi ra thon thon tay ngọc cho hoàng thượng nhẹ nhàng theo lên thái dương huyệt tới. Ngài vì cái gì không tuyển chọn cưới trường sinh đại đế nữ nhi đâu. Hoàng thượng nao nao, sau đó hắn cười một tiếng, nói nói đừng nói đế huyền căn bản sẽ không quan tâm một cái nhân gian nữ nhi chết sống, cho dù thật sự là hắn bảo bối nữ nhi, chấm cũng không có khả năng cưới. Chấm lúc trước cưới ngươi lúc nói chuyện qua, lúc này mới bao nhiêu năm, chẳng lẽ liền muốn cải biến sao? Hoàng hậu nương nương trong mắt nhất thời tràn đầy ngọt ngào. Nàng nói nói cái kia uống máu ăn thề, thật có thể tin được không? Hoàng thượng nói nói cần phải có thể dựa vào, phàm nhân không sợ đau răng chú, nhưng là đối chúng ta những người này tới nói, lại là hội có nhân quả tồn tại. Vậy ngài là quyết định muốn hợp tác, hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói nói không sai, hắn sau đó trùng điệp thở dài một hơi, nói nói sự tính tính nghiêm trọng vượt qua chấm tưởng tượng, cái này phía sau thế mà còn có dạng này một cỗ sở không được thần bí thế lực, thế mà tướng môn chủ bọn họ đều cho vây khốn. Chấm cũng không thể tùy tiện trước đi giải cứu, cũng thật đúng là muốn phòng bị cỗ thế lực này đối chúng ta đại khang động thủ cho nên nhiều gia tăng minh hiếu, là rất lợi hại có cần phải. Các loại chấm rõ ràng cố thế lực kia về sau, cũng mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, nghĩ biện pháp giải cứu môn chủ bọn họ. Hoàng hậu nương nương nói nói môn chủ bọn họ cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Vào lúc ban đêm, Hoàng thượng tự mình đến nhà bái phòng quốc sư phủ. Hoàng thượng khinh xa giản từ đến quốc sư phủ, đến quốc sư phủ về sau, hạ nhân lập tức tiến đến thông bẩm lam tự y. Lam Tử Y cũng là cho Hoàng hơn mấy phần mặt mũi, tự mình ra nghênh tiếp. Trong sảnh, nến đèn sáng ngời. Lam Tử Y một thân tử sắc váy dài, y nguyên yêu nhã. Nàng cùng Hoàng đế phân biệt ngồi xuống, ngược lại là đều không có ngồi tại chủ vị. Lam Tử Y mỉm cười, nói nói Hoàng thượng muộn như vậy tới gặp ta, chắc là có chuyện quan trọng thương lượng a? À. Hoàng thượng nói nói không sai, hắn đón đến, nói nói hôm nay ta gặp được Đế Huyền là đế huyền chủ động tới gặp ta. Đế huyền, làm tử y nao nao, theo rồi nói ra trường sinh đại đế. Hoàng thượng nói nói không sai. Lam tử y trầm ngâm nói viễn cổ tứ đế tuy nhiên một mực có truyền thuyết ở nhân gian, nhưng là đều đã cực kỳ lâu không có lộ mặt qua. Cái này trường sinh đại đế đột nhiên tìm tới ngươi, lại là vì sự tình gì? Hoàng thượng nói nói chỉ sợ ngày này, thật muốn biến. Lam tử y sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cũng không phải là cái mù quáng từ đại nhân. Biết liền trường sinh đại đế nhân vật như vậy đều muốn đi ra hoạt động, như vậy chuyện này tuyệt đối là nghiêm trọng. Cũng không phải nàng Lam Tử Y có thể thì bằng bản sự của mình tùy ý làm bậy. Làm Tử Y trầm giọng nói nói chỉ giáo cho. Hoàng thượng nói nói thiên cơ đã bị che đậy, ta liền xem như dựa vào ma điển cũng nhìn không thấu tương lai, nhìn không thấu trong sương mù nguy cơ cùng kỳ ngộ. Mà đế huyền thông qua hắn vãng sinh la bàn phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Lam tử y hỏi. Hoàng thượng nói nói thần đế cùng môn chủ còn có thánh hoàng đông phương tĩnh toàn bộ bị vây ở vẫn thạch lưu bên trong. Không chỉ là như thế, Trần Thiên Nhai cùng cửu U Lão Ma còn có vân hóa ảnh, tiêu giật cũng đều tiến đến. Bọn họ đi về sau, cũng đều bị vây ở vẫn thạch lưu bên trong. Căn cứ đế huyền nói, bọn họ sở dĩ bị khốn trụ, là bởi vì tại vẫn thạch lưu bên ngoài còn có một cỗ thần bí thế lực. Từ ba năm trước đây vây khốn môn chủ, đến bây giờ đem thần đế bọn họ đều vây khốn, đây là một cái rất đại cục. cục này ba năm trước đây thậm chí càng sớm cũng đã bắt đầu bố. đem thần đế, trung hoa đại đế, cửu u những người này toàn bộ vây khốn. làm tử y hít vào một ngụm khí lạnh, nói nói người này sẽ là ai? cái này tinh không chi hạ, còn có thể có như thế thế lực. hoàng thượng nói nói đến là ai? cái này chúng ta bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. đế huyền cũng không nhìn ra lam tử y nói nói đế huyền là muốn hợp tác với ngươi đúng hay không hoàng thượng nói nói không sai lam tử y nói nói vậy là ngươi nghĩ như thế nào hoàng thượng nói nói ta đáp ứng cùng hắn uống máu ăn thề ký kết minh ước lam tử y nói nói vậy hoàng đế ngươi tìm đến ta là hoàng thượng nói nói ta làm lúc mặc dù đáp ứng đế huyền nhưng là việc này ta vẫn là muốn nghe xem quốc sư ngươi ý kiến làm tử y nói nói ta ngoài ý muốn gặp tự nhiên là đáp ứng, hiện tại thật là đến đoàn kết nhất trí thời điểm. Chỉ bất quá, đối với đế huyền chân tâm đến như thế nào, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Làm tử y cũng không phải là cái giả mồm người, cho nên hoàng thượng đến hỏi, nàng cũng sẽ không nói một số qua loa tắc trách lời nói. Tuy nhiên trước đó lẫn nhau náo qua không thoải mái, nhưng dưới mắt có việc, làm tử y vẫn là hội chân tâm thực ý sách nàng ý nghĩ, đây là thuộc về Lam Tử Y bố cục cùng nhân cách mị lực. Náo không cùng về náo bất hòa, có lời gì cũng sẽ không che giấu. Hoàng thượng nói nói điểm này ta cũng biết, có điều luận đến pháp lực, ta khả năng không tính tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng nếu nói đến tính kế, ta còn không có bị người mưu hại từng tới. Lam Tử Y mỉm cười, nói nói lời này cũng không tệ. Tin tưởng Đế Huyền cũng phải biết điểm này, hắn coi như có thể coi là mà tính, cũng nên đi tìm Vân Thiên tông. Mà tộc những người này đi tính kế. Hoàng thượng cười cười. Làm tử y nói nói có điều hoàng đế người tìm đến ta, không phải chỉ nói là chuyện này đi. Hoàng thượng nói nói ta tới là nói hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là muốn trước tiên nói cho ngươi cùng đế huyền ký kết minh ước sự tình, cùng thần đế bọn họ tình huống. Kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là, ta là chân thành hy vọng, giữa chúng ta đừng có bất luận cái gì khúc mắc. Bởi vì hiện tại, nếu như ngươi trong lòng ta nếu là có đâm, như vậy đối mặt đế huyền bọn họ ta thực sự không có năng lực này đến khống chế lam tử y nói nói ta ngược lại thật ra không có gì tốt khúc mắc nhưng là hoàng đế ngươi tâm tư thâm trầm có đôi khi khiến người ta rất khó biết trong lòng ngươi đến là thế nào nghĩ nàng đón đến nói nói thực ta rất đơn giản ngươi nếu là đối ta bất mãn có thể nói ra khác chôn ở trong lòng ta không thích người khác đối với ta ngoài miệng một bộ tâm lý một bộ Hoàng thượng nói nói hôm nay liền thì dứt khoát cùng quốc sư ngươi thẳng thắn, hôm đó Lan Đình Ngọc sự tình, lúc ấy trong nội tâm của ta xác thực không sảng khoái lắm. Dù sao, người nào đều sẽ không thích như vậy bị người bác bỏ mặt mũi, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng việc này, đi qua liền đi qua, ta sẽ không nhớ nhung ở trong lòng. Ta hiên vừa vặn mặc dù không dám nói mình là anh hùng hào kiệt, nhưng điểm ấy dung người độ lượng rộng rãi vẫn là có, huống chi quốc sư ngươi là đang bốc lên sinh tử kỳ hiểm đến tương trợ tại ta ta nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này thì ghi hận ngươi vậy ta chẳng lẽ không phải là không bằng heo chó lam tử y ánh mắt thâm trầm hoàng thượng tiếp tục nói năm đó ta cùng môn chủ giao phong dụng kế bức tử môn chủ nữ nhân yêu mến nữ tử kia gọi là lâm lam cũng là chết tại trong ngực hắn nhưng lúc đó ta cùng hắn vốn là thù địch các làm chủ cái này không có gì để nói nhiều về sau, môn chủ nhiều lần suy nghĩ, y nguyên tiếp nhận ta tại hắn thủ hạ. Có thể nói, hắn có hôm nay chi thành tựu, cùng hắn tiếp nhận ta là có rất lớn liên quan. Đây là hắn dùng người độ lượng rộng rãi, đạo lý này, ta tự nhiên cũng là hiểu. Làm tử y nói nói ta tuy nhiên so trong lúc này hoa đại đế lớn hơn một chút năm tháng, nhưng cũng đã được nghe nói hắn không ít chuyện dấu vết. Có cơ hội, ngược lại thật sự là muốn gặp hắn một chút phong thái. Hoàng thượng nói nói trong thiên hạ, có thể vào quốc sư người pháp nhãn nam tử ít càng thêm ít. Nhưng ta có thể cam đoan, người thấy môn chủ nhà ta về sau, nhất định sẽ cảm thấy thiên hạ kỳ nam tử thuộc về môn chủ. Lam tử y cười một tiếng, nói nói ta nghe nói, mà đế cũng là từ trên người hắn chia ra tới. Hai người bọn họ nên dáng dấp giống nhau đi. Hoàng thượng nói nói không tệ, hắn cười một tiếng, nói nói cho dù là ma đế, hắn cũng có hắn mị lực kỳ dị. Lam Tử Y nói nói điểm ấy ta thừa nhận nàng theo rồi nói ra ta cũng là muốn đi cứu thần đế bọn họ, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là thế giới bao la người, cũng cùng chúng ta đều có tương đồng mục tiêu. Hoàng thượng nói nói ta so quốc sư người càng muốn đi hơn cứu bọn họ, nhưng là quốc sư người cũng biết dưới mắt cảm giác không phải có thể hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Thần đế bọn họ đều bị khốn trụ, chuyện này cái kia không phải là chúng ta có thể xính huyết dũng thời điểm. Lam tử y nói nói người yên tâm đi, ta sẽ không tự đại đến cảm thấy ta liền có thể đi cứu ra bọn họ. Hoàng thượng nói nói tại cùng đế huyền hợp tác về sau, mượn nhờ hắn vãng sinh la bàn, ta hy vọng có thể tìm tới bên trong manh mối. Vãng sinh la bàn đến là cái gì pháp khí? Lam tử y nghe vậy không khỏi kỳ quái, nàng nói nói người ma điển đã bị che đậy thiên cơ, cái này vãng sinh la bàn vẫn còn có thể xem khắp chư thế giới. Hoàng thượng nói nói vãng sinh la bàn cùng ma điển khác biệt, mà điển là thông qua bên trong một số manh mối cùng vận mệnh đến quan sát tương lai đi qua, mà vãng sinh là bàn bên trong đem đại thế giới ảnh thu nhỏ thành tiểu thế giới. tại thần minh giao hội thời điểm liền có thể thông qua vãng sinh la bàn ngao du vũ trụ. thì ra là thế, lam tử y bừng tỉnh đại ngộ, mà lam tử y còn nói thêm đúng chuyện này, người còn muốn đi cùng mộc tĩnh nói một chút. nàng mặc dù là cái hậu sinh vãn bối, nhưng sư phụ nàng địa tạng vương cũng đáng được coi trọng thời khắc mấu chốt, địa tạng vương sẽ không không xuất thủ. Mà quan trọng hơn là, mộc tính bản thân thì cùng người khác biệt, nàng tu vi tạo hóa, tương lai bất khả hạn lượng. Hoàng thượng nói nói người nói đúng, ta ngược lại kém chút đem nàng cấp quên. Thiên trì các cùng đại khang hoàng đế kết minh, ngày thứ hai, tin tức này thì tại Thiên Châu truyền khắp. Đây đối với Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn còn có ma tộc tới nói, đều xem như một cái trầm trọng đả kích. Bọn họ sau này lại muốn đối phó đại khang, thì càng muốn nhiều cân nhắc một chút. Tại bỏ xuống Đại Khang sự tình không nói, Lan Đình Ngọc đã ra Đại Khang cảnh nội. Lan Đình Ngọc một đường hướng nam, đến đến Tử vong sa mạc. Cái kia Tử vong sa mạc là tại Đại Khang ngoại cảnh một nơi, mà lại, tại Tử vong sa mạc bên trong còn có một tòa thành, tên là Tử vong thành. Tử vong trong thành cũng không phải là thật bên trong đều là người chết, mà là bởi vì Tử vong thành chính là một cái tu tiên giả các điểm buôn bán nhưng là tử vong trong thành cũng không có cái gì trật tự chỗ trong vòng cũng có rất nhiều sát nhân đoạt bảo sự tình phát sinh nhưng ở chỗ này cũng thường thường có thể đãi đến hàng tốt cũng có đôi khi có thể gặp được đến dễ bán nhà nơi này là tràn ngập kỳ ngộ cũng là tràn ngập nguy hiểm ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ chết người lan đình ngọc đi ra cũng không có cái gì mục đích hắn cũng là muốn đi tử vong trong thành thử thời vận một vòng lãnh nguyệt treo trên cao chân trời Ban đêm Tử Vong sa mạc bên trong tràn ngập giá lạnh, nhưng là tại ban ngày, mặt trời gay gắt chiếu rọi, Tử Vong sa mạc bên trong vừa nóng đến làm cho người phát cuồng. Đêm nay cũng không có phong. Lan Đình Ngọc lấy Cửu Viêm Thần Long xuất hiện tại Tử Vong trên thành khoảng không. Giờ phút này mặc dù nhưng đã là lúc rạng sáng, bóng đêm càng thâm, nhưng Tử Vong trong thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trong thành này tràn ngập dị vực phong tình. Nội thành kiến trúc phần lớn đều là thạch đầu phòng ở chỗ này, nước là rất lợi hại chân quý tư nguyên. Lan Đình Ngọc nhìn thấy phía trước có một chỗ hỏa quang, lại là mấy người đang nướng một cái toàn dương, cái kia mùi thơm đều bay tới không chung. Lan Đình Ngọc ngược lại không có hứng thú gì, hắn hạ xuống đi, sau đó thu cửu viêm thần long. Tử vong trong thành, báo cát đem kiến trúc ăn mòn, bốn phía đều là cho bụi. Ở chỗ này, cũng không có người nào tới làm sạch sẽ những công việc này. Chỉ là có đôi khi, thực sự khiến người ta nhìn không được, những nhân tài đó hội thi triển thần thông, quét sạch một chút hạt cát. Lan Đình Ngọc đánh giá chung quanh, sau cùng ánh mắt khóa chặt phía sau trăm mét chỗ tập thị. Cái kia trên chợ phương dùng vải dầu làm lều, bên trong thật nhiều thương nhân tại bầy quầy bán hàng. Bầy đồ, vật, đều là pháp khí, tiên đan, phù chú các loại. Vận khí tốt, có thể đãi đến bảo bối. Vận khí không tốt, cũng có thể bị lừa. Lan Đình Ngọc đang định đi qua, ngay vào lúc này hắn phát giác được khí tức nguy hiểm lan đình ngọc lập tức cảnh giác lên hắn bỗng nhiên quay người lập tức liền trông thấy chỗ hắc ám ba đạo bóng dáng bay lượn mà đến lan đình ngọc hơi hơi kinh ngạc tâm hắn nói người nào thế mà nhanh như vậy thì hướng về phía chính mình tới chẳng lẽ mình cừu ra nhiều đến trình độ như vậy lan đình ngọc định thần nhìn lại đến ba người cấp tốc liền đến lan đình ngọc trước mặt ba người này đều là nam tử cầm đầu là cái thanh y nam tử. Nam tử mặc áo xanh này nhìn khoảng 40 tuổi, hắn khuôn mặt thon gầy mà đạm mạc, có loại không giận tự uy uy nghiêm. Thanh y nam tử bên người là hai người thủ hạ, cái kia hai người thủ hạ toàn thân áo đen, sắc mặt nghiêm nghị. Lan Đình Ngọc liếc nhìn phía dưới lại là hãi nhiên, đơn giản là cái này hai tên áo đen thủ hạ tu vi nghiêm chỉnh cũng tại trên chín tầng trời. Mà nam tử mặc áo xanh này cũng là càng thêm thâm bất khả chắc. Lan Đình Ngọc trong lòng đập mạnh, lông tơ dựng thẳng lên. Nếu là như lai áo cà sa nơi tay, hắn gặp gỡ đám người này cũng sẽ không sợ sệt, thế nhưng là dưới mắt. Nhưng là, chính mình là lúc nào đắc tội dạng này người. Bọn họ vì cái gì tựa như là nhắm vào mình đến. Trong chấp nhoáng này, Lan Đình Ngọc là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Các ngươi là ai? Lan Đình Ngọc trầm giọng hỏi. Nam tử mặc áo xanh kia cũng không kiêu căng, chỉ là lãnh đạm nói nói ta phụng tinh chủ chi lệch, xin Lan Đình Ngọc công tử tiến về chúng tinh điện đi một chuyến. Chúng tinh điện, Lan Đình Ngọc nói nói cái gì chúng tinh điện, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Các ngươi tinh chủ là ai, tại sao muốn mời ta tiến đến? Thanh y nam tử nói nói phàm là thiên mệnh giả, đều là tại trên bảng. Tinh chủ mệnh chúng ta, trong vòng ba tháng, đem tất cả thiên mệnh giả mời về chúng tinh điện. Lan công tử, hy vọng ngươi đừng để ta chờ khó xử. Lan Đình Ngọc sắc mặt thâm trầm, hắn nói nói ta tổng phải biết, các người tình chủ xin ta là vì cái gì, nếu là muốn ta đi chết, chẳng lẽ ta cũng đi sao? Thanh y nam tử nói nói tinh chủ là có ý gì, ta cũng không hiểu biết. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, Lan Công Tử, ngươi là muốn ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là muốn chúng ta xuất thủ. Lan Đình Ngọc sắc mặt phát lạnh, hắn sao có thể sẽ thúc thủ chịu trói. Sau đó trong nháy mắt điểm ra cửu viêm thần kiếm. Cửu Viêm Thần kiếm quyết, Lan Đình Ngọc tay nắm kiếm quyết, cái kia Cửu Viêm Thần kiếm thiểm điện ở giữa làm trăm đạo kiếm quang, sau đó hung hăng chém tới Thanh Y nam tử ba người. Cửu Viêm kiếm kiếm quang tung bay, sao hỏa loạn tung tóe. Lan Đình Ngọc thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui, trong tay hắn Y Nguyên liên tục đong đưa kiếm quyết. Cái kia Cửu Viêm Thần kiếm kiếm quang bay đầy trời bắn, nóng rực kiếm mang đem ba người bao vây lại. Thanh Y nam tử lạnh hừ một tiếng, hắn tay áo liên tục vung vẩy. Chỉ một cái chớp mắt, liền đem cái kia tất cả cửu viêm kiếm mang quét bay ra ngoài. Lan Đình Ngọc quay người chạy gấp, hắn đồng thời đem cửu viêm thần hỏa triệu tập trở về. Cái kia cửu viêm thần hỏa tốc độ càng nhanh, ở trước mặt hắn cấp tốc hình thành cửu viêm thần long. Lan Đình Ngọc một chân đạp lên cửu viêm thần long, cửu viêm thần long đang muốn bay lên. Ngay vào lúc này, Thành Y Nam Tử đi vào Lan Đình Ngọc sau lưng, hắn lạnh lùng nói nói Lan Công Tử, ta khuyên ngươi không nên uổng phí công phu. Sau khi nói xong, nhất trưởng đặt tại Lan Đình Ngọc trên bờ vai. Cửu viêm thần long bỗng nhiên mãnh liệt bốc cháy lên, Lan Đình Ngọc một tay đồng thời điểm ra, trong tay hắn cấp tốc lại nhiều một ngụm cửu viêm kiếm. Cửu viêm kiếm nơi tay, Lan Đình Ngọc trở tay một kiếm lôi đình chém giết nam tử mặc áo xanh kia. Thanh y nam tử bất đắc dĩ, đành phải lui ra ngoài. Cửu viêm thần long cấp tốc bay lên không trung nam tử mặc áo xanh này cũng không phải không làm gì được lan đình ngọc vừa rồi cái kia một tay hắn nhấn một cái phía dưới vốn có thể giết lan đình ngọc nhưng tinh chủ mệnh lệnh là muốn tuyệt đối người sống cho nên thanh y nam tử cũng không có hạ tử thủ thanh y nam tử chưa hạ tử thủ nhưng lan đình ngọc lại là không chút lưu tình lan đình ngọc cũng không cho rằng cái kia tinh chủ mời hắn tiến đến là cho hắn chỗ tốt quỷ mới biết một khi thật bị chộp tới chính mình gặp phải cái gì tàn khốc hạ tràng Lan Đình Ngọc khống chế cửu viêm thần long, trong nháy mắt thì bay đến trăm mét không chung. Hắn lúc này đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, cửu viêm thần long tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Thanh y nam tử nhất thời thẹn quá hóa giận, thế mà để một cái bát trọng thiên ra hỏa tại trên tay mình đào tẩu. Thanh y nam tử cũng không nghĩ nhiều, hắn cấp tốc tế ra hắn huyết xí hổ nguyên thần. Cái kia huyết xí hổ vừa ra, thanh y nam tử lập tức cưới đi lên. Sau đó, huyết xí hổ nguyên thần nhất phi trùng thiên đuổi theo. Cái kia hai tên áo đen thủ hạ cũng lập tức khống chế nguyên thần đuổi theo. Hai người bọn họ tốc độ tự nhiên là không kịp thanh y nam tử. Vừa rồi chiến đấu, hai người ngược lại không có để ý nhiều, bọn họ gặp lão đại xuất thủ, liền cũng đã cảm thấy không có vấn đề. Coi là ở một bên đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế là được rồi. Thanh y nam tử rất nhanh liền đuổi kịp Lan Đình Ngọc, lan đình ngọc cũng cảm giác được phía sau tin đồn vù vù liền là địch nhân đuổi theo lan đình ngọc giờ phút này vừa sợ lại sợ đồng thời trong lòng thầm hận lam tử y hắn có cái kia như lai áo cả xa nơi tay lúc trên cơ bản là chưa sợ qua người nào nhưng dưới mắt hắn lại là mất đi cường đại nhất bài thanh y nam tử đuổi theo bọn họ trên không trung truy đuổi lạnh lẽo ngược gió cào đến xương người đầu đều đau thanh y nam tử lạnh hừ một tiếng nói nói lan đình ngọc ta biết ngươi là thiên mệnh vương, có rất nhiều đặc thù thủ đoạn. Nhưng ngươi bây giờ còn chưa có năng lực từ ta trong tay đào thoát. Ngươi cũng đừng bước ta đối ngươi vận dụng chân lực, đó là ngươi không thể tiếp nhận. Lan Đình Ngọc mắt điếc tai ngơ, hơn nữa còn trở tay bắn ra một đạo cửu viêm kiếm quang. Cái kia cửu viêm kiếm quang liền hướng phía thanh y nam tử vì trí hiểm yếu thiểm điện bắn giết mà đến. Thanh y nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cong ngón búng ra, liền đem cái kia cửu viêm kiếm quang bắn bay. Đồng thời, thanh y nam tử tế ra một kiện pháp khí. Trấn thiên hoàn, đi. Theo thanh y nam tử hét lớn một tiếng, một cái phong cách cổ xưa thanh đồng môn vòng bay ra. Cái kia trấn thiên hoàn thiểm điện bay ra, bay thẳng đến Lan Đình Ngọc trùm tới. Lan Đình Ngọc tay nắm cửu viêm thần kiếm, một kiếm chuẩn xác chém tới. Hắn là muốn đem cái này trấn thiên hoàn đập bay. Đại, thanh y nam tử tay vừa lột, pháp quyết bóp. Cái kia trấn thiên hoàn cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt khoảng chừng 10 mét vuông lớn nhỏ. Lan Đình Ngọc một kiếm chảm không, mà Trấn Thiên Hoàn đã đem hắn vây vào giữa. Sau đó, cái kia Trấn Thiên Hoàn cấp tốc co vào. Trong một chớp mắt, Trấn Thiên Hoàn liền đem Lan Đình Ngọc thân eo chăm chú ghim chặt. Lan Đình Ngọc vận đủ pháp lực cổ động, nhưng này Trấn Thiên Hoàn lại là không nhúc nhích chút nào. Lan Đình Ngọc, dừng lại, thanh y nam tử quát to. Lan Đình Ngọc mắt điếc tai ngơ, hắn cảm giác thân eo bị càng siết càng chặt lại như vậy đi xuống chỉ sợ chính mình ruột đều muốn bị cắt đứt một khi cho đến lúc đó chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ có thể lan đình ngọc lúc này thì cắn răng không những không dừng lại phản mà thoát được càng nhanh nam tử mặc áo xanh kia cũng không dám thật đem lan đình ngọc giết chết mà lan đình ngọc cũng là đoan chắc thanh y nam tử điểm này hồi thanh y nam tử trong tay bắt pháp quyết đột nhiên hắn đại thủ cầm ra oanh một tiếng trong một chớp mắt một nói bàn tay lớn màu vàng óng cầm ra trực tiếp đem lan đình ngọc đều thân thể bắt lấy lan đình ngọc hai mắt huyết hồng hắn há to miệng rộng đột nhiên liền đem cái kia cửu viêm thần long hóa thành một khỏa mượt mà vô cùng hỏa đan hắn đem hỏa đan nuốt vào trong bụng sau đó hắn pháp lực vận chuyển lại lan đình ngọc thân thể lập tức biến đến nóng hổi vô cùng trên người hắn kinh mạch theo máu tươi một dạng thê lương lên trên mặt hắn tràn đầy huyết sắc nói cho đúng hẳn là hỏa diễm sắc sau đó, trong nháy mắt bên trong, Lan Đình Ngọc đều thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Cửu Viêm Thần Hỏa cùng hắn rốt cuộc thành công hòa làm một thể, cái này Cửu Viêm Thần Hỏa chân kinh sau cùng nhất trọng ảo diệu chính là liệt hỏa trọng sinh. Một bước này, Lan Đình Ngọc một mực do dự không dám đi tu luyện, bởi vì Cửu Viêm Thần Hỏa chân kinh người sáng lập đều không sửa chữa đến một bước này. Một bước này là tưởng tượng. Nhưng dưới mắt, Lan Đình Ngọc sinh tử thở hơi cuối cùng thời khắc, hắn lại là quản chẳng phải nhiều hành công vận lực. Không nghĩ tới là, hắn thế mà luyện thành. Liệt diễm thần hỏa điên cuồng đốt cháy thanh y nam tử bàn tay lớn màu vàng óng. Thanh y nam tử tuy nhiên tu vi cao tuyệt, nhưng hắn đại thủ ấn cũng vẫn là khó có thể chịu đựng dạng này lực lượng. Bất đắc dĩ, thanh y nam tử buông ra trong liệt hỏa Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc y phục, tóc toàn bộ thành cho tàn. Hắn hiện tại cũng là cái mười phần hỏa nhân. Thanh y nam tử buông lỏng tay, Lan Đình Ngọc liền hướng phía dưới ngã đi. Lan Đình Ngọc cảm giác đều thân thể đều muốn nổ tung, hắn lúc này đầu đã là một đoàn đai dối, cũng không làm rõ ràng được chính mình là cái tình huống như thế nào. Có điều lúc này, hắn vẫn là cảm giác được không ổn. Lan Đình Ngọc thân thể hướng phía dưới tật rơi mà đi, trên người hắn liệt hỏa bùng nổ. Lan Đình Ngọc cảm giác đầu cũng sắp nổ rớt, hắn biết dạng này không được, nhất định phải tế ra cửu viêm thần long đến mang chính mình bay đi nhưng hắn cái này tình huống, căn bản đã ngưng tụ không ra cửu viêm thần long. Thanh y nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn thế mà bắt một cái lan đình ngọc mấy lần không cách nào bắt đến, cái này với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đáng chết, thanh y nam tử lúc này không chỉ có không ra tay trợ giúp lan đình ngọc, ngược lại là hướng phía dưới đuổi theo. Hắn tiện tay một trưởng vỗ ra. U minh trưởng, một cỗ âm độc tuyệt hàn khí chảy tuôn ra, hung ác tuyệt luân hướng phía Lan Đình Ngọc áo lót đánh giết tới. Oanh! Lan Đình Ngọc phần lưng trúng trưởng, hắn rên lên một tiếng thê thảm, tiếp lấy phanh một tiếng, hung hăng ngã trong sa mạc. Cái kia trong sa mạc bị Lan Đình Ngọc ném ra một cái hố to. Lan Đình Ngọc trên thân hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, cái kia hạt cát cấp tốc đem hắn bao phủ, nhưng lại không có thể đem trên người hắn cử viêm thần hỏa trôn vùi. Lan Đình Ngọc bị trôn ở hạt cát bên trong. Thanh y nam tử cùng hai tên thủ hạ cấp tốc đuổi theo. Bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, ở trong màn đêm, cái kia bao phủ Lan Đình Ngọc một mảnh cát mà bốc lên bừng bừng nhiệt khí, những hạt cát đó rất nhanh liền bị nung đỏ. Bên trong còn có ẩn ẩn hỏa quang, tựa như cái kia hạt cát phía dưới chính là một tòa núi lửa hoạt động. Lan Đình Ngọc cũng đã đã hôn mê. Nhưng dưới mắt, thanh y nam tử cùng hai tên thủ hạ cũng có chút không tiện hạ thủ. Cái này Lan Đình Ngọc chính là hiển nhiên khoai lang bỏng tay a. À. Trưởng điện làm, cái này nên làm thế nào cho phải? Một tên áo đen thủ hạ hỏi. Thanh y nam tử gọi là Sa Huyền, liền chính là chúng tinh trong điện một tên trưởng điện dùng. Tại chúng tinh trong điện, trưởng điện làm hết thảy có 108 vị. Chúng tinh điện cũng hết thảy có 108 điện. Sa Huyền trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó ngón tay bóp cái pháp quyết. Nhất thời cái kia trấn thiên hoàn liền đem lan đình ngọc từ trong đống cắt mang ra mang ra về sau lan đình ngọc trên thân vẫn là liệt hỏa chó trang không có chút nào muốn dập tắt ý tứ xa huyền ánh mắt phát lạnh hắn tiếp lấy nhất trưởng lăng không hướng lan đình ngọc bổ tới lần này vừa vặn đánh chúng lan đình ngọc khí hải sau đó trên ngựa lan đình ngọc phun ra một ngụm máu tươi tiếp lấy liền lần nữa lại đã hôn mê trên người hắn hỏa diễm cũng theo đó dập tắt đồng thời sa huyền bọn họ nhìn thấy lan đình ngọc thân thể trần trụi không có cái gì nhưng là đi qua cái này khẽ đảo lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau lan đình ngọc thân thể vẫn là trắng noãn như ngọc không có chút nào bị bỏng dấu vết bất quá hắn tóc là hoàn toàn không có sau đó sa huyền ánh mắt lạnh lùng nói nói tìm y phục cho hắn mặc vào sau đó bắt lại chúng ta chuẩn bị trở về điện vâng trưởng điện làm hai tên thủ hạ cung kính trả lời Toàn bộ Đại Khang bị một mảnh tuyết lớn bao trùm, lúc này, tại Đại Khang mỗ một cái khu vực trên bầu trời. Một đạo nguyên thần đang chờ chủ nhân nhanh chóng bay lượn. Cái này nguyên thần chính là một đạo đao hồn ngưng luyện mà thành, quanh thân phát ra kim sắc quang mang. Mà tại nguyên thần phía trên người lại chính là đã lâu tần lâm. Cái này nguyên thần tự nhiên cũng chính là hắn thái thượng nguyên thần. Y thơ thượng thần đao tế luyện ra thái thượng nguyên thần bây giờ Tần Lâm Tu Vi đã đến cửu trọng thiên trung kỳ cấp độ. Huyền không thần tôn đem tự thân nguyên thần, pháp lực toàn bộ gột rửa, sau cùng ngưng luyện thành một khỏa tinh khiết không tì vết xá lợi tử cho Tần Lâm. Huyền không thần tôn vốn là đã không còn sống lâu nữa, hắn đây cũng là thiêu đốt chính mình sau cùng ánh chiều tà. Tiếp theo, huyền không thần tôn đem chính mình cả đời trí tuệ, kinh nghiệm, cũng toàn bộ thông qua ý niệm đánh vào đến Tần Lâm trong não vực. Đồng thời, huyền không thần tôn chỉ dẫn tần lâm tiến vào biển trong nước âm dương lăn lộn trong động. Âm dương hỗn động chính là thời không giao thoa chi địa mang, cũng là thiên châu cùng mãng hoang cảnh lẫn nhau vượt qua huyền diệu vị trí. Ở nơi này, tần lâm đợi một năm, mà ngoại giới lại mới đã qua một tháng. Tần lâm sau đó cũng mới biết được, là quần đưa cho hắn chính là hai cái thần đan. Nặng như vậy lịch thiệp tần lâm nhất thời lệ nóng doanh tròng, cảm động vô cùng. Hắn tu luyện đại thành về sau, liền đến huyền không thần tôn trước mộ phần lễ tế lễ tế về sau liền chuẩn bị đến đại khang trước trông thấy la quân tần lâm cũng nghi hoặc qua hắn hỏi qua huyền không thần tôn nói nói sư phụ ngài tại sao muốn thu đệ tử làm đồ đệ ngài biết rõ mình đã ngày giờ không nhiều như vậy hoàn toàn hy sinh chính mình lại đến thành toàn đệ tử đệ tử lại không có bất kỳ cái gì có thể báo đáp ngài địa phương huyền không thần tôn nghe vậy về sau mỉm cười hắn nói nói mỗi người đều có tư tâm, hoàn toàn thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Dạng này người, nói ra, chính mình cũng không tình nguyện lắm tin tưởng. Người có này nghi hoặc, vi sư cũng có thể hiểu được. Tần lâm quỳ dạp trên đất, cũng không dám nhiều lời. Huyền không thần tôn tiếp tục nói cho nên, vi sư cũng có vi sư tư tâm. Phần này tư tâm là cái gì, người không đến vi sư ở độ tuổi này, cũng không quá có thể lý giải. Vi sư bỏ ra sức lực cả đời, ngưng luyện ra công pháp, trí tuệ chờ một chút. đây đều là vi sư tâm huyết, cho nên vi sư tại lúc sắp chết muốn có cái truyền thừa. nhưng mà phần này truyền thừa, vi sư cũng không nguyện ý rơi xuống kẻ chẳng ra gì trong tay. như vậy ngươi vào lúc này xuất hiện, đó chính là thượng thiên đối vi sư một loại nhân từ. truyền thừa, tần lâm ngốc ngẩn ngơ, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ khổ tâm, cũng không phải là nói sư phụ có đức độ, hoàn toàn cũng là lòng từ bi chính là một lòng muốn giúp Tần Lâm đến đường lớn. Mà là bởi vì, sư phụ cũng muốn có cái truyền thừa. Người, đều hy vọng có cái truyền thừa cùng huyết mạch kéo dài. Cho dù là thần thông như huyền không thần tôn, nhưng cũng là không ngoại lệ. Lúc này là 12 giờ trưa, bầu trời lại tung bay bay là tả hạ lên tuyết. Tần Lâm suy nghĩ một mực đang phiêu hốt, hắn đột nhiên lại muốn cho tới hôm nay tựa như là 30 Tết hắn nhớ tới tại thế giới bao la bên trong thê tử hiên viên nhã đan, nghĩ tới thê tử, trong lòng hắn chính là một mảnh hỏa nhiệt. Thậm chí, Tần Lâm có đôi khi đều đang nghĩ, hắn làm đây hết thảy đều là vì cái gì? Đối với danh lợi, đối với tài phú, đối với tu vi chờ một chút, hắn đều không để ý. Hắn duy nhất tâm nguyện cũng là cùng thê tử cùng một chỗ, ngọt ngọt ngào trải qua, như thế liền thì đầy đủ. Hắn có đôi khi rất muốn vứt bỏ đây hết thảy, sau đó trở về thế giới bao la, không còn để ý những thứ này trần thế tục sự. Tần Lâm hơi hơi thở dài, hắn cũng biết, cái này cũng rất không có khả năng. Vô lượng sát kiếp triển khai, hắn thân là thiên mệnh giả, không có khả năng siêu thoát đi ra. Sát kiếp phía dưới, như không làm bản thân lớn mạnh. Như vậy tại sát kiếp tới người thời điểm, chính là một con đường chết. Như vậy cũng tốt so là kinh tế đại triều phía dưới, tâm tư người biến, cải cách, xuống biển. Bên cạnh người người đều hành động mà ngươi lại đang ở nhà bên trong ham vợ con nhiệt kháng đầu, như vậy dần dần, ngươi liền bị thời đại chỗ vứt bỏ. Nghèo khó sống qua ngày không nói, còn cả ngày biến thái mong con hơn người, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên người con trai. Mong con hơn người, còn không bằng chính mình trước thành long tốt. Kinh tế đại triều dưới, nhiều lắm thì nghèo khó. Mà sát kiếp phía dưới, cái kia lại là lui không thể lui tử vong. Điểm này, hiền viên Nhã Đan cũng rất lý giải cho nên nàng vẫn cứ tại tần lâm phía sau yên lặng chống đỡ tần lâm. Lúc này, tần lâm trong linh đài bỗng nhiên phát giác được một tia nguy hiểm ý vị. Hắn bị kinh ngạc, suy nghĩ cũng liền lập tức trở về đến trong hiện thực. Tần lâm ám nói ta tại ngày này châu bên trong chưa bao giờ rêu rao, cũng không có cái gì địch nhân. Sao sẽ có người tới nhầm vào ta? Tần lâm không hiểu, hắn quay đầu lại là không thấy được có gì không ổn. Nhưng là, tần lâm tâm lý rất rõ ràng bây giờ hắn đến sư phụ chân truyền trong linh đài truyền đến cảm giác đó là quyết định không sai ở trên trời máy che đậy phía dưới đại thần thông giả không có thể cảm nhận được ở ngoài ngàn dặm tính kế nhưng là nguy hiểm đều muốn đến cùng lên đó còn là có thể có phát giác liền xem như phổ thông thợ săn tại gặp được nguy hiểm tập kích thời điểm cũng sẽ có bản năng giác quan thứ sáu tần lâm trong lòng có chút nghĩ không ra vì sao lại có người đến nhằm vào hắn bốn phía một mảnh bạch tuyết minh mông, mà hạ giới chỗ, chính là một cánh rừng. Rừng rậm cũng bị tuyết lớn bao trùm, tần lâm trước hướng phía dưới rơi đi. Hắn rơi xuống giữa rừng rậm, sau đó liền thu thái thượng nguyên thần. Bên trong vùng rừng rậm này, tuyết động quá sâu, một chân nếu là thật sự đạp xuống đi, trọn vẹn có thể bao phủ đến người chỗ đầu gối. Trong rừng cây, những cái kia tuyết động đem nhánh cây ép chỗ ngoặt, bắc phong gào thét mà qua, có đôi khi nhánh cây kia không chịu nổi, tuyết động liền rơi xuống. Cho nên tại dạng này trong rừng hành tẩu, không cẩn thận, liền sẽ bị rót một cổ băng lãnh tuyết. Tần lâm thở ngụm khí, nhất thời, cái kia phun ra mờ mịt nhiệt khí thì biến mất tại lạnh trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật là có loại thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cảm giác. Nơi đây chính là đại khang thiên tuyệt núi, thiên tuyệt núi là đại khang phía nam một đạo rãnh trời. Đạo này rãnh trời cao có 3.000 mét, đây là địch quân không có khả năng vượt qua rãnh trời. Dù sao, nhân gian binh lính tác chiến, binh sĩ kia cũng không có nguyên thần, càng sẽ không bay. Tần Lâm dứt khoát ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu cảm ứng vừa rồi linh đài cái kia một tia nguy hiểm đến từ phương nào. Sau 5 phút, Tần Lâm đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn đã cảm giác được có người đang bay tới. Chỉ chốc lát về sau, một đạo khí lưu từ không trung bay tới, bóng người kia lấy thần thú mặc kỳ lân, cái kia mặc kỳ lân huy vũ tri cực, tại bầu trời lao nhanh ở giữa, dưới chân đám mây tự nhiên ngưng tụ. Sau đó, mặc kỳ lân đi vào tần lâm trước mặt, sau đó hạ xuống. Mặc kỳ lân thân thể rất lớn, một cái đầu thì có hơn ngàn cân. Mặc kỳ lân quanh thân đều là vảy màu đen, nó đứng lên, liền có cao 10 mét. Mặc kỳ lân trên lưng ngồi một người. Người kia thân thể mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng, lại là cái công tử trẻ tuổi cái kia công tử trẻ tuổi quả thực anh tuấn chỉ gặp trong tay hắn cầm một thanh màu đen thiết cốt phiến thân thể lộn một vòng liền nhẹ nhàng rơi xuống đất cái này công tử trẻ tuổi không là người khác lại cũng chính là chúng tinh trong điện một vị trưởng điện dùng vị này trưởng điện sử là sao diêm vương điện trưởng điện làm gọi là diệp xin tần lâm lập tức cũng liền đứng lên hắn thượng hạ dò xét diệp xin sau đó chính là trong lòng giật mình bởi vì hắn thế mà nhìn không thấu người trẻ tuổi kia tu vi Tần Lâm lại là không biết, cái này Diệp Sin nhìn mới 20 tuổi, trên thực tế lại là 10 phần lão ma. Tuổi của hắn đã có hơn 900 tuổi. Diệp Sin Tu Vi là tầng 10 sơ kỳ. Tần Lâm cảnh giác nhìn về phía Diệp Sin, hắn cũng không cho rằng, tại cái này hoang sơn giã lĩnh bên trong, người này tìm đến lại là cái trùng hợp. Các hạ là người nào? Tần Lâm lạnh giọng hỏi nói ta cùng các hạ, tựa hồ cũng không nhận ra. Diệp Sin nhạt lạnh hơn hạ giò xét Tần Lâm liếc một chút, sau đó nói ngươi là tần lâm tần lâm càng thêm cảnh giác nhưng hắn y nguyên nói nói không sai chính là diệp xin nói nói vậy là tốt rồi hắn ngữ khi y nguyên lãnh đạm tiếp lấy còn nói thêm nhà ta tinh chủ cho mời các hạ tiến về chúng tinh điện một chuyến mời đi cái gì chúng tinh điện nhà ngươi tinh chủ là ai tần lâm trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu đi tự nhiên liền liền biết diệp xin nói ra hắn đón đến còn nói thêm ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dẫy dụa, nếu là động thủ, lại phải phí ta một phen tay chân. Hắn nói mười phần chắc chín, căn bản là không có nghĩ tới hội bắt không được Tần Lâm. Tần Lâm cũng là có ngạo khí người, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói nói ta sẽ không đi theo ngươi, ngươi như có bản lĩnh, liền tới bắt ta đi. Hắn làm sao có thể rất là kỳ lạ theo không nhận ra cái nào người đi một cái không rõ ràng địa phương đây. Ai biết nơi đó có cái gì hiểm ác đồ, vật đang chờ mình. Mà lại, cái này Diệp Xin biểu hiện cũng bất hữu thiện. Nếu thật là có sự tình muốn nhờ loại hình lời nói, hắn thái độ không biết cái này lãnh đạm ác liệt. Diệp Xin trong mắt lóe lên một tia chán ghét, hắn nói nói tốt ha, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bổn điện chủ đối ngươi không khách khí. Tần Lâm trong nháy mắt liền tế ra Thái Thượng Thần đao. Đồng thời, Thái Thượng Nguyên thần cũng bay ra ngoài, lại là hình thành Thái Thượng thần khải thái thượng thần đao bản thân thì có khí linh tồn tại, cũng có thể biến hóa thái thượng thần khải. Bây giờ tần lâm lấy pháp lực mình ngưng tụ nguyên thần cùng khí linh dung hợp, cái này khí linh cùng tần lâm ý thức hòa làm một thể, chính là càng thêm lợi hại khủng bố. Đao cùng người, đã làm đến tránh thức thiên nhân hợp nhất. Diệp xin cũng nhìn ra tần lâm không đơn giản, hắn tuy nhiên chiến thuật lên xem thường tần lâm, nhưng đánh nhau, vẫn là rất xem trọng tần lâm đối thủ này. Diệp xin trong mắt tuôn ra một sợi tinh quang, tay hắn vừa nhấc, tiếp lấy đem cái kia thiết cốt phiến triển khai. Sau đó, pháp lực thôi vận. Cái này thiết cốt phiến chính là tạo hóa vô cực phiến, trong quạt tự thành tiểu thiên địa. Diệp xin pháp lực lợi hại, từ không cần nhiều lời. Mà cái này cây quạt cũng là hắn pháp bảo thành danh. Lúc này, Diệp xin đem cây quạt vung lên. Cái kia tạo hóa vô cực phiến có 9 cái nan quạt, lúc này, 9 cái nan quạt đột nhiên bay ra ngoài. 9 cái nan quạt hình thành 9 đạo kiếm quang kia kiếm quang bay ra, lập tức xoay quanh thành một cái thông thiên kiếm trận. Kiếm trận đem tần lâm bao phủ lại, chỉ gặp vô cùng kiếm quang hình thành thê lương sát ý ngút trời. Trong kiếm trận, phong lôi nhấp nhô, lôi quang ẩn ẩn. Cái kia cỗ sát ý hãi nhiên, liền giống như là biển gầm. Trong nháy mắt, dạng này ngập trời biển động che đậy lại tần lâm lục thức. Diệp lâm ánh mắt lạnh thấu xương bên trong lộ ra hàn ý, hắn pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, cái kia thông thiên kiếm trận liền đem tần lâm buồn ngủ đến xiết sao. Diệp lâm cũng không định đem tần lâm giết chết, cho nên, hắn cũng không lập tức liền khu động thông thiên kiếm trận đến chu sát tần lâm. Có điều tần lâm lại cũng không biết diệp lâm là tại lưu thủ. Diệp lâm là muốn để thông thiên kiếm trận tinh khí thần đem tần lâm trấn áp lại. Như thế về sau, hắn lại ra tay đem tần lâm bắt sống. Cái kia thông thiên kiếm trận bên trong sinh ra cuồn cuộn kiếm khí, những thứ này kiếm khí tung hoành, lại cũng không có thể đưa người vào chỗ chết nhưng lại như cây roi tại quật lấy thân thể người người bình thường là quyết định không thể thừa nhận tần lâm lục thức bên trong chỉ còn lại có ngập trời biển động và khí lưu gào thét trước mắt cũng là trắng lóa như tuyết hảo lợi hại kiếm trận tần lâm thầm giật mình hắn tâm thần bỗng nhiên nhất động sau đó đem thái thượng thần đao tế ra vậy quá thượng thần đao tại trước người hắn cấp tốc hình thành một cỗ lít nha lít nhít đao mang đao mang tản mát ra kim sắc quang mang, lóa mắt tới cực điểm. Đi, tần lâm một trưởng vỗ ra, đao mang kia có khoảng một nghìn điều, vừa đi vừa về chém giết, tựa như một vòng thân thể đều là đao mang hình cầu. Hình cầu kịch liệt xoay tròn, oanh một tiếng, liền đem thông thiên kiếm trận ném ra một cái cửa hang tới. Tần lâm người lóe lên, liền thừa cơ rời đi thông thiên kiếm trận. Lúc này tần lâm, người mặc thái thượng thần khải, tốc độ của hắn nhanh như cuồng phong điện chấp, Lực lượng cũng là đại xuất kỳ. Hắc, Tần Lâm khẽ quát một tiếng, thân hình hắn mau ra tàn ảnh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Sau đó, Tần Lâm một đao hướng Diệp Lâm trung tuyến bổ tới. Lưỡi đao tàn nhẫn, nhanh, chính xác, hung ác, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tần Lâm đến huyền không thần tôn chân truyền, bây giờ, hắn đối thuật pháp nghiên cứu cũng không có nhiều như vậy. Liền là dựa vào pháp lực cùng thái thượng thần đao cùng thái thượng thần khải dung hợp hắn cũng là dựa vào một cây đao cận thân công sát diệp lâm hơi kinh hãi hiển nhiên hắn là thật lâu không có gặp được loại này cận thân công sát công kích chiêu thức ừm diệp lâm khẽ nhíu mày trong nháy mắt hắn cảm nhận được tránh thức nguy cơ đao phong kia đến quá nhanh diệp lâm chỉ cảm thấy nguy tâm hàn ý xâm nhập lưỡi đao đã tới gần hừ diệp lâm lạnh hừ một tiếng hắn nhanh chóng thối lui một bộ tiếp lấy đem tạo hóa vô cực phiến vung lên cái này cây quạt lập tức liền như một đầu quái thú cánh tay một dạng nhô ra, sau đó hung hăng bắt bóp hướng tần lâm thái thượng thần đao. Tần lâm biến chiêu càng nhanh, đao thế nhất chuyển, tránh đi quái thú móng vuốt, lại là chém ngược hướng quái thú cánh tay. 3. Diệp lâm cổ tay khẽ đảo, quái thú kia móng vuốt cấp tốc biến thành cứng rắn màu đen thuẫn bài. Diệp lâm cổ tay lại lật một cái, cái kia màu đen thuẫn bài mang theo mãnh liệt gió lốc hướng tần lâm mặt đụng giết đi qua. Oanh, một cỗ khí áp rời núi lấp biển mà đến, khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đến tốc độ rất nhanh, Tần Lâm chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt tối đen, cái kia thuẫn bài giả thiên tế nhiệt đụng giết mà đến, quanh người hắn lông tơ toàn bộ dựng thẳng. Tần Lâm phản ứng cũng nhanh, hắn vội vàng thối lui ba bước, tiếp lấy dương đao, pháp lực quán chú, khí huyết lưu chuyển. Diệt thiên lưỡi đao, một đao hướng cái kia màu đen thuẫn bài chém tới. Đao mang tăng vọt, một cỗ hùng hậu vô cùng khí thế từ thân đao phát ra. Oanh! Thái thượng thần đao chém giết tại màu đen trên tấm chắn, tia lửa trói lọi tới cực điểm. Cái kia màu đen thuẫn bài trong chốc lát từng khúc dạn nứt. Tần lâm tiếp lấy một chân đá trúng màu đen thuẫn bài, cái này màu đen thuẫn bài cấp tốc biến trở về thành tạo hóa vô cực phiến, cũng trở lại diệp lâm trong tay. Tần lâm bạo giống một thân, hắn phẫn nộ hoàn toàn bạo phát đi ra, tiếp lấy lại một bộ 10 mét trùng sát đến diệp lâm trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh hơn tuyệt luân, mũi đao ngân mang chấp động, như thiểm điện đâm về Diệp Lâm vì trí hiểm yếu. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Lâm cũng giận. Trong tay hắn tạo hóa vô cực phiến trong nháy mắt thì khôi phục nguyên dạng, cái này tạo hóa thần khí cũng không phải là tần lâm một đao kia liền có thể phá hư. Diệp Lâm lại lớn tay áo mạnh mẽ vung. Lúc này, hắn pháp lực toàn bộ vận chuyển tới tạo hóa vô cực phiến bên trong. Tạo hóa vô cực phiến nội bộ trận pháp khởi động. Nhất thời, mặt đất kia 10 mét đất đai tuyết động toàn bộ bị nhổ tận gốc, một cỗ hung hãn tuyệt luân khí lưu như bài sơn đảo hải hướng Tần Lâm đánh giết tới. Tần Lâm trong nháy mắt liền thì cảm giác mình như cô đơn thuyền nhỏ gặp gỡ ngập trời biển động. Trong nguy cơ, Tần Lâm thủ bình tĩnh tâm thần, hắn động tác cũng là cực kỳ cấp tốc, đột nhiên tay vừa lộn, thái thượng thần đao rời khỏi tay. Hai tay liền kết pháp ấn, tiếp lấy quát lên một tiếng lớn. Trong nháy mắt, thái thượng thần đao tuôn ra lóa mắt ngân mang, trong chốc lát chém ra hơn trăm nói hung ác đao mang dầm dầm rầm đao mang tàn ảnh lôi đình đụng giết cái kia một cỗ ngập trời biển động cũng bị tần lâm đao mang chém thất linh bát lạc diệp lâm trong mắt hàn quang lấp lóe hắn vẫy tay một cái đem cái kia chín đạo nan quạt biến hóa thông thiên kiếm trận triệu hồi chín đạo nan quạt hợp thành một ngụm đen nhánh cực kiếm diệp lâm thiểm điện khu kiếm cử khúc liên tục kiếm cái kia đen nhánh cự kiếm kiếm mang tăng vọt tiếp lấy liên tục chém ra cửu kiếm. Một kiếm so một kiếm hung mãnh, một kiếm so một kiếm hừng hực. Kiếm quang cùng kiếm mang hỗn hợp, hình thành trùng trùng điệp điệp hy sinh vì nghĩa lớn đại hồng chảy. Phanh phanh phanh, liên tục 9 lần kiếm quang đụng thẳng hướng tần lâm, tần lâm liên tục ngăn chặn cửu kiếm, mỗi cản một kiếm, hắn thân thể khí huyết liền lan lộn mãnh liệt một lần. Tám kiếm về sau, tần lâm quanh thân bùn rùn, pháp lực vận chuyển khó có thể tiếp tục. Hắn cái mũi, Lỗ tai, lông mày đều bị rung ra tươi đẹp huyết châu tới. Cái này cửu khúc liên tục kiếm, nhìn như cửu kiếm, nhưng mỗi một trong kiếm đều có 7749 cái biến hóa vi diệu. Mỗi một cái biến hóa đều ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Thông thiên kiếm trận cùng cửu khúc liên tục kiếm đều là diệp lâm sát chiêu. Hắn bản không nguyện ý đối tần lâm thi triển đi ra, cũng là sợ mang một cỗ thi thể trở về. Dù sao, tình chủ mệnh lệnh là muốn tuyệt đối người sống. Nhưng là Tần Lâm quá khó có thể đối phó, bất đắc dĩ, Diệp Lâm vẫn là thi triển ra cửu khúc liên tục kiếm. Cái kia kiếm thứ 9 chém ra lúc, Tần Lâm nguy cơ sớm tối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lâm phấn khởi sức mạnh còn sót lại nỗ lực đón đỡ. Oanh! Một kiếm này trực tiếp đem Tần Lâm Thái Thượng Thần đao đập bay ra ngoài, cũng hung hăng chạm tại Tần Lâm Thái Thượng Thần khải phía trên. Vậy quá Thượng Thần khải lên lưu lại một đạo rõ ràng khe rãnh. Tần Lâm rên lên một tiếng thê thảm, cũng ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, tiếp lấy liền ngất đi. Sáng sớm, ở vào đại thuận biên giới cực bắc chi địa, nơi này là Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn cũng không gọi Đại Tuyết Sơn, nó tên là Bắc Côn Lôn. Ánh sáng mặt trời chiếu dọi tại cái này Bắc Côn Lôn tuyết trên núi, dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được vài tòa tuyết phong cao ngất, tựa hồ muốn khoan vào mây trời. Trình kiến hoa hòa lâm phong đã lặn lội đường xa hơn một tháng, bọn họ rốt cục đi tới nơi này không hề giấu chân người Bắc Côn Lôn. Lâm phong tại hai cái thần đan trợ giúp dưới, Tu Vi đã thuận lợi đến bát trọng thiên trung kỳ. Mà trình kiến hoa vẫn là thất trọng thiên đỉnh phong. Hai người đều không có bay lượn bản sự, cho nên cũng chỉ có thể một đường dựa vào chân. Lâm phong tuyệt tiên kiếm có khí linh quỷ khấp, quỷ này khóc bản sự không yếu, nếu như lâm phong pháp lực lại mạnh hơn một chút, chính là vận dụng quỷ khấp đến phi hành cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ, còn kém như vậy một chút ý tứ. Hai người này, sở dĩ đi tới nơi này cô tuyệt nhân khói bắc côn lôn, lại là bởi vì vừa muốn tránh né Vân Thiên Tông truy sát. Bọn họ cũng không biết Vân Thiên Tông bên trong đến chuyện gì phát sinh. Nhưng là trình kiến hoa nói qua, nguy hiểm đến từ Vân Thiên Tông. Cho nên, Lâm Phong đang tránh né Vân Thiên Tông. Thứ hai, Trình kiến hoa tính ra lâm phong cơ duyên đại khái ngay tại cái này bắc côn lôn. Lúc này, hai người đều có chút mệt mỏi, phóng tầm mắt nhìn tới, liền chỉ có mênh mông tuyết sơn. Lâm phong cùng trình kiến hoa ngồi xuống xuống tới, trình kiến hoa từ phòng bị tu di bên trong tìm ra túi nước đưa cho lâm phong, phong ca, uống nước. Lâm phong tiếp nhận, uống mấy ngụm, sau đó lại đưa trả lại cho trình kiến hoa. Trình kiến hoa cũng uống mấy ngụm nước, như thế về sau, hắn mới đưa túi nước lại thả lại phòng bị tu di bên trong tiếp theo trình kiến hoa lại tìm ra lương khô phân cho lâm phong lâm phong cắn mấy ngụm khô cắn lương khô sau đó trùng điệp nhấm nuốt như thế mới có thể nuốt nuốt xuống nơi này hoang tàn vắng vẻ chúng ta như thế chẳng có mục đích tìm chỉ sợ hy vọng xa vời lâm phong nói ra trình kiến hoa cười một tiếng nói nói chẳng lẽ phong ca ngươi nản chí sao lâm phong cười một tiếng nói nói ngược lại không đến nỗi chẳng qua là cảm thấy dạng này có chút ngốc chẳng lẽ chúng ta gặp được cơ duyên liền khóc xin khiến người ta thu chúng ta làm đồ a à. trình kiến hoa nói nói phong ca ngươi sai cơ duyên chỉ là ngươi cũng không phải là ta nên đến trung quy tới lâm phong bỗng nhiên thì đình chỉ ăn hắn nhìn trình kiến hoa liếc một chút nói nói ngươi phải biết ta tam đệ đối ngươi thành kiến rất sâu trình kiến hoa nao nao hắn có chút mất tự nhiên cười cười nói nói êm đẹp Phong ca bỗng nhiên nói chuyện này để làm gì? Lâm Phong nói nói tại tam đệ cùng ngươi ở giữa, ta tự nhiên là khuynh hướng ta tam đệ. Trình kiến hoa nói nói vậy tại sao, Phong ca ngươi không có đuổi ta đi. Lâm Phong nói nói mỗi người đều có mỗi người nhân sinh cùng đường, ta tuy nhiên khuynh hướng ta tam đệ, nhưng cũng sẽ không bởi vì hắn đối ngươi có thành kiến liền đuổi ngươi đi. Huống hồ, ngươi thật là giúp ta không ít việc, bên cạnh ta cần ngươi như thế một người trợ giúp. Trình Kiến Hoa nói nói chỉ cần phong ca ngươi không đuổi ta đi, ta hội vĩnh viễn vì phong ca ngươi hiệu chung. Vì cái gì? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Trình Kiến Hoa ngốc ngẩn ngơ. Lâm Phong tiếp tục nói ta cũng không cho rằng ta chính là có tiền đồ nhất người, là nguyên nhân gì, để loại người như ngươi nguyện ý làm bạn với ta. Trình Kiến Hoa nói nói đáp án này rất trọng yếu sao? Lâm Phong nói nói không sai. Trình Kiến Hoa nói nói bởi vì người ta là cùng loại người hắn đón đến nói bởi vì ta phục ngươi ta là một đầu vô tình lũ sói con nhưng lũ sói con gặp được đầu lang chịu phục ta nếu nói ta đi theo ngươi nguyên nhân cũng là đơn giản như vậy phong ca ngươi tin tưởng ta sao lâm phong nói nói như vậy xem ra giả dụ có một ngày ta nhỏ yếu ngươi cũng sẽ không chút do dự ăn hết ta trình kiến hoa nói nói không sai nhưng chỉ cần phong ca ngươi so với ta mạnh hơn ta thì vĩnh viễn là ngươi trung tâm tôi tớ lâm phong cười cười nói nói tốt ga, à, vậy chúng ta thì chờ xem đi. Ngươi là lũ sói con không giả, ta mấy năm nay đến, cũng chưa chắc không phải trong rừng độc lang. Làm sao từng sợ qua người nào? Trình kiến hoa nói nói phong ca không sợ ta trí kế bách xuất, một ngày nào đó biết coi bói kế đến ngươi sao? Lâm phong nói nói luật rừng, mạnh được yếu thua, ngươi nếu có thể tính kế đến ta, đó là ngươi bản sự, cái này không có gì tốt oán niệm. Ha ha trình kiến hoa nói nói thông khoái. Lâm Phong cười cười, hắn lại gặm một miếng lương khô, sau đó trùng điệp bắt đầu nhai nuốt. Lâm Phong người có thể thật đúng là khó tìm, ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này trên đại tuyết sơn, cô tịch không có người ở. Tại cái này bốn phía tịch mịch tình huống dưới, đột nhiên truyền đến như vậy một thanh âm, quả thực là khiến người ta giật mình. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, hai người liền trông thấy nơi xa một bóng người lướt đến nói cho đúng, đó là một cái cưới thần thú người. Trong nháy mắt, một người một bài liền đã đến Lâm Phong cùng trình kiến hoa trước mặt. Người đến chính là Thủy Tinh Điện trưởng Điện Sứ Đàm Chiếu Ý. Đàm Chiếu Ý dưới hông cưới chính là tranh. Cái này tranh thú chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép kỳ thú, nó thanh âm như đánh thạch âm vang, bộ mặt trung ương mọc ra một cái sừng, mà lại có năm đầu cái đuôi, toàn thân đỏ thấm, thân hình giống như báo loại này thần thú là chuyên môn cùng hổ báo làm thức ăn. Đàm chiếu ý nhìn lược béo, khoảng 40 tuổi, hắn tu vi là cửu trọng thiên đỉnh phong. Cùng cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi đến bắt lâm phong cùng trình kiến hoa, đây cũng là một loại rất lợi hại hợp lý phân phối. Huống chi, đàm chiếu ý còn có sát thiên giản mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Mà lại, cái này tranh thú lực công kích cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nó tiếng giống liền có thể đem người giống đến thần hồn run rẩy. Pháp lực khó có thể ngưng tụ. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa cảnh giác nhìn về phía Đàm Chiếu Ý. Hai người đồng thời đang nghĩ, người này có phải hay không là cơ duyên vị trí? Nhưng là bọn họ lại cảm thấy không giống, người này tựa hồ là kẻ đến không thiện. Mặc kệ Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa đang suy nghĩ gì, Đàm Chiếu Ý đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhà ta tinh chủ cho mời Lâm Phong tiên sinh đi một chuyến. Tinh chủ? Lâm Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này tinh chủ là muốn thu ta làm đồ đệ truyền ta tuyệt thế công pháp cái này đàm chiếu ý đến rất khéo cho nên để lâm phong tâm lý sinh ra một loại ảo giác lâm phong âm thầm trầm ngâm mà trình kiến hoa lại thanh tỉnh nhiều hắn nói ra tinh chủ là ai xin phong ca đi làm cái gì đàm chiếu ý lạnh lùng quét mắt một vòng trình kiến hoa sau đó nói tinh chủ cũng không có mời ngươi muốn ngươi lắm miệng làm gì trình kiến hoa trong lòng run lên Đàm chiếu ý lúc nói chuyện ánh mắt bên trong mang theo chấn khiến người sợ hãi hẳn ý, cái này khiến trình kiến hoa không khỏi muốn lùi bước. Trình kiến hoa hít sâu một hơi, hắn lại không phải tùy tiện lùi bước người, nếu là xin, dù sao cũng nên đem lời nói rõ ràng ra một số. Vạn nhất các người có mưu đồ, phong ca như vậy tiến đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Đàm chiếu ý lạnh giọng nói ra, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Hắn ngược lại nhìn về phía lâm phong, nói ra, Ngươi là muốn ta xuất thủ mời ngươi đi, vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Giọng điệu này liền là tuyệt đối kẻ đến không thiện. Lâm Phong lại không phải người ngu, hắn lúc này nơi đó còn không phát hiện được sự tình không ổn đây. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi, Lâm Phong trong nháy mắt tế ra tuyệt tiên kiếm. Trình Kiến Hoa cũng là không nói hai lời, hắn tế ra Nhật Nguyệt Kinh Luân. Trình Kiến Hoa biết rõ trước mắt người này lợi hại cho nên hắn vừa ra tay cũng là tuyệt không giữ lại chút nào, nhật nguyệt nguyên thần ấn. Trình kiến hoa đem toàn bộ pháp lực cuồng bạo vận chuyển, nhật nguyệt kinh luân phía trên cũng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái kia nhật nguyệt kinh luân điên cuồng xoay tròn, xoay tròn thành liệt diễm thần cầu. Cái này liệt diễm thần cầu vừa ra, bốn phía tuyết bắt đầu hòa tan, trong không khí nóng lạnh cuồn cuộn. Trong nháy mắt liền khiến người ta từ băng đống tam xích tuyết sơn đến nóng bức khó chịu ngày mùa hè. Tựa như là loại kia bị buồn bực tại nhiệt độ cao hoa lô phòng bên trong cảm giác, khiến người ta trong nháy mắt chính là mồ hôi đầm đìa. Liệt diễm thần cầu anh một tiếng hướng đàm chiều ý bắn giết mà đi. Đại diện tích không khí bị hoàn toàn thiêu, hừng hực sóng nhiệt cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn, khiến người ta hô hấp đều đã không thể. Đó là đáng sợ ngạt thở, khiến người ta cảm thấy ngày tận thế đã đến gần. Đàm chiếu ý nao nao, sau đó kinh ngạc nói ra, lại là doanh thiên tử pháp khí may mắn tiểu tử này công lực hơi yếu. Có thể doanh thiên tử pháp khí như thế nào ở trên người hắn. Cái này một cái chớp mắt, tâm hắn đọc thay đổi thật nhanh. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đàm chiếu ý xuất thủ. Đàm chiếu ý cấp tốc đánh ra ba trường. Dương quan tam trọng điệp trưởng ý. Đàm chiếu ý tu luyện chính là tinh nguyên hỗn thiên trường. Hắn từng tại chư thế giới bên trong khắp nơi tìm dương cương tinh nguyên chi lực. Cho nên, hắn trưởng lực bên trong, dương cương 10 phần, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Dương quan tam trọng điệp, tam trọng hùng hồn trưởng lực, nhất trưởng so nhất trưởng hung hãn. Mà lại mỗi một trọng trưởng lực bên trong, bao hàm 16 đạo tinh xảo tiểu trưởng lực. Oanh, oanh, oanh. Đệ nhất trọng trưởng lực dễ dàng cho Nhật Nguyệt Kinh Luân đụng cái tương xứng, đệ nhị trọng trưởng lực liền đem Nhật Nguyệt Kinh Luân đâm đến mãnh liệt chấn động lên, đệ tam trọng trưởng lực liền trực tiếp đem Nhật Nguyệt Kinh Luân phía trên chỗ có pháp lực, tinh thần đụng phân mảnh nhật nguyệt kinh luân trong nháy mắt thì bay trở về đến trình kiến hoa trong tay lúc này trình kiến hoa không khỏi hãi nhiên thất sắc hắn nhật nguyệt kinh luân một chiêu này nhật nguyệt nguyên thần ấn thi triển đi ra nhưng nói là thần cản giết thần phật cản giết phật thật không nghĩ đến gặp được trước mắt người này thế mà dùng một đôi bàn tay đem chính mình nhật nguyệt nguyên thần ấn bước cho trở về trình kiến hoa liền cũng biết chính hắn xa hoàn toàn không phải trước mắt người này đối thủ Tại Lâm Phong trong mắt, Trình Kiến Hoa cùng Đàm Chiếu Ý giao thủ chỉ là trong nháy mắt. Trình Kiến Hoa toàn bộ pháp lực thi triển Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn, kết quả Nhật Nguyệt Kinh Luân bị Đàm Chiếu Ý trong nháy mắt đánh lại. Mà Trình Kiến Hoa bởi vì pháp lực vận dụng quá mạnh, tạm thời cũng mất đi chiến đấu lực. Lâm Phong lúc này tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn vận chuyển quỷ khấp. Quỷ kia khóc bay ra, trong nháy mắt đưa ra trùng điệp hắc vụ, sương mù màu đen cũng là kịch độc chi khí cái này trùng điệp hắc vụ liền muốn đem đàm chiếu ý vây quanh, đàm chiếu ý lạnh hừ một tiếng, quát, tiểu quai. Cái kia tranh thú chính là tiểu quai, tiểu quai hiểu ý, bỗng nhiên hướng phía quỷ khấp một tiếng hét lên. Nhất thời, gió lốc bão táp, sóng âm tê liệt thương khung, cái kia có tiếng gầm trùng trùng điệp điệp, rời núi lấp biển, cấp tốc liền đem quỷ khấp nghiền ép đến ngoài ngàn mét. Đàm chiếu ý lạnh hừ một tiếng, nói ra, lâm phong, người khác không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết hắn nói xong liền khẽ vươn tay tinh nguyên đại thủ ấn lâm phong cấp tốc chém ra thông thiên kiếm thuật đầy trời kiếm quang hướng đàm chiếu ý đại thủ ấn chém tới đàm chiếu ý một chảo đại thủ ấn kia liền đem tất cả kiếm quang nắm trong tay tiếp theo lại lại chấn động cái kia tuyệt tiên kiếm liền bị chấn trở lại lâm phong trong tay đàm chiếu ý lại lại một chảo liền đem lâm phong chộp vào đại thủ ấn bên trong trong nháy mắt lâm phong đã là không thể động đậy đàm chiếu ý thủ ấn siết chặt lâm phong chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cự lực đè ép tới hắn ngũ tạng lục phủ lập tức đều nhận không nhỏ tổn thương mà lại pháp lực cũng lại khó mà vận chuyển đàm chiếu ý đem lâm phong ném đến tranh thú tiểu quai trên thân hắn thu đại thủ ấn cười một tiếng nói ra tiểu quai ngươi làm không tệ tiểu quai lập tức vui mừng mau dậy đi theo đứa bé giống như đàm chiếu ý mỉm cười sau đó vỗ vỗ tiểu quai đầu hắn vừa nhìn về phía trình kiến hoa tiểu tử này trên người có doanh thiên tử pháp khí chẳng lẽ cùng doanh thiên tử có liên quan ân mặc kệ cũng mang về giao cho tinh chủ đi liền xem như có cái kia doanh thiên tử bóng dáng lại như thế nào tại tinh chủ trước mặt doanh thiên tử tính là cái gì chứ a à? đàm chiếu ý liền đối với trình kiến hoa nhạt lạnh nói ra ngươi là mình theo ta đi vẫn là muốn ta đến bắt ngươi trình kiến hoa sắc mặt trắng bệch hắn có chút gian khó nói ta vẫn là chính mình đi theo ngươi đi. rất tốt, tính ngươi thức thời, tránh khỏi ta không ít công phu. Đàm Chiếu ý nói ra, mình tới tiểu quai trên người đi. Trình Kiến Hoa biết dưới mắt chính mình cũng không có lựa chọn, tuy nhiên tiền đồ phúc hỏa khó liệu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. hắn trước khi đi mấy bước, đi vào tiểu quai trước mặt, sau đó cũng leo đến tiểu quai trên thân, an vị sau lưng Lâm Phong. Đàm Chiếu ý cũng tiếp lấy nhảy lên, ngồi vào tiểu quai trên thân. Tiểu quai hình thể to lớn, gánh chịu cái hai, ba người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đi, tiểu quai, chúng ta trở về." Đàm Chiếu Ý hét lớn một tiếng. Tiểu quai móng trước giơ lên, liền chuẩn bị bắt đầu chạy vội. Cái này tranh thú mặc dù không có cánh, nhưng là tốc độ đến cực hạn về sau, Đàm Chiếu Ý lại phụ trợ pháp lực, liền có thể thực hiện phi hành mục đích. Đạo lý kia cùng cái kia phi cơ cất cánh có chút cùng loại, mà lại tốc độ là cực nhanh. Chỉ là lúc này tiểu quai còn chưa bắt đầu chạy như bay một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến đứng lại đây là một cái thanh âm nam tử băng lạnh thấu xương đàm chiếu ý bị kinh ngạc hắn ánh mắt phát lạnh nói ra bọn chuột nhất phương nào lăn ra đến ngay vào lúc này hắn tiến lên xuất hiện một đảo hư không chi môn sau đó một tên màu đen tuấn tú nam tử đi tới nam tử mặc áo đen này sắc mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng thân thể bên trên tán phát ra nói không nên lời hung ác nham hiểm lãnh hàn khí tức hắn tựa như là địa ngục bên trong đi ra tới sửa la ngươi là người phương nào đàm chiếu ý cũng không sợ trước mắt nam tử chỉ là lạnh giọng quát hỏi nam tử áo đen đôi mắt xanh triệt lạnh lẽo hắn mắt nhìn đàm chiếu ý nói ra giữ bọn họ lại ngươi đi đi cho cười đàm chiếu ý nói ra ta không cần biết ngươi là người nào lập tức tránh ra nếu không lời nói giết chết bất luận tội. Nam tử áo đen từ tốn nói, ta chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Hắn đón đến, nói, cơ hội ta cho ngươi, muốn hay không, đó là ngươi sự tình. Muốn chết, đàm chiếu ý nơi đó nguyện ý theo nam tử mặc áo đen này dài dòng. Ai, ngươi mới là tại chính thức muốn chết a? À? Nam tử áo đen thở dài. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, đàm chiếu ý xuất thủ. Đàm chiếu ý không phải người ngu, đương nhiên biết trước mắt nam tử mặc áo đen này là tuyệt đối cao thủ, hắn xuất thủ tuyệt bất sung tình. Trong nháy mắt, hắn pháp bảo sát thiên giản tế ra. Cái kia sát thiên giản chính là màu hoàng kim, cùng loại hoàng kim giản. Cái này sát thiên giản vừa ra, lập tức hóa thành một đạo bạch sắc cầu vồng, oanh. Liền như hỏa tiến phát xạ, mang theo hung mãnh tuyệt luân khí thế chém tới nam tử áo đen. Sát thiên giản bên trong ẩn chứa sắc bén sát thiên khí thế, cỗ khí thế này, áp đảo rất nhiều tinh thần cảm động phía trên, rất có trảm thần sát Phật chi khí thế. Khí lưu lăn lộn, sát thiên giản trong nháy mắt chém tới nam tử áo đen đỉnh đầu. Không khí cũng bị xé nứt, sóng lửa lăn lộn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nam tử áo đen đột nhiên khẽ vươn tay. Trong tay hắn bỗng nhiên tràn đầy một tầng áo giáp màu đen, tựa như biến thành kỳ lân tí một dạng. Xoát một chút rét áo nam tử thế mà đem sát thiên giản thì như vậy bắt lại sát thiên giản lực lượng, sát ý, biến hóa trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sát thiên giản đang biến hóa, nam tử áo đen áo giáp màu đen cánh tay biến hóa càng nhanh. Chỉ chốc lát về sau, sát thiên giản tựa như bom chìm đến sâu trong nước, thành sấm rền. Đàm chiếu ý bị kinh ngạc, hắn lập tức lại lần nữa thi triển ra dương quan tam trọng điệp. Tam trọng trưởng ý, hùng hồn vô cùng. Nhất trưởng thắng qua nhất trưởng hung ác, nhất trưởng thắng qua nhất trưởng lôi đình bàn tay trung ý ẩn chứa tiểu trưởng ý, trồng chất, trùng trùng điệp điệp trùng điệp, nhìn như tam trọng, kỳ thực biến hóa vô cùng tận. Nam tử áo đen đối mặt hùng hồn vô cùng dương quan tam trọng điệp, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là đột nhiên đem cái kia sát thiên giản phản ném ra đi. Oanh! Sát thiên giản uy lực so tại đàm chiếu ý trong tay càng thêm hung hãn, ầm ầm lấy, cấp tốc liền đem dương quan tam trọng điệp tam trọng trưởng ý oanh sát thành phấn vụn. Sát đạo đại thế, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn cấp tốc đem đàm chiếu ý bao phủ đàm chiếu ý hãi nhiên thất sắc hắn còn đến không kịp có càng khó lường hơn hóa liền trực tiếp bị sát thiên giản oanh sát thành phấn vụn cái này thì là chân chính sát thiên giản lực lượng pháp bảo cường nhược càng lớn trình độ quyết định bởi tại dùng người cái kia tranh thú nhìn thấy chủ nhân bị giết không khỏi cuồng giận lên trình kiến hoa pháp lực cũng không bị phá hư bất quá là tốn lực lớn hơn một chút cho nên hắn lập tức liền đem lâm phong bắt lấy sau đó nhảy đi xuống tranh thú bạo giống một tiếng cái kia sóng âm chấn động rời núi lấp biển nam tử áo đen đứng tại chỗ bất động sóng âm tập giết tới liền như nước biển đụng vào trên đá ngầm đá ngầm không tổn hao gì nước biển tung tóe thành vô số màu trắng phi hoa giọt nước sau đó phân tán tranh thú muốn có động tác nữa lúc nam tử áo đen trong mắt bỗng nhiên lóe ra tia sáng kỳ dị nằm xuống nam tử áo đen nói ra. Tranh thú ngốc ngẩn ngơ, sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống đi. Một màn này, trình kiến hoa nhìn rõ ràng. Hắn cảm thấy nam tử mặc áo đen này dùng tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tinh thần lực khống chế. Cái này tựa như là đại thiên ma tự tại công. Ừm, trong nháy mắt, trình kiến hoa trong đầu tin tức nhanh chóng lấp lóe hắn rốt cuộc biết trước mắt nam tử là ai. Vãn bối bái kiến tu la đại đế, trình kiến hoa lập tức trước quỳ đi xuống. Lâm Phong ngơ ngẩn, hắn cũng không có quỳ xuống. Hắn xưa nay không vui quỳ xuống, hắn chỉ là có chút nghi hoặc nhìn về phía nam tử mặc áo đen này. Nam tử áo đen mắt nhìn Trình Kiến Hoa, từ tốn nói, người sao sẽ biết ta là ai? Trình Kiến Hoa không dám lừa gạt, nói ra, vãn bối nhìn tiền bối vừa rồi chỗ thi triển tựa hồ là đại thiên ma tử tại công. Người cũng có chút kiến thức, thế mà có thể biết đến này công. Nam tử áo đen nói ra nam tử mặc áo đen này chính là tu la đại đế lặng yên không sai lặng yên không sai ánh mắt bỗng nhiên thì dừng lại tại lâm phong trên thân lâm phong cũng nhìn lặng yên không sai lặng yên không sai đến đây cũng không phải là cố ý đến cứu người nào hoặc là biết sự tình gì hắn xưa nay cũng không phải xen vào việc của người khác người chỉ là hắn đột nhiên tâm huyết dân trào tính cực tư động lặng yên không sai sở dĩ lại ở cái này bắc côn lôn đại tuyết sơn là bởi vì hắn thiên ma công, thiên ma sao động, hắn cần tại cái này bắc côn lôn trên núi sử dụng bắc côn lôn sơn đặc có tuyết sơn tinh khí đến gột rửa thiên ma. Tuy nhiên tại thế giới bao la bên trong cũng có côn lôn sơn, cũng có tuyết sơn đặc thù tinh khí. Nhưng này côn lôn sơn cùng trần lăng ngọn nguồn quá sâu, lặng yên không sai cùng trần lăng ở giữa, có vĩnh viễn không thể hóa giải ân oán. Cho nên lặng yên đúng vậy không nguyện ý tiến về côn lôn sơn. Lặng yên không sai cảm thấy nơi này Bắc Côn Lôn là nhất là thanh thịnh. Sau đó thì tới chỗ này, hắn ở chỗ này đã đợi hồi lâu thời gian, cho tới nay liền cái bóng người đều chưa thấy qua. Đây cũng là lặng yên không sai vì sao lại tính cực tự động nguyên nhân. Lặng yên không sai sở dĩ trợ giúp Lâm Phong cũng bởi vì hắn cảm thấy Lâm Phong có chút giống chính hắn. Mà tại lúc này, lặng yên không sai cùng Lâm Phong bốn mắt nhìn nhau, hắn thì có loại càng thêm cảm giác quen thuộc cảm giác trong nháy mắt lặng yên không sai trong mắt tách ra thiên ma chi khí lâm phong nhất thời cảm thấy trong đầu ma đầu xâm lấn lan gì, còn có đầu kia thân thủ bị chính mình giết chết kỳ kỳ những thứ này sớm đã phủ bụi trí nhớ đột nhiên toàn bộ sông tới mà lại là như thế rõ ràng tựa như chân thân trước khi cảnh một dạng lâm phong sớm đã tu luyện tới không vì tâm ma mà thay đổi cảnh giới thế nhưng là giờ khác này tâm ma lại là hắn hoàn toàn không thể tới trong chấp nhoáng này Lâm Phong đầu đầy đều là chảy dòng dòng mồ hôi. Sắc mặt hắn trắng bệch, loại kia bất lực hoảng sợ lần nữa xâm nhập, để hắn cơ hồ đều muốn phát điên. Tiền bối, Trình Kiến Hoa ở một bên thấy thế không khỏi gấp. Lặng Yên đúng vậy thì thu hồi Thiên Ma chi khí, hắn đối Lâm Phong cuộc đời liền cũng liền có chỗ giải. Hắn cho tới nay đều là độc lai độc vãng, nhưng giờ khắc này, hắn lại động thu đồ đệ tâm tư. Lâm Phong mệnh cách, khí chất, còn có hắn qua lại, những vật này bên trong lặng yên không sai phảng phất trông thấy chính hắn ngươi gọi lâm phong lặng yên không sai nhàn nhạt hỏi lâm phong tuy nhiên ngạo khí nhưng lại không dám nghịch lại lặng yên không sai hắn gật gật đầu nói ra đúng vậy lặng yên nhưng nói nói ta có ý thu ngươi làm đệ tử ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy lâm phong nhãn tình sáng lên hắn lập tức liền quỳ đi xuống nói ra đệ tử tham kiến sư phụ lặng yên không sai nao nao lại là không nghĩ tới Lâm Phong đáp ứng làm như vậy giòn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra, ta không môn không phái, cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ta truyền thụ cho ngươi huyền công, về phần ngươi ngày sau nguyện ý như thế nào, ta một mực mặc kệ. Lâm Phong ngơ ngẩn, lặng yên không sai quay người, nói ra, đi theo ta. Lâm Phong đứng dậy, trình kiến hoa nhịn không được nói ra, tiền bối, vãn bối có thể cùng nhau đi tới sao? lặng yên mặc dù tử không có dừng lại, chỉ vứt xuống hai chữ, tùy tiện. Giờ khắc này, Lâm Phong biết, lặng yên lại chính là mạng hắn bên trong cơ duyên. Tại vũ trụ thương khung bên trong, tại rất nhiều hành tinh, hành tinh bên trong, cách cách địa cầu ước chừng 70 triệu cây số hỏa tinh phía trên. Hỏa tinh cách cách địa cầu gần nhất có 55 triệu cây số, xa nhất đạt tới hơn trăm triệu cây số. Lửa này ngôi sao mặt đất cùng cắt bụi làm chủ, ngày đêm tranh lệch nhiệt độ cực lớn, Mặt đất tầng đại khí mỏng manh cùng cực. Đại khí thành phần chủ yếu là CO2, cùng người địa cầu đến xem, trên sao hỏa không tính là có không khí tồn tại. Loại kia đại khí thành phần, hãy còn không cách nào vì nhân loại cung cấp hô hấp. Hỏa tinh phía trên, cát bụi, nham thạch trải rộng. Tuy nói là hỏa tinh, nhưng là do ở sàn nhà hoạt động cùng địa cầu khác biệt, hiệu ứng nhà kính vô cùng kém. Nội bộ nhiệt độ không khí so địa cầu muốn thấp quá nhiều. Nó bình quân nhiệt độ là âm 23 độ C. Mà tại hỏa tinh chỗ giải đất bình nguyên, ở nơi đó kỳ quái đứng vững một tòa cung điện. Tòa cung điện này góc độ là trên địa cầu rất khó phát hiện. Cung điện này toàn thân hiện ra màu đồng cổ, từ xa nhìn lại, cung điện này lại như là một chiếc hàng hải bên trong đại thuyền. Nó tạo hình kỳ lạ, nhưng mỗi một mặt vách tường đều rất lợi hại coi trọng. Cung điện tài liệu toàn bộ là không biết tên chất liệu, cùng loại cổ đồng lại cũng không phải cổ đồng. Loại này chất liệu xa so với cổ đồng, vẫn thiết chờ một chút muốn kiên cố được nhiều. Này điện, chính là chúng tinh điện. Chúng tinh điện nhìn cũng không quá lớn, nhưng bên trong trận pháp tự nhiên, lại có rất nhiều tự thành tiểu không gian. Bên ngoài đến xem, cũng không quá lớn, nhưng mà bên trong lại nắm giữ 3.000 mét vuông diễn võ trường, còn có 108 điện, cùng vườn rau, ruộng ngũ cốc, ngoài ra còn có một tòa khổng lồ lôi trì. Tòa này lôi chỉ so này kiều ngưng lên cổ lôi phù bên trong lôi chỉ lại là lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Tại chúng tinh điện bên trong, cùng tinh nhất điện vì chúng điện đứng đầu. Tinh nhất điện tại chúng trong điện, nội bộ rộng rãi mà hào hoa, mặt đất bóng loáng như hương. Lúc này, tinh nhất điện trong đại điện không có một ai, chỉ có trên đại điện bài có một pho tượng. Pho tượng kia rất là kỳ quái, không có bất kỳ cái gì diện mục. Vô thủ vô cước, không có ngũ quan nhìn chỉ có một người hình dáng đại khái cần phải là một người nếu là có tâm người nhìn thấy đây hết thảy liền phải biết cái này tinh nhất điện tại sao có chúng điện đứng đầu một cái một chữ một là cái gì một là khởi nguyên nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật mà pho tượng kia lại người đại biểu khởi nguyên vô tướng vô tính vô ngã hỏa tinh phía trên ngày sáng đêm tối cùng địa cầu cũng không khác nhau quá nhiều có điều hỏa tinh quay quanh một vòng kỳ là 687 ngày, nói cách khác hỏa tinh một năm lược các loại tại địa cầu 2 năm. Tại cái này chúng tinh điện bên trong, có tự mình sự quang hợp, cũng có trận pháp tự nhiên mà vậy sinh ra không khí. Cho nên, cho dù là người bình thường đến chúng tinh điện bên trong, y nhiên cũng có thể sống rất khá. Lúc này là hỏa tinh buổi tối thời gian, ban đêm hỏa tinh lạnh lẽo tới cực điểm. Chính là lúc này, có hai người tới tinh nhất điện hai người này theo thứ tự là chúng tinh điện khâm thiên ti giáo chủ hồ chiến, còn có một tinh điện trưởng điện sứ tử bác vọng. Một tinh điện chính là chúng tinh điện thượng thiên sát 54 điện chính cung xếp hạng 20 vị trí đầu chỗ. 108 điện, phân biệt là thượng thiên sát 54 điện, xuống đất sát 54 điện. Từ bác vọng một tinh điện là rất không tệ, từ bác vọng bản thân tu vi cũng đã là tầng 10 trung kỳ, đó là vô cùng lợi hại vị trí. Từ bác vọng nhìn chừng 50 tuổi, làm người trầm ổn đã đến. Từ bác vọng cùng hồ chiến đại tế ti đến tinh nhất điện cái kia vô danh pho tượng trước. Hồ chiến một thân đại hắc bào, uy nghiêm đã đến. Hắn nhìn thất mười mấy tuổi, đầu đầy đều là dâu bạc trắng. Tham kiến tinh chủ, từ bác vọng cùng hồ chiến quỷ đi xuống, cung kính nói. Pho tượng kia trầm mặc một cái chớp mắt về sau, bỗng nhiên thì truyền xuất ra thanh âm. Tại pho tượng lúc nói chuyện, pho tượng kia trên mặt thì có há miệng. Chuyện gì, tinh chủ thanh âm trầm ổn, tràn ngập uy nghiêm. Hồ Chiến nhìn một chút từ bác vọng, từ bác vọng ra hiệu Hồ Chiến trước tiên nói. Hồ Chiến liền nói ra, tinh chủ, tiến đến bắt thiên mệnh giả lâm phong trưởng điện sứ đàm chiếu ý đã chết. Hắn đón đến, nói ra, tại một giờ trước, thuộc về đàm chiếu ý bản mệnh kim đang dập tắt. Tinh chủ hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nói ra, cùng đàm chiếu ý tu vi, bắt lâm phong cũng không có vấn đề, nhưng biết là xảy ra chuyện gì. Hồ Chiến nói ra, hồi tinh chủ, còn tại trong điều tra. Tinh chủ liền lại hỏi từ bác vọng, nói ra, từ trưởng điện sứ, ngươi không phải cần phải tại bắt bắt thế giới bao la thiên mệnh chi vương la quân trên đường sao. Tại sao lại xuất hiện tại trước mặt bản tòa? Từ bác vọng thoảng qua xấu hổ, hắn nói ra, hồi tinh chủ, chỉ vì khâm thiên ti một mực còn không tìm được la quân tung tích. Tinh chủ nói với Hồ Chiến, thế mà còn có chuyện như thế. Hồ Chiến nói ra, hồi tinh chủ, cái kia la quân thật là mò tìm không được tung tích. Chỉ sợ là trên người có ẩn tàng mệnh cách khí tức hộ thân phù chú chi loại đồ, vật. Trên thực tế, trình kiến hoa hòa lâm phong cũng rất khó tìm. Bởi vì trình kiến hoa cũng chế tác cùng loại phù chú. Bất quá hắn hộ thân phù hòa hoàng lên chế tác tự nhiên là rất nhiều khác nhau. Cho nên khâm thiên ti vẫn là tìm tới tung tích. Nhưng là, khâm thiên ti vắt hết óc, vô luận như thế nào nhưng cũng là không có tìm được la quân tung tích cái này khiến Khâm Thiên Ti rất là xấu hổ. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải hướng tinh chủ báo cáo. Tinh chủ trầm mặc đi xuống. Một giờ sau, bổn tòa hội cho các người đáp án, đi xuống đi. Vâng, tinh chủ, hồ chiến cùng từ bác vọng lui ra ngoài. Chúng tinh điện bên trong lời nói cùng thời gian, đều cùng địa cầu có liên hệ lớn lao. Nói đến, nhân loại khởi nguyên còn là tới từ địa cầu, cho nên cho dù là chúng tinh điện cũng không có khả năng siêu thoát địa cầu. Một giờ sau, Hồ Chiến cùng từ bác vọng lần nữa đi vào tinh nhất điện. Hồ Chiến cùng từ bác vọng quỳ xuống bái kiến tinh chủ. Tinh chủ liền nói ra, giết đàm chiếu ý trưởng điện sứ người chính là Tu La Đại Đế Trầm mặc Nhiên, trước mắt chính tại Thiên Châu Bắc Côn Lôn bên trong. Khâm Thiên Ti có thể co lại phạm vi nhỏ tìm kiếm. Hắn đón đến, còn nói thêm, tìm tìm được về sau, xử lý như thế nào, bổn tọa bên này từ có sắp xếp. Khâm Thiên Ti không cần lại nhiều làm khác sự tình. Vâng, Tinh chủ, Hồ Chiến cung kính nói ra. Tinh chủ còn nói thêm, về phần La Quân, hắn tại thế giới Bao La Trường Bạch Sơn, Khâm Thiên Ti có thể co lại phạm vi nhỏ tìm kiếm. Trên người hắn hộ thân phù, bổn tỏa đã phá vỡ. Vâng, Tinh chủ, Hồ Chiến nói ra. Tinh chủ nói với Từ Bác vọng, mau chóng đem La Quân bắt trở lại. Từ Bác vọng cũng nói, vâng, Tinh chủ. Tại Bắc Côn Lôn trên núi Mỗ trong sơn động, Trầm Mặc Nhiên hỏi Lâm Phong một số tình huống. Tỷ như vì cái gì Đàm Chiếu Ý muốn tới bắt hắn chờ một chút. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa thực cũng không rõ lắm, liền cũng chỉ có thể nói đơn giản ra chúng tinh điện cùng tinh chủ tới. Về phần chúng tinh điện cùng tinh chủ đến là ai, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa hiển nhiên là không biết. Không chỉ là Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa không biết, chính là Trầm Mặc Nhiên cũng chưa nghe nói qua cái này thần bí chúng tinh điện. Trình Kiến Hoa nói ra, tiền bối chúng tinh biện chỉ rõ là muốn bắt Phong Ca, mà Phong Ca trước đó cũng cùng chúng tinh biện cũng không liên quan. Phong Ca trên thân, duy nhất chỗ đặc biệt, chính là hắn cũng thuộc về thiên mệnh giả. Xem ra đối phương là châm đối thiên mệnh người cái thân phận này đến hành động. Trình Kiến Hoa là cái thông tuệ vô cùng người, liếc mắt liền nhìn ra bên trong quan trọng. Trầm mặc nhiên nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, ta kém chút quên một việc. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa nao nao, lại là không hiểu trầm mặc nhiên ý tứ. Trầm mặc nhiên nói ra, ta tựa hồ có thể từ nơi này tranh thú trong đầu biết một số tình huống. Tranh thú tiểu quai đã hoàn toàn bị trầm mặc nhiên chấn nhiếp, nó tại trầm mặc nhiên trước mặt vô cùng khéo léo. Trầm mặc nhiên lập tức lợi dụng thiên ma chi khí thăm dò vào đến tiểu quai trong não vực. Chỉ một lúc sau về sau, trầm mặc nhiên thu hồi thiên ma chi khí. Sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường lên. Từ tranh thú tiểu quai trong não vực, hắn đối chúng tinh điện có đại khái giải. Tranh thú tiểu quay đối chúng tinh điện cũng không phải là giải rất lợi hại thấu triệt, nhưng trầm mặc nhiên y nhiên từ tranh thú trong óc cảm giác được chúng tinh điện cường đại. Trầm mặc nhiên tuy nhiên tự phụ, nhưng hắn cũng không phải là không có não tử tự phụ. Bây giờ chúng tinh điện cũng không phải là bất cứ người nào nhân lực có thể chống cự. Vô lượng sát kiếp, xem ra ta cũng không thể tránh né muốn bị liên lụy ở bên trong. Trầm mặc nhiên thì thào nói ra hắn tiếp lấy nhìn Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói ra, nơi này không nên ở lâu, các ngươi đi với ta một chỗ. Địa phương nào, Lâm Phong không khỏi hiếu kỳ. Trầm mặc nhiên nói ra, Đại Khang. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa hơi kinh hãi, lại là không hiểu tại sao muốn đi Đại Khang. Nhưng hai người cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói là nói, hết thảy toàn bằng sư phụ tiền bối phân phó. Thiên hạ đại thế, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, trầm mặc nhiên vẫn luôn biết đại khang bên trong hoàng thượng cũng là hiên chính hạo tuy nhiên trầm mặc nhiên không có tham dự chuyện giang hồ nhưng là trong thiên địa này phát sinh qua sự tình gì hắn vẫn là biết cái đại khái trầm mặc nhiên cùng hiên chính hạo cũng không có quá trực tiếp cừu hận bây giờ loại tình huống này đại khang cũng cần trầm mặc nhiên dạng này cao thủ trầm mặc nhiên cũng muốn nhờ đại khang đến ứng đối chúng tinh điện lâm phong là chúng tinh điện muốn bắt người trầm mặc nhiên như là đã thu đồ đệ tự nhiên là bảo vệ Lâm Phong. Điểm ấy khi phách, hắn trầm mặc nhiên vẫn là có. Và lại, trầm mặc nhiên đã giết đàm chiếu ý, cũng chiếm lấy sát thiên giản, thu phục tranh thú, hắn cùng chúng tinh điện cửu oán cũng đã kết xuống. Cho nên, trầm mặc nhiên liền xem như muốn trốn tránh đều đã không có khả năng. Như vậy lúc này, trầm mặc nhiên cũng chỉ có thể ứng chiến. Ở vào thế giới bao la trường Bạch Sơn, đã là đại ngày mùng 3 tháng riêng, Trường Bạch Sơn bị tuyết lớn bao trùm Cái này trường Bạch Sơn khí hậu đến mùa đông, cách ngoại hàn lãnh Kiều ngưng một thân áo màu đỏ, nàng liền thì như vậy thanh tú động lòng người đứng tại trường Bạch Sơn Thiên Trì trước Lúc này là 5 giờ chiều, mặc dù lớn đóng băng núi, nhưng hôm nay chân trời nhưng vẫn là có trời chiều ánh chiều tà chiếu dọi tới Ánh chiều tà cùng cái kia trường Bạch Sơn Thiên Chỉ chiếu dọi cùng một chỗ, lại là phá lệ hùng vĩ mỹ lệ mà kiều ngưng càng là xinh đẹp như thiên chỉ thánh nữ nàng mỹ lệ bên trong mang khói lửa nhân gian khí khiến người ta cảm thấy càng thêm yêu thích không buông tay liền cũng tại lúc này la quân theo trời trong ao ló đầu ra kiều ngưng thấy thế thần sắc buông lỏng la quân lên bờ trên người hắn ướt súng bất quá hắn thể chất đặc thù lại là không có chút nào lạnh ta phải đi trước thạch đầu đằng sau thay quần áo ngươi chờ ta ở đây la quân cười cười nói ra Kiều Ngưng gật đầu. La Quân liền bước nhanh tới, con hàng này đến thạch đầu đằng sau, đột nhiên lại nhô đầu ra nói với Kiều Ngưng, nhưng không cho nhìn lén A. À. Kiều Ngưng khuôn mặt nhất thời đỏ lên, mắng, quỷ tài lưa thưa nhìn ngươi. La Quân cười ha ha. Đối với thiên châu gió dục mây vần, chúng tinh điện toát ra, thần đế bọn người bị nhốt, cùng Lan Đình Ngọc xiết lạc ninh, đoạt áo cả xa những chuyện này. La Quân là hoàn toàn không biết nói, cho nên hắn hiện tại còn có thể cười rực rỡ la quân rất nhanh liền thay xong y phục đi ra kiều ngưng liền hỏi thế nào la quân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói ra ngày đó ao bộ quả nhiên có địa sát chi tinh ta hấp thu không ít tiến đến dưới mắt của ta sát chi tinh so trước đó càng thêm cường đại kiều ngưng mỉm cười nói ra vậy là tốt rồi la quân cũng không định đi cùng con trai hàm còn có nghiên nhi họ gặp mặt thế giới bao la bên trong la quân cùng con trai hàm còn có nghiên nhi họ những quan hệ này đều bị trầm mặc nồng tận lực xóa đi dấu vết cho nên cho dù là la quân địch nhân vậy cũng rất khó tra được la quân cùng con trai hàm giữa các nàng có liên hệ dựa vào loại tình huống này la quân hiện tại là không muốn đi tùy tiện quấy dày con trai hàm họ bình thường sinh hoạt la quân ngược lại là nghĩ đi cùng trầm mặc nồng gặp mặt một lần đồng thời cũng muốn đi gặp sư tỷ còn có tống thà cùng kiều ngưng tại một khối La Quân rất khó nói ra ngoài gặp Tống Thà lời nói, đây là thẳng mẫn cảm đề tài. La Quân quyết định các loại trước gặp xong trầm mặc nồng, sau đó hợp thời an bài kiều ngưng tại Yến Kinh ở vài ngày. Chính mình thừa cơ đi gặp sư tỷ cùng Tống Thà. Hắn nghĩ là muốn đẹp vô cùng. Kiều ngưng cũng là hỏi qua La Quân, không đi gặp gặp ở chỗ này tiểu tình nhân sao. La Quân lắc đầu, nói ra, không thấy. Kiều ngưng tuy nhiên thật đúng là không quá muốn La Quân đi gặp, nhưng nàng cũng không phải là cái không giảng đạo lý người. Nàng biết chính nàng cùng La Quân không có khả năng càng tiến một bước, sau đó nói ra, làm gì không thấy đâu. Cái kia nhiều vô tình, họ đối ngươi cũng là khăng khăng một mực. Ngươi không dùng cố kỵ ta cái gì, chúng ta là bằng hữu. Chẳng lẽ ta còn có thể ăn dấm không thành, cái này là chuyện không có khả năng mà. Kiều Ngưng nói càng về sau, chính mình cũng cảm thấy có chút tâm hỏng, lời nói này đi ra liền không có như vậy trung khí mười phần la quân cái kia có thể không hiểu kiều ngưng tâm tư hắn cũng biết chính mình là không có tư cách gì theo đuổi cầu kiều ngưng ép buộc kiều ngưng cũng trở thành chính mình nữ nhân kiều ngưng lòng giả dạ cùng tần mặc sao là có chút tương tự họ có thể vì chỗ yêu người hy sinh hết thảy nhưng các nàng không thể tiếp nhận chỗ yêu nhân ái tình không thuần túy không thể tiếp nhận cùng hắn nữ nhân đến phân hưởng cầm không được cát không bằng dương nó la quân liền giống như thực giảng hắn vì cái gì không đi gặp con trai hàm họ dù sao, bây giờ tình thế cùng lúc trước lại có biến hóa, tình thế là càng phát ra nghiêm trọng. Lúc này, không được khinh thường. Kiều ngưng nghe La Quân Kiều nói này, liền thì lại thở phào một hơi, cả người đều khai lãng. Bởi vì cái này cũng không nên trách nàng, nàng cũng có thể yên tâm thoải mái. La Quân cùng Kiều ngưng cũng không nóng nảy rời đi trường Bạch Sơn, hai người sau đó trực tiếp trốn đến phòng bị tu di bên trong nghỉ ngơi cái kia phòng bị tu di thì đặt ở một chỗ ẩn nấp tảng đá lớn đằng sau. Là quân chuyên môn chế tạo một cái không gian rất lớn phòng bị tu di, bên trong bố trí được cũng là một cái dễ chịu phòng ngủ. Có mềm mại giường lớn, còn có thật nhiều ăn, uống. Cũng có cái ghế chờ chút. Là quân cùng Kiều Ngưng liền tại bên trong nghỉ ngơi. Phòng bị tu di bên trong, Kiều Ngưng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, là quân tại mềm mại trên mặt thảm ngồi xếp bằng Những ngày qua tại giã ngoại, hắn cùng kiều ngưng chính là cái này tiết tấu, một cái ngủ giường, một cái ngủ đất. Chúng ta đến trường Bạch Sơn bên này cũng có chừng 10 ngày. La Quân bỗng nhiên nói ra, ta dự định ngày mai đi Yến Kinh một chuyến, nhìn một chút trầm mặc nồng, nàng cũng coi là cố nhân của ta. Kiều ngưng nửa nằm trong chăn bên trên, nghe vậy một cười nói, ngươi thì không lo lắng, người địch nhân lại bởi vậy tới đối phó vị này trầm mặc nồng tiểu thư. La Quân nói ra, cái kia cũng không cần sợ, trầm mặc nồng dù sao không phải người bình thường, nàng là thuộc về quốc gia máy móc. Kiều Ngưng nói ra, được thôi, dù sao ta cũng không có gì mục đích, người nói đi nơi nào liền đi nơi đó. La Quân nói ra, tốt, cái kia thì quyết định như vậy, ta hiện tại trước ngưng luyện một phen địa sát chi tinh. Người tốt nhất ngủ một giấc, sáng mai chúng ta thì đứng dậy. Kiều Ngưng ân một tiếng. La Quân đang muốn vận công, đem điện sát chi tinh dung hợp đến như ý quán thông cấp độ. Có điều lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng là quân bỗng nhiên hưng phấn lên. Kiều ngưng vừa có chút buồn ngủ, là quân như thế một cái hô, lập tức liền đem nàng cái kia một tia còn sót lại buồn ngủ cho kinh hãi không có, làm sao? Kiều ngưng khẽ nhíu mày, hỏi. Là quân nói ra, ta nghĩ đến có thể cho ta đột phá đến cửu trọng thiên một cái biện pháp. Kiều ngưng nhất thời cũng liền đến hứng thú, nói ra, cái biện pháp gì? Cho ngươi xem dạng đồ, La Quân nói ra. Kiều Ngưng nói ra, thứ gì? La Quân lập tức liền đem quyển kia một mực chân tàng mật tông song tu pháp quyết tìm ra. Cái này mật tông song tu pháp quyết vẫn là từ cái kia ấn nguyệt lạt ma trên thân được đến, bây giờ ấn nguyệt lạt ma sớm đã chết đã lâu, nhưng La Quân lại như cũng còn sống ở thế. Mà bản này mật tông song tu pháp quyết cũng vẫn tại La Quân trên thân. La Quân đem mật tông pháp quyết ném cho Kiều Ngưng, nói ra, người xem một chút cái này. Kiều Ngưng tiếp nhận, La Quân trước đó đã từng muốn cùng Lạc Ninh song tu tới, Lạc Ninh vốn là lớn nhất thí sinh thích hợp, chỉ tiếc lúc ấy La Quân còn chưa ngưng kết đạo quả, cho nên căn bản là không có biện pháp song tu. Mà sau đó, Lạc Ninh chết thảm, cái này cũng thành La Quân vĩnh viễn tiếc nuối. Một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không muốn suy nghĩ song tu loại chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền Kiều Ngưng coi là La Quân cho nàng là cái gì trọng yếu bí quyết, pháp quyết loại hình đồ, vật. Sau đó cũng liền trịnh trọng sự tình lên, nàng ngồi xuống, sau đó đem pháp quyết lật ra. Nhất thời, phía trên những cái kia khó coi xuân cung đồ thì khắc sâu vào đến Kiều Ngưng trong tầm mắt. Kiều Ngưng khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nàng lập tức liền đem pháp quyết này ném còn cho La Quân, căm ghét nói ra, cái này cái gì nha, La Quân, ngươi làm sao biến nhảm chán như vậy. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó thì tỉnh ngộ lại hắn nói ra không phải ngươi muốn cái kia chuyện ngươi xem thật kỹ một chút nha đây là một bản thượng thừa mật tông song tu pháp quyết kiều ngưng sắc mặt cổ quái nói ra người ngươi nghĩ gì thế ai muốn cùng ngươi song tu a à, đây không phải hoang đường mà la quân đang muốn mở miệng kiều ngưng còn nói thêm la quân ngươi cũng không thể quá chỉ vì cái trước mắt chỉ muốn chút bàng môn tả đạo đồ vật dục tốc bất đạt đạo lý này không cần ta nhiều lời đi. Cái gì song tu đồ, vật, đều là tầm thường chi pháp. Đến người ta loại cảnh giới này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ách, là quân nói ra, kiều ngưng, người giải song tu sao? Kiều ngưng khuôn mặt càng đỏ, nói ra, người có phải hay không còn nhất định muốn cùng ta thảo luận cái đề tài này? Là quân nói ra, người xem đi, người người này, tư tưởng thì không thuần khiết. Vừa nhắc tới song tu đi, làm đến giống như ta có bao nhiêu hạ lưu giống như ngươi đối song tu giải sao ngươi không hiểu ngươi cho rằng song tu cũng là hai người đơn giản như vậy cái từ ngữ này đối với kiều ngưng tới nói cũng chưa quen thuộc nhưng là nàng cũng biết đại khái là cái có ý tứ gì nàng đỏ mặt nói ra ta đương nhiên biết không phải là đơn giản như vậy nhưng là thực ngươi vẫn là không hiểu ngươi cho rằng song tu cũng là thịt sửa chữa cũng là hai người nhất định phải phát sinh loại kia quan hệ nam nữ sau đó vận công tu luyện, đúng hay không? La Quân nói ra, Kiều Ngưng nao nao, nói ra, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Dĩ nhiên không phải, La Quân nói ra, thịt sửa chữa chỉ là tầm thường, tránh thức thượng thừa song tu, chính là linh tu, đó là hai người tư tưởng cùng pháp lực giao phối. Người Kiều Ngưng nói ra, liền không thể dùng điểm văn minh từ ngữ à? La Quân nói ra, ta ý là, mình hai thử một chút linh tu, người xem một chút đằng sau ghi chép hắn nói xong đem mật tông xong tu pháp quyết lại ném qua đi kiều ngưng lần này không hề mâu thuẫn liền nhận lấy mật tông xong tu pháp quyết sau đó tinh tế nhìn nàng xem nhẹ phía trước thịt sửa chữa trực tiếp nhìn linh tu la quân liền đợi đến kiều ngưng kiều ngưng nhìn nửa giờ sau mới đưa pháp quyết gác qua trên đùi nàng nhìn về phía la quân sắc mặt có chút ngưng trọng người ý là muốn người ta linh tu la quân nói ra không sai thế nhưng là kiều ngưng nói ra ngươi cũng cần phải rõ ràng, linh tu so thịt sửa chữa độ khó khăn phải lớn hơn trăm lần không thôi. La quần nói ra, cái này ta biết. Kiều ngưng nói ra, linh tu nếu như một khi bắt đầu không thành công lời nói sẽ đối với tu tập người có không nhỏ tổn thương. La quần nói ra, những thứ này ta đều biết. Kiều ngưng trầm mặc đi xuống. La quần nói ra, người không có có lòng tin sao? Kiều ngưng nói ra, tuy nhiên linh tu là thượng thừa chi thuật nhưng thịt sửa chữa lại là phải qua đường, chỉ có thịt tu đến linh nhục giao dung cấp độ, linh tu mới có thể thành công. Là Quân nói ra, không dùng, hắn ngừng dừng một cái, nói ra, thử một chút đi, không tin lại nói, vạn nhất thành đây. Kiều Ngưng còn muốn nói cái gì, là Quân nói ra, người khác lề mề chậm chạp, ta không phải trông thấy một cái nữ, liền sẽ nói linh tu. Là bởi vì ngươi, ta mới có thể sách cái đề tài này, bởi vì ta đối người ta có lòng tin, ngươi hiểu chưa? Kiều Ngưng ngơ ngẩn, có như vậy một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng mềm mại bị La Quân lời nói này đánh trúng. Sau đó Kiều Ngưng cũng thì không nói thêm lời, đến lúc này, còn có cái gì dễ nói? Nếu không, cũng là vừa chết mà, nàng vì hắn liền chết còn không sợ, còn sợ linh tu sao? Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng liền nghiêm túc nghiên cứu linh tu. Kiều Ngưng tâm lý có cái áp lực ý nghĩ, nàng nghĩ đến, có phải hay không trước thịt sửa chữa về sau lại linh tu? dạng này là bảo đảm nhất cách làm. Thịt sửa chữa tại Linh Thu tới nói, chính là một cái cơ sở. Nếu như không muốn cơ sở này lời nói, mạo hiểm liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Kiều Ngưng vô luận như thế nào cũng mở không cái miệng này. Người tu đạo, riêng là người tu vi cao thâm, cũng không quá để ý thân thể lên sự tình. Nói thí dụ như loại này cùng nam nhân phát sinh quan hệ, trong lòng các nàng không có rất mãnh liệt trinh tiết khái niệm. Bởi vì trên đại đạo, loại này không có thương hại sự tình, quá không có ý nghĩa. Nhưng là Kiều Ngưng tại đối mặt La Quân lúc, nhưng lại phá lệ chú trọng thân thể. Trong nội tâm nàng quan tâm hắn, sợ là phát sinh quan hệ, rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến. Kiều Ngưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Chuẩn bị kỹ càng sao? La Quân hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền xuống giường, trên mặt đất tương đối ngồi xếp bằng sau đó hai người la quân đem hai cánh tay ngón tay cái phân biệt cắt vỡ kiều ngưng cũng như là mà làm tiếp theo hai người phân biệt kết cái tâm ấn lại cùng đối phương ngón tay cái nhẹ nhàng tiếp xúc cùng một chỗ như là về sau hai người bắt đầu vận chuyển pháp lực pháp lực từ trong não vực tiến vào trong thân thể người nội lực là có thể công hạnh toàn thân nhưng duy nhất không thể đầy đủ đến trong não vực mà pháp lực thì là còn chưa đạt tới không địa phương trong thân thể bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể đến, thân thể cùng ngoại vũ trụ vũ trụ cũng là có thể đến. Đây là pháp lực theo nội lực to lớn khác nhau. Là quân cùng kiều ngưng trước vận chuyển tự thân pháp lực, tại trong thân thể mình vận chuyển một chu thiên, sau cùng, pháp lực phân biệt đến ngón tay cái ở giữa. Đây là hai người ở giữa mối quan hệ. Lúc này, hai người hai mắt nhắm nghiền. Là quân pháp lực rốt cục chui vào đến kiều ngưng kinh mạch bên trong kiều ngưng sợ hãi cả kinh trong chớp mắt ấy cảm giác là phi thường kỳ diệu tựa như là lớn nhất sao sao đồ vật bị người để lộ nói như vậy nàng pháp lực cùng người khác pháp lực từ trước đến nay đều là lẫn nhau đọ sức nhưng là lúc này lại là một loại dung hợp kiều ngưng tuy nhiên không thích ứng nhưng vẫn là nhịn xuống cũng không bài xích lúc này một khi bài xích đây cũng là sẽ lập tức đem la quân pháp lực luyện hóa sạch sẽ mà lại la quân nếu như có chủ tâm không tốt cũng sẽ để kiều ngưng pháp lực sinh ra ô uế cái kia đối với kiều ngưng thương tổn cũng là to lớn. Cho nên cái này linh tu, nhất định phải là hai cái tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể tiến hành. Là quần pháp lực liên tục không ngừng hướng kiều ngưng trong thân thể dũng mãnh lao tới. Kiều ngưng tiếp nhận, đồng thời, là quần pháp lực lại kiều ngưng trong thân thể du tẩu, đó là một loại bị người sờ vuốt lượt toàn thân ngượng ngùng cảm giác, kiều ngưng y nguyên chỉ có thể cố nén. Là quần pháp lực cùng kiều ngưng pháp lực, thủy chung không thể dung hợp. Thì theo khác biệt nhóm máu máu tươi một dạng, khó có thể dung hợp. La quân tại kiều ngưng trong thân thể hành tẩu một chu thiên, sau cùng lại đi tới kiều ngưng trong não vực. Trong não vực, là càng thêm thần bí cùng quan trọng vị trí. Kiều ngưng đem não vực đại môn mở ra, dẫn dắt la quân pháp lực tiến vào nàng trong não vực đi. Tại pháp lực năng lực nhận biết, la quân nhìn thấy liên quan tới kiều ngưng thế giới. Đó là một cái sắc thái lộng lẫy thế giới, Kiều ngưng đam chiêu, suy nghĩ, nàng kinh lịch, trí nhớ, toàn bộ đều tại cái này trong đại não. Là quân giống như đi vào một cái toàn tân thế giới bên trong, hắn nhìn thấy khi còn nhỏ, tại trong biển rong rồi tiểu ngân cá mập, nhìn thấy tu luyện gian khổ ngân sa vương, nhìn thấy nỗ lực 200 năm, rốt cuộc nhất chiều tu luyện thành người ngân sa vương. Nàng từ trong nước biển nhảy ra, trên thân cái gì cũng không có, thân thể nàng hoàn toàn là người thân thể, là xinh đẹp như vậy, khiết bạch vô hạ, nàng là như thế vui sướng. La Quân còn chứng kiến Kiều Ngưng tại trên bờ biển luyện tập nhân loại nói chuyện, chờ một chút. Nàng cái này cùng nhau đi tới, bên trong gian khổ thật sự là rất rất nhiều. Mỗi một cái đến cửu trọng thiên cao thủ, các nàng sinh đều có thể viết thành một bản đặc sắc thư tịch. Cái này bên trong, tất nhiên là kinh lịch vô số gian nan khốn khổ, sinh tử chi nạn. Lan Đình Ngọc như là, Hoàng Thượng như là, Hoàng Vương như là, Vân Lôi Nhi như là, Trung Hoa Đại Đế, Ma Đế, Thần Đế, còn có La Quân, Lâm Phong bọn họ, mỗi người bọn họ kinh lịch, đều có thể là một bộ rực rỡ sách lịch sử. Bảo Kiếm Phong từ ma luyện ra, Mai Hoa Hương tự khổ hàn lai. Kiều Ngưng cũng không muốn để La Quân dạng này đến trần trụi nhìn nàng vú, nhưng là nàng không thể phản kháng, bởi vì một khi phản kháng cùng cự tuyệt, như vậy sẽ đối với La Quân tạo thành rất đại thương hại. Nàng chỉ có thể để La Quân nhìn như vậy lấy, nhìn thấu nàng ở sâu trong nội tâm hết thảy ý nghĩ. Nàng muốn giấu giếm đều giấu giếm không? Nói như vậy, nếu như là quân chế phục địch nhân, nhưng hắn cũng y nguyên không cách nào lấy địch nhân trí nhớ. Bởi vì cho dù là hắn pháp lực cường hãn, xâm nhập vào địch nhân trong não vực, nhưng địch nhân cùng hắn không có tâm ý tương thông, hắn có khả năng trông thấy, cũng chính là những cái kia sán lạn như tinh hà tế bảo não. Về phần trầm mặc nhiên, hắn là sử dụng thiên ma chi khí, câu lên nhân tâm ma, từ đó thăm dò trí nhớ, đây cũng là khác biệt. Trần Phi Dung tại thời điểm, bởi vì Trần Phi Dung bản thân là linh thể, có lấy người trí nhớ pháp thuật, cho nên lại là khác biệt. La Quân sau đó thì muốn nhìn thấy Kiều Ngưng gần nhất trí nhớ, là từ bắt đầu nhận biết La Quân cái này đoạn ký ức. Kiều Ngưng nghĩ muốn tiến vào cao độ tập trung trạng thái, nàng một mực đang bảo trì La Quân pháp lực. Kiều Ngưng trí nhớ rất rất nhiều, giống như một cái cự đại đồ thư quán, La Quân cũng không có khả năng thấy rõ ràng toàn bộ. Đang quan sát đến cùng La Quân nhận biết cái này đoạn ký ức lúc, Kiều Ngưng ngượng ngùng vô cùng nói ra, có thể không nhìn những thứ này sao? La Quân nói ra, tốt. Chính là bởi vì một đoạn này trí nhớ không thấy, La Quân cũng bỏ lỡ một cái rất lợi hại tin tức trọng yếu, cái kia chính là liên quan tới Lan Đình Ngọc giết Lạc Ninh sự tình. Sau đó, Kiều Ngưng pháp lực cùng La Quân pháp lực lại bắt đầu đến La Quân trong thân thể, tiến vào La Quân trong não vực. Kiều Ngưng sau đó liền bắt đầu cảm thụ được La Quân trí nhớ. Từ hắn có trí nhớ bắt đầu, hắn thì là theo chân sư phụ hắn cùng một chỗ. Đó là rất lợi hại kham khổ sinh hoạt, hắn tuy nhiên từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng hắn y nguyên dương cương, khoái lạc, mà lại có thể nói là tránh thức không buồn không lo. Tại hắn 16 tuổi năm đó, hắn liền bị sư phụ an bài đến châu Phi, hắn tại châu Phi càng là như cá gặp nước. Như thế dương quang thiếu niên dần dần tại máu và lửa bên trong lớn lên, mà lại, hắn y nguyên thiện lương, nhạc thiên. Chỉ bất quá, tại kiều ngưng nhìn thấy la quân tại quán ba lần lượt cùng nữ nhân xa lạ gặp gỡ bất ngờ, mướn phòng lúc nàng là có chút tức giận. Gia hỏa này, cũng quá không tự ái đi. La quân cũng không có đi quản kiều ngưng đang quan sát đoạn trí như kia, hắn đang cố gắng bảo trì kiều ngưng pháp lực. Kiều ngưng một đường xem đi qua, nàng nhìn thấy la quân si cùng cuồng, nhìn thấy hắn đối tư đồ linh nhi yêu cũng nhìn thấy hắn đối con trai hàm hắn đối mỗi một phần cảm tình nghiêm túc nhìn thấy hắn cố kỵ càng nhìn thấy hắn thống khổ nhìn thấy hắn tại mất đi trần phi dung cùng lạc ninh lúc tuyệt vọng trần phi dung chết la quân cuối cùng còn có thể tiêu tan mà lạc ninh chết cái kia lại là la quân trong lòng một đạo vĩnh hằng thương tổn là hắn đem lạc ninh đuổi đi sau đó mới đưa đến lạc ninh bị giết hắn không thể nhất tha thứ là chính hắn. Tại Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh còn tại thời điểm, là quân tâm vẫn là vô câu vô thúc, tâm hắn là bác ái. Gặp được ưa thích nữ nhân, sẽ không như vậy lề mề chậm chạp. Nếu là Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh vẫn còn, là quân khả năng đã sớm đối Kiều Ngưng thổ lộ yêu thương. Mặc kệ Kiều Ngưng có đáp ứng hay không, dù sao hắn sẽ không cho chính mình lưu tiếc nuối. Chính hắn nói ra, thống khoái là được, còn Kiều Ngưng có đáp ứng hay không, đó đã không phải là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nhưng là từ khi Lạc Ninh xảy ra chuyện về sau, là quân ngay tại bắt đầu phong bế hắn thế giới tình cảm. Hắn sợ hãi lại liên lụy hắn nữ nhân, sợ hãi lại có nữ nhân yêu mến rời hắn mà đi. Lạc Ninh khi chết đợi, kiều ngưng tại la quân bên người, nàng thực là rất rõ ràng hắn là cái dạng gì người. Kiều ngưng sau cùng tại la quân trong trí nhớ thấy được nàng chính mình, nàng cũng nhìn thấy la quân đối nàng quan tâm. Rất rất lâu về sau, Kiều Ngưng pháp lực bắt đầu cùng La Quân pháp lực tránh thức dung hợp được. Sóng điện tần suất bắt đầu phù hợp, đây là tâm cùng lòng đang lẫn nhau tới gần. Sở dĩ muốn lẫn nhau xem lẫn nhau trí nhớ, cái kia chính là vì sóng điện tần suất phù hợp. Trong lúc bất tri bất giác, Kiều Ngưng pháp lực bên trong tràn ngập La Quân pháp lực, La Quân pháp lực bên trong dung hợp Kiều Ngưng pháp lực. Hai người tựa như là đã trở thành một người. Cái này cố cường đại pháp lực hội tụ vào một chỗ, riêng là Kiều Ngưng pháp lực rộng rãi vô cùng, nàng pháp lực bên trong ẩn chứa tinh thần, kinh nghiệm, cảm động chờ một chút, đều tại để la quân pháp lực không ngừng hấp thu, học tập. Kiều Ngưng cũng tại hấp thu la quân pháp lực bên trong ưu điểm. Trong lúc bất chi bất giác, hai người não vực tế bào bắt đầu khai phát. Hô! Sau một tiếng, la quân não vực bỗng nhiên có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn tế bào não bắt đầu đại diện tích tiến hóa, khai phát, vậy liền giống là một loại loại 100 mẫu ruộng tốt, đột nhiên, tất cả ruộng tốt đều tại mọc ra cây lúa tuệ cảm giác. Là quân đột phá. Đột phá bát trọng thiên ràng buộc, đến cửu trọng thiên sơ kỳ. Hắn tế bào não khai phát, đến 100 triệu mai. Mà Kiều Ngưng cũng tương tự có tiến bộ, nàng tu vi rốt cục đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Tế bào não đến 300 triệu mai cấp độ. Là quân cùng Kiều Ngưng kinh nghỉ tới cực điểm. Hai người đồng thời mỗi người rời khỏi pháp lực. Kiều Ngưng tại cửu trọng thiên trung kỳ dừng lại thời gian quá dài, hiện tại thế mà như vậy kỳ diệu đột phá, nàng lại có thể nào không vui. Mà La Quân cũng là phóng ra cảnh giới mới, giờ khắc này bắt đầu, La Quân liền xem như tại Thiên Châu, cũng có nơi sống yên ổn. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng thì mỗi người bắt đầu vận chuyển pháp lực, để thân thể thích ứng cái này bành trướng pháp lực. Loại này linh tu chi thuật, ngược lại không phải có thể thiên thiên đều luyện. Thì theo viết văn một dạng, phải để ý cái linh cảm bạo phát chỉ đến mới có thể tới chút cao rất rất lâu về sau la quân cùng kiều ngưng cùng một chỗ mở to mắt hai người dưới mắt đã làm đến tránh thức lẫn nhau tâm ý tương thông la quân một ánh mắt một động tác kiều ngưng liền có thể rõ ràng trái lại cũng như là từ giờ trở đi chúng ta tại cái này bên trong thiên địa cuối cùng là có năng lực tự vệ la quân có chút hưng phấn kiều ngưng cười một tiếng la quân nói ra ta cũng càng thêm yên tâm một số. Kiều ngưng nao nao, sau đó lập tức cũng liền minh bạch la quân ý tứ. La quân tâm lý vẫn luôn rất lợi hại hưởng thụ cùng kiều ngưng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, nhưng là tại la quân ở sâu trong nội tâm, hắn lại một mực rất lợi hại mâu thuẫn, thậm chí nói là hoảng sợ. Hắn sợ hãi kiều ngưng sẽ xảy ra chuyện. Hắn đã tiếp nhận quá nhiều sinh ly tử biệt, tâm hắn ý năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, đây cũng là la quân kiên chỉ muốn đem cái kia khôi lỗ phủ chú đặt ở kiều ngưng trên thân nguyên nhân cứ việc kiều ngưng sau đó mấy lần muốn đem khôi lỗ phủ chú còn cho la quân nhưng la quân làm sao cũng không cần cái này khôi lỗi phủ chú chính là vô cùng chân quý tồn tại nhưng la quân nhưng là không muốn còn đây là vì cái gì kiều ngưng tâm lý như thế nào lại không rõ ràng đây mà bây giờ la quân nói càng thêm yên tâm một số đây là bởi vì kiều ngưng tu vi tăng vọt gấp đôi nàng năng lực tử vệ không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Nhưng dù vậy, nếu như La Quân cùng Kiều Ngưng gặp được tầng 10 cao thủ, vẫn là có chút không dễ ứng phó. Cửu trọng thiên đỉnh phong là 300 triệu mai tế bảo não, tầng 10 sơ kỳ thế nhưng là 740 triệu mai A. À. Cái tranh lệch này, không thể bảo là không phải một đạo cự đại khoảng cách. Kiều Ngưng nói ra, đúng, lần trước ngươi dùng cái kia hạt châu màu đen tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong bột rửa một phen, về sau có hay không thử lại qua. La Quân lắc đầu, nói ra, không có. Hạt châu màu đen tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuy nhiên địa tàng vương Bồ Tát nói hạt châu này có thể là pháp thần viên giác pháp bảo. Nhưng ta xem ra, nhưng không giống lắm. Trong này thì theo tử hải một dạng, làm sao cũng kích không ra phản ứng tới. Kiều Ngưng nói ra, người cũng không cần nản chí mặc kệ hạt châu này có phải hay không pháp thần viên giác nhưng nó thế mà thần bí đến nhiều như vậy đại nhân vật đều nhận không ra, có thể thấy được tuyệt không phải bình thường. Có lẽ là người cơ duyên chưa tới, nói không chừng tương lai có thể cho người cự đại kinh nghỉ đây. La quân ngược lại là nhìn thoáng được, cười một tiếng, nói ra, cũng thế. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, trước đó cái kia đại la tiên đằng đáng sợ băng hàn cùng hỏa diễm, rất nhiều khuyết điểm. Ta đưa nó lấy ra phóng tới hạt giống bên trong bột rửa một phen, dung nhập hỗn độn chi khí bên trong, hiện tại ngược lại là thủy hỏa không sợ. Mà lại, bên trong bên trong tiểu thế giới, sinh cơ đã cuồn cuộn nhược hải. Nếu thật là thi triển đi ra, có thể có hiệu quả. Đây cũng là người có thể an thân lập mệnh một kiện tốt pháp bảo. Kiều Ngưng cũng mừng thay cho La Quân. La Quân sau đó còn nói thêm, ngày mai ta trước đi gặp Trầm Mặc Nồng, sau đó chúng ta liền trực tiếp hồi Thiên Châu. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, nhanh như vậy hồi Thiên Châu làm gì, ngươi không phải còn dự định đi gặp sư tỷ của ngươi cùng ngươi tiểu lão bà tống thả sao la quân nói ra ta muốn trực tiếp về hoàng thành gặp hoàng thượng hoàng thượng ứng chính xác qua ta nếu là ta đến cửu trọng thiên hắn liền nói cho ta biết ai là giết chết lạc ninh người kiều ngưng hơi hơi ngẩn ngơ nàng lại không nghĩ rằng la quân tâm tâm niệm niệm vẫn là việc này trong nháy mắt kiều ngưng do dự mình tới muốn hay không thì hiện tại nói cho hắn biết đâu cũng chính là tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Cái này lúc sau đã là 8 giờ tối. Trường Bạch Sơn ban đêm, riêng là cái này giữa mùa đông, làm sao lại có âm thanh đâu? Tại sao có thể có người muộn như vậy xuất hiện ở chỗ này đâu? Kiều Ngưng cùng La Quân cảm thấy tất cả giật mình, hai nhân mã lên thì nghiêng tai nghe bên ngoài động tính. Cái kia trong đống tuyết, truyền đến chúng tinh điện bên trong một tinh điện trưởng điện sứ từ bác vọng thanh âm. Từ bác vọng tại trong đống tuyết đảo mắt tứ phương, lại là liền cái chim bóng dáng cũng không thấy. Kỳ quái, từ bác vọng âm thầm nói ra, rõ ràng liền nên là ở chỗ này, tại sao lại không có tung tích. Là quân cùng kiều ngưng lúc này cũng không dám nói, hai người liếc nhau, lập tức liền minh bạch kia ý tưởng này. Không phải là nhằm vào chúng ta đến. Là quân cùng nguyên thần truyền ý biện pháp cùng kiều ngưng câu thông. Người cảm thấy tu vi của người này như thế nào? Là quân hỏi hai người căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nhưng là hai người lại có thể cảm giác được tồn tại. Đây cũng là bởi vì từ bác vọng không có tận lực ẩn tàng, lại phát ra âm thanh. Mà từ bác vọng nhất cả chứng là, hắn trong cảm giác, là quân cùng kiều ngưng liền hẳn là ở chỗ này. Nhưng là hắn làm sao cũng không có tìm được. Kiều ngưng sắc mặt khó coi, nói ra, thâm bất khả chắc. Là quân nói ra, thật chẳng lẽ là sông chúng ta đến. Cần phải không thể nào, ta ta cảm giác không biết người này. Ta cầu ra không nhiều đến nước này ha. Kiều Ngưng nói ra, ta cũng không biết người này, chỉ là thật là kỳ quái, hắn đến đang tìm cái gì. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác, La Quân thì thào nói ra. Nguyên lai like ở chỗ này, từ bác vọng trong mắt bỗng nhiên phát lạnh. La Quân cùng Kiều Ngưng mặc dù là nguyên thần chuyển ý giao lưu, nhưng là cuối cùng vẫn là có tinh thần ba động tồn tại. Từ bác vọng tầng 10 chung kỳ tồn tại, cho nên vẫn là phát hiện manh mối. La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời bị kinh ngạc. La Quân lập tức hướng Kiều Ngưng nguyên thần chuyển ý, nói ra, trước không nóng này, có lẽ là đang gạt đối thủ đây. Kiều Ngưng liền cũng liền đình chỉ động tác. La Quân, đi ra, từ bác vọng lạnh lùng nói ra, ta biết các người trốn ở phòng bị tu di bên trong. Xem đi, vẫn là người cửu ra, Kiều Ngưng nói với La Quân. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Lúc này, là Quân cũng liền xác định đối phương vẫn là thật phát hiện hắn tung tích. Lại cũng không là đang lừa hắn. Ra ngoài đi, chiếu cố hắn. Là Quân nói ra. Kiều ngưng gật đầu. Sau đó hai người chợt lách người, thì ra phòng bị tu di. Là quần đem cái kia phòng bị tu di cũng tóm vào trong tay, lập tức mang tốt. Trong bóng đêm, một vòng lãnh nguyệt treo trên cao chân trời. Cái này trường bạch sơn bên trên, bốn phía đều là trắng lóa như tuyết. Tuyết lớn mênh mông, từ Bác vọng toàn thân áo đen, sắc mặt hắn trầm ổn bên trong mang theo một loại nói không nên lời uy nghiêm. Đáng giá nói chuyện là, Từ Bác vọng dài đến rất lợi hại khỏe mạnh. Các hạ là ai, ta tựa hồ cùng các hạ cũng không nhận ra. La Quân cùng Kiều Ngưng tiến lên mấy bước, cùng Từ Bác vọng đứng đối mặt nhau. La Quân nói ra, Từ Bác vọng ánh mắt đạm mạc, hắn nhìn một chút La Quân cùng Kiều Ngưng. Hắn ánh mắt tại Kiều Ngưng trên thân dừng lại có điều một giây lập tức liền lại đến la quân trên thân. Tựa hồ tại hắn từ bác vọng trong mắt, kiều ngưng bất quá chỉ là không có ý nghĩa con kiến hôi. Từ bác vọng nói với la quân, người chính là la quân A. Không sai, la quân nói ra. Từ bác vọng nói ra, ta là chúng tinh điện mục tinh điện trưởng điện sứ, nhà ta tinh chủ mời ngươi đi chúng tinh điện đi một chuyến. Hắn ngữ khí tuy nhiên rất lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một loại không cho phản bác cùng nghi vấn uy nghiêm loại giọng nói này để la quân rất là khó chịu không đi la quân nói ra hắn ngược lại là dứt khoát cũng không hỏi chúng tinh điện là nhân vật gì cũng là một câu mang cơn giận không đi từ bác vọng trong mắt nở rộ lạnh lẽo quang mang hắn híp mắt lưu một đường nhỏ nói ra đi cùng không đi chỉ sợ không phải do ngươi vậy liền động thủ đi la quân không chút nào nói nhảm nói ra lời vừa nói ra từ bác vọng cái này ngược lại ngoài ý muốn từ bác vọng tự nhiên là kinh ngạc hơn cùng ngoài ý muốn, hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấu la quân cùng kiều ngưng tu vi. Hai người này trong mắt hắn, thật đúng là không phải việc khó gì. Hắn tu vi là hai người này tổng cộng gấp ba. Một triệu cùng ba triệu, tranh lệch cũng không tính quá lớn. Nhưng là mẹ nó hắn là một tỷ hai tế bào não A. Mà la quân cùng kiều ngưng cộng lại là bốn trăm triệu tế bào, hắn so hai người này trọn vẹn nhiều tám trăm triệu. Cho nên, từ bác vọng thì thực sự không nghĩ ra, làm sao cái này là quân tiểu tử thế mà phách lối như vậy, mở miệng liền muốn đánh. Hắn đến là quá không biết nói trời cao đất rộng, vẫn là không muốn sống. Từ bác vọng nghĩ không ra, cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Hắn lạnh hừ một tiếng, quyết định cho la quân một số giáo huấn. Liền cũng là đột nhiên xuất thủ, phất ống tay áo một cái. Oanh, một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân khí lưu rời núi lấp biển hướng phía la quân thiểm điện tập sát mà đi. Từ bác vọng cái này đơn giản vung tay lên, bên trong chỗ sinh ra lực lượng, ảo nghĩa, còn có tinh thần đều là khủng bố. La quân phản ứng càng nhanh, tại từ bác vọng khoát tay trong nháy mắt, hắn liền thì động. Thân thể nhoáng một cái, di hình hoán ảnh liền lướt ngang ra 30 mét bên ngoài. Từ bác vọng vung tay lên lập tức liền thất bại. La quân lại là không hề cho từ bác vọng tiếp tục cơ hội ra tay, hắn cấp tốc tế ra địa sát chi tinh màu đen địa sát chi tinh hình thành một đoàn màu đen nồng vụ. Là quân tâm niệm nhất động, cái này màu đen nồng vụ liền cấp tốc lớn mạnh. Đây là bởi vì địa sát chi tinh hấp thu bốn phía lạnh khoảng không. Màu đen nồng vụ như thiểm điện lớn mạnh đến một cái phòng kích cỡ tương đương. Không khí chung quanh lập tức liền càng thêm băng lạnh xuống. Đi, là quân hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết liền bóp. Đây là tinh diệu tạo hóa kiếm quyết trong nháy mắt một ngàn chính gốc sát kiếm giả thiên tế nhật hướng từ bác vọng công sát mà đi. Khí thế sắc bén, kiếm khí tung hoành, sát khí vô biên. Cái này mỗi một đạo kiếm quang đều là tinh diệu vô cùng. Từ bác vọng ánh mắt hơi động một chút, đối mặt hung hán tạo hóa kiếm quyết, hắn đem tay áo liên tục vung vẩy ba lần. Sau đó ba cố cường hãn khí lưu nhất thời thì rảo sát đi vào, đem tạo hóa kiếm quyết trong nháy mắt xoắn nát. Đồng thời, từ bác vọng còn lại hướng la quân nắm vào trong hư không một cái. Vân trảo thủ, một nói bàn tay lớn màu vàng óng cấp tốc liền đem la quân bao phủ lại. La quân bị kinh ngạc, tuy nhiên công lực của hắn phóng đại, nhưng lão thiên lại là không theo lẽ thường ra bài. Lần thứ nhất muốn dương lên đồng uy, kết quả lại thì gặp gỡ từ bác vọng dạng này siêu cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Có điều lúc này, là quân y nguyên không chút hoang mang. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng tạo hóa vô cùng, lại có từ bác vọng tinh thần ảo nghĩa ở bên trong, lập tức liền để la quân cảm giác được bốn phía khí áp hung hãn bức xiết tới, hết thảy từ trường biến hóa, còn có chính mình tinh thần, pháp lực cũng toàn bộ đều bị chấn áp lại. Không thể phản kháng cảm giác. Cái này vân trào thủ lúc từ bác vọng thành danh tuyệt kỹ, một khi thi triển đi ra, cầm một số tu vi so với hắn yếu, quả thực là không có gì bất lợi. La quân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên há mồm tuôn ra một cái trá chữ tới một tiếng này giống bên trong ẩn chứa là quân đại thánh đạo tràng, thiên nhi ép ta, đem thiên bổ ra. Đây chính là đại thánh đạo tràng tinh thần ảo nghĩa. Oanh! Sóng âm chấn động. Cái kia vân trào thủ tinh thần ảo nghĩa lập tức liền có một tia vết nứt. Là quân lập tức thấy rõ, hắn pháp lực lại có thể vận chuyển, liền lập tức đem pháp lực cùng khí huyết chi lực dung hợp. Nhất quyền liền đem vân trào thủ tạo thành đại thủ ấn nổ tung. Là quân thân thể lóe lên, rời đi vân trào thủ phạm vi hắn địa sát kiếm bị từ bác vọng khí lưu xoắn nát, hắn cũng liền không nghĩ ngợi thêm, lập tức khu pháp lực nhường đất sát chi tinh hình thành linh hồn lốc xoáy. Từ bác vọng ba đạo khí lưu cũng liền bị thối luyện sạch sẽ. Từ bác vọng nao nao, lại là không nghĩ tới cái này là quân lại có bản sự liên tục phá giải hắn công kích. Hắn đang chờ lại ra tay, kiều ngưng coi như không làm. Nàng là ở một bên tìm cơ hội cùng lược trận, cũng không phải đến xem trò vui. Kiều Ngưng thừa cơ phóng xuất ra Thái Cổ Long Bi. Thái Cổ Long Bi tựa như một đạo lưu quang thiểm điện bay ra, cấp tốc gắn vào từ bác vọng đỉnh đầu. Từ bác vọng phản ứng mau lẹ vô cùng, hắn không đợi Thái Cổ Long Bi có càng nhiều phản ứng, lại là cấp tốc một trưởng vỗ ra ngoài. Oanh! Từ bác vọng trưởng lực hùng hồn vô cùng, liền đem Thái Cổ Long Bi đánh bay ra ngoài. Kiều Ngưng cũng biết Thái Cổ Long Bi chấn không được từ bác vọng dạng này cao thủ, tại Thái Cổ Long Bi bị đánh bay trong nháy mắt, nàng lại cấp tốc tế ra lên cổ lôi phù. Lôi nghịch cửu trọng, kiều ngưng toàn lực thi triển công pháp. Nàng pháp lực vận chuyển toàn thân, nhất thời pháp tướng trang nghiêm, tay áo tung bay. Cái kia lôi chỉ kịch liệt ba động, sau đó, lôi chỉ bên trong thoát ra 9 tầng lôi điện đánh giết hướng từ bắc vọng. 9 tầng lôi điện, mỗi một trọng so với kiều ngưng trước kia thi triển, càng thêm dày hơn nặng. Mỗi một trọng trong sấm sét đều ẩn chứa vô cùng uy nghiêm cùng vô cùng lực sát thương chín tầng lôi điện, trồng chất, lôi điện lăn lộn, chấn nhiếp thương thiên quỷ thần. Từ bác phỏng lúc này cũng không dám xem nhẹ cái này chín tầng lôi điện, mà lại đây cũng là khó có thể tránh thoát. Hắc, trong lúc nguy cấp, từ bác phỏng bỗng nhiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Toàn thân hắn pháp lực vận chuyển lại, khí lưu tại hắn bốn phía kịch liệt cổ động, quần áo cũng là bay phất phới. Cái kia chín tầng lôi điện toàn bộ chém vào đến đầu ngón tay hắn, sau đó lại toàn bộ chém tới địa chỗ sâu cái kia địa chỗ sâu lập tức liên tục chấn động, phía trên tuyết động cùng đất đai hướng xuống mặt lún vào. Từ bác vọng cái này một tay chỉ thiên, chính là hàng ma ấn, một tay chỉ địa chính là chạm đất ấn. Lần này vận chuyển, chính là cực xảo diệu, không chỉ có hóa giải kiều ngưng tuyệt sát công kích, mà lại hắn tự thân càng là không chút nào tổn hại. Đi, là quân lại tại từ bác phỏng ứng đối lôi nghịch cửu trọng thời điểm, hắn cấp tốc tế ra đại la tiên đằng. Đại la tiên đằng lập tức đem từ bác vọng quấn chặt lấy, từ bác vọng liền muốn ra chiêu đào thoát, là quân lập tức thi triển tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất. Ngàn đạo kiếm quang cấp tốc khép lại thành địa sát cự kiếm, đất này sát cự kiếm tê liệt không khí, mang ra một trận sóng lửa, oanh một tiếng tập sát hướng từ bác vọng. Từ bác vọng không khỏi tức giận vô cùng, hắn bạo giống một tiếng, theo hắn một tiếng này giống, lập tức cuốn lên một cỗ cường hãn gió lốc. Cái này gió lốc trong trước mắt thì hình thành một đạo nguyên thần, cái này nguyên thần chính là từ bác vọng bản mệnh nguyên thần, vì địa thi nguyên thần. Địa thi nguyên thần bộ dáng xấu xí, sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn càng giống là biến dị quái thú. Đất này thi nguyên thần hai cánh to lớn, nhưng trên cánh cũng không có vũ mau, mà là sinh trưởng ra tinh cương cánh, mỗi một cây vũ mau, liền đều là một ngụm lợi kiếm. Địa sát cự kiếm chảm giết tới, địa thi nguyên thần hai cánh khoảng chừng vung lên, lập tức liền đem địa sát cự kiếm đập bay ra ngoài. Sau đó, địa thi nguyên thần cánh một chương, người như mũi tên hướng La Quân chém giết tới. La Quân cảm nhận được địa thi nguyên thần lợi hại, hắn thân thể nhất chuyển, linh dương móc sừng thân pháp cấp tốc triển khai, liền đem địa thi nguyên thần công kích tránh đi. Sau đó, hắn lại cấp tốc ngưng tụ ra địa sát kiếm, hướng phía địa thi nguyên thần đầu một kiếm bổ tới. Kiều Ngưng lúc này nhìn lấy đại la tiên đằng chính đang không ngừng sinh trưởng, chăm chú quấn quanh từ bác vọng. Nàng cũng liền không lo được La Quân, lập tức lại vận chuyển Thái Cổ Long Bi tiến hành song trọng chân áp. Thái Cổ Long Bi lên thượng cổ văn tử cũng lập tức hình thành một đầu thần long, cái kia thần long xoay quanh, cũng đem từ bác vọng vây khốn. Kiều ngưng cái này cũng chưa tính, ngón tay pháp quyết liền bóp, cấp tốc tại thượng cổ lôi phù bên trong cầm ra một ngàn khẩu lôi điện thần kiếm. Những thứ này lôi điện thần kiếm bên trên, điện quang lấp lóe, từ từ rung động, đáng sợ chi cực. Sau đó, một ngàn khẩu lôi điện thần kiếm hướng từ bác vọng thân thể chém giết mà đi. Giống, từ bác vọng phẫn nộ giống to, hắn trải qua dãy ruộng, thế mà đều dãy không ra đại la tiên đằng trói buộc. Cái này đại la tiên đằng không ngừng sinh trưởng, gắt gao đem từ bác vọng vây khốn. Huyền tẫn chi môn, từ bác vọng rốt cuộc tế ra hắn pháp bảo. Hắn mi tâm sáng lên, theo quang hoa dần hiện ra, liền gặp một tòa huyền thiết đại môn xuất hiện. Trong cửa lớn tử khí bốc lên, cái kia một ngàn đạo lôi điện thần kiếm liền toàn bộ không tự chủ được chém vào đến huyền tẫn chi môn bên trong. Kiếm quang đi vào, cũng liền như châu đất xuống biển, không có phản ứng chút nào. Kiều ngưng cảm thấy quyết tâm, liền đem lên cổ lôi phù lôi trì hoàn toàn bày ra. Đi, kiều ngưng khu động lôi trì, cái kia cự đại lôi trì liền hướng huyền tẫn chi môn đụng giết đi qua. Oanh, huyền tẫn chi môn lắc động một cái, kiều ngưng lại đụng. Liên tục ba lần va chạm, huyền tẫn chi môn phanh một tiếng, hoàn toàn liền bị đụng thành phấn vụn. Cái này huyền tẫn chi môn không thể bảo là không lợi hại, chỉ tiếc, dưới mắt từ bác vọng pháp lực đã yếu đi rất nhiều. Hắn một phương diện muốn chống lại đại la tiên đằng cùng thái cổ long bi. Một phương diện khác, địa thi nguyên thần muốn cùng la quân chém giết. Sau đó còn dư lại lực lượng, sẽ rất khó ứng đối kiều ngưng. Nếu như là hắn sự vật, nhỏ một chút, còn có thể bị huyền tẫn chi môn thu nạp vào đi nhưng lôi trì quá lớn, này môn không trải qua từ Bác vọng thi triển huyền diệu chi thuật, căn bản khó có thể dung nạp. Kiều Ngưng lại liên tục nhanh chóng va chạm, liền thật sự như vậy đem Huyền Tấn chi môn đụng hủy. Kiều Ngưng tiếp lấy lại khu động lôi trì hướng từ Bác vọng thân thể đụng giết mà đi. Dù là từ Bác vọng thần thông vô biên, nhưng giờ phút này, hắn cũng đang bị lôi trì va chạm phía dưới, cả người thì đụng phải kịch liệt đả kích. Phốc, từ Bác vọng phun ra một ngụm máu tươi đến sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm. Đại La Tiên Đằng cũng liền rốt cuộc hoàn toàn đem từ bác vọng mạnh mẽ trói lại. Lại thêm thái cổ long bi cùng cái kia thần long quấn quanh, từ bác vọng thân thể là động một cái cũng không thể động. Là quân cùng từ bác vọng địa thi nguyên thần đọ sức say xưa, hắn ỉ vào thân pháp linh xảo, liên tục tránh né địa thi nguyên thần mấy lần công sát. Đất này thi nguyên thần đột nhiên cánh lắc một cái, lập tức vô số tinh cương lợi kiếm rảo sát hướng La quân. La Quân lập tức cùng địa sát chi tinh hình thành kỳ dày vô cùng băng tường. Lốp ba lốp bốp, tinh cương lợi kiếm đụng vào trên tường băng, liền tại trên tường băng lưu lại vô số kiếm ngân. Có kiếm ngấn cực chi sâu, đều cũng có sắp đem băng tường phá hủy. Nhưng cái này băng tường không ngừng tụ tập không khí lạnh, độ dày cũng đang không ngừng gia tăng. Cho nên cái này tinh cương lợi kiếm cũng là không làm gì được La Quân. ầm, ừ, ngay vào lúc này, bạo lực kiều ngưng lại khu động lôi chỉ đụng thẳng hướng địa thi nguyên thần. Địa thi nguyên thần một mực đang theo la quân đọ sức, cái này lôi chỉ đánh tới, hắn không tránh kịp, bị đụng độ, tại chỗ liền thì hôi phi yên diệt. Mà từ bác vọng cũng liền mất đi chiến đấu năng lực, hắn bị thương rất nặng, liền xem như la quân thu hồi đại la tiên đằng, hắn cũng là không có sức phản kháng. La quân cùng kiều ngưng lúc này cũng mới thở phào một hơi. Hai người liếc nhau, không khỏi âm thầm may mắn. Nếu như không phải La Quân tâm huyết dâng trào, dưới cơ duyên xảo hợp để cho hai người linh tu thành công, tu vi đề cao thật lớn, không phải vậy lời nói, hôm nay gặp gỡ cái này từ Bác vọng, liền thật sự là một con đường chết. Bắt lấy từ Bác vọng về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng chưa cảm thấy nhẹ nhõm. Xin bời vì cái này từ Bác vọng tu vi quá lợi hại, dạng này người đột nhiên đến bắt chính mình, đây là vì cái gì? Còn có từ Bác vọng nói chúng tinh điện đến là nhân vật gì? đây đều là vấn đề rất lớn. Trong bóng đêm, Bắc Phong gào thét. Cái này trường Bạch Sơn đêm khuya, lạnh lẽo tới cực điểm. Bốn phía càng là hoàn toàn yên tĩnh. La Quân cùng Kiều Ngưng liền mang theo từ Bắc Phong tiến phòng bị tu di bên trong. Tại phòng bị tu di bên trong, La Quân cùng Kiều Ngưng thì khoanh chân ngồi tại từ Bắc Phong trước mặt. Từ Bắc Phong cũng khoanh chân ngồi, bất quá hắn có thể một điểm tinh khí thần đều không có. Từ Bắc Phong lúc này nội tâm chi phẫn nộ sụp đổ, thực đã là không cách nào dùng bút mực có khả năng hình dung. Quá hư tầng 10 tồn tại a, hơn nữa còn là tu luyện tới trung kỳ, đây là cỡ nào không dễ dàng. Tầng 10 trung kỳ cùng. Kiều Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, hắn đã nói là chúng tinh điện, mà lại hắn chả có thể nhanh như vậy tìm tới mình a hai. Điều này nói rõ chúng ta như không xử lý thích đáng, đằng sau còn sẽ có chúng tinh điện bên trong lợi hại hơn cao thủ đến đây. La Quân gật đầu, hắn nói ra chúng ta đoán nhiều như vậy cũng vô dụng, không bằng vẫn là hỏi một chút hắn cho thỏa đáng. Kiều Ngưng nói ra, ừm, ta trước đem hắn pháp lực khống chế lại. Sau đó, nàng lợi dụng đại pháp lực thăm dò vào đến từ bác vọng trong não vực, đồng thời tại hắn trong não vực gieo xuống một quả lợi hại bom. Từ bác vọng dưới mắt suy yếu vô cùng, cho nên cũng là chống cự không. Như thế về sau, La Quân mới thu hồi đại la tiên đằng. Kiều Ngưng cũng mới lại đem thái cổ long bi thu hồi, nàng nhịn không được lại cười một tiếng, nói ra, ta hôm nay mới biết, nguyên lai dùng lôi chỉ đụng người lợi hại như vậy. Là quần nghe vậy cũng không nhịn được mỉm cười. Lôi chỉ quả nhiên là rất lợi hại, có điều cái này lôi chỉ va chạm lực sát thương sở dĩ như vậy kinh người, cũng là bởi vì từ bác vọng bị đại la tiên đằng cùng thái cổ long bi vây khốn. Không phải vậy lời nói, cùng từ bác vọng tu vi, nhất quyền liền có thể đem lôi chỉ bạo bay ra ngoài. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, từ bác vọng đều không nghĩ tới chính mình hội thất bại. Tại Kiều Ngưng cùng La Quân trước mặt, hắn cũng là một cái che trời cự nhân. Đến là ở đó phạm sai lầm, vì sao lại bại? Hắn cũng không có khinh địch a. À. Từ bác vọng đại khái duy nhất không ngờ rằng chính là La Quân cùng Kiều Ngưng phối hợp vô cùng ăn ý, mà lại hai người này pháp bảo tầng tầng lớp lớp tăng thêm lớn nhất dễ đối phó La Quân hết lần này tới lần khác còn không có dễ đối phó như vậy. Mỗi lần muốn đem La Quân cầm cố lại thời điểm. Kiều Ngưng thì ở một bên phá hư. Từ bác vọng đi đối phó Kiều Ngưng, là quân công kích lại tới. Là quân cùng Kiều Ngưng pháp lực tuy nhiên kém xa tiết tắc từ bác vọng, nhưng tăng thêm rất nhiều pháp khí, thực lực lại là tăng lên rất nhiều. Một trận chiến này, hai người tránh thức đánh ra tinh khí thần đến. Là quân nhìn về phía từ bác vọng, hắn hỏi vấn đề thứ nhất lại là liên quan tới hộ thân phù. Ngươi vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy đi tìm đến? Là quân hỏi từ bác vọng nhìn lấy la quân hắn cũng không trả lời la quân lời nói mà chính là nói ra ngươi sông đại hỏa lúc đầu ta mời ngươi đi trúng tinh điện cũng không định muốn giết ngươi nhưng bây giờ không ai có thể cứu được ngươi la quân trong lòng giật mình kiều ngưng cũng là thất sắc có điều la quân trên mặt lại là bất động thanh sắc hắn từ tốn nói nếu như ta là ngươi ta nhất định không biết nói như thế tới nói ngươi bây giờ tại ta trên tay cho nên Ngươi đến uy ta, cái này cũng không sáng suốt. Đây cũng không phải là uy ngươi, ha 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 từ Bác vọng chợt cười to lên. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không La Quân chậm rãi nói ra, ngươi sẽ chết tại chúng ta phía trước. Từ Bác vọng thân thể nhất thời rung mạnh. Nếu như ta đều nhất định phải chết, ngươi nói ta ngại hay không trước đem ngươi giết? La Quân tiếp tục hỏi Từ Bác vọng. Từ Bác vọng hô hấp thô trọng. Hắn sợ chết, vô cùng sợ chết. Có trời mới biết hắn vì tu luyện tới hôm nay tình trạng này, đến ăn bao nhiêu khổ, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu, cái này bên trong có rất rất nhiều máu và nước mắt. Đến như vậy cảnh giới, hắn sao có thể tiếp nhận tử vong? Hắn cảm thấy mình là tuyệt không thể chết, hắn hiểu hơn, nói chuyện gì kiếp sau hướng thế, vậy cũng là cầu thí gạt người đồ, vật. Người chết giống như thổi đèn rút sáp, từ đó tan thành mây khói. Người chết, thì đại biểu hết thảy hết thảy đều không có. Dưới mắt hắn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là pháp lực cũng không thật biến mất, hắn miễn là còn sống, thì có cơ hội khôi phục toàn bộ pháp lực, thì có cơ hội lần nữa ngưng luyện nguyên thần. La Quân cùng Kiều Ngưng lúc này cũng không có quấy giày từ bác vọng, thẩm vấn từ bác vọng dạng này người, cũng không cần quá nhiều không dùng lời nói. Bởi vì từ bác vọng cũng không phải cái gì cách mạng liệt sĩ, hắn càng không có rất mạnh tín ngưỡng, tỉ như vì đảng, vì quốc gia hy sinh hết thảy dạng này cao thủ, trong lòng của hắn để ý nhất chỉ có chính hắn. Cho nên dùng mạng hắn đến uy chính hắn, đó là quản dụng nhất. Từ bác vọng trầm ngâm sau một hồi khá lâu, ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, hắn mở miệng nói ra, người muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta. La Quân nói ra, thả ngươi tiền đề, đầu tiên là đến cam đoan ta cùng bằng hữu của ta an toàn. Không phải vậy chúng ta không sống, ngươi chẳng lẽ còn muốn sống. Từ bác vọng nói ra, bằng hữu của ngươi không phải chúng ta phải tìm đúng tượng nàng vốn chính là an toàn ngươi phải sống chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là cùng ta về chúng tinh điện ta đi chúng tinh điện làm cái gì la quân nói ra hắn đón đến lại nói ta hôm nay còn là lần đầu tiên biết cái này chúng tinh điện chúng tinh điện bắt ta đi qua đến có cái gì mục đích cái gì mục đích ta cũng không rõ ràng từ bác vọng nói thực ra nói la quân nói ra ngươi cũng không biết thế mà còn dám nói để cho ta cùng ngươi về chúng tinh điện. Từ bác Phọng nói ra, tuy nhiên ta là rất muốn sống lấy, nhưng là ngươi xác thực không có tư cách cùng chúng tinh điện phản kháng. Ngươi bây giờ cùng ta trở về, tinh chủ đến là để ngươi sinh hay là để ngươi chết, ta đây không rõ ràng. Nhưng luôn luôn có cái 5 năm số lượng ở bên trong. Có thể ngươi nếu là không đi, đó chính là tuyệt không sinh lộ. Là quân sắc mặt biến. Hắn bỗng nhiên thì nhìn về phía Kiều Ngưng kiều ngưng không dùng la quân mở miệng liền biết la quân muốn nói cái gì nàng rất lợi hại kiên quyết nói ra ngươi không cần phải nói lúc này ta tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi la quân cũng liền không có nói thêm nữa trong nháy mắt trong lòng của hắn có so đo nhưng là hắn không biết nói bởi vì hắn biết mặc kệ hắn nói cái gì kiều ngưng cũng sẽ không bỏ xuống hắn la quân vừa nhìn về phía từ bác vọng hắn nói ra chúng tinh điện thật có như thế chi lợi hại từ bác vọng nói ra, chúng tinh điện bên trong có 108 điện, phân biệt là thượng thiên sát 54 điện, xuống đất sát 54 điện. Ta ở trên thiên sát 54 trong điện xếp hạng 20 vị. Ngoài ra còn có một số thần bí trưởng lão chưa từng lộ diện, tinh chủ càng là thông thiên triệt địa nhân vật. Ngươi nói chúng tinh điện có lợi hại hay không? La Quân cùng Kiều Ngưng hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này thực lực, thật sự là quá kinh khủng, chính là ma tộc Vân Thiên Tông còn có vũ hóa môn cũng là xa xa không kịp. Chúng tinh điện như thế chi lợi hại, vì cái gì trước kia từ không có người nghe nói qua. La Quân hỏi, từ bác vọng nói ra, tại viễn cổ thần ma đại chiến bên trong, thần ma thương vong nghiêm trọng, nhưng vẫn là chạy đi rất nhiều người. Điểm này ta biết, rất nhiều thượng cổ chân thần đều trốn vào đến hư không bên trong. La Quân nói ra, từ bác vọng nói ra, viễn cổ thời đại, đó là người người tu tiên thời đại. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, một trận thần ma đại chiến xuống tới, thần ma bị chết thất linh bát lạc. Về sau thần ma nhóm cẩn thận hồi tưởng trận kia thần ma đại chiến, đều cảm giác rất là kỳ quái. Kỳ quái cái gì?" La Quân hỏi. Từ Bác vọng nói ra, kỳ quái là bởi vì cái gì dẫn đến thần ma đại chiến. Tại hiện tại đến xem, căn bản tìm không thấy lý do. Nhưng ở lúc ấy, lại dẫn phát nghiêm trọng nhất chiến đấu, không chết không thôi." La Quân nói ra vậy cũng không kỳ quái, trong lịch sử rất nhiều đại chiến đấu, đều là ma sát nhỏ gây nên tới. Từ bác vọng nói ra, có thể lần kia liên lụy mặt quá lớn. Kiều ngưng nhịn không được nói ra, người còn chưa nói chúng tinh điện là sao một mực không ai nghe nói qua đây. Từ bác vọng nhìn một chút kiều ngưng, sau đó liền nói ra, thần ma đại chiến bên trong, một bộ phận nhân đột nhập hư khoảng không. Một bộ phận người trốn vào các đại không gian bên trong, có đại thần thông giả còn tại thời không khe hở bên trong tự sáng tạo không gian kết giới. Mà chúng tinh điện chủ nhân, chính là tinh chủ lại chế tạo một kiện tuyệt thế pháp khí. Cái gì tuyệt thế pháp khí? Là quân cùng kiều ngưng cùng một chỗ hỏi. Chính là chúng tinh điện, từ bác vọng nói ra. Chúng tinh điện là một kiện pháp khí, là quân cùng kiều ngưng bị kinh ngạc. Từ bác vọng nói ra, không sai, chúng tinh điện cũng là một kiện tuyệt thế pháp khí, có thể tại vũ trụ ngao du, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, đồng thời thực hiện tự mình sự quang hợp. Không khí, linh khí, hạt thóc trồng trò toàn bộ đều có thể tại chúng tinh điện bên trong làm được. Đã từng chúng tinh điện ở trong không gian, cùng một quả tiểu hành tinh chạm vào nhau qua, nhưng y nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Là quân cùng kiều ngưng lần nữa hút ngụm khí lạnh. Cùng hành tinh chạm vào nhau, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, đây là khái niệm gì? Địa cầu cùng hành tinh chạm vào nhau, có thể dẫn đến địa cầu hủy diệt. Đương nhiên, cái này khái niệm không thể tính như vậy. Bởi vì tiểu vật thể va chạm đại vật thể, lực phá hoại khẳng định là không bằng hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau đến mãnh liệt. Nhưng dù vậy, cái này chúng tinh điện cũng là tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế pháp khí. Từ bác vọng nói ra, tinh chủ chúng tinh điện thu lưu không ít ma thần, đi qua cái này mấy ngàn năm phát triển, chúng tinh điện đi qua khôn sống mống chết, liền nắm giữ cái này 108 điện chúng ta vì tránh né thiên đạo, vẫn luôn ở tại xa xôi sao hỏa phía trên, chỗ cùng người địa cầu các ngươi ở giữa, tự nhiên chưa từng nghe qua chúng ta chúng tinh điện. La Quân nói ra, ngươi là thuộc về thượng cổ ma thần, vẫn là ngày kia tu luyện. Từ bác vọng nói ra, ta tổ ra ra là thượng cổ ma thần. Lúc này, Kiều Ngưng phá lệ không hiểu, nàng nói ra, chúng tinh điện yên lặng nhiều năm như vậy, vì cái gì hiện tại lại hết lần này tới lần khác muốn tới xin La Quân từ bác vọng nói ra, không chỉ là xin la quân, tinh chủ mệnh lệnh là để khâm thiên ti phối hợp chúng biệt, đem tất cả thiên mệnh giả, thiên mệnh vương đô xin đi qua. Bao quát hắn không gian thiên mệnh vương, một cái cũng không được buông tha. Mà ta nhận được mệnh lệnh cũng là xin la quân đi qua. La quân lâm vào trầm tư. Kiều ngưng cũng không nói thêm nữa. Hai người đều biết từ bác vọng không có nói láo, mà chúng tinh điện tinh chủ yên lặng mấy ngàn năm, Lúc này đột nhiên tính cực tự động đến là vì cái gì, cái này là người ngoài cũng không biết. Đem tất cả thiên mệnh giả xin đi, vẫn là mời đến sao hỏa phía trên. Đến trên sao hỏa, liền lại không có quan hệ gì với thiên đạo. Như vậy tinh chủ đến là muốn làm gì đâu? Tinh chủ, người có thể từng gặp?" là Quân đột nhiên hỏi từ Bác vọng. Từ Bác vọng gật đầu, nói ra, gặp qua, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, nói ra, cũng không thể nói gặp qua bởi vì ngôi sao chủ xưa nay đều là cùng nguyên thần truyền ý kiến người tại cái kia tinh nhất điện bên trong có nhất tôn pháp tướng vô ngã vô thức thậm chí không có mặt mũi mà tinh chủ mỗi lần cùng bọn ta câu thông đều là nguyên thần hàng lâm pháp tướng cho nên thực chúng ta cũng cũng không biết tinh chủ đến là người thế nào kiều ngưng trầm ngâm một cái trước mắt nói ra là quân xem ra chúng ta muốn đem tiểu long triệu hoán tới là quân nhìn một chút kiều ngưng Hắn cũng không có lập tức trả lời. Kiều Ngưng không khỏi có chút nổi nóng, nói ra, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi sợ Tiểu Long đến hội hại Tiểu Long đúng hay không? Nhưng ngươi thì thật như vậy không thương tiếc chính mình, Tiểu Long bây giờ cơ hồ là bất diệt tồn tại, nó đến, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì." La Quân trầm giọng nói ra, "Thế gian không tồn tại tránh thức bất diệt, liền xem như Trần Thiên Nhai, cũng không phải là không có cách nào giết chết." Kiều Ngưng nói ra, "Vậy ngươi muốn làm sao xử lý?" một mình ngươi khiêng, ngươi khiêng được tốt hay sao hả? La Quân không để ý đến Kiều Ngưng, hắn lại nói với Từ Bác Vọng, các ngươi đối đại khang giải sao? Từ Bác Vọng nói ra, tự nhiên giải, chúng ta đối bây giờ nhân đạo đại thế, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. La Quân nói ra, người cảm thấy ta nếu là trở lại đại khang đâu, tại đại khang bên trong, chúng tinh điện sẽ có kiêng kỵ sao? Từ Bác Vọng nói ra, chúng tinh điện bây giờ mục đích cũng không có muốn trắng trợn sát phạt, cũng không có muốn đi chinh phục Đại Khang. Mà lại, Đại Khang bây giờ cũng coi như lông cánh đầy đủ, chúng ta sẽ không dễ dàng cùng Đại Khang mở ra chiến sự. Nhưng ngươi như trở lại Đại Khang, như vậy chúng tinh điển cũng nhất định còn sẽ phái người đến bắt ngươi. Đến lúc đó đến họp dẫn phát cái dạng gì mâu thuẫn, đây là ta cũng không thể dự đoán đến." La Quân trầm mặc đi xuống. Từ bác vọng nói ra, mà lại, ngươi chưa chắc có cơ hội có thể trở lại Đại Khang. Ở trên đường có lẽ chúng tinh điện liền đã xuất thủ." Kiều Ngưng nói ra, "La Quân, chúng ta vẫn là mau chóng về Đại Khang đi. Đó mới là chúng ta cơ hội." La Quân nói ra, "Trước đó, chúng ta là tại trong lúc vô tình phát hiện Đông Hải bên kia có truyền tống đến thế giới Bao La trận pháp. Mà dưới mắt, chúng ta nếu là đi Trường Bạch Sơn bên này truyền tống trận, trở về cũng chỉ có thể trở lại Đông Hải bên kia. Mà chúng ta nếu là đi Hoàng Thượng dự lưu Tây côn lôn trận pháp bên kia, cái này đi tây côn lôn cũng sẽ có lên một khoảng cách. Kiều Ngưng nhìn về phía Từ Bác vọng, nói ra, chắc hẳn người vị này trưởng điện sứ nhất định có biện pháp cho chúng ta trì hoãn một chút thời gian, đúng không? Từ Bác vọng hiện tại là thành thành thật thật, hắn vì bảo mệnh, cũng không dám theo La Quân cùng Kiều Ngưng chơi nhiều kiểu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như La Quân cùng Kiều Ngưng không sống được, như vậy hiển nhiên hắn cũng là không sống được. Từ Bác vọng trầm giọng nói ra, Khâm Thiên Ti tuy nhiên ở trên sao hỏa, nhưng chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, là lưu bản mệnh kim đang tại bọn họ nơi đó. Nếu là chúng ta bỏ mình, kim đang dập tắt, cách mỗi 4 giờ, cũng muốn đưa tin một lần. Dưới mắt, ta bị hụt pháp lực, muốn đưa tin cũng đã là không thể. Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta muốn tại 4 giờ bên trong mau chóng đi hướng truyền tống trận, đúng hay không? Từ bác vọng nói ra, không sai kiều ngưng trong mắt lóe lên vui mừng nàng nói với la quân bốn giờ thời gian đầy đủ chúng ta chạy tới tây côn lôn la quân trong lòng có chút do dự hắn bây giờ sông ra lớn như vậy tai họa nhưng dưới mắt đây là muốn đem tai họa dẫn tới đại khang đi a à. đại khang chính là người chỗ của đạo là nhân đạo kiên trì hoàng thượng bố cục hết thảy đang chậm chậm phát triển như lúc này cùng chúng tinh điện sông nổi lên thực sự không tính sáng suốt La Quân cũng không biết Đại Khang đã hợp tác với Trường Sinh Đại Đế, cho nên hắn có quá nhiều lo lắng. Hắn sợ đi Đại Khang, không chỉ có bảo hộ không chính mình, hơn nữa còn hội hại Đại Khang. "Đi." Kiều Ngưng nói ra. La quần nói ra, "Kiều Ngưng, ngươi không cần phải nói, Đại Khang gặp nạn lúc, chúng ta một lần kia không phải xông ở phía trước. Hiện tại ngươi gặp nạn, Đại Khang cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý." Kiều Ngưng nói như vậy. La quần vẫn còn có chút khó xử hắn tính cách cũng là như thế, bằng hữu có cần hỗ trợ địa phương, nghĩa bất dung từ. Nhưng chính hắn có muốn phiền phức người khác địa phương, riêng là loại phiền toái này quá lớn, hắn thật sự là không đành lòng đi liên lụy bằng hữu. Nếu là xác định đại khang có thể nâng lên chuyện này, là quân không có cái gì do dự. Nhưng hắn thật sợ hãi cho đại khang mang đến tai họa ngập đầu. Nếu thật sự là như thế, là quân hội lâm vào vĩnh viễn tự trách bên trong. Kiều Ngưng cùng La Quân hiểu nhau, lẫn nhau đều biết lẫn nhau tính cách, lại chỗ nào không hiểu La Quân đang suy nghĩ gì. Nàng dứt khoát cũng liền dứt khoát không khuyên nữa, liền nói ra, tốt ra, à, người không đi, chúng ta thì một khối tại chỗ này đợi chết. La Quân nhìn một chút kiều ngưng, hắn trầm mặc một cái trước mắt về sau, trong lòng liền có so đo. Kiều ngưng xem xét La Quân trầm mặc cái này một cái trước mắt, lập tức liền biết La Quân đang suy nghĩ gì, La Quân, ngươi là có mau bệnh. Ngươi có phải hay không muốn tại truyền tống trận khởi động thời điểm, để cho ta đi một mình, chính ngươi chạy ra đến. La Quân không khỏi ngạc nhiên. Kiều Ngưng còn nói thêm, không có chuẩn bị trở về Đại Khang trước đó, ngươi là dự định lặng lẽ bỏ xuống ta, mang theo từ bác vọng đào mệnh. Ta nói về Đại Khang về sau, ngươi lại muốn là để cho ta một người về Đại Khang. Ngươi trong mắt không dùng chuyển, ta đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bỏ bớt ngươi những cái kia tự cho là đúng trò siết đi. Ta dựa vào, ngươi là trong bụng ta run đũa đi. La Quân nhịn không được nói ra. Kiều Ngưng nói ra, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. La Quân tự nhiên biết Kiều Ngưng là chân tâm thực ý đợi chính mình. Hắn tại nàng sóng điện não bên trong cũng thấy được nàng cảm tình. Nàng như thế nào lại không rõ đây. Thế nhưng là La Quân cũng biết, hắn mình là trời mệnh chi vương. Hắn có thật nhiều vận khí có thể sống sót. Có thể thông thường tại hắn sống sót đồng thời, sẽ đem tai nạn mang cho người bên cạnh đây là la quân sợ nhất chính mình nữ nhân yêu mến từng cái bởi vì chính mình mà chết loại thống khổ này là thường nhân khó có thể trải nghiệm cùng tưởng tượng tư đồ linh nhi bởi vì cứu hắn bây giờ vẫn còn đang ngủ say bên trong sống chết không rõ trần phi dung bởi vì cứu hắn mà chết lạc ninh bởi vì bị hắn đuổi đi gặp bất chắc đây đều là la quân trên thân vĩnh viễn vung đi không được thống khổ la quân sợ chết nhưng hắn càng sợ kiều ngưng bởi vì nàng mà chết hắn đã bắt đầu e ngại này thiên đạo cùng vận mệnh. La quân trầm mặc đi xuống. Thật lâu về sau, hắn nói ra, chúng ta đi thôi. La quân tâm lý rất rõ ràng, nếu như hắn vứt xuống kiều ngưng, kiều ngưng cũng sẽ không cho phép. Như vậy, La quân liền nhớ lại đến đại khang về sau, liền do hoàng thượng đến nghĩ biện pháp đi. Hoàng thượng trí kế thiên hạ vô song, hắn nhất định có thể muốn ra càng thích đáng biện pháp tới. Đúng, La quân nói ra, từ bác vọng, trên người chúng ta hộ thân phù đến là chuyện gì xảy ra, người còn chưa nói rõ bạch đây. Từ bác vọng nói ra, trên người ngươi có rất lợi hại hộ thân phù, trước đó chúng ta vẫn tại tìm ngươi, nhưng không có tìm được. Về sau, chúng ta rơi vào đường cùng đi tìm tinh chủ. Là tinh chủ dùng đại thần thông đưa ngươi hộ thân phù phá mất, như thế chúng ta mới tìm được ngươi. Là quân cùng kiều ngưng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hai người khiếp sợ không thôi. Cái này tinh chủ cũng quá cường hãn, thế mà có thể tại ngoài vạn giảm phá đi trên người mình thiết thân cất dấu hộ thân phù trận pháp chúng ta đi trước la quân nói với kiều ngưng kiều ngưng gật đầu nói ra ngươi cùng từ bác phỏng đợi tại phòng bị tu di bên trong ta mang theo các ngươi tiến về tây côn lôn la quân nói ra tốt sau đó kiều ngưng liền rời đi phòng bị tu di nàng sau khi ra ngoài bầu trời y nhiên đen kịt một màu nàng lập tức tế ra đại bằng kim sĩ sí nguyên thần đại bằng kim sĩ sí dương cánh Kiều Ngưng cưỡi lên đại bằng kim xí nguyên thần, sau đó liền hướng Tây côn lôn phương hướng bay nhanh mà đi. Kiều Ngưng mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng biết cái này là tuyệt đối không mở ra được trò đùa sự tình. Cái này là sinh tử tồn vong đại sự a. La Quân chính là thiên mệnh chi vương, vây quanh hắn phiền phức, mãi mãi cũng là lầm lượt từng món, quả nhiên là chém không đứt, ý còn loạn. Nhưng là Kiều Ngưng lại như cũng nguyện ý đợi tại La Quân bên người, mặc kệ kết cục sẽ như thế nào nàng đều sẽ không hối hận nhận biết La Quân. La Quân tại phòng bị tu di bên trong đem hộ thân phù lấy ra nghiên cứu, hắn là trận pháp cao thủ, lập tức cảm giác được cái này hộ thân phù bên trên có một tia vết nứt. Rất bé nhỏ vết nứt, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Nhưng chính là cái này một tia vết nứt, liền đem hộ thân phù ra trận pháp hoàn toàn phá hư. Đến tận đây, hộ thân phù cũng liền mất đi tác dụng. La Quân đem hộ thân phù đặt ở bàn tay vuốt ve, sau đó, liền bắt đầu cảm thụ vốn có trận pháp chi tinh diệu. La Quân là nghĩ đến đem hộ thân phù lại lần nữa chế tạo hoàn hảo, sau đó đạt tới ẩn nấp thiên cơ tác dụng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, tuy nhiên hộ thân phù chỉ có một tia vết nứt, nhưng trận pháp phá hư cũng rất là hoàn toàn. Biện pháp duy nhất, liền chỉ có một lần nữa mời cao nhân, dùng tân phù giấy đến một lần nữa vẽ bổ chú, chế tác phù trận. La Quân trong lòng một trận lo lắng, hắn theo lại hiếu kỳ, nói ra từ bác vọng, cái này tinh chủ cũng quá thần thông quảng đại đi, hắn là như thế nào cách không phá hư ta cái này hộ thân phù, mà lại phá hư về sau, ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Theo thuyết pháp này, chẳng phải là hắn có thể tại ngoài vạn dặm giết người ở vô hình. Hắn đón đến, còn nói thêm, nếu thật sự là như thế, hắn trực tiếp liền có thể đem ta tư duy khống chế lại, để cho ta ngoan ngoãn nghe lời liền có thể. Cũng liền không cần phái các ngươi nhiều cao thủ như vậy, đại phí chắc trở đi. Từ bác vọng nói ra, người có phải hay không cảm thấy cái này thái huyền, căn bản không có khả năng thực hiện. La quân nói ra, có ý tứ gì? Từ bác vọng nói ra, người khoảng cách tinh chủ cảnh giới còn thực sự quá xa, cho nên người cảm thấy, hắn có thể làm đến, căn bản là không thể nào làm được. La là quân nói ra, ta cũng không có cho rằng như vậy, chỉ là có chút nghĩ không ra. Từ bác vọng nói ra, pháp lực vốn là một kiện cực ảo diệu sự tình, mà cách không cải biến pháp tác liền quan hệ đến lượng tử vật lý học, vi mô phân tử. Là quân cảm thấy có chút khó tin, nói ra, người còn hiểu cái này. Từ bác vọng nói ra, lượng tử học là địa cầu các ngươi lên định nghĩa, chúng ta tại tu hành thời điểm, cũng đối những vật này tiến hành quá quan chú, sau đó chúng ta lười nhắc lại lấy tên mới, cho nên thì dùng các ngươi những thứ này danh từ. Là quân vội ho một tiếng, hắn khắc sâu cảm thấy, đầu năm nay, muốn trở thành pháp lực cao thủ, còn nhất định phải là học bá ha. Từ bác vọng nói ra, chúng ta cũng không phải chưa từng xuất hiện tại thế giới bao la, đã từng vì học tập lượng tử vật lý học, cũng du lịch qua rất nhiều nơi. Cùng hiện thực góc độ tới nói, có song sinh huynh đệ ở giữa, là một người kinh lịch thống khổ thời điểm, một người khác lập tức thì có cảm ứng, thậm chí sẽ có giống như lúc thống khổ, có phu thê hoặc là cha con ở giữa, là một phương kinh lịch cực lớn thống khổ lúc, một phương khác cũng có thể cấp tốc cảm ứng được. Từ bác nhìn tiếp tục nói, tại lượng tử cơ học bên trong có cộng đồng nơi phát ra hai cái vi mô phân tử ở giữa tồn tại một loại nào đó dây dưa quan hệ không quản chúng nó bị tách ra bao xa đều một mực duy trì dây dưa quan hệ đối một cái phân tử nhiễu loạn một cái khác phân tử mặc kệ cách xa nhau bao xa lập tức liền biết là quân cũng không phải là đần đột lập tức cũng liền minh bạch cái đại khái hắn nói ra tốt a à, coi như ngươi nói thành lập cái kia phù trận này bên trong vì sao lại có theo tinh chủ giống nhau vi mô phân tử từ bác nhìn nói ra, cái này ta không được rõ lắm, có lẽ tinh chủ đã đạt tới cùng vạn pháp giống nhau cấp độ, hắn có thể cùng trên đời tất cả vi mô phân tử đều xứng đôi đâu. Là quân không khỏi hút miệng hơi lạnh, nói ra, người nói thật đúng là làm người nghe kinh sợ a. À. Từ bác nhìn nói ra, ta nói qua, người không có đạt tới cảnh giới, không thể liền cho rằng cái thế giới này cứ như vậy lớn. Cái thế giới này, cái vũ trụ này, còn có nhân loại pháp lực chi tưởng tượng, có lẽ là ngươi nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Trên thực tế, cái này giống như là nông phu tưởng tượng hoàng đế sinh hoạt cũng là ăn không hết khô dầu, đếm mãi không hết củi lửa, không cần làm sự tình, thiên thiên phơi nắng. Lẫn nhau cảnh giới khác biệt, sẽ tạo thành nhận biết cự khác nhiều. Có như vậy một cái tiết mục ngắn, một cái tiểu nữ hài tại đàn piano, nàng đem nàng táo sáu điện thoại di động đặt ở đàn piano trên kệ. Bên cạnh tiểu cô nương nói, hư, khoe khoang cái gì, không phải liền là cái điện thoại à. Còn không phải thả tại như vậy dễ thấy vị trí. Mà tiểu nữ hài sau khi nghe được lại là cười một tiếng, nói ra, ta đánh lấy 800 ngàn đàn piano, người ánh mắt lại tại 6 ngàn khối trên điện thoại di động. Là quân thừa nhận từ bác nhìn nói có đạo lý, hắn nói ra, ta muốn dưới, tinh chủ có thể cho cải biến phù trận, là bởi vì phù trận là chết. Nhưng nếu như hắn muốn tới cải biến ta vi mô phân tử, ta hội phản kháng, cho nên hắn cũng không cách nào thành công, đúng hay không? Từ bác nhìn nói ra, trên lý luận là như thế, ngôi sao chúa cùng ngươi cách xa nhau quá xa, có lẽ khó có thể cải biến ngươi vi mô phân tử. Nhưng nếu như khoảng cách gần, vậy nhưng liền khó nói chắc hội chuyện gì phát sinh. Là quần hơi kinh hãi, hắn lập tức hiểu, thứ này cũng ngang với là hai cô ý thức đọ sức. Hắn đồng thời cũng đối từ bác nhìn lời nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái kia chính là mình bây giờ cảnh giới mặc dù nói đã tính được không tệ, nhưng là cùng tinh chủ như thế người đến so, còn kém quá xa. Cho nên, chính mình phải vào bước địa phương, còn có rất rất nhiều. Là quân sau đó không tiếp tục để ý từ bác nhìn, hắn khoanh chân lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đến cái gì là vi mô phân tử? Là quân âm thầm nghĩ, có phải hay không thì như tinh chủ chính là não vực chủ nhân, mà chính mình những thứ này thậm chí phù chú đều là trong óc một tế bào tinh chủ khả năng giống như Phật khởi nguyên một dạng, mà chúng sinh nếu là Phật, liền đều là có Phật tính. Như vậy, hắn tuy nhiên không phải chúng sinh khởi nguyên, cũng đã tu luyện tới chúng sinh khởi nguyên địa bước, cho nên, tại trong đầu hắn, cùng pháp lực xem khắp nhiều thế giới, tựa như ta minh tưởng bên trong đến xem trong não vực tế bảo vận chuyển. Là đạo lý này, là quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở mắt, hắn hỏi từ bác nhìn nói, người mới vừa nói, người cũng chưa từng thấy qua tinh chủ, đúng hay không? từ bác nhìn không hiểu la quân vì cái gì lại lặp lại đến hỏi nhưng hắn vẫn là nói đúng vô ngã vô thức vô tương đúng hay không la quân thoảng qua hưng phấn hỏi hắn giống như là nắm chắc đến một số thần bí không sai a à, từ bác nhìn nói ra tinh chủ chỗ điện cũng gọi là tinh nhất điện la quân hỏi từ bác nhìn nói ra đúng la quân thầm nghĩ nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vô ngã vô tướng quả nhiên là ngụ ý chúng sinh khởi nguyên hừ ta hiểu ngươi biết cái gì từ bác nhìn hỏi la quân nói ra ta tìm tới một cái biện pháp để tinh chủ cũng vô pháp cụ thể biết ta tồn tại ở nơi nào cái biện pháp gì từ bác nhìn vô ý thức hỏi la quân nói ra hắn đã có thể cùng vi mô phân tử xem khắp nhiều thế giới vậy ta thì sáng tạo ra vô số cái vi mô phân tử đến để cho nàng thật tốt tìm đến tìm ta từ bác nhìn không khỏi ngẩn ngơ lập tức cũng liền lập tức minh bạch la quân ý tứ. Trong lòng của hắn giật mình, con mắt cũng hơi hơi nheo lại, hắn kinh ngạc tại người trẻ tuổi kia phản ứng cùng thông tuệ. Sau đó, la quân nhất trưởng đem từ bác nhìn đánh đã hôn mê. Hắn theo ra phòng bị tu di, liền đến kiều ngưng sau lưng. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, mà đại bằng kim xí tốc độ quá nhanh, sau đó khó tránh khỏi thân thể nghiêng một cái. Vô ý thức, liền đem kiều ngưng cánh tay bắt lấy, kiều ngưng ngược lại là vững vàng được nàng tự nhiên cũng không quá để ý cái này thân thể tiếp xúc chỉ là hỏi làm sao đột nhiên đi ra la quân cười một tiếng nói ra chúng ta trước thong thả đi tây côn lôn người dẫn ta tìm rừng cây tìm rừng cây kiều ngưng hơi hơi kỳ quái có điều nàng tuy nhiên không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều nàng biết la là quân làm như thế khẳng định là có hắn lý do sau đó kiều ngưng cùng la quân tìm hạ giới đi tìm một mảnh rừng cây rậm rạp sắc trời y nguyên đen kịt một màu bắc phong gào thét cái này mùa đông phơi khô khô vô cùng thổi tới trên mặt người theo có đao tử tại cắt một dạng la quân cùng kiều ngưng sau khi hạ xuống đại bằng kim xí nguyên thần cũng bị kiều ngưng thu lại la quân theo rồi nói ra bắt chim bắt càng nhiều càng tốt hắn sau khi nói xong thân thể liền tai nghe khắp nơi mắt nhìn xung quanh trong bóng đêm la quân liên tục chập trùng hắn đem vùng rừng rậm này hết thảy đều cảm ứng ra tới Nơi đó có chim, nơi đó có con thỏ, hắn đều nhất thanh nhị sở. La Quân lợi dùng pháp lực hư không bắt lấy, không bao lâu liền bắt đến 40, 50 con chim nhỏ, còn có tầm 10 con con thỏ. Hắn đem những thứ này đều gắn với phòng bị tu di bên trong. Thì cùng từ bác nhìn đựng cùng một chỗ. Kiều Ngưng cũng kém không nhiều bắt 40, 50 con chim nhỏ tới, nhưng nàng không có bắt thỏ. Ngươi muốn làm gì, Kiều Ngưng nhịn không được hỏi La Quân nàng đem chim nhỏ cũng đều bỏ vào nàng phòng bị tu di bên trong la quân nói ra chúng ta đem dấu ấn tinh thần phân biệt khóa vào đến những thứ này chim nhỏ trong thân thể dạng này thì sẽ hình thành cùng chúng ta tương tự vi mô phân tử cái gì vi mô phân tử kiều ngưng hoàn toàn nghe không hiểu la quân nói ra là như thế này hắn tiếp lấy liền đem nguyên lý cùng tinh chủ năng lực phân tích cho kiều ngưng tới nghe cứ như vậy mặc kệ là tinh chủ vẫn là bọn hắn khâm thiên ti lại cha chúng ta thời điểm tại bọn họ phân tích bên trong đều sẽ xuất hiện rất nhiều chúng ta tới bọn họ là thông qua vi diệu pháp lực đến xem khắp nhiều thế giới tại bọn họ trong quan sát chúng ta cùng chim lớn nhỏ cường nhược căn bản là có thể bỏ qua không tính cái này giống như là vi trùng chúng ta đều là vi trùng bên trong lớn nhỏ có tranh lệch có thể chúng ta cũng cảm giác không ra a à. kiều ngưng con mắt cũng là sáng lên kể từ đó về sau không chỉ là cái này tinh chủ tìm chúng ta đau đầu hơn còn lại cùng loại cao thủ muốn tìm chúng ta, cũng sẽ rất lợi hại đau đầu. Kiều Ngưng nói như vậy. Không sai, La Quân nói ra, cũng là từ bác nhìn nhắc nhở ta, không phải vậy lời nói, ta còn không nghĩ thấu tầng này. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng liền đều muốn mỗi người giấu ấn tinh thần khóa chặt đến chim nhỏ trên thân, có là cùng một chỗ khóa nhập một con chim nhỏ bên trên, có là tách ra. Dù sao hư hư thực thực mà. Như thế xử lý xong sau, liền đem những thứ này chim nhỏ cùng con thỏ toàn bộ phóng sinh. Chúng ta hiện tại liền lại đi tìm chút cá." La Quân nói ra. Kiều Ngưng cũng cảm thấy là càng nhiều càng tốt tốt, liền nói ra, "Tốt." Đồng thời, La Quân đem trên thân hộ thân phù cũng vỡ nát thành cho tàn. Hắn là sợ cái này hộ thân phù cũng sẽ trở thành tinh chủ tìm đến manh mối. Hai người trực tiếp đi tìm Đại Hải, dù sao tự thân mang theo phi hành khí, tới lui cũng nhanh đi gần nhất đại hải hoa chừng một giờ đến trên mặt biển là quân cùng kiều ngưng bắt cá tốc độ thì càng nhanh liền trên mặt biển cùng vô thượng đại pháp lực thăm dò vào đi vào đem đây hết thảy sau khi làm xong thời gian đã qua chừng ba giờ mà tiếp qua một giờ từ bác nhìn liền muốn hướng khâm thiên ti đưa tin một lần nếu là hắn không cách nào đưa tin như vậy khâm thiên ti bên kia thì sẽ biết từ bác nhìn là xảy ra chuyện nếu là khâm thiên ti biết từ bác nhìn ra sự tình liền có thể dựa vào tìm kiếm từ bác trông lại tìm tới la quân cùng kiều ngưng kể từ đó la quân cùng kiều ngưng làm ra đây hết thảy liền thì không có chút ý nghĩa nào la quân cùng kiều ngưng tại bên bờ dừng lại hai người tiến vào phòng bị tu di bên trong cái kia phòng bị tu di bên trong bời vì có chim nhỏ cùng con thỏ đợi qua đã tràn ngập một cỗ nói không nên lời mùi thối đơn giản là cái kia con thỏ cùng chim nhỏ đều là thuộc về thẳng tính ăn cái gì cùng đi ị đều rất lợi hại nhiều lần. La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi cau mày một cái, xử trí như thế nào từ bác nhìn thật là cái vấn đề. Giết, Kiều Ngưng trước khi nói ra. La Quân nói ra, tốt, nếu là không có khác biện pháp, vậy liền giết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Kiều Ngưng sát tâm nhất thời. Đại khái là cỗ này sát ý kích thích đến từ bác nhìn, từ bác nhìn nhất thời thì giật mình tỉnh lại hắn xem xét la quân cùng kiều ngưng thần sắc chính là không cần lên tiếng cũng đều biết muốn phát sinh cái gì hắn cũng biết la quân cùng kiều ngưng khẳng định là đã y theo kế hoạch làm như vậy hiện tại bọn họ thì tạm thời không cần sợ hãi tinh chủ truy sát đừng có giết ta từ bác nhìn thần hồn run rẩy hoảng sợ muốn tuyệt nói ra la quân nhìn về phía từ bác nhìn cái này phòng bị tu di bên trong chỉ có một viên dạ minh châu đang tỏa ra quang mang tối tăm dưới ánh đèn là quần nói ra, từ bác nhìn, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là ta như không giết ngươi, bọn họ liền có thể căn cứ ngươi đến tìm kiếm đến ta cùng kiều ngưng, mà lại mang theo ngươi vẫn là cái nguy hiểm vướng víu, bởi vì ta không biết lúc nào ngươi lại đột nhiên ở sau lưng cho ta đến lên một đao. từ bác nhìn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nói ra, nói cách khác, bất kể như thế nào, ta đều là khó thoát khỏi cái chết. là quần nói ra, thế thì cũng chưa chắc, nếu như ngươi có biện pháp tốt ta cũng có thể nghe một chút. Kiều Ngưng nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, hy vọng ngươi đừng bảo là một số giả, hoặc là vô dụng đồ, vật. La Quân cũng nói, tuy nhiên ta pháp lực cùng tu vi không bằng ngươi, nhưng ta não tử chưa hẳn không bằng ngươi. Nếu như ngươi muốn gạt ta, vậy nhất định muốn đầy đủ chân thực, không phải vậy bị ta phát giác bảy dập, ta sẽ lập tức giết ngươi. Từ bác nhìn cả người đều ngẩn ở tại chỗ, hắn không nhúc nhích, cũng một câu đều không nói là quân cùng kiều ngưng cũng không thúc giục từ bác nhìn bọn họ tự nhiên biết đây đối với từ bác trông lại nói là phi thường gian nan một lựa chọn sau một hồi khá lâu từ bác nhìn nói ra ta có thể làm các ngươi chiến nô chiến nô cái gì chiến nô là quân cùng kiều ngưng lập tức đến hứng thú từ bác nhìn nếu không phải đến cái này sinh tử tuyệt vọng tình trạng nếu không phải thật đã cùng đường mặt lộ hắn là tuyệt đối không sẽ chủ động đưa ra chiến nô hai chữ tới làm sao chế tác chiến nô ta sẽ nói cho các ngươi biết nhưng là ta làm như vậy là muốn có một đường sinh cơ là quân ngươi chính là thiên mệnh chi vương chúng ta cũng không biết tương lai người hội là dạng gì nhưng ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một việc từ bác nhìn nói ra là quân nói ra ngươi nói xem từ bác nhìn nói ra ngày khác ngươi như đắc thành chính quả về sau mời ngươi nghĩ biện pháp khôi phục ta ngoài ý muốn biết nếu là ta bất hạnh bỏ mình hoặc là ngươi như vậy vẫn lạc vậy liền cũng là mệnh ta số cho phép. Có thể ngươi nếu thật vạn nhất thành công, ta hy vọng đây cũng là ta một đường sinh cơ. Ta còn không quá giải chiến nô đến là cái gì. Là quân nói ra, có điều ngươi chiến nô nếu như xác thực đáng tin, lại có thể đến giúp ta. Ngươi không phụ ta, ta tất không phụ ngươi. Như làm trái này thề, ta là quân chết không yên lành. Lời thề là người bình thường đau răng chú, nhưng là người tu hành kiêng kỵ đồ, vật. Bởi vì bọn hắn biết, vạn vật sai không duy nhân quả bất không người sẽ biết chiến nô đến là cái gì từ bác nhìn trong mắt là nói không nên lời bi thương có lẽ hắn chưa từng có nghĩ tới một lần nhìn như đơn giản hoàn thành nhiệm vụ thế mà lại đem hắn đẩy lên loại này vạn kiếp bất phục cấp độ về sau từ bác nhìn đem chiến nô luyện chế phương pháp nói cho la quân cái này chiến nô chính là đem não hạch lấy ra sau đó cùng một loại phương pháp luyện chế đặc thù đem đối phương pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành chiến đấu lực. Kể từ đó, chỉ cần thi pháp giả cùng chiến nô huyết dịch tương liên, chiến nô liền sẽ cùng thi pháp giả mệnh lệnh là cao nhất ý thức. Có thể cách không ra lệnh, mệnh lệnh không cần lối ra, chỉ cần trong lòng ý truyền đạt là đủ. Chiến nô một khi luyện thành, lực sát thương cực kỳ cường đại. Mà lại chỉ cần cho chiến nô phân phối có thể phi thiên độn địa khải giáp, còn có lợi khí nơi tay. Chiến nô là có thể đưa đến kỳ hiệu. Chỉ là, cái này chiến nô luyện chế, đối với được luyện chế người mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn cùng quá tàn khốc. Tàn nhẫn đến là quân nhìn đều cảm thấy không quá nhẫn tâm. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể mềm lòng, bởi vì từ bác nhìn những loại người này tuyệt đối không quan trọng trung thành, như là người khác buộc hắn, hắn đồng dạng có thể phản bội chính mình. Tương lai của ta nếu là muốn vì ngươi khôi phục ý thức, nên làm như thế nào? La quân đột nhiên hỏi từ bác nhìn từ bác nhìn hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn không khỏi lại có chút thở phào, bởi vì La Quân cũng không phải là loại kia tránh thức kiêu hùng cùng vô tình hạng người. Hắn biết chiến nô luyện chế phương pháp về sau, câu đầu tiên hỏi không phải khác, mà là như thế nào vì hắn khôi phục ý thức. Lúc này, từ bác nhìn rất muốn nói, hắn nguyện ý về sau hiệu chung La Quân. Nhưng hắn vẫn là đem loại này xúc động ức chế đi xuống. Bởi vì hắn cũng biết cái này không thực tế, la quân cũng liếc một chút xem thấu từ bác nhìn trong lòng nghĩ pháp hắn biết có lẽ từ bác nhìn lúc này xúc động cùng tình cảm là chân thật nhưng bao nhiêu thể non hẹn biển lúc trước cũng không phải xuất phát từ chân tâm đâu chỉ là về sau phản bội nhưng cũng là xuất từ nội tâm từ bác nhìn nói ra người đem ta não hạch đóng băng lại tại tương lai chỉ cần đem ta não hạch trả lại cho ta ta sẽ từ từ khôi phục lại la quân nói ra tốt hắn đón đến nói ra chỉ là não hạch trải qua ở đông lạnh sao từ bác nhìn nói ra thường nhân não hạch tự nhiên là không nhịn được nhưng ta não hạch là trải qua ở tốt vậy ta cứ yên tâm la quân nói ra kiều ngưng làm theo nói ra cho dù chúng ta đưa ngươi huấn luyện thành chiến nô nhưng thuộc về ngươi vi mô phân tử vẫn không có cải biến bọn họ há không vẫn là có thể thông qua ngươi đến tìm kiếm đến chúng ta từ bác nhìn nói ra Não hạch phát động năng lượng mới có thể hình thành độc hữu đặc sắc vi mô phân tử chỗ lấy các người chế tác chim chóc bay ra ngoài về sau vi mô phân tử y nguyên tồn tại nhưng các người não hạch nếu là không tại hoặc là tử vong những cái kia chim chóc vi mô phân tử hiệu ứng cũng sẽ mất đi tác dụng la quần nói ra nhưng người não hạch cũng chưa chết đi từ bác nhìn nói ra người đem đóng băng lại đã là ở vào trong chân không dạng này não hạch không hề hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng tương đương với thì là tử vong. La Quân hơi hơi thở phào, hắn nói ra, cái kia tốt. Từ Bác nhìn lập tức còn nói thêm, La Quân, ngươi yên tâm đi, ta hội tận lực bảo toàn ngươi." La Quân nói ra. Từ Bác nhìn thở dài một hơi, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sao hỏa phía trên, chúng tinh điện bên trong, Khâm Thiên Ti đại tế ti nói bữa chiến lập tức tiến về tinh nhất điện. Không tốt tinh chủ, từ bác nhìn bản mệnh kim đang dập tắt, chỉ sợ đã là ngộ hại. Nói bờ chiến quỳ xuống nói ra. Thượng thủ tinh chủ mở to mắt, trong mắt của hắn vẫn không có bất luận cái gì tình cảm. Tốt, bổn tỏa đã biết được. Nói bờ chiến nói ra, tinh chủ, cái kia bước kế tiếp nên làm như thế nào? Tinh chủ nói ra, cái kia là quân giờ phút này người ở nơi nào? Nói bờ chiến sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn nói ra, hồi tinh chủ, thuộc hạ điều tra thời điểm, đột nhiên phát hiện tại thế giới bao la thiên nam địa bắc bên trong, đều có la quân bóng dáng. Trong lúc nhất thời, thực sự không biết cái kia mới thật sự là la quân. Tinh chủ nói ra, bắt la quân sự tình, giao cho Thái Dương thần điện đến xử lý đi. Nói bờ chiến thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đây cũng là bởi vì Thái Dương thần điện chính là chúng tinh điện 108 điện đứng đầu. Tinh chủ bởi vì một cái chỉ là thiên mệnh chi vương phái ra Thái Dương thần điện, bởi vậy cũng có thể gặp tinh chủ trong nội tâm là như thế nào tức giận đúng nói bừa chiến nói ra là quần đem từ bác nhìn luyện hóa thành chiến nô về sau từ bác nhìn coi là thật cũng là si ngốc ngây ngốc lên mà lại thân thể của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa thân thể kia lên bởi vì chiến ý hung mãnh liền bắt đầu sinh ra lớp phải màu hoàng kim cái kia lân giáp mềm mại bên trong mang theo cứng rắn liền trên mặt đều dài hơn lân giáp hắn nhìn đã không có cái kia trưởng điện làm uy phong, hiện tại liền giống như là cái dã nhân. Đường đường tầng 10 đại cao thủ, thế mà lưu lạc đến tận đây, thực sự khiến người ta nhịn không được thổn thức một phen A. À. Là quân còn cho từ bác nhìn tôn này chiến nô ăn chút ngưng huyết đan, như thế về sau, liền đem từ bác nhìn bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di bên trong cũng đã bị kiều ngưng quét sạch sẽ. Từ bác nhìn chiến đấu lực đến mạnh bao nhiêu, là quân còn không biết nhưng là La Quân cảm thấy hắn là đến cho từ bác nhìn tìm một kiện chiến ý cùng một kiện tiện tay vũ khí. Kiều Ngưng cười một tiếng, nói ra, cái này cũng không có gấp gáp, ta trên tay còn có long văn nhôm hồn, liền có thể cho nàng chế tạo một kiện long văn giáp thép giáp. Mặt khác cũng có thể chế tạo một ngụm long văn kiếm đi ra. La Quân nói ra, long văn thép mặc dù là thép tốt, nhưng không có có pháp lực thúc đẩy, lại là bày ra không ra quá đại uy lực tới. Kiều Ngưng nói ra, từ từ sẽ đến đi, các loại có cơ hội lại cho hắn mưu đi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Kiều Ngưng còn nói thêm, tiếp xuống chúng ta vẫn là tiến về Đại Khang đi. La Quân nói ra, chúng ta ở chỗ này thiết hạ nhiều như vậy bảy dập. Một lần Đại Khang, tại bọn họ thế giới vi mô bên trong, chỉ sợ sẽ xuất hiện lưỡng cực phân hóa, dễ dàng bị nhận ra tới. Kiều Ngưng nói ra, vậy người ý là? La Quân nói ra ta thực sự không nguyện ý đem chúng tinh điện mạnh như vậy địch dẫn cho đại khang. Cái kia cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Kiều Ngưng nói ra, một mình ngươi khiêng, có thể khiêng tới khi nào. Liền xem như người bây giờ làm nhiều như vậy hư chiêu, nhưng là khó đảm bảo bọn họ liền không có khác thủ đoạn tìm tới chúng ta. Chúng ta đi đại khang, trước theo hoàng thượng thương lượng, cũng có thể làm nhiều hư chiêu. Hoàng thượng xuất thủ về sau, chúng ta càng thêm an toàn cũng không nhất định chúng ta liền muốn lưu tại trong hoàng thành vậy được rồi la quân gặp kiều ngưng kiên quyết liền nói ra hắn cũng cảm thấy kiều ngưng thuyết pháp càng thêm bảo hiểm một số ngay sau đó la quân cùng kiều ngưng tiến về tây côn lôn đại khang bên trong trầm mặc nhiên mang theo lâm phong cùng trình kiến hoa giá lâm hoàng thành hoàng thượng cùng xanh tím áo tại trong ngự thư phòng tiếp kiến trầm mặc nhiên mặc dù là cố nhân gặp nhau nhưng lẫn nhau lại tính không được cỡ nào thân thiện. Đây cũng là bởi vì Trầm Mặc Nhiên tại Hoàng thượng tới nói, một mực không phải vui sướng tồn tại. Năm đó Trầm Mặc Nhiên cùng Trung Hoa Đại Đế cửu oán quá sâu, cho tới bây giờ, ân oán một mực chưa hóa giải. Trầm Mặc Nhiên tại thủa thiếu thời, đã từng truy sát còn chưa quật khởi Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Trần Lăng nữ nhân yêu mến đường dai di lúc ấy còn mang hắn hài tử, có thể đường dai di ngay tại Trần Lăng trước mặt bị Trầm Mặc Nhiên giết. Dạng này cừu hận, vĩnh viễn cũng vô pháp hóa giải. Trần Lăng có thể tha thứ Hoàng thượng, Hoàng thượng tuy nhiên cũng giết lâm làm nữ nhân kia. Nhưng lúc đó tình huống là lẫn nhau vì hoàn thành nhiệm vụ đối chọi gay gắt, cái kia vốn cũng không phải là người chết chính là ta vong, cho nên cái này cái cọc ân oán có thể buông xuống. Nhưng Trầm Mặc Nhiên giết Trần Lăng vợ con, hoàn toàn là Trầm Mặc Nhiên lấy mạnh yếu, thê tử, nhi tử chết, đây là vĩnh viễn không bỏ xuống được. Huống chi, năm đó trầm xuất trần là trần lăng tôn kính nhất đại tỷ trầm xuất trần trước khi chết đều muốn trần lăng vì nàng chu sát trầm mặc nhiên cho nên trần lăng đối trầm mặc nhiên cùng trần thiên nhai cừu hận đó là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan cùng hóa giải chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch chúng tinh điện hoàng thượng trầm giọng nói ra tuy nhiên ta chưa nghe nói qua cái này chúng tinh điện nhưng từ trước mắt đủ loại cục thế đến xem bao quát thần đế bọn họ bị nhốt còn có rất nhiều thiên mệnh người lần lượt bị bắt những chuyện này chỉ sợ đều cùng cái này chúng tinh điện thoát không can hệ. Trường sinh đại đế muốn hợp tác với ta, cũng là bởi vì chúng tinh điện. Người trầm mặc nhiên nhân vật như vậy cũng tới tìm ta hợp tác, lại cũng là bởi vì chúng tinh điện, đây cũng thật là là thú vị. Trầm mặc nhiên sắc mặt nhạt lạnh, hắn nói ra, ta tới, không phải nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Làm sao, ngươi không nguyện ý hợp tác? Hoàng thượng nhìn một chút trầm mặc nhiên, từ tốn nói, năm đó cho dù là môn chủ, cũng bởi vì sự tình khẩn cấp, đại cục trước mắt, liền hợp tác với ngươi qua. Dựa theo đạo lý tới nói, ta cũng không phải môn chủ, vợ ta nhi cũng không bị ngươi giết chết. Cho nên, ta không có gì tốt chú ý. Trầm mặc nhiên sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Hoàng thượng lời nói xoay chuyển, hắn nói ra, nhưng là, môn chủ hợp tác với ngươi, là vì đại cục. Mà ta, đã cũng vì đại cục, cái kia liền không thể hợp tác với ngươi. Vì cái gì, trầm mặc nhiên sắc mặt biến hoàng thượng nói ra chúng tinh điện tuy nhiên dục dịch chúng ta không biết hắn mục đích nhưng ít ra nó hiện tại còn chưa dự định hướng chúng ta xuất thủ cho nên chúng ta còn có rất nhiều thời gian đến chủ tính ứng đối nhưng nếu là dung hạ ngươi lập tức dẫn tới chúng tinh điện điều này hiển nhiên là gây bất lợi cho đại cục thời gian thì là sinh mệnh cho nên ta không thể cùng ngươi hợp tác đừng nói ngươi cùng môn chủ có ân oán chưa hóa giải cho dù ngươi là môn chủ đến thân huynh đệ Ta vì đại cục cũng đoạn không thể lưu ngươi. Trầm Mặc Nhiên cả đời chưa bao giờ cầu người, cho nên lúc này cũng không có khả năng cầu hoàng thượng. Ngài duyệt nội dung bắt nguồn từ. Hắn nhìn hoàng thượng liếc một chút, sau đó liền đứng lên, quay người thì ra ngự thư phòng. Sau đó, Trầm Mặc Nhiên mang theo Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa rời đi hoàng thành. Không trung phi hành tốc độ cao thời điểm, Trình Kiến Hoa nói với Trầm Mặc Nhiên, tiền bối, vãn bối cũng biết có một chỗ chúng ta có thể đi. Trầm mặc nhiên là cái không thích bị làm người tức giận, tại đại khang hoàng đến nơi này nghẹn một hơi, dưới mắt lại là không nguyện ý lại đi tìm bất luận kẻ nào. Bất quá hắn cũng không có dáng một gậy chết tươi trình kiến hoa đề nghị, chỉ là nhạt lạnh nhạt nói, người nói. Trình kiến hoa nói ra, ma tộc. Trầm mặc nhiên nói ra, ma tộc. Trình kiến hoa nói ra, không sai, ma tộc bây giờ quần long vô thủ, chính là cơ hội. Trầm mặc nhiên trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt hắn làm quyết định rất nhanh đây cũng là bởi vì trong lòng của hắn chưa hẳn chính là không có dã tâm năm đó trầm môn hắn là cao quý thiếu chủ thế nhưng là hùng tâm bừng bừng chúng liền van xin đều muốn kiêng kỵ tồn tại về sau trầm cửa bị trần thiên nhai tiêu diệt trầm mặc nhiên tu vi cũng đã siêu thần nhập hóa đối với người ở giữa quyền lực không hứng thú cho nên cũng liền hành quân lặng lẽ nhưng là dưới mắt lại là lại nổi sóng gió lúc trầm mặc nhiên cảm thấy mình như là đã bị cuốn vào như vậy hắn liền muốn xông ra một cái kết quả tới. Riêng là hôm nay tại hiên chính hảo chỗ nào thụ nghẹn, đối với trầm mặc nhiên tới nói là vô cùng nhục nhã. Tốt, phải đi ma tộc, trầm mặc nhiên trong mắt nở rộ hàn ý, nói ra. Sau ba tiếng, trầm mặc nhiên một đoàn người đi vào phía bắc ni đỗ bờ sông. Phía trước lại đi một số đường, chính là ma tộc thánh điện vị trí. Trắng như tuyết thánh điện đã ở trong tầm mắt. Trầm mặc nhiên đột nhiên trên không trung đứng lặng xuống tới, sau đó hắn đối sau lưng lâm phong cùng trình kiến hoa nói ra nhập phòng bị tu di bên trong đến hắn phòng bị tu di bên trong mặc dù không có không khí nhưng lâm phong cùng trình kiến hoa lại là có thể bế khí một đoạn thời gian vâng sư phụ vâng tiền bối lâm phong cùng trình kiến hoa cấp tốc nhập trầm mặc nhiên phòng bị tu di bên trong phía trước phong vân biến hóa bốn đạo nhân ảnh dần hiện ra tới cái này bốn đạo nhân ảnh thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng bọn hắn xuất hiện về sau lại là không nói hai lời liền đối với trầm mặc nhiên triển khai cường hãn vô cùng công kích bốn người này chính là chúng tinh điện bên trong thái dương thần điện phía dưới thiên vương tinh điện cao thủ thiên vương tinh điện trưởng điện làm gọi là vu hiền vu hiền chính là tu luyện vu tộc phật pháp hắn thủ hạ còn có ba tên huynh đệ cùng hắn cùng một chỗ tu luyện thiên vu thần công lúc này bốn người này đánh giết mà đến bốn người bỗng nhiên hóa thành bốn đạo dòng khí màu xám bốn đạo dòng khí màu xám bên trong ẩn chứa mạnh đại hủ thực tính hơn nữa còn là chỗ nào cũng có cái này bốn đạo màu xám thiên vô chi khí biến ảo vạn vật liền thì như vậy đem trầm mặc nhiên trong nháy mắt bao phủ trầm mặc nhiên thân thể nhất chuyển hắn thiên ma khải giáp lập tức đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm tránh thức đại thiên ma vương xuất hiện chỉ tiếc trầm mặc nhiên dưới hông tranh thú tiểu quai trong một chiếc mắt liền bị thiên vô chi khí hủ hóa thành thi thủy bốn đạo vũ khí lập tức lại vây xung quanh trầm mặc nhiên bọn họ bắt đầu gặp nuốt trầm mặc nhiên thiên ma khải giáp trầm mặc nhiên thân thể hướng lên trên khoảng không cấp tốc bay đi đột nhiên cả người hắn thiểm điện rời đi thiên ma khải giáp bốn đạo vũ khí vẫn còn không có kịp phản ứng trầm mặc nhiên lập tức thi triển huyền công tên thiên ma này khải giáp đột nhiên hóa thành thiên ma hắc vụ cỗ này hắc vụ trong nháy mắt lớn mạnh lại là lít nha lít nhít già thiên tế nhật trong một chớp mắt liền đem bốn đạo vũ khí cho bao khỏa ở chính giữa. Trầm mặc nhiên trong mắt phát lạnh, hắn lâu không tại giang hồ xuất hiện, hiện trong giang hồ đã không có hắn giữ tợn. Hôm nay hắn liền muốn để chúng tinh điện người biết lợi hại. Tên thiên ma này hắc vụ bên trong đại thiên ma, không ngừng hiện ra, chính là điên cuồng cắn xé hướng cái kia bốn đạo vũ khí. Tầng tầng lớp lớp thiên ma đem bốn đạo vũ khí tê liệt, lại tê liệt. Có thể cái này bốn đạo vô tức cũng không được dễ dàng, bốn đạo vũ khí đột nhiên lại liên hợp lại cùng nhau, bọn họ cũng bắt đầu lớn mạnh. Đầy trời bên trong, liền gặp màu xám vũ khí cùng hắc sắc ma khí lăn lộn lao nhanh, ai cũng không làm gì được người nào. Thiên ma vòng xoáy, trầm mặc nhiên trong tay pháp quyết liền bóp. Thiên ma chi khí trên không trung cấp tốc hình thành to lớn lốc xoáy. Tổ vu lại hiện ra, cái kia bốn đạo vũ khí bỗng nhiên cũng liền hình thành to lớn vu tộc cự nhân, người khổng lồ này đứng yên đứng thẳng, lại là không ngớt ma lốc xoáy cũng đem hắn đều thu nạp không đi vào. Chúng tinh điện xếp hạng thứ hai thiên vương tinh điện, bốn đại cao thủ đều xuất hiện, đây là đối trầm mặc nhiên tuyệt đối coi trọng. Nhưng dưới mắt, bốn người bọn họ cùng trầm mặc nhiên một người đánh nhau, lại như cũng bị áp chế tại hạ trong gió. Cái này cũng liền để vu hiền chấn kinh, cái này mới tứ đế từng cái thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng, nghe giận cả người. Mà trầm mặc nhiên nổi nóng là... Hắn thế mà liền như thế bốn người đều thu thập không nổi. Lại là không biết, đối phương cũng là ngang dọc đã lâu đại kiêu, dưới mắt tâm lý đều tại thổ huyết. Đang khó phân thắng bại thời khắc, lại có hai vệt thần quang bay tới. Trầm Mặc Nhiên lập tức cảm giác được đây là địch nhân viện quân, cái này có thể cũng không phải hắn trợ thủ. Hắn cũng không có khả năng có trợ thủ. Trầm Mặc Nhiên có thể cảm giác được người đến thực lực bất phàm, hắn thầm nghĩ, không tốt, như vậy đánh xuống, tuyệt đối lấy không tốt. Trầm Mặc Nhiên thân thể lóe lên, tên thiên ma này lốc xoáy đột nhiên thì buộc thành một vệt ánh sáng, tiếp lấy thì hóa thành thiên ma khải giáp mạc ở Trầm Mặc Nhiên trên thân. Trầm Mặc Nhiên cấp tốc hướng tòa thánh điện kia chỗ bay đi. Bốn đạo vũ khí lập tức hóa thành hình người, liền tại phía trước ngăn cản. Tổ Vu biến hóa quyền, Thái thượng thiên Vu trường, Vu thần ấn, Quỷ Vu tay, tứ đại thiên Vu cao thủ đem tự thân công lực thôi vận đến cực hạn, pháp lực hùng hồn vô cùng thiên vu chi khí cuồn cuộn hùng vĩ. Âm âm, trầm mặc nhiên tay năm tay mười. Thiên ma quyền ấn, hắn trong nháy mắt liên tục đánh ra bốn đạo quyền ấn. rầm dầm rầm, màu đen thiên ma quyền ấn trên không trung lôi ra thật dài tàn ảnh, trong không khí, gợn sóng dập dờn, mấy cái cỗ khí lưu đụng vào nhau, tuôn ra vô số vết nước tới. Trầm mặc nhiên liên tiếp bốn quyền đều muốn đối phương trưởng lực hóa giải, đồng thời, người hắn đã rời đi vòng vây, trong nháy mắt thì bay ra ngoài ngàn mét tứ đại thiên vu lập tức liền muốn trước đuổi bắt ngay vào lúc này cái kia hai đạo thần ảnh đến đây cấp tốc hóa thành hình người vu điện chủ chứa có lại truy vu hiền nao nao hắn nhìn hướng phía sau người đến đối phương lại là hải vương tinh điện điện chủ a xá lợi a xá lợi cùng con của hắn a bỏ phu cùng nhau đến đây vu hiền nghi hoặc nhìn về phía a xá lợi nói ra đối phương mắt thấy là phải trốn vào ma tộc cảnh nội nếu là cùng ma tộc hợp tác chúng ta lại muốn nắm người khó hơn nhà khó a à, xá lợi người lại muốn ta chớ đuổi đây là ý gì vu hiền nói càng về sau ngữ khí cũng không tính tốt a à, xá lợi nghiêm mặt nói ra đây là tinh chủ mệnh lệnh ta chỉ là đến đây truyền đạt tinh chủ vu hiền không khỏi nghi hoặc a à, xá lợi nói ra tinh chủ có lệnh nếu như tu la đại đế trầm mặc nhiên lựa chọn tiến về ma tộc tìm kiếm che chở cái kia cũng không cần lại truy lâm phong cũng không cần bắt việc này cũng không đề cập tới nữa vì cái gì vu hiền cực kỳ không hiểu ta cũng không biết vì cái gì a à, xá lợi nói ra ngươi như thực sự hiếu kỳ có thể tự mình tiến đến hỏi thăm tinh chủ a à, xá lợi sau đó liền nói lời nói đã đưa đến vu điện chủ nếu ngươi không tin có thể đi trở về hỏi ý tinh chủ nhưng ngươi như lại tự tiện xuất thủ tự gánh lấy hậu quả sau đó a à xá lợi thì đối với nhi tử a bỏ phu nói ra chúng ta đi hai người này đến nhanh đi càng nhanh phu Hiền tại trên không trung do dự nửa ngày hắn thủy chung cũng nghĩ không ra nhưng bây giờ đã tinh chủ đã hạ lệch, hắn cũng không dễ nói thêm gì nữa lập tức nói chúng ta cũng đi phu Hiền trở lại tinh nhất điện về sau trước tiên cũng là tiến đến hỏi ý tinh chủ tinh chủ cũng là chưa tức giận hắn nói ra bổn tỏa có bổn tỏa An bài Thiên Châu bên trong Bây giờ Đại Khang cùng trời ao các hợp tác, chính là nhất đại mắc sự tình. Bổn tỏa còn không nguyện ý quá sớm đem chiến sự kéo ra, mà Trầm Mặc Nhiên đi cùng ma tộc hợp tác, ma tộc cùng Đại Khang ở giữa sẽ hình thành đối lập mặt. Lâm Phong bất quá là một cái bình thường thiên mệnh người, hắn thực sự bắt không đến, cũng không phải là chuyện đại sự gì, việc này tuy nhiên không phải bổn tỏa tại bố cục, nhưng cái này cờ đã đi đến nước này, liền muốn dựa theo có lợi đến, hiểu chưa? Vu Hiền bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, tinh chủ anh minh là thuộc hạng ngu dốt. tốt, người đi xuống đi. tinh chủ nói ra, la quân cùng kiều ngưng đến tây côn lôn, tây côn lôn vẫn là như cũ. có điều la quân tại tây côn lôn trưởng giáo lăng hảo vũ nơi đó nghe được một kiện có chút ngoài ý muốn sự tình. cái kia chính là trần lăng tiền bối thê tử nhà nhi già trẻ toàn bộ dọn đi, bọn họ đem đến yến kinh, từ quốc gia bí mật cơ quan cung cấp toàn diện bảo hộ. trần lăng chính là quốc gia công thần cho nên dưới mắt, phía trên lão lãnh đạo đều rất lợi hại nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ Tây Côn Lôn bên trong, không thể so với tại Yến Kinh An toàn sao? Là quân nghi hoặc hỏi Lăng Hảo Vũ. Lăng Hảo Vũ đắng chát cười một tiếng, nói ra, vô lượng sát kiếp buông xuống, Tây Côn Lôn bên trong, cũng lớn khái khả năng tại sát kiếp bên trong. Các nàng đều là thế tục phàm nhân, vẫn là xa cách chúng ta an toàn nhất. Là quân nào nào, sau đó cũng cảm thấy Lăng Hạo Vũ nói tới không phải không có lý. Sau đó, La Quân cũng không nhiều lời, liền cùng Kiều Ngưng tiến về mật thất bên trong. Cái kia trong mật thất trận pháp tự nhiên vẫn còn, Kiều Ngưng thi triển huyền công mở ra trận pháp. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng chạm nhập pháp trong trận. Cái kia trận pháp kim sắc quang mang lóa mắt vô cùng. Mắt thấy, tại quang mang này càng phát ra lóa mắt thời điểm, đột nhiên toàn bộ trận pháp đều là chấn động lòng đất bát quái trận bàn đột nhiên thì vỡ tan chỗ có quang mang cũng liền theo biến mất kiều ngưng sắc mặt lập tức biến rất là khó coi la quân cũng có chút không hiểu hắn cũng không có thi pháp cho nên đối với trận pháp biến hóa cũng không mẫn cảm một bên lăng hạo vũ thấy thế càng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại làm sao hắn hỏi la quân cũng hỏi tình huống như thế nào kiều ngưng trầm mặc một cái chớp mắt theo rồi nói ra đối phương đem truyền tống trận hủy đi La Quân cùng Lăng Hảo Vũ đồng thời bị kinh ngạc. Đối phương là ai? Đối phương là Hoàng thượng a. Hoàng thượng rõ ràng cảm giác được trận pháp tại khởi động, lại ở thời điểm này đem trận pháp hủy diệt đi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hoàng thượng không muốn để cho La Quân cùng Kiều Ngưng trở về. Đây là tại phát ra minh sắc cự tuyệt ý tứ. Rất lợi hại hiển nhiên, Hoàng thượng đã biết một ít chuyện. Hắn cũng biết, La Quân đi qua sẽ đem đại phiền toái dẫn đi. Cho nên hắn cự tuyệt La Quân. Kiều Ngưng không nói thêm gì, nàng chỉ nói là nói, chúng ta đi thôi, Đại Khang không dùng trông cậy vào. La Quân liền cũng liền gật gật đầu, nói ra tốt. Trong mây, La Quân ngồi tại Kiều Ngưng đại bằng kim xí nguyên thần phía trên. Kiều Ngưng sắc mặt vẫn luôn rất khó coi, cái này bên trong còn có khổ sở. Nàng trong lòng có đoán hoàng thượng xem như thần tượng thức nhân vật đến sùng bái nhưng cái này thần tượng liên tục chỗ làm sự tình để cho nàng cảm thấy ban đầu tới vẫn là nàng quá ngây thơ. Rời đi hoàng thành trước đó, xanh tím áo theo kiều ngưng nói chuyện một lần. Một lần kia nội dung, nàng không có nói cho La Quân. La Quân về sau bát quái hỏi, nàng cũng là không có nói. Lần kia nội dung thì là có liên quan như lai like áo cả xa sự tình, xanh tím áo nói thẳng ra. Xanh tím áo ý là, nàng muốn để kiều ngưng biết rõ nói ra chân tướng không phải vậy lời nói, vạn nhất là quân không rõ nội tình, về sau gặp phải Lan Đình Ngọc, còn tưởng là hảo huynh đệ, vậy coi như có đầy đủ xấu hổ. Cho nên, đây là xanh tím áo nói cho Kiều Ngưng mục đích, nhưng nàng tạm thời cũng không muốn nói rõ, giết lạc ninh người cũng là Lan Đình Ngọc. Lúc đó cho La Quân gia tăng tự dưng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tại xanh tím áo trong miệng, Hoàng thượng là sớm biết đây hết thảy. Kiều Ngưng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là lựa chọn lý giải Hoàng thượng dù sao lúc ấy la quân còn quá yếu ớt giấu diếm là đối la quân có lợi như vậy dưới mắt đâu dưới mắt la quân lâm vào tuyệt cảnh cái kia chúng tinh điện là la quân có thể chống lại sao đừng nói la quân không thể chống đối chính là cho bất luận một vị nào đại thần thông giả cái kia lực lượng một người đều là không thể nào chống lại nhưng chính là như vậy hoàng thượng vẫn là chặt đứt truyền tống trận không lưu tình chút nào chặt đứt truyền tống trận nếu nói đây là đối la quân một loại khảo nghiệm kiều ngưng chỉ có thể cười lạnh một tiếng loại này khảo nghiệm không cần cũng được cái này nơi đó là đang khảo nghiệm la quân đây rõ ràng cũng là thấy chết không cứu kiều ngưng cái này không có gì la quân nhịn không được an ủi kiều ngưng hắn nói ra hoàng thượng có hoàng thượng cân nhắc hắn phải chịu trách nhiệm là toàn bộ đại khang tự nhiên cũng không thể xử trí theo cảm tính kiều ngưng nhìn về phía la quân nói ra người thì không thất vọng đau khổ Việc này lớn, là quân nói ra trong lòng ta thất vọng thật có, nhưng thất vọng đau khổ chưa nói tới. Ta đối đại khang lại có ân, nhưng làm ta cho người ta mang đến tai họa ngập đầu thời điểm, người khác không giúp đỡ, cái này là có thể lý giải. Đó cũng không phải nói một chuyện nhỏ, cùng một điểm ân huệ, đem chọn cái đại khang kéo vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ, cái này vốn là cũng không phải hành vi quân tử. Kiều ngưng sửng sốt, nàng vạn vạn không nghĩ đến, là quân lại là nghĩ như vậy cái này một cái chớp mắt nàng đột nhiên lại tỉnh ngộ lại đúng vậy a à, đây mới thực sự là la quân là la quân nhân tính điểm nhấp nháy là hắn mị lực vị trí hắn như không phải như vậy la quân lúc trước như thế nào lại đem duy nhất thần đan cho mình cứu mạng đây hắn như không phải như vậy la quân chính mình như thế nào lại như thế nào lại kiều ngưng sau đó đôi mắt thấp rũ xuống nàng cũng không muốn nói thêm cái gì đại khang hoàng thành trong ngự thư phòng xanh tím áo quyết định muốn rời khỏi hoàng thượng nói ra quốc sư là muốn đi tìm kiếm la quân xanh tím áo gật gật đầu hoàng thượng nói ra cái này cũng không sáng suốt xanh tím áo con người sáng ngời mà thanh thịnh nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng nói ra ngươi là người đánh cờ ngươi cần lý trí đánh cờ mà ta không phải cho nên ta đại khái có thể cảm tính một số hoàng thượng nói ra chặt đứt truyền tống trận quốc sư tâm lý nhưng có trách ta đây là ta đồng ý, sao là trách ngươi câu chuyện. Chúng ta là nên cho la quân tuyệt đối sữa. Xanh tím áo nói ra. Hoàng thượng nói ra, nhưng quốc sư ngươi lần này đi, chẳng phải là lại phải đi tìm hắn. Xanh tím áo nói ra, chúng tinh điện cường đại đến trầm mặc nhiên nhân vật như vậy đều muốn tìm kiếm che chở, ta cuối cùng không quá yên tâm la quân. Người có quan sát cục diện, người có thể lạnh lùng cự tuyệt hắn, cái này ta hiểu, hiểu ngươi hết thảy sở tác sở vi cũng là bởi vì, người đối La Quân không có bằng hữu tình nghĩa. Nhưng ta khác biệt, ta tại nhìn chung đến đại cục bên ngoài, còn muốn nhìn chung đến ta cùng La Quân bằng hữu tình nghĩa. Hoàng thượng nói ra, người biết người mình còn có một kiếp tại thân, lần này đi liền coi như là ứng kiếp. Xanh tím áo nói ra, nếu là trên người của ta kiếp, tựa như một khỏa khối u, cũng không thể một mực nuôi, sớm đi đoạn, sớm đi nhẹ nhõm. Hoàng thượng trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, hắn nói ra, quốc sư, ngươi là quan của tuyệt kim nhân vật. Dư thừa lời nói, ta nói cũng vô dụng, đã ngươi đã làm quyết định, vậy ta cũng không dễ nói thêm cái gì. Ngươi muốn đi, ta có thể lại an bài cho ngươi truyền tống trận. Làm phiền, xanh tím áo nói ra. Thái dương thần điện điện chủ gọi là Apollo, người coi là thần vương. Thần vương Apollo, thần vương lần này tự mình mang theo thủ hạ 12 mặt trời bắt la quân. La quân bất quá là cửu trọng thiên sơ kỳ, thế mà Lao động Thái Dương Thần Điện Thần Vương xuất thủ, liền xem như bị bắt được, cái kia La quân cũng đã là rất lợi hại quang vinh. Apollo nhìn chừng 30 tuổi, rất là tuổi trẻ, hắn nhiều năm đều là mặc lấy ô kim sắc áo choàng, cũng là nhiều năm mắt không biểu tình, tựa như là không có bất kỳ cái gì cảm tình một dạng. Tại Apollo thủ hạ, 12 mặt trời bên trong mạnh nhất gọi là Huyền Âm. Huyền Âm nhìn càng là tuổi trẻ, mới 20 tuổi hắn một thân áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Mặt khác, 12 mặt trời bên trong duy nhất nữ tính làm theo gọi là huyền tuyết, huyền tuyết băng tuyết ngọc thanh, lạnh lùng ít nói. Toàn bộ Thái Dương thần điện phong cách đều là lạnh lùng, này cũng có chút cô phụ bọn họ Thái Dương tên. Lúc này, thần vương Apollo chỉ huy 12 mặt trời đến thế giới bao la. Từ sao hỏa đến địa cầu thế giới bao la, trong lúc này có cho cự đại truyền tống trận pháp trận pháp này là cùng chúng tinh điện năng lượng cường đại đoàn làm gốc ngọn nguồn phát xạ. Ngay cả như vậy, chính là dùng truyền tống trận, cũng cần 10 cái địa cầu giờ mới có thể tới địa cầu. Tại Thái Sơn chi đỉnh bên trên, đây là lúc sáng sớm, tiên nắng ban mai vung chiếu vào núi non trùng điệp thiên sơn bên trên, thúy bình phong trướng, vân vụ như có như không, đây là Thái Sơn vân hải vẻ đẹp. Thần vương ngạo mà đứng. Phía sau hắn 12 mặt trời cung kính đứng đấy, cũng là không nói một lời sau một hồi khá lâu thần vương nói ra huyền tịnh một tên gọi là huyền tịnh mặt trời lập tức tiến lên một bộ nói đệ tử tại thần vương nói ra người quan sát được cái gì huyền tịnh nói ra hồi sư tôn đệ tử quan sát được thuộc về la quân cùng kiều ngưng vi mô phân tử trải rộng hoa hạ thực sự không cách nào khẳng định một cái kia mới là bọn họ bản tôn cho nên nói căn bản là có thể khóa chặt bọn họ người ngay tại hoa hạ quốc bên trong đúng không Thần vương nói ra. Không sai, huyền tịnh hồi đáp. Thần vương lại hô một người, nói, huyền ninh. Đệ tử tại lại một tên mặt trời đứng ra. Thần vương nói ra, đem la quân thế giới bao la quan hệ cha thế nào. Huyền ninh nói ra, đệ tử cha có ba ngày, nhưng thu hoạch không lớn. Tựa hồ hắn rất nhiều dấu vết đều đã bị người tận lực xóa đi. Sau cùng chỉ có thể tra được, liên quan tới là quân sự tình, có thể là hoa hạ quốc triều đình cũng tham dự vào, Thần Vương nói ra, nói cách khác, cùng quốc an có liên quan. Hoa hạ quốc an chính là bí mật cơ cấu, phụ trách rất nhiều tình báo sự tình, cũng tự ý điệp báo sự tình. Bọn họ đã tham dự, liền khẳng định nhận biết La Quân. Đã La Quân tại Hoa hạ quốc nội, cái kia liền có thể thông qua quốc an đến tìm kiếm bọn họ. Sư Tôn Anh Minh, Huyền Ninh nói ra. Lúc này, Huyền Âm nói ra, Sư Tôn, vậy kế tiếp chúng ta là muốn đi tìm Yến Kinh tìm quốc an sao? Thần Vương nói ra Yến Kinh nơi này bây giờ người ta cũng không thể đi vì cái gì Huyền Âm rất là không hiểu Thần Vương nói ra Yến Kinh chi địa theo vô lượng sát kiếp bắt đầu nơi đó từ trường trở nên phá lệ mãnh liệt công lực càng cao người đi càng là dễ dàng gây nên tự thiêu riêng là người ta những người này trên thân thiếu địa cầu khói lửa liền càng là vì Yến Kinh chỗ không cho cái kia Yến Kinh chính là quan gia thủ đô có tổ long chi khí thủ hộ. Không đến quốc vận suy yếu thời điểm, chúng thần cũng muốn tránh lui. Huyền âm bọn người nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ. Huyền âm nói ra, cái kia ý của sư tôn, dưới mắt chúng ta lại nên như thế nào? Thần vương nói ra, quốc an tại hoa hạ các nơi đều có phần chi, tìm tới chi nhánh, dẫn xà xuất động, chầm chậm mưu toan. Vâng, sư tôn, Thái Dương thần điện người hành động rất nhanh, lại lại ba ngày sau đó, bọn họ đã đem quốc an một số trọng yếu nhân viên dẫn xuất lại thông qua khống chế những thứ này trọng yếu nhân viên, bắt đầu sử dụng quốc an mạng lưới tình báo tìm tòi La Quân cùng Kiều Ngưng tồn tại. La Quân cùng Kiều Ngưng hành tung cũng không dễ dàng tìm tới, bởi vì La Quân cũng nghĩ đến tại thế giới bao la bên trong, nếu như đối phương dùng thế giới bao la thường quy phương pháp tìm đến tìm, vậy mình vẫn là có khả năng tiết lộ tung tích nguy hiểm. Cho nên hắn buổi tối vào ở đều là tại phòng bị tu di bên trong, giao thông đều là lựa chọn nguyên thần phi hành. Trên cơ bản, không tiếp tục thế giới bao la lưu lại bất kỳ tin tức gì. Bao quát điện thoại di động cũng một mực ở vào tắt máy trạng thái. La Quân không có đi tìm Trầm Mặc Nồng, lúc này, hắn cũng không muốn cho Trầm Mặc Nồng gia tăng phiền phức. Về phần Tiểu Long, La Quân cũng đã câu thông không đến Tiểu Long. Đại khái là bởi vì giao diện cách trở đi, và lại, coi như cảm ứng được. Tiểu Long cũng có thể không có bản lãnh đột phá giao diện tới. Đối với Đại Khang, La quân cùng Kiều Ngưng tạm thời thì không nghĩ tới đi mất đi Đại Khang che chở như vậy La quân cùng Kiều Ngưng đi Thiên Châu tình cảnh sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm mà lúc này Thái Dương Thần Điện người làm sáu tiểu đội đang tìm kiếm La quân cùng Kiều Ngưng tung tích La quân cùng Kiều Ngưng lúc đầu tại khu vực thành thị một chỗ khách sạn năm sao mái nhà ở tại trên lầu chót bọn họ đem phòng bị tu di ném ở nơi nào sau đó liền ở tại phòng bị tu di bên trong cái này coi là thật cũng coi là thần không biết quỷ không hay. Mà cùng lúc đó, tối hôm đó 10 điểm, Huyền Tuyết cùng Huyền Ninh truy tung đến khách sạn 5 sao bên trong. Đây là sơ xuân mùa vụ, Huyền Tuyết bên trong mặc quần dài trắng, bên ngoài bộ đồ áo lông, dạng này cũng mới không lộ vẻ kinh hãi thế tục. Huyền Ninh cũng lưu người hiện đại kiểu tóc, mặc một thân áo khoác màu đen, còn đeo lên kính dâm. Huyền Tuyết rất đẹp, cũng rất lạnh, lạnh đến khiến người ta không dám tới gần. Huyền Ninh càng là cao ngạo, hai người này tiến vào khách sạn đại sảnh về sau, lập tức lại hướng nơi thang máy đi đến. Ngay tại vừa rồi, bọn họ khóa chặt lại đi cửa hàng giá rẻ mua đồ la quân. Lúc này lại là lần theo không trung lưu lại một tia vi rượu mùi vị đến tìm kiếm. Rất nhanh, Huyền Tuyết cùng Huyền Ninh liền đến đến khách sạn 5 sao trên sân thượng. Cái kia trên sân thượng lúc này không có một ai, cảnh ban đêm rất sâu, trăng sáng sao thưa, lạnh sâu lộ nặng. Huyền Tuyết cùng Huyền Ninh cảm giác được mùi vị chính là cứ thế biến mất, hai người không khỏi nổi lên nghi ngờ, bọn họ nhìn chăm chú liếc một chút, đều là không hiểu. Nhưng hai người này cũng không nhụt chí, liền tại cái này bốn phía chú ý lên dấu vết để lại tới. Huyền Ninh nói ra, "Sư muội, mùi vị ở chỗ này đột nhiên thì đoạt, không có bay đi dấu vết, chỉ sợ bọn họ ngay ở chỗ này." Yến Kinh làm hoa hạ quốc đô, vị trí chi vi diệu là thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên tử chi đô, tổ long chi khí vần quanh, đối ở hiện tại Yến Kinh chỗ sinh ra biến hóa, là quân cùng Kiều Ngưng là không biết. Cùng hai người bọn họ tu vi đi Yến Kinh, đại khái cũng không quá cảm giác ra không giống nhau tới. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết, thực bỏ chạy Yến Kinh, cái kia ngược lại là một cái tuyệt diệu chỗ. Trên cơ bản cũng là liền tinh chủ đều không cần đáng sợ. Dưới mắt La Quân, làm sao đều sẽ không nghĩ tới, chạy trốn tới Yến Kinh liền sẽ không có việc gì hắn là tuyệt không muốn đi tai họa Yến Kinh, Yến Kinh chính là thủ đô, ở nơi đó phát sinh bất luận cái gì chuyện nhỏ đều có thể bị người có quyết tâm phóng đại thành đại sự, từ đó để hoa hạ tại trên quốc tế đưa tới dư luận vòng xoáy. Lúc này, là quân cùng Kiều Ngưng thì trốn ở phòng bị tu di bên trong. Làm huyền ninh cùng huyền tuyết còn không có xuất hiện lúc, hai người liền đã cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng là lúc này, hai người đào tẩu ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng bại lộ hành tung. Cho nên, bọn họ lựa chọn thì trốn ở phòng bị tu di bên trong hai người ngược lại cần phải may mắn lần này đuổi theo cũng không phải là trưởng quản như sao đồ huyền tịnh bởi vì huyền tịnh một khi đến là hắn có thể thông qua như sao đồ phát hiện vi mô phân tử huyền ninh cùng huyền tuyết ở trên sân thượng lên ngốc hồi lâu cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì sau đó hai người liền rời đi hiện trường la quân cùng kiều ngưng cảm giác được hai người này rời đi kiều ngưng cùng la quân nguyên thần chuyển ý nói ra, có phải hay không là vờ tha để bắt thật, chờ lấy chúng ta xuất hiện. Đi, La Quân nói ra. Ừm, Kiều Ngưng không khỏi không hiểu. La Quân nói ra, ta đoán chừng bọn họ là thủ ở một bên, hơn nữa còn sẽ thông báo cho còn lại cao thủ đến đây. Bọn họ đã có thể tìm tìm tới nơi này, vậy chính là có bọn họ thủ đoạn đặc thù. Chúng ta như tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy thì thật là muốn tìm chết. Kiều Ngưng không khỏi trong lòng run lên nàng tự nhiên là tin tưởng La Quân ý thức nguy cơ, bình thường tại nguy hiểm thời điểm, La là Quân làm ra phán đoán đều rất lợi hại chính xác. Ta trốn, ngươi trốn ở phòng bị tu di bên trong. Kiều Ngưng nói ra, khó mà làm được, chúng ta chung cùng tiến lùi. La Quân nói ra, Kiều Ngưng nói ra, ngươi tránh ở bên trong, ta mang theo ngươi, chúng ta cũng có thể ra bất ngờ. La Quân nói ra, không có phiền toái như vậy, chúng ta đem bọn hắn dẫn vào trong rừng cây. Nếu như có thể hất ra, tự nhiên tốt nhất, nếu như thoát không nổi, liền đem bọn hắn giết, không phải vậy lời nói, về sau hội phiền toái hơn. Giết, Kiều Ngưng nao nao. La Quân nói ra, thế nào, hiện tại chúng ta không nên có cái này hào khí sao? Kiều Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng có thể cảm giác được La Quân từ khi đến Cửu Trọng Thiên về sau, hắn lòng tự tin thật là đủ rất nhiều. Kiều Ngưng ngay sau đó không nói thêm lời. Nàng và La Quân lập tức ra phòng bị tu di. Sau đó, Kiều Ngưng tế ra đại bằng kim xí nguyên thần. Hai người cấp tốc nhảy đến nguyên thần trên thân, cái kia đại bằng kim xí nguyên thần dương cánh, cấp tốc bay ra ngoài. La Quân cùng Kiều Ngưng ở trong trời đêm, gần thành một đầu tàn ảnh, mà lại cấp tốc liền tiến vào đến trong tầng mây, tầng mây kia bên trong tuy nhiên không khí mỏng manh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hai người. Mà tại phổ thông người dân trong tầm mắt, bọn họ nhìn thấy đại khái giống như một đạo sao băng hiện lên tình cảnh đi. Cái kia huyền ninh cùng huyền tuyết vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hai người thấy thế biến sắc, lập tức đuổi theo. Bọn họ thật là khẳng định là quân cùng kiều ngưng sử dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng ở phụ cận đây. Cho nên bọn họ cũng không nóng nảy, liền muốn lấy đem huyền tịnh sư huynh kêu đến, sử dụng cái kia tinh thần đồ tìm đến tìm ra hai người này. Cô rê quân là ai, hắn cho tới bây giờ đều là thợ săn, thợ săn giác quan thứ 6 cực nhạy cảm, lập tức liền phát giác được không ổn, sau đó liền sớm chạy. Huyền Ninh cùng Huyền Tuyết khó khăn truy tung đến cái này tung tích địch, nơi đó lại có thể khoan nhượng La Quân bọn họ lần nữa đào thoát đâu, sau đó cấp tốc lại đuổi theo. Một trước một sau, tựa như lưu tinh Cản Nguyệt. La Quân trên không trung hướng về sau nhìn, liền gặp cái kia Huyền Ninh cùng Huyền Nguyệt cưỡi một đầu thần tuấn Chu Tước Nguyên thần đuổi tới, Chu Tước Nguyên thần toàn thân dục hỏa, nhanh như thiểm điện. Những nơi đi qua, đốt cháy tầng mây, lưu lại cuồn cuộn sóng nhiệt. Ngược gió tật phá. Là quân vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, bọn họ trợ thủ hội căn cứ bọn họ tỏa độ chạy tới, cho nên chúng ta trốn thời gian càng dài ngược lại càng trở nên không ổn. Kiều Ngưng nói ra, người định làm gì? Là quân nói ra, nhìn cái kia phía trước có một rừng cây, ngay tại trong rừng cây giải quyết. Kiều Ngưng cũng không chậm trễ, nói ra, tốt hai người lập tức tìm hạ giới đi la quân không muốn tại khách sạn nơi đó sinh ra xung đột hắn biết rõ như vậy pháp lực pha chạm sẽ cho hoa hạ lưu lại rất nhiều hậu di chứng nếu để cho dân chúng trông thấy không khỏi lại sinh ra rất nhiều dư thừa phiền phức cho nên la quân muốn đem bọn hắn dẫn vào vào trong rừng cây đó là một mảnh rừng cây rậm rạp trong rừng cây hạt xương sâu nặng một chút đi không bao lâu la quân cùng kiều ngưng quần áo đều bị đánh ẩm ướt trong rừng cây một vùng tăm tối kiều ngưng thu nguyên thần nàng cùng la quân lập tức ở trong rừng cây long xà xoay quanh cấp tốc phong tao tẩu vị ý đổ né tránh huyền ninh cùng huyền tuyết truy tung huyền ninh cùng huyền tuyết e sợ cho mất dấu nơi đó chịu buông lỏng lập tức liền chặn đi qua la quân muốn chính là cái này hiệu quả hắn thật sợ hai người này thì canh giữ ở rừng cây trên không không xuống hai người này không giết lời nói la quân biết bọn họ liền sẽ như như giỏi trong xương một giặc một mực theo sát, sau đó dẫn tới càng ngày càng nhiều địch nhân. Cái kia đối với La Quân cùng Kiều Ngưng tới nói là chí mạng. Đây là La Quân bên này lo lắng. Mà Huyền Ninh cùng Huyền Tuyết là trăm cây nghìn đắng đuổi kịp La Quân đường dây này, hai người sợ có một chút sơ suất, đạo đưa bọn họ thật đào tẩu, cho nên bọn họ càng thêm không giữ được bình tĩnh. Sau đó, Huyền Ninh cùng Huyền Tuyết lúc này rốt cuộc cùng La Quân cùng Kiều Ngưng chính thức chạm mặt. Song Phương tại hắc ám trong rừng cây đối diện lẫn nhau mà đứng. Huyền Ninh chính là Cửu Trọng Thiên trung kỳ tu vi, Huyền Tuyết chính là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tu vi. La Quân là Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, Kiều Ngưng là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Trận chiến đấu này, nhìn La Quân bên này cũng không thuộc về yếu thế. Bởi vì La Quân bên này thế nhưng là pháp bảo hung mạnh a. Động thủ, La Quân đột nhiên chợt quát một tiếng. Hắn lúc này vậy nhưng thật gọi một cái nghiêm túc a không có cách, khí đủ. Là quần dương một tay lên, lập tức liền là tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Ngàn đạo kiếm quang hung hãn bạo phát đi ra, đen nghịt hướng phía cái kia huyền ninh cùng huyền tuyết oanh sát mà đi. Lần này liền mang công kích hai cái A. Tiểu hòa tử lòng tin 10 phần. Kiều ngưng càng là trực tiếp, nàng đầu tiên là tế ra thái cổ long bi. Thái cổ long bi thì hướng huyền tuyết chân áp tới, mà lại theo sát lấy, thượng cổ lôi phù cũng thi triển đi ra. Huyền Ninh cùng Huyền Tuyết nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ còn dự định giảng lên mấy câu, trì hoãn chút thời gian. Nào biết cái này hai hàng như vậy trực tiếp, một câu không nói thì đánh. Huyền Ninh cùng Huyền Tuyết dù sao cũng không phải dễ dàng, tuy nhiên ngay từ đầu có chút mộng, nhưng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chu Tước Nguyên Thần, nhập ta trận đồ. Huyền Tuyết phản ứng nhanh nhất, nàng mang theo Huyền Ninh bạo lui ra ngoài, đồng thời trong tay tế ra pháp bảo chu tiên trận đồ đến cái kia chu tiên trận đồ lập tức triển khai, cái này chu tiên trận đồ bên trong có rét lạnh thiết huyết trận pháp, trong trận pháp treo bốn chiếc kiếm. Cái này bốn chiếc kiếm chính là chu tiên tứ kiếm. Cái này chu tiên tứ kiếm chính là huyền tuyết từ một giới khác mặt không gian, tên là bất chu thần sơn bên trong tìm được. Chu tiên tứ kiếm, phân biệt là chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, sát tiên kiếm, diệt tiên kiếm. Bốn chiếc kiếm đều là lợi hại phi phàm. Cái kia chu tước nguyên thần vào tới trận đồ bên trong, lập tức đốt cháy ra ngọn lửa hừng hực nhất diễm tới. Oanh một tiếng, cái kia Chu Tiên Tứ kiếm đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Bốn đạo màu sắc khác nhau kiếm mang rời núi lấp biển oanh sát mà ra, khí thế hùng hồn, sát ý càng là chảm thần diệt Phật, quần ma tránh lui. Ầm ầm, là quần kiếm quang bao quát thái cổ long bi đều bị cái này bốn đạo kiếm khí chém vỡ nát phi phi thái cổ long bi tại cường đại như vậy đánh giết dưới chỉ kém không có phân mảnh. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, cấp tốc thu hồi Thái Cổ Long Bi. Mà La Quân tạo hóa kiếm quyết cũng liền bị phá. Cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm Bốn nói kiếm khí tung hoành sen kẽ, hung hãn hướng phía La Quân cùng Kiều Ngưng tập sát mà đến. Hảo lợi hại pháp bảo, La Quân cùng Kiều Ngưng đồng thời bị kinh ngạc. Hai người ứng biến cũng là rất nhanh, La Quân đem cái kia phòng bị tu di cầm ra. Kiều Ngưng cấp tốc trốn vào phòng bị tu di bên trong, sau đó, là quân đem phòng bị tu di vận kình bắn ra. Hắn đánh phương hướng là bên trái, cái phương hướng này cũng không phải là Chu Tiên Tứ Kiếm công sát phương hướng. Chu Tiên Tứ Kiếm công kích chính là lần theo la quân cùng Kiều Ngưng khí tức, Kiều Ngưng trốn vào đến phòng bị tu di bên trong, như vậy nàng tức giận hơi thở cũng liền theo biến mất. Sau đó la quân liền thành Chu Tiên Tứ Kiếm mục tiêu công kích. Đây là một cái rất bé nhỏ động tác, Huyền Ninh cùng Huyền Tuyết liền gặp Kiều Ngưng đột nhiên không thấy, Tại Chu Tiên Tứ kiếm công giết tới thời điểm, là quân địa sát chi tinh cấp tốc ở trước mặt hắn hình thành thật dày băng tường. Lốp ba lốp bốp, Chu Tiên Tứ kiếm bốn đạo kiếm khí công sát tại trên tường băng, oanh một tiếng, cái này bốn đạo kiếm khí cường hãn vô cùng, lập tức liền đem la quân băng tường tan rã. Huyền Tuyết chính là cửu trọng thiên đỉnh phong, Chu Tiên Tứ kiếm chính là tuyệt thế pháp bảo. Nàng giờ phút này toàn lực thi pháp, là quân vô luận như thế nào cũng là ngăn không được Huyền Tuyết hắc, là quân lập tức hiểm điện lui lại, nhưng hắn lui lại tốc độ thủy chung là so ra kém chu tiên tứ kiếm, loại này tránh né căn bản là rất lợi hại phí công. Huyền Ninh ở một bên có chút mộng, còn không biết làm sao xuất thủ đây. Hắn thậm chí không nhìn được muốn nhắc nhở sư tỷ, sư tỷ, chúng ta là muốn bắt sông A. Cũng chính là vào lúc này, oanh một tiếng. Cái kia thượng cổ lôi phù lôi trì, cái này quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đồng thời mãnh liệt pha chạm hướng huyền tuyết lần này biến cố người phần đột nhiên cùng vội vàng không kịp chuẩn bị. Huyền tuyết không khỏi thất sắc, huyền ninh lập tức vì huyền tuyết tới. Bởi vì huyền tuyết toàn bộ lực lượng cùng tinh thần lực đều chú ý tại chu tiên kiếm trận phía trên. Cái kia lôi chỉ mãnh liệt đánh tới, khí thế rộng rãi, mà lại là từ khía cạnh đánh tới. Huyền ninh một chút vọt đến huyền tuyết trước mặt, hắn vận đủ toàn bộ pháp lực, đồng thời tế ra pháp khí chiếu thiên ấn. Cái kia chiếu thiên ấn vốn là như một phương bút mặc nghiên mực, thuần thể màu đen, đột nhiên tăng vọt vô số lần, tựa như một tòa nhà tiểu sơn đem lôi trì ngăn trở. ầm ầm lôi trì cùng chiếu thiên ấn hung hăng đụng vào nhau. Lại đụng, kiều ngưng không chút khách khí, lại liên tục vận lôi trì va đập tới. Cái này va chạm cũng là ba lần, ba lần về sau, chiếu thiên ấn phía trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, thứ sáu phía dưới về sau, chiếu thiên ấn hoàn toàn vỡ nát. Kiều ngưng hiện tại cũng là mười phần bạo lực nữ thần thứ bảy phía dưới thời điểm, Huyền Ninh ngăn cản không nổi. Audio điện tử võ tấn bền. La Quân tại đối mặt Chu Tiên tứ kiếm thời điểm, cũng là ngăn cản không nổi. Bất quá hắn còn có vương bài, cái kia chính là chiến nô. Tại La Quân nguy hiểm nhất thời điểm, chiến nô từ bác nhìn một thân long văn khải giáp, cầm trong tay long văn thần kiếm đột nhiên thì chạy giết ra tới. Chiến nô chính là tầng 10 pháp lực hóa thành chiến đấu lực, toàn thân hắn lấp phải màu hoàng kim càng là lợi hại vô cùng. Chiến nô trùng sát sau khi đi ra, hắn như một vệt cầu vồng sông phá chu tiên tứ kiếm quấn quanh, sau đó thiểm điện đi vào huyền tuyết trước mặt. Long văn kiếm ra, nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Một kiếm kia phong mang không gì sánh kịp, cứ như vậy xuất hiện tại huyền tuyết trước mặt. Huyền tuyết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lạnh thấu xương sát ý mãnh liệt tập giết tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyền tuyết thân thể tật lui ra ngoài, sau đó lại đem chu tiên trận đồ tế ra đi. Cái kia chu tiên trận đồ bên trong, liệt hỏa hừng hực. Trong nháy mắt, bốn đạo chu tiên kiếm khí hướng chiến nô ép giết tới. Chu tiên trận đồ đem chiến nô hút vào trận đồ bên trong, cái kia liệt hỏa bên trong, bốn đạo kiếm khí quy vị, điên cuồng rảo sát chiến nô. Chiến nô thân ở bên trong, hắn hai mắt huyết hồng, liều lĩnh huy kiếm loạn trảm. Lốp ba lốp bốp, oanh một tiếng, toàn bộ chu tiên trận đồ đột nhiên thì vỡ ra. Lại là bị chiến nô sinh sinh tê liệt, mà chiến nô lại là một chút sự tình đều không có. Huyền tuyết không khỏi thất sắc, chiến nô lại hướng nàng liên tục xuất kiếm. Kia kiếm quang hung mãnh vô cùng, lại là liều lĩnh chém tới huyền tuyết. Huyền tuyết bỗng nhiên làm vung tay lên, chính là thi triển ra một chiêu tiểu mê tàng thuật đến. Chiến nô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn đột nhiên thì xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. La quân cùng chiến nô tâm ý tương thông, hắn lập tức liền phát giác được chiến nô khốn cảnh, hừ, trò vặt đã. Là quân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mãnh liệt vừa mở mắt. Nhất thời, chiến nô trước mắt mê tàng thì bị phá ra. Huyền tuyết chu tiên trận đồ bị hủy, giờ phút này lại đứng trước chiến nô như thế một cái sát thần, không khỏi cực kỳ đau đầu. Đi, huyền tuyết trong nháy mắt liền vô luyến chiến chi tâm, nàng đại khái là thật không nghĩ tới, cái này là quân bên này thực lực lại là như vậy hùng hậu. Huyền tuyết không lo được huyền ninh, nàng đột nhiên thì đạp vào nàng tuyết liên nguyên thần, hướng không trung cực tốc bay đi. Là quân nơi đó có thể chứa huyền tuyết đào tẩu, hắn cũng lập tức tế ra hắc liên ngai vàng, thiểm điện truy giết tới. Chiến nô cũng sẽ không bay, sau đó lập tức ngược lại thẳng hướng huyền ninh. Huyền ninh lúc này vừa lúc bị lôi chỉ đụng chúng, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Chiến nô càng không khách khí, một kiếm liền đem Huyền Ninh đầu lâu chảm bay ra ngoài. Huyền Ninh chết thảm tại chỗ. Huyền Tuyết trên không trung thấy thế, không khỏi buồn giận đan sen. Lúc này vừa vặn La Quân đuổi theo. Huyền Tuyết giận quá, nàng lệ quát một tiếng muốn chết. Đột nhiên thì hướng La Quân đánh ra nhất trưởng. Chỉ là trường lực còn chưa hoàn toàn đánh ra tới. La Quân đã thi triển ra đại la tiên đằng. Cái kia đại la tiên đằng trong nháy mắt mọc ra vô số lục dây leo đem Huyền Tuyết quấn quanh huyền tuyết đang chờ dãy ruộng la quân lại tế ra một dạng sự vật hắc ám mạn đồ la đây là xanh tím áo cho la quân pháp bảo cái kia màu đen tiểu liên hoa dần hiện ra tia sáng kỳ dị đột nhiên liền đem huyền tuyết nuốt không tiến vào cùng lúc đó la quân cũng tại thiểm điện ở giữa thu hồi đại la tiên đằng kiều ngưng cũng thu hồi pháp khí một trận hai người đánh phối hợp mà ăn ý mà lại cũng thắng được rất là xinh đẹp nhưng la quân cùng kiều ngưng cũng không dám khinh thường La quân cùng kiều ngưng tụ hợp, hắn dương dương trong tay màu đen mạn Đô la, nói ra, mặc dù là đem nữ nhân này cho vây khốn, nhưng là bọn họ nhưng vẫn là có thể tra được nàng tung tích. Tổng nhốt cũng không phải chuyện này, hình chiếu vang chạy trốn. Kiều ngưng mắt nhìn hắc ám mạn đồ la, nàng cũng cảm giác đến đau đầu. Bóng tối này mạn đồ la thế nhưng là thượng đẳng pháp bảo, la quân có thể không nỡ vứt bỏ. Nhưng là huyền tuyết ở bên trong, chẳng khác nào là cái máy định vị một dạng đem nàng phóng xuất chúng ta nhìn có thể hay không thừa dịp nàng đi ra lúc giết nàng thực sự không thể để cho nàng trốn là được kiều ngưng nói ra thời gian thì là sinh mệnh là quần cũng không dài dòng hắn lập tức liền đem huyền tuyết phóng xuất huyền tuyết đi ra một cái trước mắt kiều ngưng tế ra lôi điện kiếm đột nhiên một kiếm chém tới huyền tuyết huyền tuyết thân hình tung bay xảo diệu tránh đi kiều ngưng công kích huyền tuyết phản ứng rất lợi hại mở cấp tốc tế ra tuyết liên nguyên thần bay ra ngoài La Quân nhất trưởng thì khác ở Huyền Tuyết trên lưng, Huyền Tuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng nàng tốc độ ngược lại càng nhanh, lập tức liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không cần truy, La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta một trưởng này ta rất lợi hại có chừng mực, nàng ngũ tạng vỡ vụn, tuyệt không có sinh cơ. Thì nhìn nàng có hay không tạo hóa, làm cho nguyên thần bất diệt. Huyền Tuyết dạng này cao thủ, tuy nhiên cũng có nguyên thần. Nhưng là nếu như thân thể vừa chết, pháp lực tiêu tán như vậy nguyên thần cũng sẽ cùng theo tử vong thân thể mãi mãi cũng là cao thủ nhóm cực để ý chỗ có thể vứt bỏ thân thể phần lớn đều là chuyên chú tu luyện thần hồn những quỷ tiên đó mà pháp lực những cao thủ hiển nhiên là không được la quân cùng kiều ngưng sau đó cấp tốc liền rời đi hiện trường huyền tuyết là bị huyền âm mang theo đi gặp thần vương thần vương một mực đợi tại thái sơn tri đình chờ càng nhiều tin tức hai mặt trời đều cùng hắn duy trì một loại nào đó kỳ diệu liên lạc. Huyền Ninh bỏ mình, Huyền Tuyết thụ thương, những thần vương này đều là biết được, thế nhưng là Huyền Ninh chết quá nhanh, Huyền Tuyết thụ thương cũng nhanh. Các loại thần vương muốn chạy tới thời điểm, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Cho nên thần vương lập tức hạ lệnh để Huyền Âm đem Huyền Tuyết mang về. Trong bóng đêm, Thái Sơn thượng vân biển như có như không, trên trời có sao lốm đốm đầy trời. Huyền Âm sắc mặt vô cùng nóng nảy, Hắn mang theo Huyền Tuyết đến đây, Huyền Tuyết vừa rơi xuống đất thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt nàng trắng bệch tới cực điểm. "Sư tôn, cầu ngài nhanh cứu tiểu sư muội." Huyền Âm quỳ xuống cầu khẩn. Thần Vương cũng không nhiều lời, chính hắn đệ tử, như thế nào lại không đau lòng đây? Thần Vương sắc mặt âm trầm, hắn ngồi xổm người xuống, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hạt giống, sau đó, viên này hạt giống đút tới Huyền Tuyết miệng bên trong viên này hạt giống có vô hạn sinh cơ, cấp tốc trải rộng huyền tuyết ngũ tạng lục phủ. Huyền tuyết ngũ tạng lục phủ lập tức bắt đầu tiến hóa, tu bổ, đồng thời bài xuất không ít tụ huyết. Những thứ này tụ huyết cũng sẽ không tại huyền tuyết trong thân thể trầm tích, mà chính là bị huyền tuyết đề khí, trực tiếp một miệng phun ra tới. Huyền âm ở một bên nhìn lấy huyền tuyết không ngừng thổ huyết, tâm hắn đau lại phẫn hận. Sau một hồi khá lâu, huyền tuyết rốt cục sắc mặt khôi phục bình thường nàng thương thế thế mà thì như vậy khỏi hẳn. Huyền tuyết lập tức quỳ xuống, nói ra, nhiều tạ ơn sư tôn. Thần vương từ tốn nói, đứng lên đi. Huyền tuyết cũng biết, vừa rồi sư tôn cứu mình, chính là vận dụng cực tôn quý hỗn nguyên nhất khí đan, loại đan dược này là chân chính người chết sống lại, mọc lại thân thể. Liền xem như thần vương cũng không có bao nhiêu mai. Căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia là quân bất quá là cửu trọng thiên sơ kỳ, kiều ngưng cũng chỉ là cửu trọng thiên đỉnh phong. Thần Vương hỏi Huyền Tuyết, người cùng Huyền Ninh sửa chữa là còn tại bọn họ phía trên dùng cái gì thua thảm hại như vậy, nhanh như vậy. Huyền Tuyết lại tiếp tục quỳ xuống nói ra đệ tử vô năng, còn mời sư tôn trách phạt. Huyền Âm lập tức nói sư tôn cái kia là quân mệnh số khác biệt, liền từ bác nhìn dạng này cao thủ đều bị bọn họ giết. Sư muội cùng Huyền Ninh sư đệ thất bại cũng không ít kỳ a. À. Thần Vương nhìn một chút Huyền Âm, hắn không để ý đến Huyền Âm mà là nhằm vào huyền tuyết nói ra, người đem lúc ấy tình huống thật tốt nói một chút. Vâng, sư tôn, huyền tuyết nói ra. Huyền tuyết đem hết thảy sau khi nói xong, thần vương sắc mặt biến càng thêm khó coi, thế mà đem từ bác nhìn luyện hóa thành chiến nô. Thần vương sau khi nói xong, trong mắt ẩn chứa người bên ngoài khó có thể phát giác nộ khí. Huyền tuyết nói ra, đệ tử Chu Tiên trận đồ lúc đầu đối chiến cái kia là quân chính là vững vàng chiếm thượng phong, thế nào biết hắn đột nhiên tế ra từ bác nhìn sư thúc tôn này chiến nô. Đệ tử Chu Tiên trận đồ cũng bị chiến nô chỗ hủy. Có điều, huyền tuyết bỗng nhiên nói ra, đệ tử tại cái kia là quân tiểu tặc hắc sắc liên hoa pháp khí bên trong một huyết dịch, dưới mắt đệ tử biết bọn họ người ở phương nào. Lập tức xuất phát, toàn lực bắt, thần vương trong mắt tách ra vô cùng hàn quang tới. Huyền âm cũng là trong mắt nở rộ tinh quang, huyền tuyết càng là có nói không nên lời hận ý, dưới mắt chính là rửa sạch sỉ nhục cùng báo thù thời điểm. Hỏng bét, La Quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao? Kiều Ngưng không hiểu. Hai người chính trên không trung bay nhanh, La Quân nói ra, ta hắc ám mạn đồ la bên trong có chút không đúng, ta vừa rồi không có cẩn thận phát giác, hiện tại phát hiện ở trong đó thế mà một nữ nhân kia máu tươi. Kiều Ngưng cũng là bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta lập tức đem biến mất hắn ngay lập tức đem hắc ám mạn đồ la để vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi qua hỗn độn chi khí gột rửa cái kia máu tươi bị bôi đến không còn một mảnh nếu là cái này nữ nhân đã chết thế thì không có gì nếu là không chết hiện tại chỉ sợ đã muốn đuổi tới la quân lo lắng nói ra đến la quân nhìn thấy chân trời có mấy đạo thần quang đang túng tới cái này quả nhiên là sợ cái gì đến cái gì La Quân cùng Kiều Ngưng lập tức độn hạ giới đi, bởi vì không biết đến bao nhiêu cao thủ, cho nên La Quân giờ phút này cũng không dám tùy tiện ứng chiến. Thần Vương lần này lại là tự mình xuất thủ, hắn mang theo huyền ninh, huyền tuyết, huyền âm còn có huyền tịnh một đường truy sát mà đến. La Quân cùng Kiều Ngưng trốn trong rừng cây, hai người tại trong rừng cây rất nhanh liền bắt chút chim chóc, còn có côn trùng, rắn, cấp tốc đem dấu ấn tinh thần chôn vào trong. Sau đó rừng cây này bên trong, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều liên quan tới la quân cùng kiều ngưng vi mô phân tử. Huyền tịnh không nguyên cớ lớn, hắn liên tục chỉ huy mấy lần, sau cùng huyền âm cùng huyền tuyết đi bắt, đều là bắt chút chim chóc cùng rắn giết trở về. La quân cùng kiều ngưng đã cảm nhận được bọn họ đều đi tới nơi này tòa rừng cây, sau đó ngay tại trong rừng cây bắt càng nhiều chim chóc rắn giết đến che đậy huyền tịnh tinh thần đồ. Phía trước là một khối đầm lầy, cái kia đầm lầy bên trong bốc lên mùi hôi ngâm một chút. Lúc này, huyền tịnh mang theo huyền tuyết đi tới nơi này đầm lầy trước cái này trong ao đầm có thuộc về bọn hắn vi mô phân tử tồn tại huyền tịnh nói với huyền tuyết huyền tuyết mắt nhìn nàng có chút chịu không được loại này mùi thối nói ra đoán chừng là lại đem dấu ấn tinh thần để vào đến rắn rét trên thân coi không vừa mắt luôn không khả năng bọn họ người hội tránh tại cái này mặt a à. huyền tịnh nói ra là không thể nào nhưng hai người đột nhiên run lên huyền tuyết nói ra có thể hay không, thật ở bên trong. Bởi vì cái này dễ dàng nhất bị chúng ta coi nhẹ. Huyền Tịnh nói ra, có khả năng. Huyền Tuyết nói ra, người sư huynh kia thì nhờ ngươi, ngươi dùng pháp lực hướng bên trong thăm dò vào truy tra. Huyền Tịnh có chút buồn bực, cho dù là dùng pháp lực thăm dò vào đi vào, vậy cũng sẽ để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn a. À. Đó là một loại sẽ cho người toàn thân nổi da gà, dùng mình cảm giác a. À. Có thể Huyền Tịnh cũng không dễ nói thêm cái gì loại chuyện lặt phạt này nhi hắn cũng không thể từ chối cho sư muội tới làm huyền tịnh tại đầm lầy trước do dự nửa ngày chi rồi nói ra sư muội muốn không phải là quên đi huyền tuyết nói ra có thể nếu bọn họ thật sự là núp ở bên trong đâu chúng ta tìm lâu như vậy chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc huyền tịnh bất đắc dĩ hắn nói ra vậy được rồi sau đó huyền tịnh liền thi triển pháp lực thăm dò vào đi vào hắn biểu lộ thống khổ tới cực điểm về sau, huyền tịnh toàn thân dùng mình một cái, sau đó liền thu hồi pháp lực. Bên trong là một con rắn, huyền tịnh rất lợi hại khẳng định nói với huyền tuyết. Tốt, vậy chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm, huyền tuyết nói ra. Huyền tịnh cùng huyền tuyết rất nhanh liền rời đi đầm lầy, cái kia trong vùng đầm lầy, chỉ chốc lát về sau, đại bằng kim sĩ sí nguyên thần đem một con rắn cầm ra tới. Cái kia đại bằng kim sĩ sí nguyên thần dùng miệng một mài, liền từ rắn trong bụng tạc ra một cái phòng bị tu di tới. La Quân cùng Kiều Ngưng lộ ra lại chính là trốn ở phòng bị tu di bên trong. Đây là La Quân tìm cách, trước cho cái này con đại xà gieo xuống dấu ấn tinh thần. Sau đó hắn cùng Kiều Ngưng trốn đến phòng bị tu di bên trong, lại để cho đại bằng kim sĩ sí nguyên thần đem bọn hắn nhét vào rắn trong bụng. Tiếp theo, đại bằng kim sĩ sí nguyên thần cũng trốn vào phòng bị tu di bên trong đi. Đại bằng kim sĩ sí nguyên thần tụ tán vô thường, cho nên cũng không thụ cái này rất nhiều hạn chế nhưng giống la quân cùng kiều ngưng nếu là trốn vào đến trong giới chỉ về sau bọn họ thì không cách nào lại di chuyển giới chỉ pháp lực cũng vô pháp đem phòng bị tu di cầm lên loại này nguyên lý tựa như là mình ngồi ở một cái trong chậu vậy mình khẳng định không cách nào đem cái chậu cầm lên kiều ngưng gặp lừa qua huyền tuyết các nàng nàng không khỏi hơi khẽ thở phào một cái đồng thời cũng bội phục la quân cơ chí nếu như chỉ là đơn thuần trốn đến trong vùng đầm lầy cái kia lần liền coi như là thảm Chúng tinh điện đến xin La Quân đi là làm cái gì, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng không đi biết được. Nhưng dưới mắt, La Quân liền giết Huyền Ninh cùng từ bác nhìn dạng này cao thủ, lẫn nhau cửu oán là đã một mực kết xuống. Như vậy La Quân lại đi chúng tinh điện, có thể muốn gặp, cái kia là tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Hừng đông về sau, thần vương một đoàn người tại trong rừng cây tìm khắp, lại là vẫn không có tìm tới La Quân cùng Kiều Ngưng tung tích tia nắng ban mai vung chiếu vào cánh rừng cây này bên trong cánh rừng cây này thực là tứ xuyên khu vực rừng cây mà lại so góc vắng vẻ bên trong có rất đậm khí độc có nhiều chỗ khí độc tràn ngập ánh sáng mặt trời cũng vô pháp đem tan ra nhưng những thứ này khí độc lại là đối thần vương những người này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thần vương yên tĩnh đứng vững phía sau hắn là ủ rũ huyền âm huyền tuyết huyền tịnh đã đến còn không hiện thân thần vương đột nhiên lạnh quát lên huyền tuyết huyền âm cùng huyền tịnh lại là ngẩn ngơ không hiểu sư tôn là ý gì trong rừng cây kia đột nhiên thì truyền đến tiếng xào sạc thanh âm chỉ chốc lát về sau một đạo tử sắc bóng dáng xuất hiện sau đó mọi người liền trông thấy áo tím mỹ nữ tư thái yêu nhã mà thong dong xuất hiện ở trước mặt mọi người người đến không là người khác lại chính là lam tử y lam tử y là tìm đến la quân nàng căn cứ hắc ám mạn đồ la một đường tìm tới nhưng nói là trong lòng như có lửa đốt lam tử y còn ở lại chỗ này trong rừng cây cảm giác được có không ít cao thủ tồn tại nàng đoạn đường này tìm kiếm la quân lại không nghĩ rằng còn không tìm được la quân ngược lại bị thần vương phát hiện ra trước cái này thần vương như là đã quát lớn đi ra lam tử y tự nhiên không có dấu đầu lộ đuôi đạo lý nàng như không ra hoặc là đào tẩu ngược lại nhắm chúng đám người này truy sát cái kia trên mặt mũi càng là không dễ nhìn lam tử y hạng gì người tâm cao khí ngạo như thế nào lại đáng sợ thần vương cái này người liên can? Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thần vương ánh mắt sắc bén nhìn gần Lam Tử Y. Lam Tử Y nhìn thần vương liếc một chút, nàng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi quản ta là người như thế nào, ta muốn xuất hiện ở đây, còn cần ngươi cho phép hay sao? Núi này là ngươi, ngươi đang tìm người, đang tìm La Quân đúng hay không? Thần vương trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Lam Tử Y nói ra, đúng làm sao ngươi muốn như thế nào vậy rất tốt thần vương nói ra vậy liền làm phiền ngươi đem hắn tìm ra lam tử y nói ra cô nãi nãi hiện tại không muốn tìm ngươi người này tặc nghi thử nhãn thế mà còn dám theo cô nãi nãi ra lệnh tới 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 cô nãi nãi nhìn xem ngươi đến có bản lãnh gì thần vương nói ra cũng tốt không đem ngươi bắt ngươi lúc đó ngoan ngoãn nghe lời lam tử y cười lạnh một tiếng nói ra bằng ngươi cũng xứng. Ngay vào lúc này, trong rừng cây lại truyền tới thanh âm. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, Kiều Ngưng cùng La Quân đi ra. Áo tím, chúng ta tới giúp ngươi, La Quân cùng Kiều Ngưng nói ra. Lam tử y không khỏi sướng sờ, nàng có chút im lặng, xong La Quân cùng Kiều Ngưng nói ra, các ngươi đến xem náo nhiệt gì. La Quân cái này một cái chớp mắt trong lòng là cảm động vô cùng, hắn trong lòng ngực hâm nóng, nước mắt chỉ kém không có đến rơi xuống. Mặc kệ người khác như thế nào, làm Tử Y lại là mãi mãi cũng hội trước tiên tới cứu mình. La Quân liền nói ra, ta cùng ngươi sinh tử cùng tiến thối. Làm Tử Y có chút im lặng, nói ra, ta coi như đánh không lại mấy người kia, cũng có thể đào tẩu, các ngươi đến, không phải cho ta thêm phiền sao. La Quân liền có chút không cam lòng, nói ra, má, Lam Tử Y, ta cùng Kiều Ngưng đã xưa đâu bằng nay cái kia tầng 10 trung kỳ từ bác nhìn còn có bọn họ bên này một người đệ tử, đều bị ta cùng kiều ngưng giải quyết. Cũng là nữ tử này hắn chỉ chỉ huyền tuyết, nói ra, đều kém chút bị ta nhất trưởng đánh chết, không tin ngươi hỏi ngươi nàng. Huyền tuyết chỉ kém không có lại lần nữa thổ huyết. Làm tử y không khỏi muốn cười, lúc này, gia hỏa này còn muốn hay không làm như vậy. Làm tử y trong lòng là thật lo lắng là quân cùng kiều ngưng ứng phó không được huyền âm ba người này riêng là cái này huyền âm tu vi, cũng đã là tầng 10 trung kỳ, cực khó có thể đối phó. Liền xem như nàng ứng đối, cũng cần một số thủ đoạn. Tốt, thần vương lại không nhiều lời, hắn nói với huyền âm, la quân bên người nữ tử kia ngươi có thể giết chết, toàn lực đem la quân bắt, không thể sai sót. Vâng, sư tôn, huyền âm nói ra. Sau đó, thần vương liền nói với Lam Tử Y, tiếp chiêu đi. Hắn vừa dứt lời âm, liền là xuất thủ chỉ gặp hắn giơ tay lên, màu đen ống tay áo đột nhiên vô hạn biến lớn, liền đem Lam Tử Y bao phủ lại. Chiều này ống tay áo càn khôn sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem đối thủ khóa vào đến tụ trung càn khôn tới. Lam Tử Y cảm thấy được chính mình trong nháy mắt rơi vào đến vô biên hắc ám bên trong, mà lại trong bóng tối sát cơ cút cút. Cái này ống tay áo chính là mềm tơ vàng chế tác, mềm dẻo vô cùng, mặc cho thuật pháp đao kiếm cường công, cũng có thể bị ống tay áo tự động đem kình lực tiết mở bao nhiêu cao thủ đều là bị thần vương một chiêu này ống tay áo càn khôn cho khóa lại trí tử làm tử y cấp tốc hai tay kết thiên thủ ấn trong mắt nàng tuôn ra tinh quang bất hủ thai tàng thần công thấy rõ lập tức từng tia từng tia hỏa diễm nghìn đạo vạn đạo bật lên mà ra trong nháy mắt liền đem chọn cái ống tay áo bốc cháy lên cái kia thần vương bị kinh ngạc lập tức lui lại tiếp lấy ống tay áo liền vung liền mới đưa ngọn lửa kia dập tắt Lam tử y tiến lên trước một bước, chính là bất hủ chân không ấn thi triển đi ra. Lập tức, thần vương bị bốn tôn thần linh vây lại. Đủ mọi màu sắc quang mang, cuồn cuộn như vũ trụ ảo nghĩa, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là tại nắm giữ. Tất cả lực lượng đều hướng thần vương đè ép tới, thần vương liền cảm giác chính mình như tại minh mông biển lớn bên trong khắp nơi đều là biển động đến bổ hắn cái này một chiếc thuyền đơn độc. Hảo lợi hại thủ ấn, thần vương tâm tư hoảng hốt một chút hắn lập tức tế ra một cái cờ xí tố sắc vân giới kỳ thần vương trong tay cờ xí liên tục vung vẩy cái kia khủng bố khí lưu tựa như bờ sông chảy vào biển đối thần vương không tạo được bất cứ thương tổn gì lam tử y bất hủ chân không ấn liền bị như vậy phá giải lam tử y cũng không nhụt trí tay vừa lộn liền thu hồi bất hủ chân không ấn lục căn thanh tịnh trúc lam tử y động thủ rất nhanh bắn ra một món pháp bảo pháp bảo này lục căn thanh tịnh trúc liền cấp tốc quấn quanh hướng thần vương. Thần vương lần nữa cùng tố sắc vân giới kỳ vung vẩy, thế mà liền trực tiếp đem lục căn thanh tịnh trúc mê hoặc, đồng thời bị thần vương thuận tay thu lục căn thanh tịnh trúc. Thần vương cười lạnh, đột nhiên cũng ra chiêu, hắn đột nhiên đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này gọi là quy vân trưởng. Vô cùng ảo nghĩa tụ tập, khí lưu lăn lột, bỗng nhiên ở giữa xuất trưởng, sắc bén vô song. Một trường này uy lực mới nhìn tựa hồ không được tốt lắm, nhưng trên thực tế lực sát thương có thể cho lam tử y trong nháy mắt nhận vĩnh hằng thương tổn chỉ là quy vân trưởng đánh ra lam tử y bỗng nhiên thì biến mất đây cũng là lam tử y thi triển ra bất hủ nguyên thân thân thể trở nên cùng con ruồi một kích cỡ tương đương lam tử y thân hình lóe lên đến thần vương sau bên cạnh thần vương tại lam tử y biến mất trong nháy mắt lập tức liền bắt được lam tử y thân hình hắn e sợ cho có trá không kịp nghĩ nhiều lập tức liền cùng tố sắc vân giới kỳ vung ra. Oanh! Tố sắc vân giới kỳ bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nó lực lượng khiến người ta không thể nào chống cự. Vung lên ở giữa, tựa như thiên đạo hạ chỉ, từ trường kịch liệt biến hóa, toàn bộ chờ đợi tố sắc vân giới kỳ điều khiển. Đây cũng là thần vương vì cái gì bằng vào tố sắc vân giới kỳ liền có thể phá bất hủ chân không ấn, còn có lục căn thanh tịnh trúc nguyên nhân. Cái kia tố sắc vân giới kỳ vung đến, một cỗ nhân quân chi khí đem Lam Tử Y bao phủ ở. Hắc, Lam Tử Y bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nàng thân thể đột nhiên biến lớn. Tiếp theo, ngũ sắc thần quang đột nhiên xuất hiện. Cái kia ngũ sắc thần quang vừa xuất hiện, thần vương liền cảm giác trong tay buông lỏng, Tố sắc vân giới kỳ thế mà liền bị Lam Tử Y cho thu đi qua. Lúc này, thần vương rốt cục thất sắc. Lam Tử Y thu Tố sắc vân giới kỳ, tiếp lấy trở tay đánh ra nhất trưởng. Bất hủ thần trưởng quy vân trưởng, thần vương cũng lập tức đánh ra nhất trưởng. Hai người trưởng lực trong nháy mắt chạm vào nhau cùng một chỗ, cái này hai cỗ trưởng lực trên không chung lốp ba lốp bốp chém giết, được không kịch liệt. Sau cùng, hai cỗ trưởng lực đồng thời trừ khử ở vô hình. Thần vương sắc mặt nghiêm túc lên, hắn cái này mới chính thức chú ý tới, trước mắt nữ tử này tu vi tuyệt không kém chính mình a. À. Thần vương lúc này cũng không hàm hồ nữa, hắn bắt đầu vận đủ toàn thân pháp lực, đồng thời tế ra một kiện pháp khí tới hồng hoang thần ấn lam tử y gặp cái kia pháp khí không khỏi thất sắc thần vương pháp tướng trang nghiêm hắn pháp lực phồng lên toàn thân quần áo phần phật bay múa người nữ tử này cực kỳ lợi hại rất tốt bản vương đã có thật nhiều năm không có thi triển qua lục cực hồng hoang đạo thuật pháp đến hôm nay ngươi may mắn nếm thử đây là ngươi vinh hạnh hồng hoang thần ấn cũng là nhất tôn chiếc đỉnh cổ màu đen nhưng bên trong chiếc đỉnh cổ có núi có bờ sông có sa mạc chờ chút tô này chiếc đỉnh cổ màu đen bên trong thì ẩn chứa hồng hoang thời đại tinh khí thần lục cực hồng hoang đạo làm tử y nghe vậy sắc mặt nàng cũng là biến làm tử y đều muốn biến sắc thuật pháp nghe đồn rằng lục cực hồng hoang đạo chính là hồng hoang thời đại luân hồi lục đạo mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa cùng lực lượng làm lục đạo hợp nhất thời điểm lực lượng hội gia tăng gấp trăm lần dạng này thuật pháp một khi thi triển đi ra thiên địa thất sắc Lam tử y cũng không thể không ngưng trọng, nàng tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng dưới mắt nhìn thấy dạng này thuật pháp, cũng là hãi hùng khiếp vía. Trong một chớp mắt, cái kia hồng hoang bên trong chiếc đỉnh cổ tách ra kim sắc vũ khí, sương mù cuồn cuộn, cấp tốc đem cái này một mảng lớn rừng rậm tràn ngập. Nhanh chóng lui ra, huyền âm chờ người gặp chiến trận này, đã tới không kịp cùng la quân bọn họ đi đấu pháp. Huyền âm ba người lập tức thối lui, la quân cùng kiều ngưng đều là ngẩn ngơ, Lam tử y cũng quát, lập tức rút đi. Cái này lục cực hồng hoang đạo tất cả tinh khí thần đều khóa chặt Lam tử y, cho nên lúc này ai cũng có thể đi, nhưng Lam tử y đi không. La quân còn muốn hỗ trợ, Kiều Ngưng kéo một phát La quân, nói ra, chúng ta sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu đi. Nói xong, Kiều Ngưng lôi kéo La quân bay đến bên trên bầu trời. Khác để bọn hắn đào tẩu, huyền âm lập tức mang huyền tịnh cùng huyền tuyết đuổi theo chủ yếu chiến trường tự nhiên vẫn là Lam Tử Y cùng thần vương ở giữa. Cái kia kim sắc vũ khí bừng bừng mà ra, trong sương mù như có như không lấy như hải thị thận lâu một vật, có sa mạc, có sông núi, có thành trì, có dòng sông, còn có một số thượng cổ chi thần, dã nhân các loại. Sau đó, đều cánh rừng đều sinh ra biến hóa. Lam Tử Y bốn phía chính là một mảnh hồng hoang chiến trường, song phương chiến trận chém giết, máu chảy thành sông. Thiên đạo, nhân đạo, thần đạo, tiên đạo, quỷ đạo, yêu đạo. Lục đạo toàn bộ xuất hiện, thiên đạo hình thành một đạo sấm sét. Nhân đạo chính là từ vô số thương sinh tín ngưỡng hình thành một cỗ kiếm khí màu trắng. Thần đạo chính là một nói kiếm khí màu vàng óng. Tiên đạo chính là một đạo kiếm khí màu xám. Quỷ đạo chính là kiếm khí màu đen. Yêu đạo chính là kiếm khí màu xanh lục. Đại biểu hồng hoang lục đạo lục đạo khí lưu xuất hiện, chúng nó làm sáu cái phương hướng, mỗi một thanh kiếm khí đều có ngàn mét dài trăm mét đến bao quát cái kia một cái chớp mắt ngang dọc khe rãnh bên trong thiên địa chỉ có hồng hoang lục đạo thiên đạo tại thượng quỷ đạo tại hạ nhân đạo thần đạo tiên đạo yêu đạo phân tứ phương thiên địa thất sắc âm dương biến hóa tất cả quy tắc đều xuất hiện tại lục cực hồng hoang đạo bên trong từ xưa đến nay tất cả quy tắc đều đã ẩn chứa tại cái này lục cực hồng hoang đạo bên trong mặc cho ngươi nữ tử này có gì loại thần thông, làm sao không chết, hôm nay đều muốn tại cái này lục cực hồng hoang đạo hạ đạo tiêu tan thân vẫn. Thần vương ở trên cao nhìn xuống, hắn trưởng khống hồng hoang thần đỉnh, liền thì như vậy coi thường nhìn lấy Lam Tử Y. Hắn muốn nhìn lấy cái này kinh tài tuyệt diễm nữ tử thì như vậy chết ở trong tay hắn. Chu sát một cái cao thủ như thế, tâm ý của hắn hội càng thêm thoải mái, cũng sẽ càng thêm viên mãn. Làm lục đạo hợp lực đánh giết Lam Tử Y lúc Lục Đạo hóa thành một đảo, cái kia chính là Lam Tử Y Tử Kỳ. Liên tại cái này lục đạo hướng Lam Tử Y đánh giết thời điểm, mặc kệ Lam Tử Y như thế nào tới, sáu cỗ lực lượng đều muốn thông qua Lam Tử Y cái này đầu mối then chốt hợp thành một cỗ lực lượng, sau đó tại Lam Tử Y trong thân thể nổ tung. Bốn phía đất đai bị cày ra hơn 10 mét rãnh sâu khe, cây cối tung bay nổ tung, cái này một mảnh rừng rậm tựa như là bị thảm thức oanh tạc qua. Lam Tử Y lúc này đang làm gì đấy? Nàng tại lục cực hồng hoang đạo xuất hiện thời điểm, cũng thi triển ra nàng trung cực tuyệt chiêu. Mỗi người đều sẽ có liều chết chi tuyệt chiêu, là quân còn có đại vận mệnh thuật đâu, chỉ bất quá hắn không thi triển ra được a. Làm tử y như thế nào lại không có đây? Tại cái này lục cực hồng hoang đạo dưới, liền xem như nàng dục hỏa trọng sinh cũng không có tác dụng. Bởi vì dục hỏa trọng sinh cũng là tại lục cực hồng hoang đạo quy tắc phía dưới A. Người cao hứng quá sớm, làm tử y cười lạnh một tiếng, cả người nàng đột nhiên phát sinh biến hóa trên thân cũng lửa cháy đến hỏa diễm cháy hừng hực dục hỏa phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện dục hỏa trọng sinh thần vương cười lạnh một tiếng nói ra đồng dạng phải chết nhưng là rất nhanh dục hỏa phượng hoàng lại xuất hiện biến hóa quý thứ năm dục hỏa phượng hoàng liên tục biến hóa sau cùng nàng liệt hỏa hình thành chín cái thái dương chín cái thái dương vây quanh dục hỏa phượng hoàng một cái một chiêu này chính là quý thứ năm. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, thiên địa chia làm năm quý. Theo thứ tự là xuân, hạ, thu, đông, làm quý thứ năm xuất hiện thời điểm, trên trời sẽ xuất hiện 10 cái thái dương. 10 cái thái dương đem thiên địa nướng vì than cốc, để chúng sinh diệt phong. Thần vương không khỏi thất sắc, hắn mặc dù là thái dương thần điện điện chủ, nhưng hắn cũng không phải thật thái dương. Cái này thái dương thần điện chính là là dựa vào thực lực cùng mệnh cách đến hàng, 12 mặt trời cũng là căn cứ Thái Dương thần điện chi mệnh cách đến thu đồ đệ. Nhưng thần vương thật là không phải Thái Dương A, cũng sẽ không liên quan tới Thái Dương thuật pháp. Nhưng là trước mắt nữ tử này thế mà thi triển ra cái này quý thứ năm thuật pháp. Cái kia một cái chớp mắt, đều cánh rừng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Buổi sáng mảnh rừng núi này bị hỏa quang in nhuộm, chân trời đều bị làm nổi bật đến đỏ rực. Cái kia là một bộ trói lọi hùng vĩ cảnh tượng lục cực hồng hoang đạo sau cùng rốt cuộc tại quý thứ năm thiêu đốt dưới sụp đổ